Lệ Khiết: Tôi vừa nghĩ ra một ý rất hay, chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm, thì tôi nhất định sẽ để cô sống yên ổn phần đời còn lại." Nụ cười của Lâm Vĩ càng lúc càng nham hiểm hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Khiết đợi câu trả lời. Lệ Khiết vừa nghe câu nói của hắn, thì cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng vẫn không thể hiện ra, vì cô không muốn hắn thấy mình mất kiểm soát. "Anh không nghĩ là tôi sẽ nói chuyện này cho Vân Trang biết sao?" Cô ta mà biết thì tôi nghĩ anh sẽ phải sống khổ sở để qua một tuần ăn chay đấy. Tôi cho cô 7 ngày để suy nghĩ, nếu như đồng ý theo địa chỉ trên đây đến tìm tôi. Còn nếu không thì hậu quả còn hơn mấy hôm trước nữa đấy. Vứt lại những tấm địa chỉ khách sạn đêm sau thì đi mất. Lệ khiết lúc này mới buông thả tất cả. Dòng nước ấm từ trong khóe mắt của cô chảy dài trên má. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Cô muốn khóc để với đi tất cả những gì xảy ra trong một tháng qua. Ngày hôm sau, cô lần theo địa chỉ nhà của An Du được ghi trong sổ nhật ký của ba mình, cộng với tờ giấy hẹn với tập đoàn Vương Thị. Đến biệt thự nơi anh ở để tìm anh, nhưng kết quả lại bằng không. Người làm không cho cô vào thì đã đành, đằng này sỉ nhục cô vì cách ăn mặc đơn giản. Lúc đi xa biệt thự, giọng nói khó chịu của lệ khiết vang lên. Các người đợi đi, sau này tôi mà trở thành thiếu phu nhân của Vương ra rồi, thì đừng trách tại sao tôi lại khó ăn khó ở khó chịu nhé ngoảnh mặt không thèm nhìn lại bắt taxi tới vương thị đến bà lệ tân và chào hỏi một chút chào cô tôi muốn gặp vương tổng không biết cô có thể thông báo giúp tôi hay không xin hỏi cô có giấy hẹn không nếu không thì qua bên kia ngồi chờ tôi có tôi có lấy trong túi ra tờ giấy hẹn đưa cho lệ tân xác nhận nhìn tờ giấy hẹn được ghi là không giới hạn thì lệ tân đã gọi thông báo cho thư ký riêng của an du xin chào thư ký kim có người muốn gặp vương tổng giấy hẹn là không giới hạn được ạ à? giấy hẹn không giới hạn, có nghĩa là tờ giấy đó sẽ mãi có hiệu lực chỉ khi mất đi mà thôi. Trước kia An Du cho ba cô là chu bảo tờ giấy hẹn này là vì ba cô và ba anh là bạn thân lâu năm được xem là tri kỷ của nhau. Ba anh không may qua đời từ sớm khi anh vừa tròn 7 tuổi. Mẹ anh, Đào Ánh Ngọc vừa gánh công việc ở công ty vừa thường xuyên đi công tác xa nhà. Thời gian cho anh cũng ít đi. Sau này, anh vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ anh lại giao toàn bộ tập đoàn Vương Thị cho anh còn về tờ giấy hẹn không giới hạn thì anh chỉ tiện tay cho chu bảo cũng không nghĩ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn này sang nhận thành công tờ giấy hẹn là thật lễ tân quay sang nói với cô tiểu thư cô qua kia đợi một lát thư ký kim sẽ xuống đón cô được cảm ơn cô đi đến ngồi xuống ghế quan sát xung quanh một chút rồi cầm điện thoại lên xem ảnh gia đình ba người dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô bà mẹ con nhất định sẽ lấy lại tất cả của chu ra còn sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt khi lừa dối con." Thư ký Kim theo lời dặn của An Du xuống sảnh để đón cô, nhìn thấy cô đang xem điện thoại, cậu đi tới ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chu tiểu thư, mời cô theo tôi lên gặp Vương tổng ạ." "À được." Theo sau thư ký Kim lên tầng 72, tầng này chỉ có một phòng làm việc của anh và phòng của thư ký Kim, ngoài ra không còn phòng nào nữa. Đến trước cửa phòng, có để bảng chủ tịch An Du, thư ký Kim đưa tay gõ cửa rồi nói vọng vào: "Vương tổng, Tôi đưa chú Tiểu Thư lên rồi ạ. Cho vào. Mở cửa bước vào, Lệ Khiết quan sát căn phòng rồi nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, quan sát cô từ lúc bước vào. Thư ký Kim để lại một câu rồi ra ngoài. Tôi ra ngoài làm việc trước đây. Thư ký Kim rời đi, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, ngột ngạt tới thở không được. An dù vẫn giữ nguyên tư thế quan sát Lệ Khiết, không có ý định muốn lên tiếng trước. Lệ Khiết có chịu với tình huống trước mặt? giọng nói trong trẻo vang lên. Vương Tổng không định mời tôi ngồi sao? Khách đến mà một câu cũng không nói là sao? An Du cảm thấy hứng thú với câu nói vừa rồi của Lệ Khiết, đưa tay ra hướng về sofa ý mời ngồi. Lệ Khiết cũng không phải loại con gái hay dễ ngại ngùng gì nên mời tim mình ngồi. Thế anh vẫn im lặng không lên tiếng, cô chỉ đành chủ động nói thẳng vấn đề chính. Tôi có chuyện muốn bàn với anh. Lúc này, An Du mới đi đến ngồi đối diện với cô, giọng nói nửa đùa nửa thật. Chu tiểu thư, có chuyện gì muốn bàn với tôi chứ? Tôi muốn kết hôn hợp đồng với anh, chỉ cần 3 năm, tôi với anh sẽ đường ai nấy đi. Ý muốn là gì thì cứ nói thẳng đi. Nghe được câu nói vừa ý, cô nhếch mép cười nhìn anh nói tiếp. Tôi muốn trong thời gian làm vợ chồng, anh phải giúp tôi lấy lại chu thị và chu gia. Đổi lại, anh muốn gì ở tôi cũng được. Kể cả sinh con sao? Không thành vấn đề. Anh giúp tôi lấy lại gia sản của ba tôi thì kể cả hai đứa tôi cũng đồng ý nhìn cô không trả lời như đang suy nghĩ gì đó cô không thể đoán được suy nghĩ của người đàn ông này an du gật nhẹ đầu rồi lên tiếng tôi đồng ý với em ngày mai em tới vương ra làm quen mẹ tôi cũng ở đó đồ dùng thì em soạn sẵn đi sẽ có người đến dọn chỉ được mang theo đồ cần thiết không cần đem đồ mặc làm gì tại sao chứ an du tôi không đủ tiền để mua đồ cho em mặc sao còn một chuyện tôi muốn nói lâm vĩ đưa tôi địa chỉ khách sạn đêm sau muốn tôi ngủ với hắn một đêm Muốn tôi giúp ư? Không giúp gì nhiều, chỉ cần anh cho người thay thế tôi là được. Được, không còn chuyện gì thì em có thể về, ngày mai cho người tới đón em. Hôm sau, trước tới 9 giờ đã có người đến nhà đập cửa âm âm, Lệ Khiết vẫn còn đang ngủ thì bị làm phiền. Bực bội đi ra cửa, xe mai dám phá giấc ngủ ngon lành vào buổi sáng của cô. Người đàn ông cao khoảng mét 7 cúi người chào. Chào chú Tiểu Thư, tôi theo lệnh của Vương Tổng đến thu dọn đồ để đón cô về Vương gia, tôi tên là Ai Nhạc. Đồ thì tôi thu xếp rồi, chỉ có một vali, các người đến nhiều như thế để làm gì? Nhìn dàn người phía sau ai nhạc mà chẳng biết nói gì. Cũng đâu phải dọn đồ cho những người có chức có quyền đâu, mà đi làm gì năm bảy người thế không biết. A nhạc nhìn theo hướng mắt lệ khiết mà gãy đầu, giọng gượng gạo lên tiếng. Tôi không biết, nhưng đây là ý của Vương Tổng, ngài ấy muốn đón Vương Thiếu Phụ Nhân phải thật long trọng. Vậy sao không nói với anh ta là đem kiệu tám người khiêng tới đón tôi, cho người khác trầm trồ luôn? Chuyện này cô đợi tôi một chút tôi gọi nói với vương tổng một tiếng ạ à. thôi thôi tôi chỉ nói đùa thôi không ngờ anh lại tưởng thật anh đợi tôi một chút đi lệ khiết quay vào trong sửa soạn lại tóc tai và thay đồ rồi cùng anh nhạc về vương ra lệ khiết ngồi trên xe suy nghĩ về người mẹ chồng tương lai cô cũng chẳng mong người mẹ chồng tốt với con dâu gì dù sao thì ba năm sau cô cũng sẽ rời đi xe đậu giữa sân thì đã có người đi ra đón tiếp Người đàn bà khoảng hơn 50 đi đến mở cửa xe, sau đó cúi người chào hỏi cô. Chào Vương Thiếu phụ nhân, tôi là Dì Lan, quản gia của Vương gia. Mời cô vào, phụ nhân đang đợi cô ở phòng khách ạ. À. Lệ Khiết muốn chào hỏi một tiếng, nhưng Dì Lan đã quay đi vào trong. Cô chỉ đành theo sau vào nhà. Phòng khách thật sự rất lớn. Đào Ánh Ngọc, mẹ của anh, đang ngồi ở sofa, quan sát đứa con dâu do con trai bà chọn. Lệ Khiết đi tới, lễ phép chào bà. Chào bác ạ. À. Còn tên Lệ Khiết là vợ của An Du Khuôn mặt nghiêm khắc của Đào Ánh Ngọc Làm cho Lệ Khiết lúng túng Nói ra cũng ngượng nghịu hẳn đi Bà thì đang muốn thử lòng con dâu tương lai này Nên mới to vẻ nghiêm khắc Chứ thật ra bà muốn con dâu đã lâu rồi Nhưng cứ hễ nhắc tới Thì An Du lại tránh như tránh tà Giọng nói nghiêm khắc của bà mẹ chồng khó tính Trong truyền thuyết đã nhập vào người bà Cô đến với con trai tôi vì mục đích gì? Tiên ư? Còn, con không... Tôi có thể cho cô một triệu để rời xa con trai tôi. Bác ơi, có phải bác hiểu lầm gì không ạ? À? Còn đến với anh ấy không đơn giản là tiền bạc, mà là con yêu anh ấy. Ứng ừ phó trước rồi tính sau, chứ nếu không, mình có thể bị bà ấy làm cho không biết đường mà chạy. Suy nghĩ lúc này của Lệ Khiết. Vậy hai triệu đô thì sao? Con thật sự không cần tiền đâu ạ. À? Bác muốn cấm cản bọn con, thì con sẽ tự nói với anh ấy vậy. Còn tiền thì con thật sự không cần. Đào Ánh Ngọc gật đầu mãn nguyện, đứa con dâu này bà chấm rồi chỉ có những người không ham mê tiền của mới xứng làm dâu của bà lời nói tiếp theo của đào ánh ngọc khiến cho cô phải đứng hình nếu đã không thể rời xa thì còn kêu bác làm gì gọi mẹ đi nào không kịp tiêu hóa lời nói của đào ánh ngọc lệ khiết chưa biết đứng nhìn mà chả dám lên tiếng đến khi ý thức được mới mở miệng gọi mẹ mẹ ngoan con dâu mau lại đây ngồi mẹ hỏi chút chuyện đi tới ngồi cạnh đào ánh ngọc Chẳng biết vì điều gì mà cô lại cảm thấy không hề xa lạ mà còn rất gần gũi, cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho cô. Phải chăng mẹ cô đã mất nên cô thèm khát được cảm nhận nó thêm? Đào Ánh Ngọc đưa tay cầm ly nước cam trên bàn, đưa cho cô rồi hỏi. Con không cần phải buồn về chuyện của ba mẹ, có mẹ và thằng Du bên cạnh con thì không cần phải lo gì cả. Mẹ biết ba của con sao? Tại sao lại không? Ba con là bạn tri kỷ của ba thằng bé hai con cũng có hôn ước chỉ là đã lâu không ai nhắc đến nhưng con không thấy mẹ trong ký ức của con chuyện đó xảy ra khi con chỉ mới có ba tuổi thì làm sao mà nhớ được an dù cũng chưa từng gặp con mà nhưng hai đứa tìm được nhau là cái duyên ở bên nhau là cái nợ mẹ mong con đừng rời bỏ nó như lời lúc nãy con nói hôn ước lệ khiết chưa từng nghe ba mình nhắc đến nhưng dù sao thì cũng nhờ an du cô mới có cơ hội để làm lại từ đầu nếu không thì đã bị Lâm Vĩ giày vò tới chết ở xó nào rồi. Ăn trưa xong, Đào Ánh Ngọc đưa Lệ Khiết tới trung tâm mua sắm theo lời dặn của An Du. Bà đi đến cửa hàng này tới cửa hàng khác, lựa cho cô nhiều đến nỗi mà phải chờ người chuyển đến nhà, quẹn muốn mòn cả chiếc thẻ. Lệ Khiết đi đến muốn ngăn bà lại, nhưng giọng nói kiêu ngạo của người phía sau khiến cho cô phải dừng động tác. Đây chẳng phải là Chu tiểu thư sao? Còn tiền để đến những nơi như thế này à? Vân Trang đứng phía sau cùng Lâm Vĩ, nhìn về hướng cô mà nói giọng mỉa mai. Đào Ánh Ngọc và Lệ Khiết cùng quay lại. Cô muốn làm ngơ, nhưng người mẹ chồng của cô thì lại không như thế. Bà đi tới gần Vân Trang và Lâm Vĩ và nói lớn. Trung tâm này là do cô mở sao? Hay là cô đã mua lại nó rồi? Còn giàu tôi không có tiền thì sao chứ? Nó cũng đâu có ăn hết của nhà cô đâu. Này bà già, bà là ai mà dám quát tôi hả? Có tin là tôi cho bà ra đường ở không? Chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị đấy. Bà đã sợ hay chưa? Con trai bà là chủ tịch tập đoàn Vương Thị nha Muốn ăn hiếp bà và vợ của anh sao? Đang nằm mơ à? Chưa kịp phản ứng lại câu nói của Vân Trang Đào Ánh Ngọc đã thấy cô ta bị Lệ Khiết tát một cái rõ đau Vân Trang Từ bao giờ mà mày lại ăn nói kiểu đấy với người lớn thế hả? À? Chẳng phải tập đoàn của chồng mày là của ba tao sao? Còn ở đó lên mặt cái gì chứ? Lệ Khiết Cô dám đánh vợ tôi Có tin là cả cô và bà ta bị quăng ra đường không? trong lúc xem kịch đào ánh ngọc đã thông báo cho an du một tiếng bảo anh đến nhanh một chút vợ anh đang bị người tình cũ bắt nạt lâm vĩ đứng bên cạnh thấy vân trang bị lệ khiết đánh thì không đành lòng lên tiếng bênh vực lệ khiết cũng không nhường nhịn mà nói lớn vậy anh có tin tôi mua cả cái khu này rồi trao hình hai người trước cửa với dòng chữ cấm người yêu cũ của ba chủ <laughs> cố mà mua được cái trung tâm mua sắm này thì tôi và vân trang sẽ không mua đồ ở bất cứ cái trung tâm lớn nào nữa Câu nói của hắn làm cô thích thú Quan sát thấy An Du đang đi tới từ xa Cô muốn đi lại Nhưng đào ánh ngọc nhanh hơn một bước Đi lại chỗ anh nói An Du, mẹ và vợ con bị người khác ăn hiếp Mẹ thì không sao Nhưng mà tay của vợ con thì có sao đấy An Du đi nhanh lại chỗ lệ khiết Đưa tay nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi chuyện Tại sao lại đánh người Bọn họ là kiếm chuyện trước Họ quát lớn vào mặt mẹ Tôi không nhịn được nên ra tay Lâm Vĩ nhìn thấy người đàn ông khác quan tâm cô thì khó chịu đưa tay đẩy anh hỏi. Mày là thằng nào? Lại dám cản đường bọn tao xử lý chuyện nha? An Dối chẳng buồn trả lời, đưa tay gọi thư ký Kim lại dặn dò. Cậu thu mua lại chỗ này cho tôi, nhưng phải đứng tên của phu nhân. Vâng, thưa Vương Tổng. Tử Vương Tổng thành công đánh vào tâm lý của Lâm Vĩ. Hắn run dậy, lúng túng muốn nói gì đó với anh, nhưng Vân Trang đứng bên cạnh đã nhận ra được sự thay đổi của hắn. Anh bị sao thế hả? Anh mau đánh nó, bắt nó quỷ xuống xin lỗi em đi. Xin lỗi gì chứ? Em có biết Vương Tổng là ai không? Không biết. Anh ấy là chủ tịch của Vương Thị, người mà 4 năm trước đã đưa Vương Thị đứng đầu trong nước và lấn sang thị trường nước ngoài. Lâm Vĩ sau khi giải thích cho Vân Trang biết thì muốn quay sang chào hỏi để gây thiện cảm với anh thì bị anh từ chối thẳng thừng. Không cần, tôi chỉ muốn nói là lời nói lúc nãy nói được thì nên làm được. An Du đưa cả người về vương gia thì lại tới công ty tiếp. Đến tối 6 giờ rưỡi mới về đến nhà. Vân Trang tức giận khi Lâm Vĩ tha cho lệ khiết dễ dàng như vậy. Cô ta quát lớn vào mặt Lâm Vĩ, tỏ vẻ không cam tâm. Anh làm gì vậy hả? Sao lại bỏ qua cho nó chứ? Nó tát em có biết đau lắm không? Có phải anh còn thương cô ta không? Anh không có, chỉ là người đàn ông bên cạnh cô ta, anh không thể đụng vào. Anh ta là Anzo, người mà anh vừa giới thiệu cho em đấy. Nhưng em, không có những nhị gì hết, sau này đừng có đến những nơi như vậy nữa. Anh em Không cho cô ta nói tiếp, Lâm Vĩ đã kéo cô ta ra khỏi trung tâm. Tối 6 giờ rưỡi, An Du về đến nhà, Lệ Khiết đang ngồi ăn trái cây, xem tivi cùng Đào Ánh Ngọc. Mắt anh thấy, Lệ Khiết vội lấy áo mặc vào, vì cô đang mặc áo hiện giờ rất là quyến rũ. Áo hai dây dài ngang gối, anh đã thấy từ khi còn ngoài sân, nhìn qua cửa sổ và có thể thu hết vào tầm mắt không muốn cắt ngang hai mẹ con nên anh chỉ để lại một câu rồi lên phòng. Mẹ à, con mới về. Em ăn trái cây xong thì lên phòng nhé. Lệ Khiết không đáp lại mà tập trung ăn trái cây. Bà Đào Ánh Ngọc thì lại hớn hở quay sang bảo với Lệ Khiết. Con mau lên phòng cùng An Du đi. Vào phòng thì cởi áo ngoài ra, được có mặc như thế, nóng lắm. Lệ Khiết chẳng thể nói chen vào câu nào, cứ thế bị mẹ chồng đẩy lên phòng không thương tiếc. Tình hình này thì chị đành thương lượng lại với An Du thôi. Lên phòng ngồi đợi một lúc nữa Anh mới tắm xong Trên người chỉ cuốn đại chiếc khăn tắm rồi đi ra Lệ Khiết đưa tay che mắt quay đi chỗ khác Giọng thì lớn tiếng hỏi Sao anh không mặc đồ vậy chứ Anh đâu còn sống một mình nữa đâu Tôi cũng không tàng hình An à, Du đi gần lại cô Nhẹ nhàng đưa tay sờ eo cô Rồi đưa mặt gần tay cô Hơi thở nóng ấm phả vào tay Khiến cho cô dùng mình Cũng là vợ chồng rồi mà Đâu còn độc thân Nhưng chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng Không phải là hôn nhân tình yêu nhưng em hứa với tôi sẽ để lại một đứa con, em quên rồi sao?" Lệ Khiết bây giờ, bị hơi thở của An Du làm điên đảo, chẳng biết vì điều gì, nhưng lại khiến cô cảm thấy không thể đứng vững nữa. Anh đang cảm nhận được người trong lòng mình thay đổi, chỉ còn cách nói thêm cho cô phân tâm, nhưng anh đã lầm. Cô quay lại trực tiếp hôn anh, hành động này của cô làm anh không thể nào phản ứng kịp. Cơ thể cô nóng dần lên khó chịu, nhưng khi chạm vào từng tấc da thịt của anh, cô lại cảm thấy dễ chịu hẳn đi cứ thế lệ khiết ép sát an du vào tường nụ hôn càng sâu lại khiến cho đầu óc của cô không nhận thức được điều gì an du thì không hiểu sao cô lại hành động như vậy nhưng mỡ dâng miệng mèo làm sao mà chê được ông chặt cô vào lòng đáp trả nụ hôn vụng về của cô cảm thấy hôn không đã anh đã bế cô và đặt lên giường cối người hôn nhẹ vào cổ của lệ khiết an du nói là em chủ động quyến rũ tôi đấy nhé tôi sẽ khiến em không thể rời giường vào ngày mai đừng nhiều lời tôi rất nóng anh mau giúp tôi đi An Du không chịu được cám dỗ nên đã đành phải đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi này của cô. Đào Ánh Ngọc bên ngoài lén khóa trái cửa từ lúc nào, vui vẻ đi xuống lầu nói chuyện cùng với dì Lan. Dì Lan, dì nói xem thuộc dì bỏ vào nước cam của cô gái có đủ làm cho An Du phải mệt hay không? Phu nhân cứ yên tâm, sau hôm nay không chừng chỉ vài tháng nữa là sẽ có tin tốt đấy. Tôi chỉ sợ thiếu phu nhân chịu không nổi thôi. Yên tâm, Tính tình của con bé rất cứng rắn, sẽ không có chuyện mà chịu không nổi đâu. Không ngờ người mẹ chồng này lại bày kế để có cháu. Không biết khi bà hay tin lệ khiết và An Du là quan hệ hợp đồng thì sẽ như thế nào? 8 giờ sáng hôm sau, lệ khiết vẫn còn cảm nhận được vòng tay ngang eo mình. Nhưng phần dưới lại khiến cô cảm thấy như đã rách ra vậy, đau khó tả nổi. An Du cảm thấy người trong lòng động đậy thì mở mắt. Nhìn biểu cảm của cô, anh cũng đoán được là cô đang gặp khó khăn. Cho nên hôm nay anh mới nghỉ cả buổi sáng chỉ vì đợi cô dậy. Ngồi dậy nhìn người đang nằm, hỏi câu quan tâm. Đau lắm sao? Anh nói xem, lần đầu của tôi mà anh lại như vậy sao? Có còn là con người không hả? Tôi bế em. Bế cô vào vệ sinh cá nhân rồi lại bế ra, lấy chai thuốc trong tủ cạnh đầu giường, muốn thoa cho cô nhưng lại bị cô từ chối. Anh muốn làm gì? Thoa thuốc cho em đỡ đau. Không, không cần đâu. Tôi tự làm được. Anh còn phải đến công ty mà. Chuyện đó em không cần quản Bây giờ thì yên lặng để cho tôi thoa nào Chạm vào vùng đó khiến cho lệ thiết cảm thấy xấu hổ Chỉ biết nhìn đi hướng khác Mà không dám đối diện với anh Sau khi thoa xong Thì chọn đồ cho cô mặc Rồi chính mình cũng thay ra Cả hai cùng xuống lầu Nhưng tư thế đi của lệ khiết Làm cho đào ánh ngọc phải chú ý Bước nhanh đến Đỡ cô ra sofa ngồi xuống Rồi lo lắng hỏi Nhưng trong lòng đã vui như chảy hội Còn con bị sao vậy có phải là nó ăn hiếp con không để mẹ dạy dỗ lại nó mẹ à có phải mẹ đã cho gì vào nước cam hôm qua con uống không còn con đang nói gì vậy mẹ không biết con đang nói tới chuyện gì an dù cho là biết đào ánh ngọc đã rời trò gì đó nhưng anh lại thích cách bà làm muốn giữ con dâu ở lại thì cần phải có một đứa cháu thật kháu khỉnh nha lệ khiết không thể vạch trần đào ánh ngọc vì cô không có bằng chứng nhưng sự thay đổi trong cơ thể của cô khi được anh chạm vào thì có thể cô bị bà bỏ xuân dược nên mới phản ứng như vậy không thể nào vạch trần khi không có bằng chứng nhưng cũng không thể buộc tội bà vì một chuyện chẳng ra gì đó dù sao trước khi chấp nhận đến đây thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho chuyện này rồi chỉ là nó đến quá nhanh khiến cô phản ứng không kịp con muốn ăn sáng được mẹ dìu con vào phòng ăn cẩn thận một chút an dù đang dùng bữa sáng ở bên trong cũng chẳng muốn quan tâm tới chuyện mà mẹ mình làm vì bà làm đã bao giờ anh được tham gia đâu chứ. Nhưng anh chưa từng bỏ mặc bà, dù chỉ là một lần. Lệ Khiết đi tới ngồi đối diện với An Du, mắt cứ đảo quanh, chẳng dám đối diện với anh. Đào Ánh Ngọc cũng đã ra ngoài, nhường không gian riêng lại cho hai người trẻ. Người làm cũng hiểu ý mà lui về nhà sau. An Du thu hết biểu cảm của Lệ Khiết vào mắt, nửa muốn lên tiếng, nửa lại không. Lên tiếng rồi thì sẽ có thể làm cho cô phải đỏ mặt tía tai. Nhưng không khí im lặng này khiến cho anh phải suy nghĩ thêm. Sau một hồi vật lộn với tư tưởng thì anh quyết định lên tiếng chọc cô. Lệ khiết đang ăn cũng phải dừng động tác. Lệ khiết à, tối qua em cảm nhận được gì không? Tối qua em hành tôi đến tận 3 giờ sáng, cứ đèo bám tôi đòi tiếp, em không cảm thấy mệt sao? Đúng như dự đoán, mặt cô đã đỏ lừ như lửa, chỉ chờ để phun ra cho hết. Cơn tức giận trong lòng nén xuống, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, làm anh phải đứng hình. Vậy anh có hài lòng với cách phục vụ đó của tôi không? Anh chưa trả tiền đêm qua đâu đấy. Ăn bánh trả tiền, anh không được quỵt đâu. Biểu cảm thay đổi 360 độ của An Du khiến cho Lệ Khiết muốn cười, nhưng mà cũng phải nhịn. Còn anh thì cứ tưởng sẽ thấy được biểu cảm xấu hổ, rồi giận dữ của cô. Nhưng anh lại bị cô chơi một vố rõ đau. An Du chỉ đành lấy ra chiếc thẻ đen không giới hạn, đưa đến trước mặt cô nói. Tiền của em, tôi không phải là kiểu người quỵt nợ, Đa tạ vương tổng, lần sau anh có rảnh thì đến tìm tôi. Tôi sẽ cho anh ăn bánh và bắt anh phải trả tiền. An Du mặt đã đen lại, chẳng nói lại cô nên đành phải lánh mặt, nếu không anh sẽ bị cô làm cho tức chết mất. Mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ đến công ty, làm cho thư ký Kim một phen run sợ, chẳng dám làm gì đắc tội, nếu không anh sẽ bị đem ra tử hình mất. Sau khi An Du đi, Lệ Khiết ra phòng khách nói chuyện cùng Đào Ánh Ngọc để giết thời gian. Ngồi lâu một lúc, Cô nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi đào ánh Ngọc. Mẹ à, thư phòng của An Du ở đâu vậy ạ? À? Ở lầu ba. Con có chuyện cần dùng đến sao? Vâng ạ, à, không phiền chứ ạ? À? Không, con lên dùng đi. Lệ Khiết đứng dậy đi lên tầng ba. Tầng ba chỉ có bốn phòng, nhưng trên từng phòng đều có ghi chữ. Thư phòng ở phòng thứ hai, mở cửa tự nhiên bước vào như nhà, cũng chẳng thèm xem xung quanh có gì, đi thẳng tới máy tính và ngồi xuống. Mở lên thì không cần mật khẩu, cứ thế mà dùng luôn. Mở xem thông tin của Chu Thị lúc trước, hiện ra rất nhiều nhân vật luôn đứng phía sau ủng hộ Chu Thị đến giờ vẫn còn. Người thư ký thân cận của Chu Bảo lại là người đứng đầu trong bảng danh sách. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô trực tiếp gọi ngay cho câu hỏi chuyện. Chuông gieo ba hồi thì đã có người nghe máy, giọng nói không mấy vui vẻ của người kia vang lên. Alo, cho hỏi ai gọi vậy? Thẩm tử, tôi là lệ khiết con gái của Chu Bảo đây. Là chú tiểu thư sao? Cô đã đi đâu mà tôi tìm không thấy? Anh không cần phải lo cho tôi Tôi muốn nhờ anh theo dõi động tác của Lâm Vĩ và Vân Trang Đứng phía sau lối kéo tất cả những cổ đông vẫn còn ủng hộ Chu Thị Cô muốn lật đổ hắn Để lấy lại Chu Thị ư Chu Thị từ lâu là của tôi Hắn lại nhảy ra cướp nó Thì tôi nhất định sẽ phải khiến hắn trả giá Được Tôi sẽ theo dõi giúp cô Có động tính gì sẽ báo cho cô À mà còn một chuyện nữa Trong tay cô vẫn còn 20% cổ phần do Chủ tịch để lại cô có muốn mua lại những cổ phần của những người đã theo chân lâm vĩ không anh hẹn họ cho tôi tôi sẽ tự ra tay cắt đứt những cái đuôi không trung thành này được lệ khiết tắt máy thì cũng ra khỏi phòng xuống nhà dưới thì thấy đào ánh ngọc đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài bước nhanh đến hỏi mẹ ra ngoài à phải mẹ có hẹn với mấy người bạn còn có muốn đi cùng không bạn của mẹ cũng được con gái đi cùng còn có thể kết giao vậy thì có cơ hội kết giao với người có thể giúp mình suy nghĩ của lễ khiết vậy mẹ đợi con thay đồ nha. chạy vội lên phòng thay đồ rồi cùng với đào ánh ngọc ra ngoài đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng nằm gần tập đoàn vương thị bạn của đào ánh ngọc chỉ khoảng bốn người họ đều đưa cả con gái và con dâu đi cùng một người phụ nữ trung niên nhìn con rất trẻ phát hiện ra đào ánh ngọc đến nên đi lại nói chuyện nhưng quan sát thấy bên cạnh còn có người mỉm cười hỏi lịch sự ánh ngọc cô bé này là ai vậy à đây là con dâu của tôi tên là lệ khiết còn đây là phương phu nhân thục quyên chào phương phu nhân con là lệ khiết ạ à. chào con gọi ta là bác vương là được rồi con gái bà đâu mau cho hai đứa làm quen đi thục quyên đi tới gọi con gái mình tới chào hỏi giới thiệu với lệ khiết đây là lệ khiết con dâu của vương phu nhân con mau làm quen đi chào chú tiểu thư tôi là phương tiểu tuyết rất vui khi được làm quen phương tiểu thư khách sáo rồi Hai đứa nói chuyện đi, mẹ và mọi người trò chuyện một chút. Đào Ánh Ngọc thấy hai người có vẻ không ngại ngùng gì, nên để lại không gian riêng cho cả hai. Vâng ạ. Đào Ánh Ngọc và Thục Quyên rời đi, tiểu tuyết nắm tay của Lệ Khiết kéo cô ngồi xuống bàn bên cạnh hỏi chuyện. Cô bao nhiêu tuổi? Sưng hô thế nào đây? Tôi 25 tuổi. Vậy tôi gọi cô bằng chị. Tôi chỉ mới 24 thôi. Được, vậy sau này chúng ta là chị em. Có chuyện gì cứ gọi chị. Lời nói của chị trong thành phố này rất có trọng lượng nha. Phương gia chỉ đứng sau Phương gia, chỉ cần có Phương đại tiểu thư bên cạnh thì chuyện lấy lại chú thị dễ như trở bàn tay. Lệ Khiết à, em sao lại thẫn thờ như vậy? Có chuyện gì buồn sao? Không có ạ, à. chỉ là trước kia em cũng có một người bạn, chơi với nhau được 7 năm nhưng lại quay sang giật bổ em nên là... Em lo ngại bị phản bội sao? Yên tâm, chị tuy là đại tiểu thư nhưng cũng bị như em. Họ chơi với chị cũng chỉ vì tiền, nên là sau này chúng ta làm bạn không sợ trà xanh Đánh bay cha nam Được Trước khi đến đây Lệ Khiết cứ nghĩ là kết giao với mấy đại tiểu thư rất khó Nhưng khi thấy Phương Tiểu Tuyết nhiệt tình như vậy Cô cũng bớt lo Nhưng chuyện của Châu Thị Vẫn chưa thể nói ngay được Xem tình hình trước mắt như thế nào đã Đến tối 7 giờ Đào Ánh Ngọc và Lệ Khiết mới về đến nhà Dì Lan trong nhà nghe tiếng xe thì chạy ra ngay Giọng của dì căng thẳng Nhỏ nhẹ lên tiếng Phụ nhân, Thiệu Gia khi về không thấy anh hai người đâu, đã rất lo lắng. Mặt của cậu không mấy vui vẻ gì. Hôm nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Thường ngày đã lo lắng cho tôi như thế đâu. Dì Lan quay sang Lệ Khiết ở bên cạnh, Đào Ánh Ngọc cũng đưa mắt nhìn theo, rồi cả hai mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thích thú. Dì Lan lên tiếng trước. "Thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị nước nóng cho cô rồi, mau vào tắm kèo nguội ạ." "Vâng ạ, mẹ cũng vào nhà đi ạ. Còn vào trước đi." Lệ Khiết nghe lời đi vào nhà trước, Đào Ánh Ngọc nhìn theo bóng lưng mà vẫn chưa hết cười, quay qua nói với dì Lan. Có phải An Du nó đã đổi tính rồi không? Không thấy vợ có vài tiếng là đã thấy nhớ rồi. Cũng mong là có con bé có thể thay đổi được tính tình của An Du. Phụ nhân yên tâm, thiếu phụ nhân xinh đẹp lại dịu dàng lễ phép thì nhất định sẽ khiến cho thiếu gia si mê không lối thoát ạ. Cũng mong là vậy. Vào phòng thì đã thấy An Du đang ngồi cầm ly rượu đứng ngoài ban công, Nghe tiếng mở cửa, anh quay lại thấy cô bước vào, anh đặt ly rượu xuống bàn lên tiếng hỏi. Đi hẹn bạn cùng mẹ sao? Phải, tôi đến đó để tìm bạn. Con gái của Phương phu nhân rất hòa đồng, tôi kết thân với cô ấy rồi. Em không thể kết thân với tôi à? Tôi kết hôn với anh rồi còn gì? Mà hợp đồng tôi vẫn chưa ký, anh đã soạn xong chưa? Không cần, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta bây giờ là vợ chồng. Tùy anh, dù sao thì thời hạn 3 năm cũng sẽ đến. Lúc đó tôi cũng sẽ rời đi thôi Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm Tiếng đóng cửa vang lên Làm anh trầm mặt dây lát Sau đó lại bắt đầu chạy trong đầu anh Mong là trong 3 năm chúng ta là của nhau Tuy em là người đầu tiên Khiến tôi có hứng thú Nhưng tôi nghĩ em là người cuối cùng của cuộc đời tôi An Du từng gặp qua lệ khiết một lần Lần đó khiến cho anh nhớ mãi Người con gái làm cho anh cảm thấy ấn tượng nhất Qua nhiều năm không gặp Cô lại lâm vào hoàn cảnh khốn khó như vậy nhưng dù sao thì người cô tìm đến vẫn là anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lệ Khiết bước ra từ nhà tắm. Trên tóc vẫn còn những giọt nước vương lại chưa kịp sấy khô. An Du ngồi trên giường, nhìn thấy hình ảnh trước mặt mà không thể kiềm chế được. Lệ Khiết bước tới cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ thẩm tử, giọng tin nhắn khiến cô cứng người. Chú Tiểu Thư, ngày mai cô tới nhà hàng Blue để gặp cổ đông lớn thứ hai của chu Thị. Cô chỉ cần mua lại thành công cổ phần trong tay ông ta, thì lợi ích sẽ không nhỏ đâu đọc xong thì lệ khiết vẫn chưa thoát khỏi nó cái cô lo lắng là vốn để mua lại thì không có bây giờ còn phải sống nương nhờ người khác nữa muốn mua lại thì cũng phải cho cô có thời gian để kiếm tiền chứ an du đi lại gần cô tay anh không an phận chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của lệ khiết hơi thở nóng hổi của anh phả vào tay làm cô cảm thấy khó chịu cảm nhận được hơi thở khác thường của anh cô liền nghĩ ra một cách để kiếm tiền Chiếc thẻ không giới hạn hôm bữa cô đã đưa cho đào ánh ngọc. Cũng không nghĩ hôm nay lại cần dùng đến nó. Quay người, không quan tâm tới sự khác thường của người nào đó. Đi tới tủ lấy máy sấy rồi ngồi xuống ghế. An dù thật không thể tin, lại có người có thể không ham mê thân hình sáu mũi của anh. Thật sự không biết nên vui hay buồn. Đi đến ngồi đối diện với cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Em không mê nhan sắc của tôi sao? Tôi cũng thuộc dạng không tầm thương mà. Lệ khiết nhìn anh, quan sát từ trên xuống dưới rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. An à Du không hiểu ý gật đầu kia của cô là sao, nên lại lên tiếng nói tiếp. Em gật đầu là có ý gì? Em nói đi. Em muốn gì tôi đáp ứng cho em. Lệ khiết nhẹ nhàng cất máy sấy vào tủ, rồi nhẹ nhàng đi đến, tự nhiên ngồi trên đùi của anh, giọng nói quyến rũ động lòng người. Tôi muốn tiền. Anh có thèm bánh không? Em cần tiền để làm gì? Tôi không có tiền hay sao mà cần phải ăn bánh trả tiền? Tôi không muốn thiếu nợ Nhưng chúng ta là vợ chồng Em dùng tiền của tôi cả đời cũng không hết Vậy bây giờ anh có muốn hay không Không muốn thì tôi đi ngủ An dù không ngu ngốc tới nỗi để con mồi chạy mất Dù sao thì cũng phải có con để níu chân cô lại Bế bổng cô lên giường Chạm tay vào đường cong quyến rũ trên cơ thể lệ khiết Khiến cô cảm thấy khác đi Sáng hôm sau An dù đặt tấm thẻ trên đầu giường ngủ cho lệ khiết Theo lời hứa rồi mới đi làm Gần 8 giờ cô mới thức giấc nhìn tấm thẻ trên đầu giường mà mỉm cười thay đồ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng đào ánh ngọc ngồi ở phòng khách lên tiếng hỏi con phải ra ngoài sao vâng ạ con có hẹn với bạn ăn sáng xong con đi luôn lệ khiết được tài xế dương đưa tới điểm hẹn người được hẹn cũng đã đến đi tới ngồi đối diện với ông ta lệ khiết lên tiếng giới thiệu chào ông tôi là donald đến từ mỹ rất vui được gặp ông chào cô tôi là bá đông không biết cô hẹn tôi là có chuyện gì nói ngắn gọn thôi tôi muốn thu mua lại cổ phần của ông ở lâm thị bây giờ nói đúng ra là của chu thị trước kia cô muốn cổ phần đó để làm gì chuyện này ông không cần phải biết sau khi tôi mua lại thì ông vẫn giữ nguyên tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty để thay tôi góp mặt trong các buổi họp tuyệt nhiên ông phải giữ kín bí mật này nhưng tôi biết ông có vợ đang chuẩn bị phẫu thuật và cần một số tiền tương đối cao chỉ cần ông giúp tôi Tôi sẽ trả tiền viện phí cho vợ ông Còn tiền của công ty đưa ra Ông đều hưởng hết Khuôn mặt trầm ngâm của bà Đông Làm cô càng thêm lo thêm Nghe thẩm tử nói Ông ta rất biết cách nhìn người Biết được lý do mới làm một việc gì đó Nhưng chỉ cần đánh vào điểm yếu của ông Thì không đồng ý Cũng phải gật đầu đồng ý Cô có thể cho tôi biết lý do hay không Chuyện đó sau này ông sẽ rõ Còn về cổ phần nếu ông muốn Thì tôi sẽ cho thư ký soạn hợp đồng Rồi gửi qua cho ông Còn tiền Lệ Khiết lấy ra chiếc thẻ của An Du để lại lúc sáng, đưa đến trước mặt của bà Đông. Lời nói lạnh lùng của cô nhắc lại. Ông nên giữ kiến bí mật này. Nếu không hậu quả, ông không thể nào lương trước được đâu. Thôi, nói đến đây thì có lẽ ông cũng đã hiểu. Tôi không muốn làm kẻ săn mồi đâu. Bà Đông cho dù không biết lai lịch của Lệ Khiết ra sao, nhưng qua lời nói của cô, ông có thể đoán được cô là người không hề dễ động vào. Nhìn theo bóng lưng của Lệ Khiết mà hòn đá trên vai ông bây giờ mới được bỏ xuống, Lời nói của cô ba phần sát thương Bảy phần uy hiếp Thật khiến ông khó mà từ chối được lễ Khiết vui vẻ Chuẩn bị về vương gia thì gặp vương Tiểu Tuyết ở trên đường Nhưng người đi cùng Tiểu Tuyết Nhìn rất quen mắt Ngoài thẩm tự gia thì còn ai vào đây được Lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu để xác nhận danh tính Đúng thật là cậu bắt máy Alo, chú Tiểu Thư Bàn chuyện thu mua thuận lợi không ạ à? Rất thuận lợi Anh giúp tôi soạn bàn hợp đồng gửi cho ông ta nha Mà anh đang ở đâu vậy tôi ra ngoài ăn trưa rồi có chuyện gấp gì sao không có chỉ là tôi gặp anh đi cùng ai đó nhìn rất quen mắt cô cứ đùa tôi một thân một mình thì đi cùng ai được chứ với lại tôi chỉ là chân say vặt trong công ty làm gì có ai để ý tới tôi đâu cũng không có bạn gái lệ khiết không muốn đôi co với cậu nữa nên để lại một câu rồi cúp máy tôi không nói anh đi cùng bạn gái mà là anh tự nguyện cai tôi không nói nữa tôi cúp máy đây Thẩm tử sau khi bị cô ngắt máy Thì mới biết là mình bị lừa Nhìn sang tiểu tuyết hỏi Em biết lệ khiết chứ Em biết vừa kết giao hôm qua Còn bé hòa đồng thân thiện lắm Vậy sau này em giúp đỡ cô ấy nhiều một chút nha Có chuyện gì sao Con bé gặp khó khăn gì à Cô ấy bị bạn trai phản bội Bạn thân cướp bạn trai Còn nhận tâm cấp đi chu thị và cả chu gia Bà mẹ cũng vì vậy mà mất Chỉ còn một mình cô ấy anh thì ở lại Lâm Thị được đổi từ Chu Thị thám tính tình hình cho cô ấy. Sao lại có chuyện bạn thân khốn nạn đi giật bồ của bạn mình chứ? Anh yên tâm, em sẽ không để con bé một mình đâu. Lệ khiết về vương gia, thấy đào ánh ngọc đang loay hoay trước sân với mấy chậu hoa cảnh. Cô chạy nhanh tới, nhìn những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời mà lòng vui hẳn đi. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên. Mẹ à, hoa này mẹ chồng ạ? À? Ừ, mẹ chồng đấy. Nhìn đẹp, mà không kìm được nên mua về trồng có phải rất đẹp không? Vâng, rất đẹp ạ. À. Ngắm nhìn những bông hoa làm cho Lệ Khiết như muốn quên hết những chuyện buồn đã xảy ra trong một tháng qua. Có lẽ chỉ có thời gian ngưng động mới khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế, có một cô gái xinh đẹp khí chất kéo vali bước ra. Người vệ sĩ đi trước mở cửa xe cho cô ta bước vào. Xe chạy vào thành phố, người vệ sĩ cung kính hỏi. Triệu tiểu thư, Cô muốn về triệu gia trước sao? Ừ, về triệu gia trước đi. Người được gọi là triệu tiểu thư, tên là triệu vi oanh, con gái của triệu gia. mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được ông nội nuôi lớn, đến nay cũng đã 24 tuổi. Hôm nay đi du học trở về để quản lý triệu thị và muốn làm một điều quan trọng mà ba năm trước triệu vi oanh muốn làm. Về tới triệu gia, ông nội triệu đã đứng đợi sẵn ở cửa. Nụ cười hiền hậu của ông vẫn luôn nở khi nghe tin cháu gái du học trở về. Triệu biệu anh vui vẻ đi tới ôm chặt ông vào lòng Lên tiếng thăm hỏi Ông vẫn khỏe chứ ạ à? Ông khỏe, mau vào nhà thôi Cả hai vào phòng khách nói chuyện Người làm đem lên ly nước cam và đĩa hoa quả Triệu biệu anh nhìn ông nội triệu hỏi Ông, còn muốn tới vương gia để thăm anh An Du Ông có muốn đi cùng không ạ à? Hay là để khi khác Chiều ông còn phải tới công ty Qua đó gặp vương phu nhân Nhớ lấy lòng một chút Sau này sẽ có lợi cho con đấy Ông yên tâm, còn còn muốn làm vương thiếu phu nhân nữa kìa. Ông nội triệu và triệu vi oanh nói chuyện đến chiều. Ông nội triệu phải tới công ty, còn cô ta thì chuẩn bị để đến vương gia. Triệu vi oanh được dì Lan dẫn vào nhà, nhưng không may hôm nay đào ánh ngọc lại không có ở nhà. Cô ta không quan tâm điều đó mà ngang nhiên ngồi ở phòng khách, tự nhiên sai bảo người làm. Dì Lan là quản gia đúng không? Dì cho tôi ly nước cam và đĩa bánh ngọt đi. Triệu tiểu thư, hay là hôm khác cô hãy đến, Vương phụ nhân phải tới chiều tối mới về, cô chờ không nổi đâu. Tôi chờ nổi hay không là chuyện của tôi, bà lấy cái quyền gì mà nói như thế với vương thiếu phụ nhân tương lai vậy? Có tin là tôi kêu An Du đuổi việc bà không? Triệu bị Anh lớn tiếng, quát thẳng, làm cho dì Lan chẳng dám nói thêm lời nào. Thấy dì Lan đã im lặng, Triệu bị Anh nói tiếp. Sau này, tôi mà trở thành vương thiếu phụ nhân tương lai, tôi nhất định sẽ trình đốn lại các người, không biết trên dưới gì cả. Vậy thì từ bao giờ, vương gia lại có thêm một thiếu phụ nhân nữa vậy? Lệ khiết từ trên lầu bước xuống, giọng nói uy quyền của một nữ chủ nhân vang lên như một vị cứu tinh của dì Lan quản gia. Bà đi tới cuối người giới thiệu. Vương thiếu phu nhân, đây là triệu tiểu thư, triệu Vi anh, đến để thăm phu nhân, nhưng phu nhân đã ra ngoài từ lâu rồi ạ. Dì làm việc tiếp đi, để con tiếp khách cho. Dì Lan nghe lời lui về sau bếp. Lệ khiết đi tới ngồi xuống ghế bắt chéo chân, nhìn triệu Vi anh rồi nhìn xuống ghế như muốn mời ngồi. Triệu Vi anh nhìn cô với đôi mắt không chút thiện cảm, giọng nói tranh chua của cô ta tiếp tục vang lên cô là ai câu này tôi phải hỏi mới đúng cô ở đâu tự nhiên vào nhà tôi tự xưng là vương thiếu phù nhân rồi ngang nhiên sai bảo người làm trong nhà tôi cô không thấy mình vô lý sao nhà cô rõ ràng đây là biệt thự vương gia của anh an du mà từ bao giờ cô lại làm chủ rồi tôi là vương thiếu phù nhân lệ khiết cô nói láo anh an du là của tôi không phải của cô người anh ấy yêu là tôi cô lấy tư cách gì mà được làm vợ anh ấy chứ lấy tư cách là người được chọn, An Du và Đào Ánh Ngọc từ bên ngoài cùng nhau bước vào. Triệu Việu Oanh như bắt được vàng, với vẻ mặt thảo mai trước mặt Đào Ánh Ngọc và An Du. Triệu Việu Anh đi tới, nắm lấy tay của An Du nhưng lại bị anh né tránh không cho chạm vào. Thấy vậy, mới đi tới nhìn Đào Ánh Ngọc nói: "Bác Vương, anh ấy lấy vợ từ bao giờ vậy ạ?" À? Ngồi xuống rồi nói: "Nó lấy lệ khiết cũng đã lâu rồi, nhưng chưa làm đám cưới thôi. Còn về khi nào vậy?" Đào Ánh Ngọc tôi biết rõ tình cảm của triệu vi oanh dành cho an du nhà bà nhưng bà nghĩ chỉ cần thời gian thì cô ta sẽ từ bỏ nhưng chuyện gì mà con người ta đã muốn có được thì không thể từ bỏ con vừa về lúc sáng thăm ông nội xong con chạy tới thăm bác ngay Nghe quả ra bảo bác tới chiều tối mới về ạ cũng định như thế nhưng có con dâu rồi lại không muốn chơi bên ngoài nhiều Tử con dâu thoát ra từ miệng của bà đào ánh ngọc làm cho triệu vi anh khó chịu trong người nhưng một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài An Du thì lại không quan tâm tới cô ta, cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Mọi sự chú ý đều tập trung vào người vợ ngồi bên cạnh. Giọng nói nhỏ nhẹ, đủ cho hai người nghe của anh, làm cho cô phải ngạc nhiên, vì lời nói khi ấy của anh rất dễ nghe, mà còn khiến cho trái tim của cô lệch đi một nhịp. Em không thấy ghen sao? Trà xanh đã tới tận cửa rồi. Anh đang nằm mơ sao? Nếu tôi mà ghen, thì cô ta đã phải lết về rồi. Nghe câu trả lời của lễ khiết mà khiến anh không nhịn được mà cười nụ cười ấy chỉ có cô mới nhìn thấy đào ánh ngọc và triệu vi oanh nghe tiếng cười thì nhìn theo hướng phát ra nhưng chỉ thấy một an du úp mặt vào vai của cô mà cười lệ khiết chẳng biết nên xử lý tình huống này như thế nào nên chỉ đành mặc cho số phần an bài triệu vi oanh không đành lòng tìm cớ dồn hết những điều xấu về phía của lệ khiết lệ khiết chắc nhỏ tuổi hơn chị nhỉ nhưng chị lại ngưỡng mộ em thật em biết đánh phấn tô son còn chị chẳng biết làm gì cả vậy Lớp được đánh trên mặt chị là bê tông à? Cô Triệu Vị Oanh muốn lên tiếng chửi lệ khiết Nhưng vì Đào Ánh Ngọc và An Du vẫn còn bên cạnh Nên phải kiềm chế Nếu không hình tượng Bạch Liên Hoa lại không còn Em cứ khéo đùa Chị thật sự không biết make up như em Tôi xài mặn mộc mà Anh An Du Anh nhìn xem cô ta nói em như thế kìa Em nào biết đánh phấn tô son đâu chứ Lệ khiết Muốn dẹp ngay cái đuôi phiền phức này Nên đành lấy vai diễn của cô ta thế vào đào ánh ngọc ngồi bên cạnh muốn cười nhưng vẫn phải nhịn cũng không muốn làm phiền bọn trẻ nên đã về phòng trước an du ngạc nhiên với khuôn mặt thay đổi của cô nhưng cũng rất nhanh bắt được nhịp mà va và vào vai không cần phải sợ người khác nói gì trong mắt anh em là đẹp nhất ai ra chỉ có anh là hiểu em nhất thôi ngày mai làm bữa trưa cho anh nha được đồ ăn em nấu anh luôn thích nhất nhìn một màn phát cơm chó miễn phí mà triệu vi oanh mắc nghẹn ở cổ Bên cạnh cũng chẳng còn bác vương của cô ta nữa Nên đành đánh bài chuồn Em có việc phải về trước Không khác sẽ đến thăm anh và bác vương sau ạ Nói rồi ra cửa và về mất An Du thấy người đã đi Thì quay lại nhìn cô nói Mày nhớ làm cơm trưa cho tôi đi nhá Lệ khiết muốn phản đối Nhưng người đã đi lên lầu rồi Giờ thì ngồi nghĩ lại Phải chỉ lúc nãy không chơi lớn như vậy Nếu không thì ngày mai được nghỉ ngơi Chứ không phải xuống bếp để làm gì Sáng sớm, Lệ Khiết đã thức dậy để tìm hiểu món ăn ưa thích của An Du. Đào Ánh Ngọc lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ khi Lệ Khiết chăm lo cho An Du. Nhưng bà không biết đây chỉ là một lời hứa của hôm qua. Lệ Khiết tuy là tiểu thư đài các, thế nhưng cũng biết sơ sơ các món thường ăn. Đối với cô, nấu ăn sẽ giúp cho đầu óc thư giãn, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bắt tay vào làm, tay chân của cô rất nhanh nhẹn, người làm đứng bên ngoài muốn phụ giúp cũng không có chỗ mà vào. Dì Lan đứng bên cạnh đào ánh ngọc, vui vẻ lên tiếng. "Phu nhân, thiếu gia thật biết chọn người, thiếu phu nhân vừa xinh đẹp lại đảm đang, không những vậy còn lễ phép nữa. Phải, con bé thuộc kiểu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp." Nghe thư ký Kim nói lại, hai đứa nó chỉ kết hôn hợp đồng trong 3 năm. Vậy, tất nhiên là phải mau có baby để giữ chân con dâu rồi. Tuy 3 năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để bà khiến cho hai người họ phải yêu nhau, với kinh nghiệm tích lũy từ hồi trẻ đến giờ thì đây chỉ là một chuyện nhỏ. Lễ Khiết sau khi làm xong cũng đã gần 10 giờ rưỡi, vội lên lầu thay đồ rồi cùng tài xế riêng tới công ty. Bước ra khỏi xe muốn đi vào nhưng nhìn lại trên tay mình đang cầm cơm trưa nên đành lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhận được điện thoại của Lễ Khiết, trong lòng An Du đã vui mừng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như chuyện này rất bình thường. Alo, có chuyện gì? Tôi đến rồi, anh xuống lấy cơm để tôi còn về. Em mang lên hộ tôi, tôi bận không thể xuống được anh nhưng mà nay không nghe được tiếng trả lời từ đối phương lệ Khiết dù không muốn nhưng vẫn phải vào muốn đi một đường thẳng nhưng lệ tân lại kêu cô sẽ ngang nên đành phải lại chỉnh cô ta mới được vào giọng nói tranh chua của lệ tân vang lên khác xa với cô lệ tân hôm bữa cô gặp cô tên gì có giấy hẹn không đến tìm ai lệ khiết tìm an du không đem theo giấy hẹn lệ khiết ai cho cô cái gan gọi thẳng tên vương tổng thế hả không muốn sống yên ổn ở cái thành phố này nữa sao Lệ Kiết lười nói chuyện phiếm với cô ta, nhìn lên bảng tên được gắn trên áo cô ta rồi nói. Lê Châu, cô không cho tôi vào đúng không? Tôi đang có chuyện quan trọng phải gặp anh ta. Nếu như chậm trễ, cô chịu trách nhiệm nổi không? Lời nói lạnh lùng của cô làm cho Lê Châu phải lùi bước, nhưng lời nói vẫn giữ nguyên phong thái của lúc nãy. Cô nghĩ cô là ai chứ? Cũng chỉ là một người phụ nữ muốn trèo cao thôi mà. Cô nghĩ mình đã leo lên được giường của Vương Tổng, thì muốn làm gì thì làm sao? Không biết tự lượng sức. Tôi như thế thì đã sao, cũng không như những người muốn lên giường của vương tổng nhưng lại chẳng có cơ hội. Ánh mắt khiêu khích của Lệ Khiết làm cho Lê Châu như muốn phạm tội, cơn lửa giận trong lòng cô ta đột nhiên bùng phát, lao đến muốn đánh cô nhưng cô đã nhanh hơn cản lại. An Du ngồi chờ ở văn phòng nhưng đã lâu đến như vậy mà cô còn chưa lên nên đã đích thân đi xuống kiểm tra tình hình. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy được cảnh mà anh không ngờ đến, đó là hai người phụ nữ đang quần qua quần lại. Lê Châu đứng đối diện, thấy An Du đang đi đến nên đã giả vờ ngã ra sàn để cho anh thấy rồi đổ lỗi cho Lệ Khiết. Cô cũng chẳng thèm để tâm đến cô ta, muốn đem cơm lên cho anh, nhưng khi vừa quay lại đã thấy anh đứng phía sau nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy, không bị thương chứ? Lời nói nhẹ nhàng làm cho cô phải rung động, nhưng rất nhanh đã bác bỏ đi vì vừa rung động lại nghĩ ngay tới bản hợp đồng giữa hai người, nên cô không cho phép bản thân phải xa vào lưới tình này. Cô ta kiếm chuyện trước Tôi không phải là kẻ chủ mưu phá đại sảnh của anh đâu Lê Châu ngồi dưới sàn từ từ đứng dậy Khuôn mặt hung hăng lúc nãy Đã biến mất Thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ vô số tội Giọng nói yếu ớt khác xa với lúc nãy vang lên Vương Tổng Cô ta muốn gặp ngài nhưng không có giấy hẹn Còn gọi thẳng tên của ngài nữa Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta Nhưng cô ta không nghe còn ra tay đánh người nữa Lệ khiết đứng bên cạnh Nhìn một màn diễn không hề giả chân của cô ta Mà cô phải nề phục Muốn diễn Thảo Mai trước mặt cô chứ gì Được thôi, thích thì chiều An Du, người ta không phải loại người đó Chắc chắn anh phải là người rõ nhất rồi Cô ta là đang vu khống em đấy nha Cô ta nói em thích trèo cao Chỉ vừa mới được lên giường của anh Mà đã không xem ai ra gì Anh nói xem, chúng ta sắp có con luôn rồi mà Nét diễn học từ những vị trà xanh cấp bậc thượng thừa Không những có hiệu quả Mà còn đánh bại hết tất cả những con trà xanh Tiểu tam vô liêm xỉ. Khiến cho cánh đàn ông phải quỳ hết dưới chân An Du không thể không nhập vai với cô vợ tinh nghịch này. Giọng nói cưng chiều của anh thành công vào vai ông chồng hoàn mỹ. Được, em là người như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Em muốn như thế nào, anh chiều em tất. Em muốn, muốn cô ta phải thăng cấp, một cấp bậc mà không nhân viên nào có thể hưởng được. Cấp bậc gì? Quét dọn vệ sinh. Được, nghe em. Lê Châu đứng bên cạnh muốn phản bác, nhưng không thể chen vào được. Cứ như thế bị người khác đưa đi hưởng đãi ngộ do cô ban tặng. Lệ Khiết và An Du cùng lên văn phòng Cô muốn về nhưng lại bị anh bắt lên Nếu không ngày mai lại làm hẳn bữa sáng cho anh An Du ngồi ăn ở sofa Còn cô thì nghịch máy tính của anh Nói nghịch thì lại không đúng Cô là đang tìm hiểu thêm về Chu thị Nhưng lại hoàn toàn bảo mật Cô chỉ còn cách dò hỏi từ anh mà thôi Đi lại ngồi cạnh anh Nở nụ cười tươi không cần tưới Giọng trong trẻo lại vang lên An Du, anh nói về Chu thị cho tôi nghe đi Để làm gì, tôi đâu có quản lý Chu thị các thông tin trên mạng đều được bảo mật Tôi tra không ra Anh giúp tôi hắc nó luôn cũng được Em muốn làm gì? Muốn lấy lại chu thị hay là trả thù cha nam? Tôi đều có thể giúp em Không cần em phải ra tay Tôi không muốn làm kẻ vô dụng Với lại chu thị là tâm huyết của ông nội tôi để lại cho ba tôi Tôi không thể để mất nó dễ dàng như vậy được Vậy em muốn tìm hiểu về chu thị ư? Đúng Chỉ cần anh phá bỏ cái bảo mật đó Thì tôi tự tìm hiểu cũng được Tôi cho người đi lấy tài liệu về chu thị cho em Phá bỏ nó Hắc nào em muốn vào ăn cơm nhà nước Hắc tài khoản Trộm thông tin tội không nhẹ đâu Đưa tay cốc vào đầu cô rồi gọi cho Kim Tấn Rất nhanh cậu đã đến Vương Tổng có chuyện gì muốn căn dặn Cậu tìm tài liệu cho chú thị cho phu nhân Tôi muốn đầy đủ tất cả các thông tin Vâng tôi sẽ làm ngay Lễ khiết ra ban công Ngắm nhìn thành phố phía xa Chưa đứng được lâu Điện thoại của cô reo lên Người gọi tới là Lâm Vĩ Nửa muốn bắt máy Nửa muốn không nhưng cho dù không bắt máy cũng biết lý do hắn gọi đến là gì lệ khiết đi vào phòng rồi ấn nút nghe mở loa ngoài cho cả an du cùng nghe alo lệ khiết cô nghĩ kỹ lời tôi nói chưa tôi sẽ cho cô sống tốt quãng đời còn lại anh không ngại tôi đã là người phụ nữ của người khác sao ý cô là gì cô đừng có nói cô và an du đã xảy ra chuyện gì rồi lệ khiết ngước nhìn người đàn ông đang chăm chú nghe cuộc đối thoại mà cười nhạt giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên anh nghĩ anh đoán mò thì có thể đúng sao? Hay là anh tự đến kiểm tra? Tối nay, tôi đợi anh ở khách sạn đêm sao? Xem như là cô nghĩ thông suốt đấy. Lâm Vĩ nói xong thì cúp máy ngay. Lệ Khiết vẫn rừng dưng, không quan tâm đến lời nói của hắn. Chỉ muốn xem An Du sẽ nghĩ ra cách gì để thay thế người phụ nữ khác cho cô vào tối nay. An Du thì lại khác. Đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh đang hướng về Lệ Khiết, đang ăn bánh uống trà. Giọng nói thằng trầm của anh vang lên khiến cho cô phải chú ý em không nghĩ tôi sẽ không giúp em sao tôi luôn là người làm ăn không bị lỗ tôi nghĩ anh thích sạch sẽ câu nói này làm anh không thể phản bác đúng là anh thích sạch sẽ nhất là người phụ nữ bên cạnh anh càng phải sạch an dù vẫn nhìn cô giọng nói nghiêm túc khác với lúc nãy em muốn thế nào tôi cho người làm theo ý em chuyện này tôi giao hoàn toàn cho anh anh muốn làm gì thì làm tối nay tôi cũng không đến đấy làm gì chuẩn bị trả lời cô Tiếng chuông điện thoại reo lên, một dòng tin nhắn từ ai đó xuất hiện trên màn hình với nội dung: "Tôi có chuyện muốn nói, Lệ Khiết vẫn còn bên cạnh cậu sao?" Cậu bảo Tiểu Tuyết rủ cô ấy ra ngoài chơi đi. An Du nhắn tin trả lời lại người kia. Rất nhanh tin nhắn reo liên tục, Lệ Khiết nhấc máy xem thử thì người nhắn tới là Phương Tiểu Tuyết, bạn kết giao của cô, nội dung tin nhắn: "Lệ Khiết, em ra ngoài mua sắm cùng chị nha, chị đang rảnh, chiều chúng ta cùng đi ăn." "Được, em đợi chị." Lệ Khiết trả lời tin nhắn xong, quay lại nói với An Du. Tôi có hẹn với chị Tiểu Tuyết, tối không cần chờ cơm, tôi ăn bên ngoài cùng chị ấy. Khoản đã, thẻ này cho em. Đa tạ vương tổng. Lệ Khiết vừa rời đi không lâu thì thẩm tử được Kim Tấn dẫn vào. Thẩm tử rất tự nhiên mà ngồi chéo chân ở sofa nhìn về hướng bàn làm việc. Lệ Khiết vừa mua lại 15% cổ phần của bá đông. Nhờ ông ta nắm bắt tình hình bên phía của Lâm Vĩ Mọi cuộc họp sẽ do ông ta góp mặt nhưng người chỉ đạo vẫn là lệ khiết Vậy cô ấy có bao nhiêu phần trăm trong tay? Tổng cộng là 35% Chỉ thua Lâm Vĩ 5% Cô ấy không nghi ngờ gì về thân phận của cậu chứ? Cậu nghĩ tôi dễ bị lỗi như vậy sao? Tôi vì vợ cậu mà từ bỏ cái danh thẩm thiếu Để đi làm thư ký Vì vợ cậu mà tôi và Tiểu Tuyết hẹn hò với rình rập Xem xét xung quanh như ăn trộm Nói ra thì lại thấy cuộc đời của tôi nó thảm An Du không trả lời thẩm tử, khuôn mặt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Thẩm tử là con trai của thẩm gia, vừa vào chu thị khi lệ khiết đề nghị kết hôn với An Du. Vậy thông tin người trung thành với chu thị nhất mà cô tìm được thì cũng do anh làm ra. Thẩm tử vì muốn giúp đỡ với thân phận thư ký nên đã thay đổi số ngày vào công ty thành 3 năm ở chu thị. An Du là người đứng phía sau dàn xếp tất cả, từ cuộc gọi cho thẩm tử tới kết giao với Phương Tiểu Tuyết mua lại cổ phần thì anh hoàn toàn tin tưởng cô nên không hề nhúng tay vào. Phượng Tiểu Tuyết đưa Lệ Khiết tới trung tâm mua sắm, đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Tiểu Tuyết rất có mắt thẩm mỹ, lựa bộ nào vừa y bộ đó. Trong lúc lựa đồ, Triệu Viêu Anh đi từ phía sau đến, giọng nói trành chua của cô ta lại bắt đầu vang lên. Lệ Khiết đấy à? Hôm nay không cùng ăn du đi mua sắm sao? Chắc là bị anh ấy vứt rồi chứ gì. Không bền lâu thì đừng níu kéo làm gì. Cho dù có ăn mặc đẹp đến đâu Thì cũng chẳng có tác dụng gì Còn cô thì một cái liếc mắt của anh ấy cũng chẳng có Cô, cô đừng có mà quá đáng Cô có tin là tôi sẽ cho người đuổi cô ra khỏi đây hay không Phương Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Đã không thể nhịn được nổi nữa Mà bước lên đối diện với triệu vi anh Giọng nói ba phần răn đe Bảy phần xem thường Tôi muốn xem ai dám đuổi Phương Tiểu Tuyết tôi Cô nghĩ cô mở ra cái trung tâm này chắc Muốn đuổi sao Cô cho người đuổi thử tôi xem Phương, Phương Tiểu Tuyết Phượng Tiểu Tuyết thì đã sao chứ? Cũng đâu thể qua mặt được với vương gia đâu. Hai người đợi tôi lên được cái chức vương thiếu phù nhân thì nhất định sẽ khiến cho hai người phải trả giá. Được, tôi đợi xem cô sẽ làm cách nào mà leo cao được như vậy. Phượng Tiểu Tuyết chẳng thèm nhìn bóng lưng của Triệu Vi Oanh làm gì, quay lại nói với Lệ Khiết. Không cần quan tâm cô ta, chúng ta lựa đồ tiếp thôi. Chị không hỏi em và An Du có quan hệ gì sao? Chuyện riêng tư của em, chị tò mò làm gì? Nhưng nếu em muốn chị giúp chuyện gì, thì chị nhất định sẽ giúp em Em cảm ơn Sau này chuyện này em sẽ giải thích với chị sau Được đi thôi Triệu bị Oanh quay về Triệu Gia Tức giận đùng đùng đi thẳng vào phòng khách Ném túi sách lên sofa Chẳng thèm để tâm đến ông nội Triệu Đang ngồi đó uống trà Cô ta lớn tiếng nói với người làm Cho tôi một ly nước cam đi Nóng chết đi được Đi shopping tại sao lại không vui Còn gặp lệ khiết Người mà hôm qua con nói với nội á À mà nội nói qua nói với bác vương về chuyện muốn gả con cho anh an du đi nội chỉ cần có được làm dâu của vương ra thì triệu thị của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh nhưng an du có chịu hay không thì bà vương cũng không thể làm gì được nội yên tâm chỉ cần bác vương đồng ý thì con nghĩ anh an du sẽ không phản đối đâu ông nội triệu trầm ngâm suy nghĩ chẳng biết có nên đáp ứng yêu cầu của đứa cháu này hay không nhưng lời nói của triệu vi oanh lại vô cùng hợp lý chỉ là người nhà họ Vương đã chưa chắc gì đã đồng ý muốn lay chuyển ý định của họ không phải là chuyện dễ muốn họ đồng ý lời đề nghị này chắc còn khó hơn lên trời tôi đến Lâm Vĩ đang ngồi trong phòng khách sạn trên tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại rất lâu sau đó cửa phòng mở ra một cô gái ăn diện kín đáo từ trên xuống dưới không để lộ mặt bước vào đi tới ngồi đối diện với Lâm Vĩ hắn thắc mắc trời đâu còn nắng cô ăn mặc như thế không sợ nóng à chuyện này không cần anh phải lo tắt đèn rồi làm nhanh một chút mở đèn thì tôi ngại được theo ý cô rất nhanh người phụ nữ đó đã bị hắn bế lên giường bóng tối bao trùm cả căn phòng an du và lệ khiết ngồi trong phòng quan sát camera được cô gái lạ mặt lúc nãy đặt vào khi đã tắt đèn an du nhìn lệ khiết đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính anh đưa tay đặt lên đuổi cô sát mặt lại gần tay cô hỏi em chăm chú như thế làm gì tôi đang nghĩ xem Tại sao hắn không nghi ngờ gì về cô gái đó chứ? Thân hình tôi đâu hoàn mỹ như cô gái đó đâu. Đúng, của em sao bằng của cô gái kia? Người ta là gái ở hộp đêm, em nghĩ sao so sánh thân hình đẹp xấu? Anh tìm gái ở hộp đêm, quen biết rộng nha. Tầm thường thôi, lệ khiết chẳng quan tâm tới An Du đang tự hào về chính mình. Cô tiếp tục xem màn hình máy tính. An Du vẫn không chịu buông tha cho cô tối nay, nên vẫn đưa tay sờ theo đường cong nóng bỏng của lệ khiết khi mặc áo ngủ hai giây. Lệ Khiết biết ý nghĩ hiện tại của anh, nhưng việc chưa thành mà muốn cô đáp ứng anh à, nằm mơ đi. Lệ Khiết bật chế độ tự động phát rồi mở loa thật lớn, sau đó xuống giường bước ra ngoài, đi xuống lầu uống nước rồi ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng Đào Ánh Ngọc. An à Du thì lòng như lửa đốt, tiếng rên rỉ trong máy tính vẫn không ngừng phát ra. Lệ Khiết thì lại không thấy trở lại phòng. Anh chỉ biết lết thân giói già đang đợi con mồi, nhưng con mồi lại chẳng thấy đâu. Đào Ánh Ngọc nhìn Lệ Khiết đang ăn miếng hoa quả, con không nói chuyện phiếm cùng An Du sao? Anh ấy đang làm việc ạ, à, con không muốn làm phiền anh, cho nên xuống đây nói chuyện cùng mẹ ạ. À. Con à, không cần phải hiểu chuyện như vậy, con muốn làm gì thì làm, vương ra đứng phía sau chống lưng cho con, nên không cần phải sợ. Vậy An Du bắt nạt con thì sao hả à, mẹ? Anh ấy không cho con ngủ, thường xuyên bắt nạt con, chẳng hiểu cảm xúc của con gì cả. An Du từ trên lầu bước xuống, vừa vặn nghe được câu nói của Lệ Khiết mà trong lòng tức tới đỏ mặt, bước nhanh xuống lớn tiếng hỏi: Tôi bắt nạt em khi nào? Tôi không quan tâm tới cảm xúc của em khi nào? An Du, còn lớn tiếng với con bé như thế làm gì? Còn, con... Lệ khiết nhìn biểu cảm chẳng thể cãi lời của mẫu thân mà lòng vui như chảy hội. Tuy cô biết đêm nay sẽ bị anh hành nhưng trêu anh như thế cũng khiến cô vui hơn rồi. Đào ánh ngọc quay lại nhìn lệ khiết nói với giọng dịu dàng hơn lúc nãy. Con à, con không phải sợ. Nó mà bắt nạt con thì mách với mẹ. Mẹ làm chủ cho con còn bây giờ thì lên ngủ sớm đi ngày mai mẹ đưa con đi mua sắm vâng ạ à, mẹ ngủ ngon lệ khiết đi lên phòng sói giả phía sau cô đang rình dập con thỏ đi trước anh thật không cam tâm khi bị cô trêu chọc như vậy đi nhanh tới bế cô lên giọng nói lưu manh của anh khiến cho cô phải dùng mình em trêu tôi đủ rồi bây giờ đến lượt tôi trêu em ngày mai có lẽ em sẽ không đi mua sắm cùng mẹ được rồi lệ khiết tuy biết cái giá phải trả cho việc chọc giận sói là như thế nào nhưng lại khiến cô thấy được hình ảnh sói sợ mẹ. Biểu cảm đó lại khiến cho cô vui tới không thể quên được. Sáng hôm sau, ông nội triệu cùng với triệu vi oanh tới thăm vương gia. Đào ánh ngọc cũng chẳng lấy làm lạ khi họ đến. Vì bà biết triệu vi oanh đã nói gì đó bên tay ông nội triệu. Từ khi cô ta đi du học đến nay thì cũng đã 3 năm. Ông nội triệu cũng chẳng tới vương gia làm khách lần nào. Lần này ông đến thì nhất định phải là chuyện quan trọng. Khi cả ba đã an tọa ở phòng khách, thì dì Lan đem nước uống và bánh ngọt lên, sẵn tiện lên phòng gọi cô dậy. Lệ khiết vì lời nói của dì Lan làm cho tỉnh giấc hẳn, vội đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bước đi hiền ngang của một bà chủ vương ra, đào ánh ngọc nhìn đứa con dâu của mình mà mỉm cười. Bà muốn dùng con dâu để đánh bay ý nghĩ của triệu gia. Bước xuống ngồi cạnh đào ánh ngọc nhìn ông nội triệu và triệu viêu anh. Triệu lão gia và triệu tiểu thư đến đây có chuyện gì sao? họ đến làm cách đấy con triệu việu anh ngồi đối diện nhìn mẹ chồng nàng dâu tâm đầu ý hợp mà tức giận khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lên lắc tay ông nội triệu giọng nói trẻ con của cô ta vang lên nội nội mau nói với bác vương đi vương phu nhân thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn gả nha đầu nhà tôi cho an du nhà cô không biết ý cô như thế nào triệu lão gia an du nhà tôi đã có vợ rồi ông nhìn xem đây là con dâu của tôi chúng nó cũng đã đăng ký kết hôn, tôi là mẹ cũng đâu thể ngăn cản chúng nó. với lại tôi lại ưng ý đứa con dâu này, nên là tôi không thể chấp thuận ý của ông. Đào Anh Ngọc muốn cắt ngang ý định của Triệu Giang ngay từ đầu, bà chẳng muốn dây dưa với họ thêm, nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, chẳng thể nói lời nặng với họ, không lại bảo Vương gia lớn mạnh mà chẳng biết cư xử. Triệu bị Anh không cam lòng lên tiếng, nhưng mà bác Vương, còn về An Du quen biết từ nhỏ, cũng được xem là thanh mai trúc mã còn là người hiểu anh ấy hơn ai hết. Bạn suy nghĩ lại một chút được không? Cô là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng tôi là vị hôn thê của anh ấy. Cô nói cô hiểu anh ấy, vậy anh ấy thích ăn món gì? Thích uống cà phê hay là matcha? Thích ở nhà hay ra ngoài? Thích yên tĩnh hay ồn ào? Cô nói cô hiểu anh ấy, vậy cô trả lời được những câu tôi hỏi hay không? Anh ấy thích ăn bỏ nướng tái, uống cà phê, thích ở nhà và sự yên tĩnh. Lệ khiết nghe câu trả lời của Triệu Vi Oanh thì chỉ biết cười nhạt, giọng nói của cô lại vang lên. Anh ấy thích ăn sườn xào chua ngọt, uống matcha, thích ra ngoài cho khuây khỏa sau những giờ làm việc bận rộn. Anh ấy thích sự ồn ào nhưng mà không quá mức vì khi làm việc anh ấy đã quá tập trung và sự áp lực càng nhiều. Cô sao có thể hiểu anh ấy hơn tôi chứ? Tôi mới là người hiểu anh ấy hơn ai hết. Triệu Vi Oanh vẫn không từ bỏ cho dù còn một tia hy vọng cuối cùng an du sau khi biết chuyện đã bỏ lại công việc cho kim tấn xử lý còn mình thì về nhà giải quyết triệu ra đào ánh ngọc nhìn cô mà tự hào không ngờ cô lại hiểu anh tới như vậy nhưng bà nào biết được những thứ này là do anh viết cho cô khi làm bữa trưa cho anh hôm đó còn những sở thích khác thì do hôm tìm thông tin chu thị cô đã vô tình thấy được chứ hiểu anh á, cô một chút cũng chẳng hiểu an du từ bên ngoài bước vào nhìn bốn người đang đối diện với nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào Triệu Vĩ anh thấy anh như bắt được vàng, đứng lên chạy nhanh lại, nhưng lại bị anh né tránh. Chẳng quan tâm đến cô ta, anh đi đến ngồi cạnh lệ khiết, nhìn ông nội Triệu. Triệu lão ra, tôi nghĩ ông đủ thông minh để hiểu những điều này. Đừng việc cưng chiều cháu gái mà chuyện gì cũng làm. Chúng ta đều là người lớn, đủ hiểu những chuyện mình làm sẽ gây ra những điều gì. Vương Tổng nói đúng, chuyện này xem như tôi sai. Sau này sẽ không nhắc đến nữa, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Ông nội Về thôi Ông nội triệu cắt ngang lời nói của triệu vi oanh Cô ta không cam tâm khi người mình yêu lại chẳng thuộc về mình An Du quay lại nhìn người phụ nữ Vẫn còn rừng rưng ăn bánh Trong khi người phụ nữ khác muốn gà cho anh Một chút ghen tuông cũng không có Một chút để tâm đến Cũng chẳng thấy đâu An Du biết cô không hề đặt hôn nhân của cả hai vào mắt Nhưng anh không đủ an toàn Để cô toàn tâm toàn ý Giao cả đời mình cho anh sao Lắc đầu ngán ngẩm, Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên Mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi Hai người muốn đi mua sắm thì đi đi Còn phải tới công ty để xử lý công việc Hay là anh ở nhà ăn trưa luôn rồi hãy đi Không cần đâu Tôi đến công ty ăn Ăn nhiều vào một chút Anh làm việc khi nào cũng đến gần tối cả Ăn ít quá sẽ không chịu được đến đó đâu Lệ khiết vừa ăn vừa nói Cũng chẳng quan tâm biểu cảm đang vui mừng của An Du Anh nhìn về hướng đào ánh ngọc Mà nở nhẹ nụ cười Bà cũng biết ý không đánh động lệ khiết để anh nhìn rõ dáng vẻ của cô khi đang quan tâm anh. Triệu Vy Oanh vẫn không từ bỏ việc muốn làm dâu nhà họ Vương, nên ngày nào cô ta cũng đến Vương gia làm khách. Từ sáng tới chiều mới về, mặt dày bám lấy đảo ánh ngọc như mẹ con ruột. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Triệu Vy Oanh vẫn đến Vương gia. Những người làm trong nhà thấy cô ta như thấy yêu quái, chẳng ai thèm đối diện với cô ta dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Triệu Vy Oanh hôm nay đến sớm, chỉ mới 7 giờ đã đến làm phiền, Hôm nay lại đúng dịp Lệ Khiết và Đào Ánh Ngọc muốn đến vương ra để đổi không khí. Nhưng vừa mới bước xuống nhà, đã thấy cô ta từ ngoài cửa bước vào. Giọng nói vang vọng cả căn biệt thự. Bác Vương, bác hôm nay có việc phải ra ngoài ạ? À? Đúng vậy, bác và Lệ Khiết ra ngoài có chút chuyện. Hôm nay không trực tiếp tiếp con được. Hay là khi khác con đến nha? Bác đi đâu vậy? Cho con theo với được không? Ở nhà chỉ có mình ông nội thôi, con chán lắm. Mẹ chồng nàng dâu đi chơi cùng nhau. Dẫn theo một người như cô làm gì? Lệ khiết, cô đừng nói như vậy có được không? Dù sao tôi cũng cùng anh An Du lớn lên cùng nhau. Cũng đâu được gọi là người ngoài. Lệ khiết nghe triệu biểu anh nói thế mà khinh thường. Lớn lên cùng nhau ư. Cô ta chỉ bị vương gia lớn mạnh nên mới nói như thế. Chứ từ khi ba An Du mất thì tài chính của vương thị vẫn không chiếm thị trường là bao. Khi đó cũng chỉ là một vương gia nhỏ bé. Từ khi An Du lên nắm vương thị thì khi đó mới ổn định lại thị trường và càng lớn mạnh hơn. Lệ Khiết chẳng muốn vòng vo thêm với Triệu Vi Oanh nên đã nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi và mẹ tới Phương ra. Hôm đó, cô đắc tội với Phương Tiểu Thư. Cô đi theo không sợ cô ấy không cho cô vào à? Bác Vương, bác không thể cho con theo hả? À? Thật sự không thể. Vậy được, khi khác có đến chơi cùng bác. Triệu Vi Oanh liếc Lệ Khiết một cái rồi đi mất, cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Đào Ánh Ngọc cũng không hỏi thêm gì mà cùng Lệ Khiết đến Phương ra. Phương Tiểu Tuyết đang đứng trên phòng nói chuyện điện thoại với Thẩm Tử, nhìn từ ban công xuống đã thấy xe của Lệ Khiết chạy vào nên đã nói nhanh vào điện thoại. Lệ Khiết đến rồi, em xuống nhà đón con bé, em cúp máy đây. Tiểu Tuyết chạy nhanh xuống nhà thì đã thấy Lệ Khiết cùng với Đào Ánh Ngọc khoác tay nhau bước vào. Phương Tiểu Tuyết chạy nhanh tới nắm tay Lệ Khiết. Lệ Khiết, em và bác Vương đã ăn sáng chưa? Em và mẹ ăn rồi. Thục khuyên từ trong bếp bước ra, nhìn Đào Ánh Ngọc vui vẻ nói. Ánh Ngọc đến rồi sao? Mau vào ngồi đi, tôi đã chuẩn bị nước cho hai người rồi. Chào bác Vương ạ. À. Ngoan, Lệ Khiết vào ngồi đi con. Còn có chuyện muốn nói với Lệ Khiết, mẹ và bác Vương ngồi nói chuyện đi, con lên phòng cùng với Lệ Khiết ạ." À. Phương Tiểu Tuyết kéo tay Lệ Tuyết lên cùng, đặt cô ngồi xuống ghế rồi chính mình cũng ngồi cạnh cô. Tiểu Tuyết đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn đưa tới trước mặt của Lệ Khiết. "Lệ Khiết à, đây là thông tin về Lâm Thị bây giờ, em muốn lấy lại Chu Thị thì phải nắm rõ tình hình bây giờ trước. Những tập tài liệu mà Tiểu Tuyết đưa cho cô bên trong có rất nhiều thông tin cô đang cần, kể cả việc bất hợp pháp của Lâm Vĩ, Vân Trang lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, từ việc lừa cô vào chồng cho đến việc dụ dỗ Lâm Vĩ. Lệ Khiết thật không tin vào mắt mình, xem đi xem lại thì vẫn không tìm thấy những người đang chống đối với Lâm Thị. Quay sang nhìn Tiểu Tuyết hỏi: sao không thấy những cổ đông đang ủng hộ Chu Thị à? Những người đó đã bị Lâm Vĩ chặn thông tin tìm kiếm nên chỉ có thể tìm ra được bấy nhiêu đây thôi đây là thông tin lấy được từ người bên cạnh hắn em có thể tìm những người kia hỏi sao chị biết em muốn lấy lại chu thị em chưa từng nhắc tới chuyện này mà tiểu tuyết bị hỏi ngang như vậy nhất thời không biết trả lời như thế nào chuyện này cũng là do thẩm tử và an du nói lại trừ cô làm gì biết thôi thì đành lối an du ra đỡ đạn vậy là vương tổng nói hôm đó chị em gặp nhau đúng không hai nhà cũng thân thiết nên là biết chuyện cũng bình thường mà cũng đúng, tài liệu này em cảm ơn chị nha, khi khác em mời chị đi ăn. Đến chiều, Đào Ánh Ngọc và Lệ Khiết mới về đến nhà, cũng vừa lúc An Du tan làm về. Nhưng điều không may là Triệu Vi Oanh lại đến. Cả ba cùng vào nhà và chẳng ai thèm quan tâm đến cô ta. Chỉ có cô ta mặt dày mới theo đuôi người khác mãi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả ba người ngồi vào bàn ăn, Đào Ánh Ngọc nhìn Triệu Vi Oanh nói. Vi Oanh, còn cũng ăn tối cùng gia đình bác đi. Lệ Khiết, Chị có thể ngồi cạnh anh An Du không? Không. Nhưng mà chị đã lâu không được ngồi cạnh anh ấy rồi. Mặc kệ cô, vợ tôi đã lên tiếng như thế rồi, cô còn không biết đường mà lui à? An Du nói chen vào một câu, mà khiến cho Triệu Bị Anh không thể nói thêm được câu nào nữa, đành đi đến ngồi cạnh Đào Ánh Ngọc. Lát sau, Lệ Khiết đứng lên ra phòng khách, Triệu Bị Oanh thấy vậy cũng theo sau. Lệ Khiết ngồi xuống sofa, bật tivi lên xem. Triệu Bị Oanh đi đến ngồi đối diện với cô, giọng nói khinh miệt vang lên cũng chỉ là một đứa con gái không có danh tiếng mà cũng mơ ước trèo cao biết đường sớm mà lui đi tôi không tin là tôi cứ mãi bám đuôi thì anh an du không động lòng ồ vậy cô cứ mãi làm chó đi cô triệu vi oanh thấy đào ánh ngọc cùng an du đi từ phòng ăn ra thì vội lấy ly nước trên bàn hắt vào người mình để gây sự chú ý đào ánh ngọc đi tới hỏi thăm triệu vi oanh còn an du thì đi tới ngồi cạnh lệ khiết mặt cô vẫn như cũ không hề ngạc nhiên gì với hành động của cô ta viu anh con không sao chứ có chuyện gì xảy ra vậy bác vương con không sao bác đừng trách lệ khiết em ấy không cố ý đâu bác con không sao thì tốt còn lệ khiết sau này đừng như thế nữa mà hãy cầm nguyên thau tạt thẳng nha con a à dù cắt ngang lời nói của đào ánh ngọc câu nói khiến cho cả ba cùng đứng hình lệ khiết ý thức lại thì không cười không ngậm mồm đào ánh ngọc bên cạnh cũng muốn cười nhưng không muốn biểu hiện ra khuôn mặt của triệu viu anh lúc này đã đen lại ngại cho tới nỗi muốn tìm chỗ chui vào. Triệu bị Oanh không cam lòng, nói thêm vào như muốn mọi người hiểu lầm lệ khiết. Bác Vương, bác không cần trách lệ khiết, chỉ tại con nói không đúng ý của em ấy nên mới như vậy. Lệ khiết, sau này chị không nói như vậy nữa, chị chỉ muốn góp ý cho em một chút mà thôi. Không biết em lại không thích như vậy. Ồ, vậy là chị bảo tôi rời xa An Du là một sự góp ý sao? Hay, tôi không hiểu ý của cô rồi. Lệ khiết cô, cô cái gì mà cô? Đây mới là tôi làm. Làm người đàng hoàng không muốn. Muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Lệ Khiết cầm đi nước trên mặt và hất vào mặt của Triệu Vi Hoành. Bất ngờ trước hành động của Lệ Khiết khiến cho cô ta đứng không vững mà ngã ra sau. Tức giận không biết làm gì. Đào Ánh Ngọc đỡ cô ta dậy. Giọng nói pha chút thương hại của bà dành cho Triệu Vi Hoành. Vi Hoành, con không cần phải làm như vậy. Bác đã nói với ông nội con như vậy rồi. Ngoài Lệ Khiết ra, bác không xem ai là con dâu nữa cả. Màu về đi, gia đình tôi phải đi ngủ rồi. Triệu Vũ Anh đáng thương đi thẳng ra cửa, cũng chẳng muốn mặt dày mà ở lại cho họ sỉ nhục thêm. Trong lòng rất căm hận, cũng không muốn bỏ qua cho lệ khiết. Triệu đại tiểu thư như cô ta là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Sau khi Triệu Vũ Anh rời đi, Đào Ánh Ngọc quay lại, nhìn hai người không màng sự đời, đang tập trung xem tivi. Bà lắc đầu bảo. Vị Anh không có ý xấu, chỉ là do tình yêu làm mù quáng. Còn biết, Cô ta chỉ vì yêu con Nên con muốn muốn cắt bỏ cái suy nghĩ hiện giờ của cô ta Cứ đèo bám như thế Cả con và lệ khiết chẳng yên thân gì Thôi Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai con phải đi làm An à, Du ôm eo lệ khiết đi lên phòng Anh nhìn cô bước lên giường mà thắc mắc hỏi Em làm như thế không sợ mẹ phản cảm với em sao Nếu tôi sợ thì tôi đã không làm Với lại mẹ còn cho tôi tự do thoải mái Thì ngại gì không làm điều mình thích Em đúng là có bản lĩnh An Du, ngày mai anh cho tới công ty cùng anh nha. Tôi được chị Tiểu Tuyết cho tập tài liệu về Lâm Thị. Anh giúp tôi xử lý với. Em lấy gì để đổi với điều kiện này? Không nghĩ ngợi gì nhiều, xuống giường đi tới hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt qua nước. Thấy anh không động đậy gì, cô lại nhón chân, hôn thêm một cái. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không hành động gì, tức giận quát lớn. Anh là muốn như thế nào đây? Tối nay, tôi muốn em làm chủ cơn giận trên gương mặt lệ khiết đã không còn, chỉ còn lại một mặt ngại ngùng, quay đi chỗ khác, không dám đối diện với anh. Tuy không muốn, nhưng vì công việc nên cô đành chấp nhận lời đề nghị hoang đường của anh. Cứ thế anh bị cô hành hạ vì kỹ năng có hạn của cô. Hôm sau, Lệ Khiết cùng An Du tới Vương Thị. Đang lúc vào công ty, cả hai gặp Lâm Vĩ và Vân Trang đang đứng trước cửa. Lâm Vĩ nhìn về phía Lệ Khiết, nở nụ cười nham hiểm nhưng rất nhanh đã thu lại lâm vĩ và vân trang đi lại phía hai người giọng nói cung kính nhốn nhường hiện rõ biểu hiện lấy lòng không giấu được chào vương tổng bản hợp đồng hôm đó tôi gửi cho anh không biết anh suy nghĩ thế nào rồi tôi chưa xem qua trước đó tôi sẽ thông báo cho thư ký của tôi rồi báo lại cho anh sau không cần đâu bây giờ tôi cũng đang rảnh chúng ta hãy lên phòng xem qua rồi trả lời cho tôi cũng được được thôi nhưng mà tôi xem hợp đồng sẽ rất lâu an du không để lâm vĩ có cơ hội trả lời trực tiếp ôm eo lệ khiết bước vào công ty. Vân Trang và Lâm Vĩ cũng theo sau, nhưng không đi cùng thang máy với anh. Vân Trang đứng trong thang máy khó chịu nói. Rốt cuộc thì có lệ khiết đó, được ông trời yêu ai cái gì, mà sau khi gặp chuyện như vậy, vẫn được đại gia lo cho từ đầu đến chân, luôn là hàng hiệu. Thật là, không cam tâm khi nhìn cô ta sống yên ổn như vậy mà. Em yên tâm, anh nghe nói triệu vi anh vừa về nước, cô ta cũng đặt an du vào mắt rồi, Chắc chắn mấy tuần này đã đụng mặt lệ khiết rồi. Ý anh là, cùng với triệu viu anh, diệt trừ lệ khiết ư? Vợ anh thật là thông minh. Lệ khiết đứng bên cạnh An Du, cảm giác được có điều gì xấu đang sắp đến, nhìn lên hỏi anh. Anh thật sự muốn hợp tác với hắn ta sao? Em yên tâm, tôi chỉ muốn mèo vờn chuột với hắn mà thôi. Với lại tình cũ của vợ mình, thì lấy lý do gì tôi phải giúp hắn chứ? <laughs> chỉ cần tôi có thêm 10% cổ phần Thì cuộc họp cổ đông sắp tới tôi sẽ thắng chắc. Khi nào? bà Đông sẽ thông báo cho em khi biết thời gian cụ thể." Vừa dứt câu, điện thoại trong túi của Lệ Khiết vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Bá Đông. "Đoana tiểu thư, cuộc họp cổ đông sẽ được mở vào tuần sau. Cuộc họp này sẽ thống kê lại cổ phần của tất cả cổ đông và chọn ra người có cổ phần lớn để nắm giữ chức chủ tịch." Chức chủ tịch vẫn còn trống sao? "Đúng vậy, hắn chỉ đang nắm giữ chức tổng giám đốc thôi." Trong tay hắn đang có 40% cổ phần, đang là người có cổ phần lớn nhất. Được, cảm ơn ông đã thông báo. Không có gì, tôi đã hứa giúp cô thì nhất định sẽ giúp đến cùng. An Du ghé sát vào tay cô, hơi thở nóng ấm và vào tay, khiến cho mặt cô đỏ như gấc. Giọng nói ba phần hỏi, bảy phần điều tra. Đô Nan Tiểu Thư, cô hôm đó dùng tiền của tôi để mua cổ phần của bá đông sao? Đúng vậy, tôi còn muốn dùng tiền của anh để mua lại cổ phần của anh nữa. Nghe nói trong tay anh có 10% cổ phần của Chu thị. Anh suy nghĩ rồi ra giá đi. Tôi muốn mua. Đồ nàn tiểu thư muốn mua sao? Được, vậy hợp đồng phải sửa lại rồi. Sửa gì chứ? Thêm một bảo bảo nữa. Tùy anh. Lệ Khiết và An Du cùng bước ra khỏi thang máy, hướng phòng làm việc đi tới. Lâm Vĩ và Vân Trang cũng vừa đến, đi phía sau hai người. Kim Tấn đem hợp đồng vào cho An Du. Anh hỏi. Pha cho Lâm Tổng và Vân Tiểu Thư hai ly cà phê. Cho phụ nhân một ly matcha cao cấp Vâng ạ Tôi đi cùng cậu, sẵn pha cho An Du một ly Lệ Khiết cùng Kim Tấn đến phòng pha nước Cậu đứng pha cà phê Muốn lên tiếng hỏi cô một câu Mà chẳng dám lên tiếng Cô như hiểu được thắc mắc của cậu lên tiếng trước Anh muốn hỏi gì sao? À, chỉ là cô không muốn ở cạnh Vương Tổng cả đời sao? Cô là người đầu tiên Khiến anh ấy thay đổi nhiều chú ý và định kiến Tôi và anh ta chỉ là quan hệ hợp đồng Ba năm sau tôi rời đi tôi cũng chẳng có tình cảm với anh ta thì ở cạnh kiểu gì đây nhưng vương phu nhân mà biết chuyện thì cô sẽ giải thích như thế nào chuyện đó là chuyện của ba năm sau bây giờ anh hỏi thì tôi biết trả lời như thế nào nhưng dù sao bây giờ bà ấy cũng được xem là bà mẹ chồng tốt đấy cô vừa nhận vương phu nhân là mẹ chồng thì tại sao phải rời xa phương tổng bà mẹ cô cũng không còn chỉ có vương phu nhân là người mẹ hiện giờ quan tâm đến cô thì cô đành lòng rời xa hả chuyện này Tôi không thể nói trước được Lệ khiết bưng hai ly matcha vào trước kim tấn Cậu lắc đầu chẳng muốn nói thêm điều gì Bưng hai ly cà phê theo sau cô vào vòng Đặt ly nước xuống trước mặt An Du Lệ khiết nhấp một ngụm nước Rồi nhàn nhã ngồi chéo chân Xem họ bàn việc An Du xem hợp đồng của Lâm Vĩ Nhìn vào rất lâu cũng không mở miệng nói câu nào Hắn đã ngồi chờ rất lâu Không chịu được nên đành lên tiếng trước Vương Tổng Anh xem xét như thế nào rồi anh không chờ được thì có thể về trước Chồng tôi làm việc thì nhất định phải xem xét kỹ lưỡng mới được Ai cho cô nói chuyện ở đây Tôi cho Hợp đồng không cần ký nữa Hai người có thể về Nhưng mà Vương Tổng Anh không thể lấy chuyện tư và chuyện công được Anh như thế là không công bằng Trốn thường trường còn có chuyện công bằng nữa sao Nhưng mà anh Kim Tấn, Tiễn Khách, Lâm Tổng Vân Tiểu Thư xin mời Lâm Vĩ và Vân Trang không muốn chấp nhận sự thật Nhưng cũng phải chấp nhận An à, dù anh là như vậy thiên vị tất cả mọi người chỉ muốn dung túng một mình lệ khiết cô. Sau khi rời khỏi vương thị, Lâm Vĩ và Vân Trang cùng đến triệu gia để gặp triệu Vi Anh. Quản gia đưa hai người vào phòng khách rồi liên lầu gọi triệu Vi Anh xuống. Cô ta xuống lầu với bộ dạng lười biếng nhìn hai người dưới phòng khách. Hai chân chẳng muốn bước thêm nhưng vẫn mở miệng hỏi. Hai người là ai? Tìm tôi làm gì? Tôi là Lâm Vĩ, đây là vợ tôi Vân Trang. Đến gặp triệu tiểu thư là muốn hợp tác lầm vĩ với bộ dạng nhún nhường trả lời với triệu biêu anh tôi và hai người có gì để hợp tác chứ tôi và cô cùng có lợi tôi giúp cô có được an du cô giúp chúng tôi lấy được hợp đồng vân trang không nhịn được lên tiếng nói ra mục đích của mình lấy gì để tôi tin hai người chúng ta cũng chưa từng gặp nhau chúng tôi là bạn cũ của lệ khiết chỉ vì cô ta muốn trèo cao hàm mê chức vị vương thiếu phù nhân nên không thèm nhìn mặt chúng tôi nữa nhiều lần khuyên nhủ nhưng mà cũng không thành chỉ cần chúng ta hợp tác thì lệ khiết có thể sẽ thay đổi chủ ý vân trang ủy khuất nhìn triệu biêu anh nói dối nói không thành có triệu biêu anh trầm mặc dây lát suy nghĩ lâm vĩ và vân trang ngồi chờ cô ta nhưng trong lòng đã biết sẵn câu trả lời triệu biêu anh bất ngờ lên tiếng được tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thành công đó là điều hiển nhiên lâm vĩ và vân trang rời đi ngay sau đó triệu biêu anh ngồi lại phòng khách khuôn mặt nham hiểm của cô ta không che giấu được sự ác độc do tình yêu tạo ra trong cô ta, giọng nói lạnh lùng và chút độc ác. Lệ khiết, mày chỉ là một con nhỏ vô danh mà cũng muốn trèo cao để giành chức vương thiếu phu nhân với tao à? Hừ, đúng là không lượng sức mình mà. Triệu Biêu Anh không muốn ngồi yên một chỗ, chờ Lâm Vĩ và Vân Trang, nên ngày sáng hôm sau đã tới vương ra để tìm lệ khiết. Hôm qua lệ khiết bị ăn du hành tới gần sáng, nên đến giờ vẫn chưa muốn thức. Triệu Biêu Anh cũng đã đến, nhưng Thục Quyên lại tìm đào ánh ngọc đi shopping Nên không có nhà Triệu Yêu Anh ngồi xuống ghế Nhìn dì Lan Tôi muốn gặp Lệ Khiết Triệu Tiểu Thư Thiếu phu nhân vẫn chưa thức Cô ngồi đợi một lát được không Bà nghĩ cô ta là ai mà bắt tôi phải đợi Sau này cô ta cũng bị anh An Du vứt bỏ thôi Lo mà lấy lòng tôi đi Sau này còn có thể sống yên ổn trong căn nhà này Nếu không Tôi mà bước chân vào căn nhà này Thì biết hậu quả như thế nào rồi đấy Từ khi nào mà cô ta có quyền làm chủ vậy? Trong vương gia, ai mà chẳng biết thiếu gia cưng chiều thiếu phu nhân, dùng túng cô đến không thể ngăn cản được. Vương phu nhân phía sau chống lưng, triệu biểu anh nhà cô lấy gì mà đấu lại thiếu phu nhân nhà tôi chứ? Dì Lan lên lầu gọi lệ khiết, gõ cửa vài tiếng, lệ khiết đã ra mở cửa, trên người cũng đã thay đồ khác. Cô nhìn dì Lan, có chuyện gì ạ? Thiếu phu nhân, triệu tiểu thư muốn gặp cô. Cô ta gây khó dễ cho gì nữa sao? Không sao, cô xuống nhà đi lệ khiết bước xuống lầu triệu vi oanh ngồi ở phòng khách tự nhiên như nhà của mình chẳng muốn quan tâm đến cô ta lệ khiết hướng phòng ăn đi tới nhưng triệu vi oanh nào muốn cho đi xuân sẻ như vậy cô ta gọi lệ khiết khách đến nhà mà không tiếp sao khách đến không báo trước cô lấy tư cách gì để tôi phải tiếp lệ khiết cô đứng có mà lên mặt với tôi những bí mật của cô lâm vĩ và vân trang đã nói ra hết rồi muốn trèo cao sao có tôi ở đây cô nghĩ mình có thể thuận lợi bước vào vương gia làm thiếu phu nhân sao ồ bí mật chưa gì đã lộ rồi sao tiếc thật đấy nhưng tôi chơi chưa đã lệ khiết từ từ đi đến sofa ngồi xuống ánh mắt kêu khích triệu vi oanh hiện rõ khiến cho cô ta tức giận đến không nói thêm được gì cô ta bỗng mỉm cười nham hiểm nói vậy nếu như anh an du và bác vương biết được chuyện cô đến với anh an du chỉ vì tiền thì sao vậy tôi cho cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ấy biết chuyện Cô cầm điện thoại lên gọi cho An Du Chuồng reo trước tới ba hồi thì đã có người nhấc máy Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên Lệ khiết rảnh tới vậy sao An Du Có người uy hiếp tôi Nói là sẽ cho anh biết chuyện tôi đến với anh chỉ vì tiền Chỉ cần em ở cạnh tôi Tiền của tôi em dùng thế nào cũng được Có câu nói này của anh Tôi yên tâm hơn nhiều rồi Cúp máy Lệ khiết nhìn triệu vi oanh Đang ngồi im một chỗ Chẳng động đậy gì cô biết cô ta không chấp nhận sự thật này nhưng cho dù cô không xuất hiện thì cô ta cũng chẳng có cửa với an du lệ khiết đứng lên muốn vào phòng ăn nhưng triệu vi oanh phía sau lao đến sổ ngã lệ khiết không lường trước được việc cô ta làm lệ khiết ngồi dưới sàn nhìn triệu vi oanh đang cầm bình hoa trên bàn muốn đi đến đánh lệ khiết nhưng cô đã kịp ngăn cản cô ta lại và hất văng bình hoa xuống sàn vỡ vụn Dì lan nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng bếp chạy ra thấy cảnh xô sát giữa hai người phụ nữ muốn đi đến ngăn lại, nhưng tình hình trước mắt bà không thể xen vào được. Quay lại vào trong gọi điện thoại, rồi kêu thêm người làm ra giúp đỡ. Triệu Vy Anh tức giận quát lớn, cũng chẳng muốn nhường nhịn lệ khiết. Lệ khiết, nếu như tôi không thể có được An Du, thì tôi cũng sẽ khiến cho cô không có được anh ấy. Triệu Vy Anh, cô điên rồi sao? Nếu như An Du biết chuyện, thì cô nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua cho Triệu ra các người sao? Tôi mặc kệ. Bốp, tiếng động trói tai khiến cho tất cả những người xung quanh phải dừng lại lệ khiết bị triệu vi oanh tát vào mặt đứng không vững nên đã ngã ra sau triệu vi oanh thấy mình đang làm chủ cuộc chơi nên nhào đến muốn đánh lệ khiết nhưng dì lan và người làm đã đến kịp lúc ngắn cô ta lại giọng nói khi tức giận của cô ta chẳng dễ nghe tí nào lời nói không suy nghĩ trước của cô ta khiến cho mọi người càng căm ghét cô ta mày đừng mong mà sống yên ổn với tao tao nhất định sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết cô thử động vào cô ấy xem triệu ra các người nhất định sẽ bị vùi lấp an du vừa về đến đã nghe lời nói không hay ho của triệu viu anh lời nói đe dọa của anh làm cho cô ta ngã quỵ cũng không ngờ tới anh lại xuất hiện bây giờ đi tới đỡ lệ khiết đứng dậy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã đỏ lên vì bị đánh giọng lo lắng của anh không lẫn vào đâu được lệ khiết có phải rất đau không không sao tôi lời nói chưa nói hết thì đã bị tắt ngang cả người cô không đứng nổi nữa ánh mắt cũng khép lại không vang lên tiếng nói nào nữa. An Du đỡ người cô, anh hốt hoảng nói lớn. Lệ khiết, em sao thế hả? Em mau trả lời tôi đi. An Du bế bỏng cô lên, chạy nhanh ra xe. Chiếc xe chạy nhanh với tốc độ cao trên đường cao tốc. Dừng trước cửa bệnh viện, đã có xe cấp cứu ra đón. Lệ khiết được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. An Du bên ngoài đứng ngồi không yên. Lát sau, Đào Ánh Ngọc đến cùng Thục Quyên và Phương Tiểu Tuyết. Bà lo lắng đi đến hỏi. An Du, lệ, lệ khiết vào trong lâu chưa? Chuyện gì xảy ra thế hả? Bỏ trong được hơn hai chục phút rồi, chợ bị anh đến làm phiền. Lại là cô ta, lần trước đã đụng mặt ở trung tâm mua sắm. Bây giờ, lại đến làm phiền cô ấy. An Du, anh mà bỏ qua cho cô ta, em nhất định sẽ không tha cho anh. Phương Tiểu Tuyết bất bình lên tiếng, lời nói uy hiếp lộ rõ. An Du nhìn Tiểu Tuyết quan tâm tới lệ khiết như vậy, thì anh biết tình chị em của họ lại tăng thêm một bậc. Đó là điều hiển nhiên, anh sẽ hỏi ý kiến của lệ khiết trước. Hơn 30 phút sau, bác sĩ từ trong phòng bước ra, mở khẩu trang hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" "Là tôi, cô ấy không sao chứ?" "Bệnh nhân không sao, chỉ vì chưa ăn sáng, cộng với vận động mạnh khi vừa ngủ dậy nên gây ra mất sức, không việc gì đáng lo ngại. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến đó thăm." "Cảm ơn bác sĩ." Đào Ánh Ngọc quay lại nói với bác sĩ, rồi cùng Thục Quyên, theo sau An Du và Phương Tiểu Tuyết, mở cửa phòng bệnh. Anh đi nhanh tới ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay nắm chặt tay cô với giọng lo lắng. Lệ khiết à? Là tôi khiến em gặp rắc rối. Em yên tâm, chỉ cần em muốn xử lý triệu viêu anh thế nào, thì tôi cũng sẽ đáp ứng em. Tôi không cần anh phải ra tay. Tôi muốn khi tôi lấy lại chu thị, thì tự mình xử lý cô ta. Lệ khiết từ từ mở mắt trả lời An Du, giọng nói yếu ớt của cô càng làm anh lo lắng thêm. An Du vội đỡ cô ngồi dựa vào thành giường và hỏi thăm. Tại sao lại không ăn sáng? Tại triệu view anh. Muốn ăn gì tôi mua cho em. Gì cũng được. An Du ra khỏi phòng. Cũng là lúc Đào Ánh Ngọc và Thục Quyên đi vào. Tiểu Tuyết đi đến hỏi chuyện. Cô ta lại nói gì nữa vậy? Vương Thiếu Phu Nhân. Người như cô ta thì cũng xứng làm Vương Thiếu Phu Nhân sao? Hoàng tưởng thật. Đào Ánh Ngọc nhìn Lệ Khiết lo lắng. Giọng nói ba phần lạnh lùng, bảy phần chống lưng của bà. Khiến cho Thục Quyên và Phương Tiểu Tuyết phải đứng hình. Còn à, con muốn xử lý cô ta thế nào cũng được, mẹ và An Du vẫn ở phía sau bảo vệ con. Cô ta càng ngày càng quá đáng, mẹ thật sự không chịu nổi cô ta nữa. Mẹ à, con sẽ không làm cho mẹ phải thất vọng. Con à, Tiểu Tuyết và bác cũng ủng hộ con, người mà luôn tìm cách chen chân để phá hoại hạnh phúc của người khác thì không được nương tay. Được ạ, à, con nhất định sẽ không làm mọi người phải thất vọng. Lệ Khiên nằm lại bệnh viện một ngày một đêm, về Vương gia thì bị Đào Ánh Ngọc ép ăn từ sáng đến chiều vì bà sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Người làm trong nhà cũng chạy đôn chạy đáo để cung cấp đồ ăn cho cô, ăn theo thang ăn uống của đào ánh ngọc. Không chừng vài tuần, cô có thể tăng thêm vài ký mất. Triệu Viêu Anh cũng chẳng dám ra đường, chứ đừng nói tới là đến vương gia làm phiền. Sau khi nhìn thấy lệ khiết vì cô ta mà phải nhập viện, tinh thần của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Cứ nhốt mình ở trong phòng vì sợ An Du sẽ đến tìm cô ta hỏi tội. Cũng sắp đến ngày Triệu Vị Oanh chính thức lên nắm quyền Triệu Thị. Việc hệ trọng này nhất định phải thông báo cho cả thành phố biết. Thư mời cũng đã phát chỉ chờ ngay mở tiệc. Ông nội Triệu khi hay tin cháu gái của mình gây chuyện ở vương gia thì đứng ngồi không yên vì sợ. Ngay cả Triệu Thị cũng giữ không được chứ đừng nói là Triệu Vị Oanh gặp chuyện. Nhưng hai ngày trôi qua cũng chẳng thấy An Du có động thái gì lạ. Nên ông đã khuyên nhủ Triệu Vị Oanh phấn chấn lên vì sắp đến ngày mở tiệc của Triệu gia mà nhân vật chính lại là cô ta vì oanh cháu không cần phải lo lắng nữa đâu nếu như an du muốn đến tìm cháu trả thù thì đã đến từ lâu rồi không phải đã hai ngày nay cậu ta chưa đến nữa sao ông nói thật chưa ạ à? an du không đến tìm con trả thù sao ạ à? đúng vậy chắc là cậu ta nể tình con là thanh mai trúc mã nên đã bỏ qua cho con đấy triệu bíu oanh nghe ông nội triệu nói như vậy thì trong lòng vui hẳn cũng vì lời nói đó mà tia hy vọng có được an du một lần nữa được thắp sáng. Không mong thì thôi, chưa mong rồi thì sẽ đến. Bữa tiệc công bố triệu thị thay chủ mới được diễn ra tại khách sạn Cosiana. Lệ Khiết và An Du cũng nhận được thiệp mời. Anh chẳng muốn đi, nhưng cô lại muốn đến đó để làm quen thêm nhiều người có tiếng nói trong thương trường. Chiều theo ý của Lệ Khiết, An Du đưa cô đi chọn lễ phục rồi đi thẳng tới bữa tiệc. Ở cổng tiệc, hai người đụng mặt với Lâm Vĩ và Vân Trang cũng vừa đến không muốn ngó ngàng tới hai người họ nhưng sự chú ý của người ta đã vào phải chiếc váy trên người của vân trang chiếc váy giống y như chiếc váy của lệ khiết vân trang tức giận đi tới quát lớn lệ khiết tao không ngờ mày lại mặc hàng nhái của tao đấy mày có tin là tao sẽ cho mày bẽ mặt trước đám đông không vân trang ăn nói cho cẩn thận vào mày nói tao mặc hàng nhái vậy mày có biết chiếc váy mà mày đang mặc là hàng thật không tại sao lại không chiếc váy này vừa có mặt trên thị trường Lâm Vĩ đưa tao tới trung tâm hàng hiệu, không thật thì là giả à? Mày không còn nhớ mình hứa gì rồi sao? Không đến trung tâm mua sắm nữa, vậy mà lại thất hứa. Tao không nói nhiều, mày có thay ra hay không? Lâm Vĩ đứng bên cạnh, đã chẳng thể nào nhìn Vân Trang một mình đấu võ mồm với Lệ Khiết, nên hắn đã lên tiếng nói giúp cô ta. Lệ Khiết, cô không nghe Vân Trang nói gì sao? Mau về thay ra đi, không biết nhục hay sao mà còn đứng ở đó? Hai người mới là người không biết nhục đấy, Chiếc váy lệ Khiết mặc là do tôi thiết kế. Trên viền của chân váy còn có khắc tên của tôi. Phương Tiểu Tuyết từ phía sau đi đến, nghe câu nói của Lâm Vĩ thì cũng đoán ra được sơ sơ câu chuyện là như thế nào. An Du nhìn thấy nhân vật mà anh muốn tìm từ lúc nãy, giờ đã xuất hiện lên tiếng tiếp lời. Tôi đưa lệ khiết đến số thời trang hàng hiệu thế giới của Tiểu Tuyết để chọn. Mỗi loại chỉ có một chiếc. Hai người mua hàng ở đâu vậy? Lâm Vĩ, anh mau nói gì đi chứ? Cứ để người khác nói em như vậy sao? Lâm Vĩ không nói không rằng kéo tay Vân Trang đi mất. Lệ Khiết quay lại nhìn An Du và Phương Tiểu Tuyết hỏi. Sốc thời trang lúc nãy là của chị Tiểu Tuyết ạ? À? Đúng vậy là của chị. Chị chưa kịp nói với em. Hôm nay lại bận không ở sốc nên không gặp em. Váy này chị thiết kế sao? Đẹp lắm nha, đường nét lại rất tỉ mỉ. Quá khen, mau vào trong thôi. Cả ba cùng nhau vào trong. Thậm tử hôm nay cũng đến nhưng lại với tư cách là thư ký của Lâm Vĩ. Vì chuyện của Lệ Khiết chưa thành, nên chưa thể lộ thân phận thật. Thẩm tử từ lâu đã thấy ba người bước vào nên đi tới bắt chuyện. Phương Tiểu Tuyết đứng bên cạnh nhưng người lạ mới gặp, thẩm tử nhìn lệ khiết nói. Chủ Tiểu Thư, cô và Vương Tổng có quan hệ gì vậy? Vợ chồng, anh chẳng phải cũng có bạn gái rồi sao? Thẩm tử nghe lệ khiết nói như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Liếc nhẹ về phía Phương Tiểu Tuyết rồi mới trả lời. Chủ Tiểu Thư thật sự biết đùa, tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thì sao có ai yêu chứ? Thẩm Thiếu cũng thật biết đùa, tôi không cần biết anh và Chu Thị với mục đích gì. Nhưng anh mà có ý định như Lâm Vĩ, thì tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá. Chu Tiểu Thư, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không? Tôi sao có thể là Thẩm Thiếu gì đó, vào Chu Thị là muốn mỗi tháng nhận lương sống qua ngày thôi. Ồ, anh và chị Tiểu Tuyết đang yêu nhau, không phải về ở rể thì có cái ăn cái mặc rồi sao? Thẩm Tử thật sự không nói lại lệ khiết, những thông tin cô nói ra tất thầy đều đúng hết Nhưng cô biết đâu là do đâu mà có Phương Tiểu Tuyết muốn lên tiếng giải thích Nhưng cho dù giải thích thế nào cũng không hợp lý Nên đành nói xuông cho qua chuyện Khi nào cô lấy lại được Chu thị thì giải thích sau Lệ khiết à? Hay là nói chuyện này sau đi? Phải đấy, em vẫn chưa ăn gì Qua kia cùng Tiểu Tuyết kiếm gì ăn đi Phượng Tiểu Tuyết hiểu ý của An Du Nên kéo tay cô đi mất Thẩm tử nhìn An Du thắc mắc Sao cô ấy lại biết Tôi chưa hề gặp cô ấy hai tuần qua. Chuyện này sau này sẽ rõ, bây giờ thì vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ. Ngày họp cổ đông, cậu theo sau cô ấy giúp cô ấy một tay, trừ khử tất cả những kẻ cản đường. Được, sau khi họp cổ đông sẽ giải thích hết mọi chuyện, nếu không Lệ Khiết sẽ hiểu lầm tôi mất. Sau khi tiệc của Triệu gia kết thúc được 3 ngày thì cuộc họp cổ đông ở Lâm thị cũng đến. Lệ Khiết, diện trên người bộ tây trang màu trắng, hình ảnh của một nữ tổng tài, cứ thế đập thẳng vào mắt của An Dô. Anh nhìn theo góc độ nào cũng thấy cô đẹp đến chết người. Thả nhẹ bước chân tới bên lệ khiết, giọng nói trêu chọc. Chú Tổng, cô như vậy thì tôi chẳng muốn cho cô đi chút nào. Vương Tổng, anh đã quá trẻ con rồi. Tôi còn phải lo cho tương lai của mình. Anh cũng không thể nuôi tôi cả đời. Tại sao không thể? Tôi còn có thể nuôi con của em nữa kìa. Nhưng thời hạn 3 năm không phải là không đến. Em cứ phải giữ định kiến đó mãi không được sao? Ý anh là gì? Tôi luôn là người giữ vững lời hứa. Được, tôi muốn xem, em thật sự không động lòng. Vương Tổng à, trên thế giới này không phải có một mình tôi. Anh còn phải có vợ, phí thời gian với tôi cũng vô ích. Lệ khiết, tôi nhất định sẽ khiến em nói lời yêu tôi trước. An Du rời đi ngay sau đó, lệ khiết ngồi xuống giường, suy nghĩ lời nói của anh. An Du, anh là yêu tôi hay là trêu đùa tôi? Lời nói của anh, câu nào là thật câu nào là giả? Tôi thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng dù sao, Tôi và anh chỉ là duyên nợ 3 năm mà thôi. Lệ khiết đến Lâm Thị cùng thẩm tử. Cuộc họp cũng đã bắt đầu từ lâu. Cô chỉ chờ khúc cao trào, nhào vào cho ngủ một chút. Trong phòng họp, Lâm Vĩ và Vân Trang ngồi ở giữa. Hắn đang chờ kết quả hiển thị trên màn hình. Người có cổ phiếu nhiều nhất sẽ nắm giữ chức chủ tịch. Màn hình nhảy lên liên tục. Người xuất hiện đầu tiên không phải Lâm Vĩ mà là Đôn Nan. Một nhân vật mà hắn không hề biết. Tức giận đập bàn một cái thật to, giọng nói vang vọng khắp phòng chuyện này là sao donan donan là ai ai giải thích cho tôi nhanh lên chuyện này phải để nhân vật chính xuất hiện chứ phải không thẩm tử mở cửa cho lệ khiết bước vào trước rồi cậu mới theo sau hình ảnh lệ khiết mặc tây trang hiện rõ trước mặt của những cổ đông đang ngồi ở bên dưới lâm vĩ và vân trang bất ngờ đến không nói được lời nào lệ khiết đi tới đối diện với lâm vĩ và vân trang giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm vang lên kết quả đã rõ ràng chủ tịch kế nhiệm sẽ là tôi Cô nói như vậy là sao? Bằng chứng đâu? Nhìn màn hình. Hình ảnh tiếp theo là số cổ phần của những cổ đông lần lượt nhảy lên màn hình. Lâm Vĩ đang nắm trong tay 40% cổ phần, cô hơn hắn 5%, đủ điều kiện tiếp nhận chức chủ tịch. Lâm Vĩ như không tin vào mắt mình, vươn tới muốn đánh cô nhưng thậm tử bên cạnh đang ngăn hắn lại. Nếu không, cô mà có chuyện gì, An Du nhất định sẽ không tha cho anh ta. Lâm Vĩ, anh đây là thẹn quá hóa giận sao? Ở đây mọi người đều có thể làm chứng. Đồ nàn tiểu thư đủ điều kiện giữ chức chủ tịch kế nhiệm. Tiếng sỉ sầm thắc mắc về thân phận thật của lệ khiết. Nhiều người còn chẳng biết cô là ai. Chẳng thể nào lên tiếng đồng ý. Biết được ý nghĩ của họ, lệ khiết lên tiếng. Chắc mọi người thắc mắc về thân phận của tôi. Vậy tôi giới thiệu lại. Tôi là lệ khiết, con gái của chú Bảo. Là chú tiểu thư, con gái mà chú Bảo giấu kín từ trước đến nay. Một người đàn ông đứng lên nói. Lại một lần nữa tiếng gì sầm vang lên, Vân Trang đứng bên cạnh, nắm lấy tay của Lệ Khiết hỏi. "Lệ Khiết, mày lấy đâu ra nhiều cổ phần như vậy, nói cho tao biết có được không?" "Mày lấy tư cách gì để hỏi tao câu đó? Tao với mày cũng chẳng thân quen gì, nắm tay như vậy người ta sẽ hiểu lầm." "Lệ Khiết tao, không cần nói nữa, tôi mua lại cổ phần trong tay anh, anh bị sa thải rồi." "Lệ Khiết, cũng không được làm như vậy. Được hay không, không đến lượt anh phải ý kiến, cuộc họp kết thúc ngày mai." tôi sẽ chính thức đi làm. Có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Thẩm tử, chúng ta đi. Lệ Khiết và Thẩm tử ra khỏi phòng họp, liền đi tới Vương Thị. Cô hôm nay phải hỏi cho rõ mọi chuyện của những người này. Nếu không, cô sẽ chẳng thể nào yên lòng. Phượng Tiểu Tuyết đã đến từ lâu, kiềm tấn từ bên ngoài chạy vào thông báo. Vương Tổng, phụ nhân và Thẩm Thiếu đang đến. Được, Tiểu Tuyết mau lên. Phượng Tiểu Tuyết ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt thờ hững nhìn An Du. Anh lại có chuyện gì nữa rồi? Cứ mỗi lần có chuyện là lại gọi em đến. Lệ Khiết nói sau 3 năm sẽ rời đi, nếu có con thì anh sẽ nuôi. Vậy anh yêu con bé không? Nếu yêu thì dùng tình yêu để chứng minh đi, dùng tình yêu để giữ chân con bé lại. Nhưng vấn đề là cô ấy không yêu anh. Nếu như cô ấy rung động với anh thôi cũng được. Anh có muốn giữ lại Lệ Khiết không? Vậy anh theo đuổi đi, không ai ngồi không mà có được vợ cả. Lệ Khiết và Thẩm Tử đứng bên ngoài, nghe hết cuộc đối thoại bên trong tại cô muốn mở cửa nhưng lại dừng giữa không trung thù lại không được mở ra thì làm gián đoạn bên trong lệ khiết cũng chẳng ngờ đến là anh yêu cô cũng không ngờ đến anh lại tìm người tư vấn về tình yêu cô vì sao lại cảm thấy nhói là do anh vì cô mà ngày đêm suy nghĩ cách để giữ cô lại bên cạnh sao thẩm tử đứng phía sau thấy lệ khiết vẫn đứng im bất động thì biết ngay suy nghĩ của cô giọng nói của một người từng trải của cậu lại đánh thêm một đòn vào tâm trí của cô Lệ khiết à Cô là đang dối lòng Hay là không muốn tin vào sự thật Rõ ràng cô cũng từng rung động với An Du Thì tại sao lại không thử mở lòng với cậu ấy một lần Vì cô mà cậu ấy nhờ tôi và Chu Thị Thay đổi thông tin tìm kiếm Giúp cô tìm hiểu tất cả về Chu Thị của trước kia Vì cô mà thất hứa Bán lại 10% cổ phần cho người khác Để giữ lại cho cô Những lời tôi nói đều là thật Cô muốn vào hay không thì tùy Thẩm tử mở cửa bước vào An à Dù và Phương Tiểu Tuyết nhìn Lệ Khiết đang đứng im ở cửa. Muốn lên tiếng hỏi, nhưng cô lại nói trước. Vậy anh giải thích thế nào chuyện anh và chị Tiểu Tuyết yêu nhau? Anh đừng nói là vì giúp tôi. Nếu như vì chuyện này mà cản trở hai người thì có thể nói với tôi. Bởi vì tôi không ép anh giúp tôi. Tôi cũng đâu có ngăn cản hai người bên nhau. Là tôi sợ cô điều tra ra thân phận của tôi. Hôm đó tôi gọi hỏi anh. Tức là chuyện của hai người đã bại lộ. Anh nghĩ như vậy tôi không điều tra ư? Anh sai rồi. Anh càng như vậy tôi càng thắc mắc thân phận thật của anh. Bởi vì nếu như một thư ký và phương tiểu thư yêu nhau, báo chí nhất định sẽ đưa tin rầm rộ. Chỉ có những người có danh tiếng mới không bị soi mói đời tư. Lệ khiết là chị không nói với em, nhưng là do chồng em không cho nói. Chị và thẩm tử có chuyện đi trước, hai người nói chuyện đi. Phương tiểu tuyết và thẩm tử rời đi, không khí căng thẳng và chút ngại ngùng làm cho cả hai mất tự nhiên. An à Du lấy lại được bình tĩnh trước, đi đến phía sau lệ khiết hỏi. Có phải lúc nãy vương thiếu phu nhân nghe lén vương thiếu gia nói chuyện rồi không? Làm làm gì có chứ, là do hai người nói quá lớn thôi. Vậy tại sao lại nói lắp, cũng đâu có hỏi tội em đâu. Là tôi mạo phạm rồi, nhất định sẽ không để trong lòng. Ai cho em cơ hội đó? Em chỉ được là của một mình tôi thôi. Lệ khiết nằm gọn trong lòng của An Du, vòng ngực rắn chắc của anh như muốn che chở cho cô. Anh cũng chẳng muốn ép buộc cô, nhưng anh là không muốn vợ mình vào tay của người đàn ông khác anh buông cô ra đi về phía bàn làm việc ngồi ngay ngắn trên ghế đưa ánh mắt nham hiểm nhìn cô nói tôi có một bí mật động trời không biết có nên nói với em hay không bí mật gì tôi nghĩ là không nói thì hơn anh là có ý gì đây nếu ra đến đó thì lại ngưng là muốn cho tôi tức chết sao an Du nhìn lệ khiết đang sủ lông mà mỉm cười nụ cười làm cho người khác phải tan chảy lệ khiết cũng thế nhưng rất nhanh cô đã không mê muội nữa nhìn anh hỏi anh có bí mật gì mau nói đi là tôi và em đang là vợ chồng hợp pháp em muốn rời xa tôi thì phải có đơn ly hôn an du tại sao ngay từ đầu anh lại không nói cho tôi biết hả tôi nói rồi em sẽ đồng ý sao lệ khiết tức đến không muốn nói tiếp chẳng nói chẳng rằng mà ra về an du nhìn theo cô mà trong lòng vui tới không tả nổi anh là muốn để cô không còn có ý định rời xa anh nữa Nên đành dùng chiêu cuối Rồi từ từ theo đuổi sau Hôm sau Lệ Khiết tới chu thị từ rất sớm An Du cũng chẳng hiểu cô tránh mặt anh là vì điều gì An Du ngồi trong văn phòng Đứng ngồi không yên Từ hôm qua đến nay Cô không hề quan tâm đến anh Có phải vì chuyện hôm qua anh nói với cô Nhưng cũng không vì như vậy Mà tránh mặt anh chứ Giận rồi sao Cầm trên tay điện thoại Muốn nhắn tin hỏi thăm cô nhưng hết nhắn rồi lại xóa Chẳng dám gửi đi Kim Tấn vào đưa hợp đồng Anh nhìn cậu hỏi Kim Tấn, cậu có bạn gái chưa? Vẫn chưa, anh hỏi như vậy làm gì? Vậy cậu có biết nên làm cách nào Để bạn gái hết giận không? Anh phải quan tâm cô ấy Hỏi thăm nhiều một chút, giúp đỡ cô ấy Nhiều một chút Chỉ vậy thôi sao, không phải con gái đều thích tiền à Chỉ cần đưa cho vài tấm thẻ là hết giận Anh như vậy thì làm sao được Phụ nhân giờ cũng đã là chủ tịch của chu thị đâu có thiếu tiền cái cô ấy cần bây giờ là một người đàn ông khiến cho cô ấy cảm thấy an toàn và dựa dẫm cả đời an à, dù suy nghĩ về câu nói của kim tấn tuy anh không hiểu về tình yêu nhưng anh biết lời nói của kim tấn có ý nghĩa gì dù sao thì cũng mang danh là chồng nhưng vẫn chưa có được trái tim của vợ nên đành theo đuổi lại cậu làm việc tiếp đi lệ khiết ngồi làm việc trong phòng thư ký được sắp xếp bên cạnh cô gõ cửa bước vào là một người phụ nữ trạc tuổi cô vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút chỉ là vừa nhìn vào cô đã chẳng có thiện cảm thư ký đặt tập tài liệu xuống trước mặt cô giọng nói non nớt như mới vào làm ngày đầu tiên của cô ta làm cô phải chú ý chu tổng tôi tên là ngọc trân là thư ký sau này cùng đồng hành với cô được cô ra ngoài làm việc tiếp đi chu tổng à tài liệu này chưa phải sử dụng cô xem xét rồi ký luôn bây giờ đi để đó tôi phải xem kỹ không thể qua loa được nhưng mà chu Tổng... Cô là muốn gì đây? Bản kế hoạch có vấn đề à? Không, vậy khi nào ký xong cô gọi tôi đến lấy ạ. Lệ Khiết nhìn thế nào cũng ra được, Ngọc Trân không phải là người của chu Thị. Không phải Trần cô ta, là vì cô muốn xem cái đứng đằng sau là ai. Ấn vào nút điện thoại, cô nói vọng vào. Tổng thư ký Bạch, tôi muốn xem thông tin của Ngọc Trân. Cô đợi tôi một lát. Chưa đến 20 phút, Tổng thư ký Bạch đã đem tập tài liệu thông tin của Ngọc Trân đến trước mặt cô, anh thắc mắc. Chủ tổng, cô muốn thông tin của cô gái đó để làm gì vậy? Anh gửi hồ sơ của toàn bộ thư ký anh đang quản lý qua cho tôi. Tôi muốn đầu giờ chiều, nó phải nằm trong mail của tôi. Được, mà chu tổng, bên ngoài có nhiều nhân viên đang nói ra nói vào chuyện cô không có kinh nghiệm. Một tiểu thư chưa hề xuất hiện trên báo chí, thì làm sao gánh vác được cả chu thị to lớn này? Tại sao phải có tiếng mới có kinh nghiệm? Nó không liên quan gì cả. Anh xem xét những người của Lâm Vĩ còn sót lại trong công ty thì sa thải hết đi. Được, tôi sẽ làm ngay. Nếu như không có thẩm tử giúp đỡ thì chắc chắn cũng sẽ có người giúp đỡ cô bởi vì cậu ta mới là người trung thành tuyệt đối với Chu Thị, người thư ký quyền lực bên cạnh ba cô. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng reo lên, số máy lạ gọi đến, nửa muốn bắt máy, nửa muốn không, nhưng rồi cũng cầm lên ấn nghe. Alo, là em sao lệ khiết? Anh là ai? Anh là Âu Dương Trí. Thành Mai Trúc Mã với em đây. Anh vừa về nước. Cũng gần nửa năm chúng ta không gặp nhau rồi còn gì. Em rảnh không? Gặp anh một xíu nha. Tôi không rảnh. Em à, gặp anh một xíu thôi, nha. Chỗ cũ. Tắt máy, Âu Dương Trí nhìn vào điện thoại nở nụ cười nham hiểm. Hẳn là Thành Mai Trúc Mã của Lễ Khiết. Nhưng việc cô gặp khó khăn mà chạy ra nước ngoài du lịch chẳng mang tới sự sống chết của cô. Hôm nay muốn gặp cô Chẳng biết hắn có mục đích gì từ trước Quán cà phê bất động nằm đối diện với chu thị Lệ khiết bước vào quán Đã thấy Âu Dương Trí ngồi đợi Đi đến ngồi đối diện với hắn Giọng nói lạnh lùng khác với lúc trước Anh tìm tôi có chuyện gì Nói nhanh một chút Thời gian của tôi không muốn phí vào mấy chuyện này đâu Anh nghe Vân Trang nói Em lấy lại được chu thị rồi Muốn tới chúc mừng em thôi Từ bao giờ hai người lại thân tới nỗi liên lạc với nhau vậy Chuyện cô ta và Lâm Vĩ phản bội tôi anh cũng là người biết rõ nhất còn gì à có phải hai người họ kêu anh tới để nắm bắt tình hình không âu dương trí chẳng thể nói lại cô từng lời nói của cô nhưng muốn vạch trần hắn không trở lại con đường sống hắn nhìn cô và vội vàng nói lệ khiết dù sao vân trang cũng từng là bạn thân của em hay là em tha thứ cho cô ấy đi giúp cô ấy một tay để quay lại chu thị làm cuộc sống của vân trang bây giờ chẳng khác nào là dân thường cả lâm vĩ thì đang bù đầu với đống tài liệu bên lâm thị gia đình hắn em suy nghĩ lại đi có được không anh đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao vậy thì anh phí thời gian rồi tôi không thánh thiện như các người nghĩ đâu một lần phản thì nhất định sẽ có lần sau tôi không muốn mình phải là người chịu khổ lệ khiết xem như anh xin em giúp vân trang và lâm vĩ một tay đi hai người họ đã hối hận rồi âu dương trí đi tới quỷ gối trước mặt cô cầu xin chẳng biết Vân Trang và Lâm Vĩ đang nắm trong tay bí mật gì của hắn, mà hắn lại thửa sống thiếu chết mặt dày cầu xin cô giúp đỡ. Anh cầu xin tôi giúp họ ư? Không ngờ anh lại tốt đến như vậy. Anh thật sự mau quên đấy. Trước kia tôi bị hai người họ lừa gạt phản bội, tôi cũng dùng hành động này để cầu xin anh. Nhưng anh thì sao? Mặc kệ tôi cầu xin, vẫn nhất quyết ra nước ngoài sinh sống. Chẳng màng tới tôi sống tôi chết như thế nào. Âu Dương Trí, anh phải là người hiểu rõ con người của tôi chứ? tôi có ân sẽ trả có thù tất báo lệ khiết nói xong đi mất chẳng cho âu dương trí phản ứng lại câu nào hắn đã ngã quỷ ra sàn ánh mắt nhìn xa xăm khuôn mặt cắt chẳng còn tí máu chẳng hiểu sao hắn lại phản ứng như vậy âu dương trí đi tới lâm ra vân trang và lâm vĩ thấy hắn đi vào thì khuôn mặt vui mừng lộ rõ vân trang hào hứng hỏi trước sao rồi lệ khiết có giúp chúng ta không cô ta không giúp còn nói thủ này nhất định sẽ trả Âu Dương Trí, có một chuyện còn con như vậy mà anh cũng không làm xong. Vậy thì đợi mà xem tin tốt trên mạng đi." Lâm Vĩ tức giận quát lớn vào mặt của Âu Dương Trí, hắn chẳng phản kháng được gì, mặc cho số phận đưa đẩy hắn đi đâu thì đi, dù sao thì hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Lâm Vĩ đưa tay lấy điện thoại trên bàn, muốn làm gì đó, nhưng Âu Dương Trí lại đi tới nắm tay hắn, quỳ trước mặt hắn cầu xin. "Lâm Vĩ, anh cho tôi thời gian đi, tôi không tin với danh nghĩa Thanh Mai Trúc Mã." thì lệ khiết không nể mặt tôi. Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải vì tôi mà cầu xin thêm một lần nữa. Anh nghĩ cô ta giống như ngày xưa sao? Anh thật sự quá xem thường cô ta rồi. Cô ta bây giờ chẳng khác nào ác quỷ cả. Chọc giận cô ta kết quả cũng như tôi và Vân Trang mà thôi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm hai người thất vọng. Anh... Lầm vĩ, cho tôi một cơ hội nữa đi. Anh có thời gian ba tháng. Phải khiến cô ta cầu xin tình cảm của anh. Nếu không hậu quả tự chịu. Được. Âu Dương Trí rời đi, Lâm Vĩ nheo mắt nhìn theo, bóng dáng của Âu Dương Trí dần mất đi sau cánh cửa. Hắn quay lại và nhìn Vân Trang. Em nghĩ hắn làm được chứ? Em nghĩ là có thể, chúng ta còn át chủ bài vẫn chưa sử dụng mà. Ý em là Triệu Vi Oanh, cô ta chắc chắn vì chuyện gì đó mới không liên lạc với chúng ta cả tuần nay. Anh gọi cho cô ta thử xem, em không tin cô ta bỏ cuộc nhanh như vậy. Lâm Vĩ bấm máy, gọi cho Triệu Vi Oanh. Chuồng reo rất lâu, cũng không có người nhấc máy. Hắn gọi thêm hai cuộc nữa, Triệu Vũ Anh mới nhấc máy, tiếng nói khó chịu của cô ta vọng ra từ điện thoại. Có chuyện gì? Tôi không rảnh nói chuyện phím của mấy người. Tôi có chuyện muốn bàn với cô, ngày mai rảnh không? Là chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại? Liên quan tới hạnh phúc cả đời của cô, tôi vừa tìm được một át chủ bài có lợi cho chúng ta. Được, chưa mai gặp. Triệu Vũ Anh nói xong thì cúp máy, chẳng quan tâm bên kia có trả lời hay không, Cô ta không thèm quan tâm An Du có tìm cô ta trả thù hay không Vì mục tiêu hiện giờ của cô ta là lệ khiết Triệu Vi Oanh muốn phá hủy cô Để An Du biết rõ Cô ta mới xứng đáng làm vương thiếu phù nhân Lệ khiết ngồi trong văn phòng để xử lý công việc Ngọc Trân gõ cửa bước vào Trên tay cầm theo một bản kế hoạch khác Đặt xuống bàn Cô ta lại đặt nhầm vào tập tài liệu lệ khiết đã xử lý rồi Đôi mắt liếc nhìn cô xem Cô có chú ý đến không Chắc chắn Cô ta đã bị người khác đưa vào để phá hủy công việc của Lệ Khiết, nhưng sự chú ý của cô luôn đặt lên người cô ta nên việc làm vừa rồi cũng đã lọt vào mắt của cô. Chủ tổng, lấy bản kế hoạch lúc sáng. Tôi gửi cho Bạch Dương rồi, anh ta sẽ giúp cô chuyển đi. Nhưng tôi phụ trách bản kế hoạch đó, như vậy công sức của tôi. Cô yên tâm, nếu như thành công thì tên cô sẽ được ghi danh chứ không phải là Bạch Dương. Vậy tôi lấy tài liệu mà cô xử lý xong đem ra ngoài nha. Không cần. Tôi sẽ gọi cho cô nếu như tôi chắc chắn mình đã xử lý ổn thỏa. Ngọc Trân không thể phản kháng nên đã rời đi. Ra khỏi văn phòng, cô ta gọi điện cho ai đó. Lén la lén lút trong góc tường, giọng nói cũng nhỏ hẳn. Vân Tiểu Thư, Lệ Khiết chắc chắn đã nghi ngờ về thân phận của tôi. Không thể ngờ đã tiếp xúc sáng nay mà không thể lấy được lòng tin. Có phải cô đã hành động quá đáng gì rồi không? Tôi làm gì có, chắc là cô ta chẳng thể có thiện cảm được với ai nên như vậy thôi vậy thì không cần làm gì cả theo dõi động tĩnh của cô ta là được được có gì tôi sẽ báo cho cô ngập chân cúp máy rồi nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy chuyện vừa rồi không thấy xung quanh an toàn cô ta quay về chỗ làm việc không hề biết lệ khiết đang đứng trong góc tối đi ra và nhìn theo bóng của cô ta nụ cười nham hiểm của cô khiến cho xung quanh lạnh đi vài độ vân trang mày sẽ không ngờ đến con cờ của mày sẽ khiến mày phải thân bại danh liệt quay về văn phòng ngồi khoảng nửa tiếng, Bạch Dương từ ngoài đi vào nói lớn, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng to lớn. "Chủ tổng, chân ái của cô gửi quà chiều cho cô đây, 999 đóa hồng, lãng mạn biết bao." "Của ai vậy?" Một người tên là Âu Dương Trí, hắn nói là đang theo đuổi cô. "Vứt đi. Sau này quà của anh ta, ai nhận thì lập tức xa thải." Cô không phải là nên vui mới đúng sao? Có người theo đuổi vui gần chết. "Nếu cô không thích thì tôi lấy nha." "Anh lấy luôn hắn ta." tôi cũng chẳng giành lại đâu đãi ngộ của chú tổng tôi làm sao mà từ chối được bạch dương quay người định ra ngoài lệ khiết nhưng nhớ ra chuyện gì đó gọi cậu lại bạch dương tôi muốn gặp thư ký lục cô gặp con bé làm gì cũng không phải là thư ký thân cận của cô tôi có nhiều việc muốn cả hai thư ký riêng được chưa được tôi sắp xếp ngay lời nói của lệ khiết làm cho cậu phải khép nép khí thế của cô bình thường đã làm cho người khác phải sợ lớn tiếng một chút lại càng đáng sợ hơn. Lễ kết tan làm về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, đi thẳng lên phòng, mệt mỏi nên sinh ra lười biếng, dự định sẽ không tắm cứ thế mà ngủ. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho cô phải đứng hình vài giây. Vội đóng chặt cửa, mắt không nhìn lên giường nữa mà hướng nhà tắm đi thẳng vào. An à Du nằm trên giường với thân hình quyến rũ che đi nửa thân dưới, nằm nghiêng hướng ra cửa. Đôi mắt sói săn mồi của anh làm cô chẳng muốn nhìn thêm. Mắt thấy Lệ Khiết đã đi thẳng vào nhà tắm Anh nhìn theo khó hiểu Mình là chưa đủ quyến rũ sao Tại sao cô ấy chỉ nhìn thấy rồi lại đi mất Rốt cuộc thì cô ấy thích kiểu đàn ông gì đây Quyến rũ, lạnh lùng, nhiệt tình hay hài hước Khó hiểu Lệ Khiết vào trong rất lâu Nhưng chẳng thấy đi ra An à dù lo lắng đi tới gõ cửa Khiết khiết Em vào trong đã hơn nửa tiếng rồi đấy Còn không ra thì tôi sẽ vào đấy Bên trong vẫn im lặng như tờ, Tiếng nước vẫn chảy đều đều, nhưng chẳng nghe được động tĩnh gì ngoài tiếng nước. Anh lo lắng hỏi thêm: "Khiết Khiết à, mau trả lời tôi, em có nghe không?" Lời nói càng lúc càng to, tiếng gõ cửa cũng nhiều hơn, anh lo lắng mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ bé của cô đang nằm trong bồn tắm ngủ say. Anh đi đến đưa tay vuốt những sợi tóc che phủ mặt cô, giọng nói cưng chiều đến lạ. "Khiết Khiết, ngày đầu đi làm đã cực như vậy rồi sao?" Tôi chẳng muốn nhìn em chịu khổ như vậy tí nào. Anh bế cô ra khỏi bồn tắm, ra khỏi phòng, đặt nhẹ xuống giường rồi từ từ lau sạch người cô. Đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ thoải mái, mặc vào cho cô. Anh lên giường nằm cạnh cô, đắp chăn cho cả hai, rồi chìm vào giấc ngủ say. 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Vĩ và Vân Trang đã có mặt trong quán cà phê gần công ty triệu thị. Âu Dương Trí từ ngoài bước vào, đi tới ngồi xuống ghế, nhìn hai người trước mặt. Có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu Anh mà cũng có thời gian à Ngoài chuyện chơi gái ra Thì anh còn chuyện gì nữa chứ Triệu Biêu Anh từ phía sau đi đến Lời nói xem thường của cô ta Khiến cho Âu Dương Trí phải chú ý Hắn nhìn người con gái vừa bước vào quán Trên môi nở nụ cười nham hiểm Giọng nói che đậy những ý nghĩ lại lộ rõ Đâu phải triệu tiểu thư chưa từng thử qua Cô là đang nói chính mình sao Âu Dương Trí Anh không muốn sống nữa à Hai người quen nhau hả à? Vân Trang nhìn hai người trước mặt đang định xung đột lên thì lên tiếng hỏi ngang triệu biểu anh cho dù tức giận nhưng cũng chẳng muốn gây sự âu dương trí không trả lời lâm vĩ nói ngay vào vấn đề chính lệ khiết và âu dương trí là thanh mai trúc mã anh ta sẽ giúp cô có được an du vậy hai người làm gì âu dương trí khó chịu lên tiếng chúng tôi sẽ phụ trách săn ảnh báo chí nhất định sẽ có tin nóng hổi tôi không thể tiếp cận an du chuyện lần trước nhất định là khiến anh ấy giận rồi Cô hành động từ bao giờ vậy?" Triệu biệu anh cúi đầu, chẳng dám nhìn ai, như mình vừa làm chuyện gì đó sai trái. Câu hỏi của Vân Trang rất lâu, cô ta mới có thể trả lời, giọng nói không hề có sự hối lỗi nào. "Tôi đến tìm cô ta uy hiếp, nói rằng nếu cô ta không rời xa An Du thì sẽ nói ra bí mật của hai người nói với tôi." Cô ta không những không sợ, mà còn nói thẳng với An Du, cả hai xung đột tới nỗi cô ta phải nhập viện cấp cứu. "Anh ta đã trả thù cô đâu?" chỉ cần đến xin lỗi vài tiếng thì là xong đây là máy nghe lén tìm cách đặt lại trong văn phòng của anh ta mọi chuyện chúng ta sẽ rõ vân trang lấy trong túi ra máy nghe lén mini chỉ vừa bằng đầu đúa ăn triệu bịo anh đưa tay cầm lên xem lời nói sợ sệt lộ rõ chuyện này được sao lỡ như bị phát hiện thì sao cô yên tâm chỉ cần khéo léo một chút là được không nói chuyện về các người nữa tôi đến tìm lệ khiết ăn trưa đây âu dương trí chẳng thể nghe nổi cái tình yêu thừa sống thiếu chết của triệu vi oanh nên quyết định rời đi cũng chẳng ai muốn ngăn cản hắn lại trước kia âu dương trí là một công tử nhưng do gần đây công ty âu thị đang dần xa suốt hắn muốn lợi dụng lệ khiết để kéo âu thị lên âu dương trí mặc trên người bộ âu phục vừa thuê ở xúc thời trang cầm trên tay bó hoa hồng to bự đi vào công ty diện kiến lệ tân quyền lực có thể vào công ty hay không là do cô ấy quyết định hắn đi tới nhìn lệ tân hỏi Tôi muốn gặp Lệ Khiết Xin hỏi anh có hẹn trước hay không? Không, phiền cô thông báo cho cô ấy Nói là bạn trai cô ấy muốn mời cô ấy ăn trưa Lệ Tân bấm máy gọi cho Bạch Dương Cậu vào báo cho Lệ Khiết Lời nói giận hờn của cậu làm cô phải bật cười Chú Tổng, không phải cô nói sẽ cho tôi cái tên Âu Dương Trí gì đó hay sao? Tại sao hôm nay lại đến, còn nói là bạn trai của cô? Anh chưa gì đã ghen rồi sao? Tôi đã có chồng rồi, anh ta là đeo bám tôi không buông đấy. Vậy thì giải quyết thế nào đây? Anh xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Bạch Dương nghe lời xuống sành trước, cô sắp xếp lại tài liệu, định đi theo sau, nhưng chuông điện thoại reo lên, người hiện trên màn hình, không ai khác chính là An Du. Có chuyện gì sao? Vương Tổng lại dành tới vậy à? Em dám ngoại tình sau lưng tôi. Hoa hồng đỏ, lãng mạn dữ nha. Thủng giấm chua có phải bị đổ rồi không? An Du, vậy mà lại biết chuyện nhanh như vậy. Có thể nói là ngang ngửa với hòa tiễn. Lệ Khiết lắc đầu, chẳng biết biện minh thế nào. Thật thì Âu Dương Trí lại ngang nhiên dùng bừa thân phận đến gặp cô. Tại sao không trả lời? Em đang ngầm thừa nhận sao? Tôi đang trên đường tới Chu Thị. Em mau xuống gặp chồng em nhanh lên. Này, An Du, anh... An Du cúp máy, Lệ Khiết nói trong vô vọng. Nhanh chân đi xuống sảnh, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Ra khỏi thang máy đã thấy An Du đứng nói chuyện với Âu Dương Trí. Âu Thiếu, anh tìm Lệ Khiết nhà tôi làm gì? Vương Tổng, anh và Lệ Khiết có quan hệ gì? Lệ Khiết nhà anh, có ý gì đây? Âu Dương Trí, Vương Tổng là chồng của Chu Tổng. Anh bây giờ, chỉ có tôi là sự lựa chọn cuối cùng thôi. Bạch Dương nói chen vào, giọng nói nửa đua nửa thật, làm cho Âu Dương Trí phải bất ngờ. Lệ Khiết đi tới đứng cạnh An Du nói. Anh đến khi nào vậy? Anh vừa đến, An Du và Âu Dương Trí đồng thanh nói. Nhất thời, cô chẳng biết nên trả lời như thế nào. Đành lên tiếng hỏi An Du. Anh đến làm gì? Ăn chưa à? Chúng ta qua kia ăn. Được, anh đã gọi thêm thẩm tử và Vương Tiểu Tuyết, chúng ta cùng ăn chưa? Được, cũng vừa lúc em muốn bản chuyện với chị Tiểu Tuyết. Bạch Dương, anh muốn ăn thì gọi Lục Hạ đi cùng nha. Âu Dương Trí nhìn một màn ân ái trước mắt mà không nhịn nổi, đi tới nắm tay Lệ Khiết kéo lại hỏi. Lệ Khiết, anh là người đến trước mà, tại sao anh ta đến sau mà được đi ăn cùng em? Anh ấy là chồng tôi, cần đến trước hay đến sau à? Lệ Khiết đi tới bàn Lệ Tân. Sau này anh ta mà đến thì lập tức chặn ở cửa và không cho vào. Vâng, thưa chu Tổng. Âu Dương Trí bị bảo vệ kéo quăng ra ngoài. Lệ Khiết và An Du cũng rời đi. Ngồi trong phòng đặt sẵn, chờ thẩm tử và Vương tiểu tuyết. Anh tới gần Lệ Khiết. Chồng em với anh ta, ai đẹp hơn? Anh đẹp hơn, nhưng mà anh ta có một thứ mà anh không có. Thứ gì? Liêm sĩ Anh làm gì có liêm sỉ, mà xét lại thì chắc anh ta cũng chẳng có. Liêm sỉ gì tầm này, đẹp trai hay trai mặt tôi đều có tôi không nói lại anh phượng tiểu tuyết và thẩm tử lúc này mới đến hai người đi vào ngồi ngay ngắn trên ghế phượng tiểu tuyết hỏi lệ khiết đã tinh nghi với công việc chưa có vất vả không em không vất vả công việc phân chia cũng ít không nhiều lệ khiết à có chuyện gì cần bọn tôi giúp không tôi nói không cần khách giáo đâu thẩm tử nửa đua nửa thật hỏi lệ khiết sao anh biết là tôi đang có chuyện anh theo dõi tôi à Tôi rảnh hơi theo dõi cô à Có lòng tốt hỏi thăm mà cô lại như thế đấy Anh mà có lòng tốt gì Tôi tưởng anh là người xấu không chứ Lệ khiết cô Thẩm tự An Du và Phương Tiểu Tuyết đồng thanh lên tiếng Dám chọc giận bảo bố nhà vương gia anh Thì anh không nương tay đâu nhá May cho cô May cái đầu anh Lớn rồi không nhịn được một câu à Thẩm tự không dám trả lời Bật lại nóc nhà là không xong đâu nhá Chọc giận ai cũng được Nhưng chọc nóc nhà là toi đời Lệ khiết lấy trong túi ra tập thông tin của Ngọc Trân đưa đến trước mặt tiểu tuyết và thẩm tử, để họ xem qua một lượt mới lên tiếng nói. Hai người theo dõi cô ta giúp em, cô ta là người của Vân Trang. Theo dõi làm gì? Biết cô ta là người của ai rồi thì vạch chân luôn đi. Thẩm tử, tôi thật không hiểu tại sao lúc trước An Du lại đưa anh tới cạnh để giúp đỡ tôi luôn á. Ý cô là gì? Ý nghĩa trên chữ. Chị Tiểu Tuyết, Triệu Vi Oanh cũng góp mặt. Vân Trang và Lâm Vĩ nói gì đó về em với Triệu Vi Oanh. Chắc chắn là không điều gì tốt đẹp cả Được, chị sẽ theo dõi giúp em An Du ngồi bên cạnh như người vô hình Chẳng ai quan tâm đến anh Lệ khiết tiếp tục ăn trưa Đã bỏ quên người nào đó đang tủi thân ngồi bên cạnh Khuôn mặt đen xì của anh Làm cho thẩm tử phải chú ý Cậu lên tiếng hỏi anh An Du, cậu làm sao vậy? Ai lại chọc giận cậu vậy? Cần cậu quan tâm à? Lo chuyện nhà mình đi Anh lại nổi nóng cái gì thế hả? Ăn không lo Có tin là ăn chay không? Lời nói của Lệ Khiết quả thật là có trọng lượng, làm cho An Du Anh chỉ biết cúi đầu không dám nói thêm. Cảm thấy tình hình trước mắt không ổn tí nào, Phượng Tiểu Tuyết và Thẩm Tử cũng đã ăn no nên tìm cớ chuẩn đi trước. An Du, Lệ Khiết, tụi tôi có chuyện phải đi trước đây, hai người tiếp tục ăn đi nha, có thông tin gì chị sẽ báo cho em. Vâng ạ. Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử rời đi, Lệ Khiết tiếp tục ăn, chẳng ngó ngàng gì đến anh. Có chịu tôi không chịu được, lên tiếng hỏi. Lệ Khiết, Tôi làm gì cho em giận sao? Từ nãy giờ em không nhờ tôi giúp gì cả, chỉ nhờ hai người họ thôi. Là vì chuyện này sao? Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho anh. Là chuyện gì? Tôi sẽ giúp hết mình cho em. Lợi kiết trầm ngâm hồi lâu cũng chưa lên tiếng. An à Du ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú nhìn cô đợi câu trả lời, không để cho anh đợi lâu. Cô trả lời. Triệu Vĩ anh nhất định sẽ đến tìm anh. Cái cô ta cần là tình cảm của anh. Nhưng cái Vân Trang và Lâm Vĩ cần là thông tin của Vương Thị. Hai người họ là đang lợi dụng Triệu Vi Oanh và Âu Dương Trí. Một người bên cạnh anh, một người bên cạnh tôi. Hai người họ ngồi không, ngư ông đắc lợi, cũng sẽ không thiếu tin nóng cho báo chí đâu. Ý em là không để tôi gặp được Triệu Vi Oanh. Cũng không hẳn, anh chỉ cần chú ý hành động của cô ta một chút thì sẽ có cơ hội để cô ta thất bại. Vậy tôi được cậu tạ cái gì? Sau khi thành công, tôi sẽ mời anh và hai người kia ăn cơm tối. Chỉ, chỉ vậy thôi sao? Anh muốn gì nữa? Muốn tạo em bé? Lệ Khiết không trả lời anh, cũng không biểu hiện gì thêm. Sau khi ăn trưa, anh đưa cô về công ty, anh cũng về Vương Thị. Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đang trên đường chuẩn bị về xúc thời trang của mình thì bắt gặp Triệu Vi Oanh đang lén lút đứng trước cửa khách sạn đêm sao như đang chờ ai đó. Tiểu Tuyết, cô ta chẳng phải là Triệu Vi Oanh sao? Đứng ở đấy làm gì vậy? Xem tình hình đi, không chừng có tin nào đó hót hòn họt luôn thì sao? Đứng đợi rất lâu, Âu Dương Trí từ xa đi đến, đưa tay tự nhiên ôm lấy triệu vi oanh từ đằng sau bất ngờ khi có người ôm lấy cô ta hét lên ai vậy mà buông tôi ra là tôi âu dương trí lên tiếng nỗi sợ trong lòng cô ta cũng vơi đi giọng nói chanh chua khó chịu anh làm tôi đợi lâu đấy sau hôm nay thì đường ai nấy đi tùy vào biểu hiện của cô nữa âu dương trí anh đừng có mà quá đáng âu dương trí không trả lời trực tiếp ôm triệu vi oanh vào khách sạn hai người họ quen nhau khi còn ở nước ngoài vì chuyện ngoài ý muốn mà kéo hai người lại gần nhau. Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử thấy hai người họ đã vào trong, lập tức xuống xe đi vào theo sau. Hai người họ đã nhận phòng và lên trên. Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đi tới quầy lễ tân. Cho tôi hỏi, hai người vừa vào ở phòng mấy vậy? Phượng Tiểu Tuyết nhìn người lễ tân hỏi nhỏ. Xin lỗi, chúng tôi không thể nói ra thông tin của khách hàng. Tôi tên là Phương Tiểu Tuyết, con gái của Phương Gia. À, thì ra là Phương Tiểu Thư. Hai người vừa rồi, ở phòng 302, Hai người có muốn thuê phòng không? Phòng cạnh hai người đó. Câu trả lời của Tiểu Tuyết làm cho thẩm tử phải bất ngờ, không ngờ cô lại chơi lớn tới như vậy. Bất ngờ cộng thêm xấu hổ, gương mặt trắng trẻo đã ngả sang màu đỏ. Nhận được chìa khóa phòng, Tiểu Tuyết kéo tay thẩm tử vào thang máy, đứng chờ thang máy chạy, không nghe người phía sau nói chuyện, quay lại nhìn thì thấy gương mặt đỏ bừng của thẩm tử. "Chẳng hiểu vì sao cô hỏi. Anh bị sao vậy, mặt đỏ cả rồi?" Đưa tay sờ mặt thẩm tử, giọng hỏi nhẹ nhàng và gương mặt lo lắng của tiểu tuyết làm cậu không thể rời mắt không thấy cậu trả lời cô hỏi tiếp anh bị say nắng à không khỏe thì mình về không theo nữa không anh chỉ là lần đầu đi khách sạn cùng em anh đang nghĩ cái gì thế hả chúng ta là đang theo dõi không phải như anh nghĩ đâu anh nghĩ gì em đang nói gì vậy không phải anh nói là em nghĩ gì vậy bạn phải không ý anh là đang là lần đầu chúng ta ở chung một phòng trong người cũng chỉ có điện thoại thì chơi cái gì đây không nói với anh nữa. Thẩm tử biết cái suy nghĩ kia của tiểu tuyết, nhưng cậu muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn. Lên tới tầng 17, đi thẳng tới phòng 302, xem xét tình hình. Bên trong đã có tiếng động của cơ thể va chạm, hai người không hành động tiếp mà đi tới phòng bên cạnh. Ngồi trong phòng, thấy ngột ngạt mà chẳng thể làm gì để giết thời gian. Tiểu tuyết nhìn thẩm tử đang nghịch điện thoại trên giường, cô nghĩ ra một cách để tìm thú vui từ thẩm tử. Thả nhẹ bước chân tới cạnh giường, Ngồi xuống rồi tiện tay sờ vào cơ bụng sáu múi của thẩm tử. Bất ngờ trước hành động của tiểu tuyết, cậu nắm tay cô kéo ra, giọng nói nghi hoặc. Em đang làm gì thế hả? Không có chuyện gì để chơi sao? Không có, anh cho em sờ cơ bụng của anh chút nha. Không cho, em chơi điện thoại đi hoặc là qua bên kia xem tình hình đi. Không cần, em đặt máy nghe mini trước cửa rồi, máy sẽ thu toàn bộ lời nói của hai người họ, kể cả khi ở phòng cách âm. Em lấy ở đâu ra? Chuyện của anh Thì quan tâm làm gì Cho em sờ đi Tiểu tuyết không cho em sờ Rảnh giật qua lại Cuối cùng không chịu được ngã xuống giường Mệt đến đứt hơi Thậm tử ngồi bên cạnh hỏi Sốt cuộc thì em muốn gì đây Không ai như anh cả Vào khách sạn thuê phòng mà không làm gì Anh có làm Hưởng wifi à Không biết đâu Thẩm tử không ngờ cô lại nói ra những điều mà cậu muốn quên đi. Không thấy thẩm tử trả lời, cô nhào tới đè cậu xuống giường nói chúng ta sang năm cũng cưới, làm sớm hay muộn cũng sẽ làm, không bằng chúng ta làm liền cho nóng đi. Tiểu tuyết em, không cho thẩm tử có cơ hội trả lời, cô trực tiếp dùng môi chặn lời nói của cậu lại. Không muốn theo ý cô, nhưng mỡ dâng miệng mèo thì làm sao từ chối. Cứ thế, hai người lăn lộn trên giường đến chiều tối. Đến 5 giờ chiều, An Du đã đứng chờ lệ kết dưới công ty. Nam nhân điển trai thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn. Nhiều cô gái đi qua cầm điện thoại chụp tới chụp lui, không để ý ánh mắt sắc bén của anh triệu viu anh từ xa nhìn thấy an du đứng trước cổng tập đoàn chu thị nhưng không thấy lệ khiết cô ta xuống xe đi lại đưa tay nắm lấy tay anh nhưng phản ứng của một người có vợ rồi thì vô cùng nhanh tay cô ta dừng giữa không trung ngượng ngùng rút tay lại lời nói hối lỗi giả tạo của cô ta làm cho anh không muốn nghe tí nào anh an du hôm đó em không cố ý làm cho lệ khiết ra nông nỗi đó đâu cô là cố tình câu trả lời vô tình của an du làm cho triệu vi oanh ngượng nghịu hơn tiếp tục biện minh em nhưng lệ khiết đã đánh em lại rồi mà đánh em sưng hết cả mặt luôn nhưng mà cô vẫn chưa vào viện mà khi nào vào viện đi thì hẵng nói anh an du sao anh cứ bênh vực cô ta thế hả dù sao em cũng là thanh mai trúc mã của anh mà anh không thể nào quan tâm em một chút à vợ tôi tại sao tôi lại không bênh tôi còn muốn để cô ấy ở nhà ăn ngon mặc đẹp không muốn để cô ấy phải cực khổ không phải đến công ty làm việc vất vả. Cô, cho dù có là vị hôn thê của tôi, cũng không chấp nhận, chứ đừng nói tới Thanh Mai trúc mã với tôi. Cho dù cô ấy có xuất hiện hay không, cũng không đến lượt cô đâu. Lệ Khiết đứng từ xa, nhìn thấy biểu cảm và lời nói thật lòng của An Du, thì không hiểu sao trái tim của cô đã lỡ một nhịp. Cô là đang mở lòng với anh sao? Một người mà kết hôn vì hợp đồng lại có tình cảm với đối phương. Tuy cô không biết mình đã rung động với anh chưa, nhưng cô biết người đàn ông này đáng để trao cả đời mình. Triệu Vy Oanh nghe được những lời nói mà anh dành cho mình. Một chút thương cảm cũng không có. Những lời nói tới đau lòng. Nhưng cái cô ta cần bây giờ không còn là tình cảm của An Du nữa. Mà là khiến cho hai người họ phải rời xa nhau. Đưa mắt nhìn ra xa, hình bóng lệ khiết đã làm cho cô ta chú ý. Nụ cười nhâm hiểm của Triệu Vy Oanh khiến cho cô phải nghĩ. Chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Bước nhanh về phía của An Du, triệu bị oanh thấy hành động gấp rút của cô thì vội nhào tới ôm chặt lấy anh nhưng có một lực nào đó đã để cô ta ra đứng không vững trên giày cao gót nên đã ngã ra sau tiếng hét lên vì đau của cô ta làm cho người đi đường phải chú ý đến cả an du và lệ khiết vừa đến cũng phải bất ngờ người này không ai khác chính là thư ký kim kim tấn hôm nay xe của cậu bị hư nên quá giang xe của anh nên là những chuyện vừa rồi cậu luôn là người chứng kiến rõ nhất kim tấn khó chịu chỉ thẳng vào mặt Triệu Biêu Anh nói Triệu Tiểu Thư Cô thật sự quá đáng lắm Khó khăn lắm vương tổng nhà tôi mới thoát ý để lấy vợ Cô nữ lòng nào mà đi chia cắt họ Chuyện của tôi cần cậu quản à Cậu có tin tôi cho cậu ra đường ở hay không Cô dám Lệ Khiết và An Du cùng lên tiếng hỏi Giọng nói lạnh lùng Cùng với gương mặt kêu kích rõ ràng Làm cho Triệu Biêu Anh chẳng biết đường nào chạy Kim Tấn Tuy là một thư ký Nhưng là thư ký cấp cao Đa dạng với mọi loại nghề Người mà An Du anh tin tưởng tuyệt đối. Tuy là người dưng, nhưng đối với anh, cậu là anh em kể vai sát cánh, thân thiết như anh em ruột. Triệu Việu anh khó khăn đứng dậy, nhìn về phía Lệ Khiết. Mày nhất định, sẽ phải trả giá cho những việc này. Tôi có làm gì cô đâu, là cô đứng không vững nên ngã thôi. Chứ từ lúc tới giờ tôi có đụng vào cô đâu. Nhưng mày dán tiếp làm. Ai bảo cô gây chuyện làm gì? Nghiệp đầy đầu nhá chị gái. Lệ Khiết cùng An Du lên xe. Kim tấn vào ghế lái, đưa hai người về vương gia, rồi cậu mượn xe về, mai lại tới đón anh. Vân Trang và Lâm Vĩ đứng từ xa, muốn chụp ảnh lúc triệu vi oanh, ôm An Du. Nhưng lại bị Kim Tấn phá đám, tức giận muốn xông ra cho cậu một trận. Nhưng lý trí còn sót lại, mách bảo hắn không được làm càn. Tức chết đi được, cái tên khốn kiếp đó, không biết từ đâu chui ra nữa. Nếu không có hắn, thì ngày mai có thể ngồi ăn dưa để hóng tin rồi. Mà kệ đi, thua keo này ta bày keo khác, Triệu Vi Oanh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta đi. Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng về phòng. Cô thì lấy máy tính ra tiếp tục làm việc. Anh cũng không có việc gì làm nên đi tới ngồi cạnh cô. Cái tay hư hỏng không ăn phần của anh cứ làm bừa trên người cô. Mắt vẫn chăm chú, nhìn vào màn hình nhưng miệng thì hỏi anh. Anh đã vứt bộ tay trang chưa? Đưa gì Lan đem đốt rồi. Mà sao em biết cô ta đặt máy nghe lén trong lúc đó? bởi vì vân trang và lâm vĩ quá lộ liễu ngay lúc kim tấn đẩy ngã triệu viu anh thì tôi đã thấy hai người họ ở phía đường đối diện đang tức đến không chịu được em thật là thông minh không hổ danh là vợ của an du tôi không làm việc nữa tôi có quà cho em anh mà cũng mua quà cho tôi sao an du dập máy tính lại rồi đi tới tủ cạnh giường lấy ra một hộp quà to bự đem tới đặt xuống bàn mở nhẹ ra bên trong rất nhiều thứ anh lấy ra từng thứ một giới thiệu với cô những thứ này là tôi đặt bên Mỹ cho em Rất tốt cho những người ngồi lâu như em Đây là nước hoa quả Giúp cho người thức khuya Không có quần thâm ở mắt Sáng dậy tỉnh táo Còn đây là máy mát xa dùng khi mỏi cổ Mỏi lưng rất có hiệu quả Anh lấy ra rất nhiều thứ đặt trước mặt cô Những thứ đều là tốt cho cô Anh vẫn chăm chú nói từng món một Cô lại thấy mình như được lên mây vậy Anh chăm sóc cô từng chút một Để ý những hành động của cô từng ly từng tí Không hề bỏ sót cái nào Ngày đầu đi làm, cô mỏi lưng và cổ cộng với mệt mỏi nên đã ngủ quên trong phòng tắm. Anh lại vì chuyện đó mà mua cho cô nhiều đồ như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt của cô rơi xuống. Tiếng thu thít của cô làm anh ngừng động tác. Nhìn cô khóc, anh chẳng hiểu lý do, cuống cuồng hỏi. Lệ khiết, em sao vậy? Không khỏe à? Tôi gọi người đưa em tới bệnh viện nhé. Không phải, tôi chỉ là cảm động với tấm lòng của anh thôi. Làm tôi hết hồn, có phải em đang rung động không tôi khiến em cảm động như vậy còn gì anh đừng có mà nói linh tinh tôi phải đi ngủ đứng lên định đi về giường ngủ nhưng tay đã bị anh nắm kéo lại người cô cũng vì lực kéo của anh mà ngã ngùi lên đùi anh hai gương mặt sát gần nhau tuy thân mật đã lâu nhưng với hành động này của anh làm cho cô phải ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị anh ép đối diện với mình lời nói quyến rũ của anh làm cô phải mê mẩn lệ khiết chúng ta không phải đã cùng nhau thân mật rồi sao hành động nhỏ này cũng khiến em phải đỏ mặt à hay là chúng ta làm đến khi em không còn ngại ngùng nữa nói xong thì liền hôn nụ hôn này làm cho cô không thể nào dứt ra được tay cô luồn qua cổ anh rồi từ từ luồn vào tóc đáp trả nụ hôn mãnh liệt của anh bê cô lên giường tiếp tục chuyện dở dang hôm nay lại khiết phải đi gặp khách hàng một người khách trung niên ít khi xuất hiện trong những bữa tiệc kinh doanh Lệ khiết tới chỗ hẹn Đã chờ hơn 10 phút Vẫn không thấy người đã hẹn Chờ thêm 10 phút nữa cũng chẳng thấy đến Ngọc Trân ngồi bên cạnh đã không chịu được nữa Giọng nói khó chịu Khi phải chờ một người nào đó Khuôn mặt nhăn nhó khó coi Chủ tổng có phải ông ta không đến hay không Đừng nói như vậy Thử liên lạc với thư ký bên khách hàng đi Ngọc Trân vừa lấy điện thoại ra Thì một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi Dẫn theo một bé gái khoảng chừng chỉ 7 tuổi đi tới cuối người chào lễ kiết theo phép lịch sự. Thấy hành động của ông ta như vậy, cô cũng đứng lên chào lại. Xin lỗi chú Tổng, vì một chút chuyện mà tính trễ, thành thật xin lỗi. Không sao, đình Tổng mời ngồi. Đi bàn việc mà dẫn theo con gái. Câu nói của Ngọc Trân làm cho đình sở về ngượng nghịu, lễ kiết nghe được đã nói. Ngọc Trân, tôn trọng khách hàng, xin lỗi đình Tổng, thư ký của tôi tôi sẽ dạy bảo lại. Đây là hợp đồng, mời ông xem qua đi. Lệ khiết quan sát con gái của đình sở, đình giao. Ngũ quan bên ngoài thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn. Nhưng nhìn theo cách của cô thì chắc chắn con bé giống mẹ, vì chỉ có đôi môi giống với bố. Đình sở thấy lệ khiết quan sát đình giao chăm chú như vậy thì lên tiếng giới thiệu. Chú Tổng à, đây là đình giao con gái của tôi. Chào con, đình giao. Chào cô ạ. À. Giọng nói dễ thương của đình giao làm cô phải cười. Nụ cười tươi từ khi chuyện của Lâm Vĩ đến nay sự dễ thương nghe lời của Đình Giao làm cô trông mong một đứa con. Đình Giao ngồi yên lặng bên cạnh để bố làm việc. Mẹ con bé hôm nay không khỏe nên là tôi đưa nó theo, cô thông cảm. Không sao đâu, tôi gửi lời thăm chị nhà. Cảm ơn Chu Tổng, hợp đồng này tôi đồng ý ký với cô. Hai bên ký xong thì trao đổi hợp đồng, Đình Sở xin phép về ngay vì phải làm xong công việc sớm để về với vợ. Lệ Khiết cùng Ngọc Trân về công ty. Trong phòng làm việc, một người đứng, một người ngồi, không khí căng thẳng khiến cho ngọc chân phải khép nép giọng nói lạnh lùng của lệ khiết làm cho ngọc chân phải đứng hình cô bị sa thải rồi chủ tổng tôi làm sai gì sao cô nói với tôi đi tôi sẽ sửa cô đừng sa thải tôi mà vậy những điều này cô sửa được không lệ khiết đưa tới trước mặt ngọc chân một sấp giấy cô ta cầm lên xem hình ảnh và những thứ cô ta giả tạo những ngày qua lệ khiết quan sát biểu cảm hết bất ngờ này tới bất ngờ kia của ngọc chân mà kinh thường Giọng nói lạnh lùng của cô tiếp tục vang lên. Cô là người của Vân Trang, người mà Bạch Dương bỏ sót trong đợt lọc nhân viên vừa rồi. Bởi vì cô vào công ty trước Vân Trang và Lâm Vĩ, lòng tin của cô với những người khác rất cao. Nhưng cô bị hai người họ mua chuộc. "Chủ tổng à, cô tha cho tôi lần này đi, tôi không như vậy nữa, chủ tổng, tôi rất cần công việc này, cô đừng sa thải tôi mà." Ngọc chân khóc lóc van xin, bây giờ mà hối lỗi thì đã muộn rồi. Gương mặt không cảm xúc của cô chẳng nuốt nổi cái màn, không hề giả chân của cô ta, cô nói tiếp. Cô lén lút làm ra hợp đồng bên khách hàng, lén đưa hợp đồng giả chữ ký của tôi vào sấp tài liệu tôi đã xử lý, đưa thông tin công ty cho Vân Trang. Tuy không phải là những thông tin quan trọng, nhưng cô đã phản bội tôi một lần thì nhất định sẽ có lần sau. Những hình ảnh mà cô thấy đều là bằng chứng hai người gặp nhau. Đi lãnh tiền tháng này, rồi ra khỏi công ty đi. Chu Tổng, ra ngoài. Ngọc Trân không muốn chấp nhận sự thật nhưng cho dù có cầu xin thế nào, cũng không thay đổi được gì. Sau khi cô ta rời đi, Lệ Khiết gọi cho Phương Tiểu Tuyết cho hay tin. Chị Tiểu Tuyết, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Chị cho người theo dõi Vân Trang và Lâm Vĩ, Âu Dương Trí và Triệu Viêu Anh. Chị không cần phải đích thân đi theo dõi nữa. Em không muốn phiền chị. Được, nghe theo em. Em à, chị vừa thiết kế bộ váy mới rất hợp với em. Khi nào rảnh, thì đến thử với chị nha. Vâng ạ, à, chiều em sẽ ghé qua luôn. Ok chị cung máy trước đây triệu vi oanh ngồi trong văn phòng đang cố gắng kết nối với máy nghe lén nhưng đã làm tới hơn chục lần vẫn không thành công tức giận tới đỏ cả mặt nhấc máy gọi cho vân trang hỏi vấn đề vân trang tại sao tôi không thể kết nối với máy nghe lén mà cô đưa chứ cô thử lại chưa tôi đã thử hơn chục lần rồi cô kết nối thử xem được vân trang lấy máy tính ra bắt đầu kết nối nhưng thử đi thử lại kết quả vẫn không thành công lâm vĩ ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng Chắc là An Du đã biết được cũng nên. Vậy thì phải làm sao? Cô tìm cách cắn lại cái khác đi, làm cho kỹ càng một chút. Triệu vi Anh không trả lời mà cắt máy ngang. Bàn tay cô ta nắm chặt lại thành nắm đấm, gương mặt tức đến khó coi. Vân Trang đưa mắt nhìn Lâm Vĩ hỏi đầy nghi hoặc. Có khi nào là do lệ khiết hay không? An Du lúc đó không hề để ý tới hành động của Triệu vi Anh. Chỉ có lệ khiết đứng từ xa mới quan sát rõ như vậy thôi. Em nói rất có lý. Không biết khi nào thì Âu Dương Trí mới hành động tiếp đây. Mà kể anh ta không làm theo kế hoạch Thì anh ta cũng đâu thể lợi dụng lệ khiết để kéo Âu Thị lên Chỉ là chúng ta đang giữ bí mật của hắn mà thôi Cũng đúng Nhưng anh thật thầy không ngờ Người như anh ta lại đi hiếp dâm một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi Chỉ vì chuyện này mà phải trốn về đây Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà Âu Dương Trí khi còn ở nước ngoài Trong một lần uống say cùng đám bạn Đã không cẩn thận Đụng nhầm bé gái 16 tuổi là Triệu Vi Oanh Nên đã làm nhục con bé Sáng hôm sau, khi biết chuyện tối qua mình làm và biết được con bé còn chưa đủ tuổi, qua thông tin lấy được từ bạn bè, thì hắn ta đã gấp rút chạy về Trung Quốc lánh nạn. Còn tại sao Vân Trang và Lâm Vĩ lại biết chuyện? Thì là do một người trong số đám bạn ở nước ngoài của Âu Dương Trí mà cô ta quen được nên đã biết tin này từ anh ta. Tin tức quan trọng mà còn có lợi cho cô ta thì ngại gì mà không dùng để uy hiếp và đạt được mong muốn của chính bản thân mình và Lâm Vĩ. Đến chiều, lệ khiết ghé qua xốp thời trang của phương tiểu tuyết nhưng không báo cho an du lúc vào xốp thì lại thấy phương tiểu tuyết đang nói đạo lý với một nhân viên có lẽ là làm sai chuyện gì đó tại sao lần nào cô cũng mắc phải một đội y trang như vậy nếu cô không sửa được thì chuẩn bị viết đơn nghỉ việc đi em xin lỗi lần sau không như vậy nữa ạ lệ khiết đi tới gần quan sát thấy người nhân viên này chắc nhỏ tuổi hơn cô vẻ ngoài chẳng có gì là thu hút nhưng nhìn khuôn mặt có thể biết cô ta là một người khó tính thiếu kiên nhẫn và không chiều lòng khách. lệ khiết hỏi tiểu tuyết có chuyện gì vậy chị nhân viên không chiều lòng khách chị chỉ nói vài câu thôi lệ khiết chỉ gật đầu không trả lời người nhân viên kia tên là mỹ oánh chỉ biết cúi đầu không dám nhìn trực diện tiểu tuyết cô chỉ nói một câu rồi bước vào trong lựa đồ người thiếu kiên nhẫn luôn là kẻ thất bại lệ khiết vào trong tiểu tuyết thấy cô nói có lý liền quay lại hỏi mỹ oánh kia cô có nghe thấy không con bé trước kia từng là người thiếu kiên nhẫn nhưng vì thay đổi được tính cách đó mà bây giờ đã thành tổng tài của chu thị cô cũng từng nghe danh chu thị mà dáng mà thay đổi cô cũng sẽ thành công bà chủ tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô vương tiểu tuyết cười nhẹ một cái rồi vào cùng lệ khiết lựa qua một lượt cũng chẳng lựa được bộ nào tiểu tuyết kéo cô lên lầu ba nơi dành riêng cho những cô gái thích gợi cảm quyến rũ và sexy Tiểu tuyết lấy ra một bộ váy hai dây màu đỏ, dài ngang đùi. Bộ váy nhìn rất bắt mắt, không thể chê vào đâu được. Tiểu tuyết đưa tới trước mặt cô nói. Em à, chị tặng em bộ váy này, tối nay cùi hộp cho nóng. Chị à, chị đang nói gì vậy ạ? À? Em không quen mặc những thứ này. Em à, đây là tấm lòng của chị, em không thể phụ nó. Nhận đi cho chị vui, nhá. Tiểu tuyết hóa thỏ con làm đúng với cô. Lệ khiết không thể nào xem tiếp một màn trước mắt, nên gật đầu đồng ý nhưng nhớ ra chuyện gì đó cô nhìn tiểu tuyết hỏi vậy bộ váy chị vừa thiết kế đâu à lên đây với chị cùng tiểu tuyết lên tầng 4, nơi làm việc chị dành riêng cho tiểu tuyết bộ váy được trưng bày trong tủ kính bộ váy màu hồng phấn thiết kế theo kiểu dạ phục được cắt may tỉ mỉ điểm nhấn là cái nơ không to cũng không nhỏ được đặt ở eo váy lệ khiết quan sát tới mê mẩn tiểu tuyết nhìn biểu cảm thích thú trong gương mặt của cô thì vui vẻ mỉm cười nói em thấy thế nào đẹp lắm chị ạ. À? không thể chê vào đâu được váy này chị thiết kế riêng cho em sắp tới có một sự kiện đặc biệt chị muốn em mặc nó sự kiện đặc biệt là sự kiện gì vậy à sắp tới giới showbiz sẽ diễn ra một sự kiện long trọng tất cả những người trong giới showbiz đều được tham gia chồng em rất được nhiều người trong giới mê tới chết đi sống lại đấy chị muốn em mặc nó đi giữ chồng lệ Khiết vừa ngắm nhìn bộ váy vừa nghe tiểu tuyết nói chẳng muốn chú tâm đến nhưng vừa nhắc tới có người mê mẩn An du thì không hiểu tại sao tim cô đập nhanh hơn, cảm giác muốn mất đi thứ gì đó mãnh liệt lắm. Tiểu tuyết không thấy lệ khiết trả lời vội hỏi. Em bị sao vậy? Không khỏe sao? Không ạ. À, vậy chị có biết Vân Trang và Lâm Vĩ có tham gia không? Em nghĩ nếu như hai người họ cùng với Triệu Vi Anh và Âu Dương Trí động mặt với chúng ta sẽ gây bất lợi đấy. Âu Dương Trí thì không thể thiếu trong bữa tiệc của giới sâu biết. Nhưng Vân Trang và Lâm Vĩ thì để chị điều tra lại. Âu Thị đang xa suốt, đang tìm mối làm ăn nên sẽ không thể nào vắng mặt trong những bữa tiệc như thế này. Vậy có chuyện gì cứ gọi cho em, em phải về rồi. Được, em về cẩn thận. Lệ Kiết lái xe về Vương Gia, trên đường về cô ghé qua trung tâm mua sắm, mua cho An Du một chiếc áo sơ mi trắng. Cô muốn đáp tạ những thứ anh mua cho cô hôm đó. Vào nhà, đã nghe dì Lan nói với An Du rằng, Thiếu phụ nhân không điện về nhà, cũng không biết cô ấy đã ghé qua đâu ạ. À? Tại sao không gọi điện chứ? về trễ thì nên gọi hỏi xem cô ấy đi đâu anh tìm tôi làm gì lệ khiết đi vào đứng phía sau an du hỏi anh nghe được lời nói quen thuộc thì quay người gánh nặng trên vai cũng được thả xuống đưa mắt nhìn lên tay cô hỏi nghe mua đồ gì sao không gọi điện nói một tiếng tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại hết pin không nghe được mẹ đâu mẹ đi du lịch cùng bác phương hai tuần nữa mới về đã ăn tối lệ khiết lắc đầu gương mặt mệt mỏi lộ rõ An Du càng nhìn, càng xót, cảm giác như bảo bối anh cưng chiều lại bị người khác ước hiếp. Đưa tay vuốt nhảy tóc cô rồi quay lại dặn dì Lan. Dì làm ít đồ ăn cho thiếu vui nhân nha. Được, tôi sẽ làm ngay. Dì Lan quay vào trong, anh ôm cô lên phòng, thân hình của cô cũng đã gầy đi, anh đưa tay sách đồ giúp cô. Lên đến phòng, lệ kiết đi ngay vào phòng tắm, khối món đồ của Phương Tiểu Tuyết tặng cho. Anh ở bên ngoài xem máy tính, Lát sau, dì Lan bưng đồ ăn lên cho cô. Rất lâu sau, Lệ Khiết mới ra khỏi phòng tắm. Bộ váy chỉ giúp che được những chỗ cần che. Đi tới ngồi đối diện với anh và bắt đầu ăn tối. An Du không thấy cô nói gì. Ngước mắt nhìn lên, thân hình gợi cảm của cô đập thẳng vào mắt anh. Họ nhẹ một tiếng rồi hỏi. Em là đi mua nó nên mới về trễ ư? Không, tôi ghé qua xốp thời trang của chị Tiểu Tuyết. Chị ấy tặng tôi nên tôi mặc. Tôi có mua quà cho anh đấy. Lệ khiết đi lấy túi đồ lúc nãy, đi lại ngồi cạnh anh, lấy ra chiếc áo sơ mi đưa tới trước mặt anh nói: "Quà này là tôi cảm ơn anh đã mua những thứ bổ ích hôm đó cho tôi. Ngày mai anh mặc thử nha." "Em có thể tặng tôi theo danh nghĩa là vợ mà, tại sao lại đưa ra cái lý do đó chứ? Nhưng không có dịp thì tặng làm gì chứ?" "Ok. Tôi nói không lại em." Xếp áo trở lại hộp, vô tình một bên áo của cô bị tuột xuống, một nửa cảnh xuân đã bị anh nhìn thấy. Lệ Khiết quay người nhìn anh, nói với giọng mệt mỏi, tay tự nhiên kéo áo lên. Khiết khác tôi mặc cho anh xem. Hôm nay tôi rất mệt, không thể chiều theo anh đâu. An dù không có ý muốn làm gì cô. để biết cô mệt nên gật đầu rồi chỉ tay về phía giường, ý bảo cô đi ngủ trước. Nghe lời, cô bước tới giường ngủ, còn anh thì giải quyết xong công việc mới nghỉ ngơi. Hôm nay là chủ nhật, Lệ Khiết ngủ nướng tới hơn 8 giờ mới thức. An dù đã thức dậy từ sớm, xuống nhà cũng không thấy người làm đâu cả. Muốn tìm gì lan, nhưng khi qua phòng bếp, điều làm cô ngạc nhiên tới đứng hình. An Du đang nấu ăn trong bếp, tạp rể màu trắng anh đeo trên người, càng làm nổi bật nét đẹp chết người của anh. Lệ Khiết thả nhẹ bước chân vào, nhìn người đàn ông đang chăm chú nấu ăn, giọng nói nghi hoặc của cô làm anh chú ý. An Du, anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Muốn thì tự nhiên sẽ biết thôi. Hôm nay tôi phục vụ cho em, lại bàn ngồi sẽ có bữa sáng. Lệ khiết gật nhẹ đầu rồi đi lại bàn ngồi Như nhớ ra chuyện gì đó hỏi tiếp Dì Lan và mọi người đâu cả rồi Hôm nay tôi cho họ nghỉ một bữa Không gian riêng tư thế này Mà có người quấy rối không phải rất phí sao Lệ khiết nghe được câu nói của An Du Cộng với ánh nhìn chăm chú của anh Làm cô đỏ mặt Anh là đang thả thính cô sao Từ bao giờ một tổng tài lạnh lùng cao ngạo Lại biết được những thứ này An Du biết cô đang ngượng nên không nói thêm gì Bưng đồ ăn sáng tới cho cô Nhìn đồ ăn anh làm cũng rất bắt mắt Nhưng không biết ăn vào có hợp khẩu vị hay không Lệ Khiết đưa thử miếng thịt vào miệng Môi mỉm cười Còn đầu thì gật lên gật xuống Không tiếc thêm một lời khen An Du Không ngờ anh lại nấu ngon tới như vậy Có hợp khẩu vị không Rất hợp nha Nhìn Lệ Khiết khen mình như vậy Nhất thời An Du không thể đối mặt với cô Mũi cũng đã đỏ Quay người vào lại bếp Nhìn bóng lưng của người con gái Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu cô nhưng ông trời không muốn chia cắt hai người nên đã để anh yêu cô trước lệ khiết vừa ăn xong thì an du đặt xuống trước mặt cô một ly sữa nóng nhìn ly sữa mà cô ngán ngầm vừa ăn sáng xong lại bắt ép uống ly sữa này chắc là không muốn cô ốm đây mà nhằn mặt nhìn an du hỏi anh không ăn sáng hay là anh uống đi tôi ăn rồi dạo này em ốm lắm ăn nhiều một chút nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tôi uống không nổi nữa rồi uống không nổi Vậy tôi có cách khác khiến cho sữa vẫn chảy vào trong. Cách gì vậy? Lệ khiên ngây ngô hỏi, nhìn khuôn mặt mong chờ của cô mà anh lại càng hứng thú hơn. Đưa tay cầm ly sữa lên, uống lấy một ngụm rồi khom lưng, dùng môi chuyển sữa cho cô. Bất ngờ trước hành động không báo trước của anh, cô chỉ biết mở to mắt nhìn người đàn ông đang cố gắng ép cô uống sữa chỉ vì cô ốm đi. An dù chỉ kiếm cớ để được hôn cô thôi, chứ qua lần sau cô nào dám để anh đạt được ý muốn lần nữa. Ngoan ngoãn uống hết ly sữa Đứng lên chuẩn bị về phòng Anh gọi lại Có muốn đi chơi không? Đi đâu? Hẹn hò Đứng hình mất 5 giây Anh vừa nói muốn đi hẹn hò với cô ư Nhưng đây chẳng phải là chuyện nên làm Của những cặp đôi đang yêu nhau sao Anh và cô dù sao cũng đã kết hôn rồi Cũng đâu cần phải hẹn hò An du rửa bát xong Đi đến chỗ cô nói thêm một lần nữa Chúng ta đi hẹn hò Mau lên thay đồ thôi Ờ nhưng mà không để cô kịp phản ứng, anh đã kéo cô về vòng. Khác với những hôm đi làm ăn mặc chỉnh tề, hôm nay hai người lại ăn mặc rất đơn giản. An Du thì áo sơ mi rộng cộng với quần jean, còn Lệ Khiết thì cũng là áo sơ mi, nhưng cộng với chân váy ngắn. Đeo thêm cặp kính dâm và mang túi sách thì hai người chẳng khác nào một cặp mới vừa yêu nhau vậy. An Du đưa cô tới trung tâm mua sắm trước, cô cũng chẳng biết đi đâu ngoài nơi này. Dạo quanh một vòng, hai người chẳng lựa được món gì ưng ý nên quyết định tới khu vui chơi lớn nhất của thành phố. Lệ khiết nhìn những trò chơi với độ cao hơn cả chục mét, mà chân tay đã run rẩy. Cô nhìn An Du nói. Không còn nơi nào sao? Tôi sợ độ cao, không chơi mấy thứ này đâu. Vậy chơi nhà ma nhá. Được, trò này chơi được này. An Du nhìn biểu cảm mong chờ của cô mà bất lực. Chẳng biết cô có sợ hay không, nhưng với cái thái độ vui vẻ kia thì 90% là không sợ. An Du thật không thể tin được, Lệ khiết lúc nãy với lệ khiết lúc này thật sự khác biệt quá xa. Lúc nãy thì hăng hái muốn chơi, nhưng bây giờ thì lại sợ tới phát khóc, la hét ôm sùm, đù hẳn lên người anh mà van xin. An dũ, không chơi nữa, không chơi nữa. Tôi sợ, anh dẫn tôi ra ngoài đi. Lúc nãy hăng lắm mà, sao bây giờ lại như con mèo nhỏ rồi? Sợ thì nói, tôi cũng đâu có ép em vào. An dù bế cô ra ngoài, nhìn gương mặt ướt vì khóc của cô mà khiến anh đau lòng. Đưa tay lau khô nước mắt rồi hỏi, Muốn uống gì không? Tôi mua cho em. Uống gì cũng được ạ. À? Vậy ngồi đây chờ đi. Tôi đi nhanh sẽ về liền. Lệ Khiết gật đầu. An Du cũng đi mất. Trong khi chờ anh quay lại, một người đàn ông đi tới bắt chuyện với cô. Điều bộ của anh ta chẳng cũng là dạng công tử nhưng chẳng thể khiến cô chú ý nhiều cho đến khi lời nói của hắn ta cất lên. Em gái, anh có thể làm quen với em không? Nhìn hắn như sinh vật lạ vừa xuất hiện ở trái đất. Cô chỉ muốn im lặng cho hắn rời đi. Nhưng cô càng im lặng Hắn lại càng muốn chinh phục cô, đi đến ngồi cạnh cô và tiếp tục hỏi. Anh có thể ngồi ở đây không? Không cho, anh đứng lên được rồi. Em cho hay không thì anh cũng ngồi, mà em đang đợi ai vậy? Chồng tôi. Câu trả lời khiến hắn ngượng hẳn đi, chẳng biết nên nói gì tiếp theo thì anh quay lại, nhìn cô ngồi cùng người đàn ông khác, anh không những không ghen mà đi lại hỏi nhỏ. Nước của em, hắn ta là ai vậy? Không biết, muốn gạ vợ anh. Vậy vợ anh có cho cơ hội không? để biết còn cho người ta đi nữa. Anh đoán xem. Nghe được câu trả lời, ánh mắt của An Du nhìn hắn ta, ánh mắt có thể giết chết hắn, sắc lạnh như dao. Nhận thấy nguy hiểm đang rình rập, hắn đứng lên chạy mất. Lệ khiết lúc này không nhịn được nữa mà cười lớn. An nhìn cô cười mà chẳng hiểu lý do, ánh mắt dò xét hỏi. Em cười cái gì? Tôi không cười gì cả, mà tôi thấy trong lúc anh ghen, thật sự không thể chọc thêm, nếu không có thể... Tôi, Tôi ghen khi nào chứ? Anh nói dối, chỉ có ghen anh mới dùng ánh mắt đó để nhìn con mồi thôi. An à, dù lúc này không chối nữa mà thay đổi cảm xúc lẫn ánh nhìn. Đưa tay kéo cút sắt vào người, giọng nói mê hoặc dụ dỗ cô. Em à, từ khi nào mà em lại để ý từng cử chỉ, từng lời nói của tôi vậy? Có phải em đang thích tôi rồi không? Tôi, tôi không... Em không được chối, nói dối sẽ không tốt. Trả lời tôi, có phải em thích tôi không? Lệ khiết theo quán tính gật nhẹ đầu, cũng không để ý hành động vừa rồi của mình là bị anh rủ rỗ. An Du hài lòng với câu trả lời này, buông nhẹ cô ra, ánh mắt nhìn xa, giọng nói vui vẻ không giấu được. Em ngay từ đầu nên thành thật như vậy. Yên tâm, sau này em không thất vọng với câu trả lời ngày hôm nay đâu. Lệ khiết lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Câu nói của anh lại làm cô chú ý thêm một lần nữa. Chẳng hiểu sao lúc nãy cô lại bị anh dụ dỗ một cách trắng trợn như vậy. Nhưng tim cô đập nhanh, mỗi khi anh nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, chứa đựng cảm xúc thật ở trong đó phải chăng cô thật sự thích anh tôi đến trong nhà chỉ có lệ kiết và an du ở nhà cơm tối do anh chuẩn bị cô tắm rửa xong xuống nhà đã thấy bàn ăn thịnh soạn ngồi xuống ghế gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi như nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh an du sự kiện giới xô biết khi nào diễn ra vậy ba tuần nữa mà em nghe ai nói vậy tôi đâu định đưa em theo anh à tôi đi cùng chị tiểu tuyết không thèm đi cùng anh đâu. Giận nha, đi tiệc mà không đưa cô theo thì chắc chắn là không muốn để cô thấy những cô người mẫu chân dài đi cạnh anh chứ gì. Muốn đi cùng người khác á, à? không dễ đâu nha. An Dô nhìn gương mặt đỏ lên vì giận của cô mà vui vẻ. Chỉ cần có biểu hiện này của cô thì anh hiểu rõ trong lòng cô đang dần tiếp nhận anh rồi. Gắp miếng thịt để vào chén cô, mỉm cười tươi, giọng nhẹ nhàng. Tôi đâu thể để vợ mình đi cùng người khác, đi một mình sợ người khác cướp thì sao? ăn đi. Lệ Khiết nén giận ăn miếng thịt anh gấp cho, xẻ miếng thịt như là anh mà nhai ngấu nghiến. Gương mặt lúc giận dỗi của cô vô cùng dễ thương. Anh bất lực với hành động trẻ con của cô, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Lên phòng, Lễ Khiết đang xem phim trên máy tính, điện thoại của anh để bên cạnh reo lên, mà anh thì lại đang tắm ở bên trong. Cô nhìn màn hình, hiện thị là trà xanh, thì cô biết anh đang xem kẻ này là đồ phiền phức, phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô nửa muốn nghe nửa muốn không Nhưng nghe rồi thì anh nghĩ cô là kẻ thích xem điện thoại của người khác thì sao Nhưng không nghe Thì lại bị ảnh hưởng tới âm thanh của phim Nên cô hỏi ý kiến của anh trước Đi tới gõ cửa phòng tắm Nói vọng vào An Du, có người gọi cho anh Em cứ nghe máy đi Nhưng màn hình hiển thị là trà xanh Anh thật sự muốn tôi nghe máy à Ừ Khi lệ khiết đi lại thì máy đã tắt Nhưng chưa tới 10 giây lại reo lên Cô đưa tay cầm lên nghe máy Không một chút do dự bật hẳn loa ngoài nghe cho rõ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng ẻo là chẳng muốn nghe hết, nhưng vì muốn xem cô ta giở trò gì nên đành phải mặc kệ cô ta, muốn nói kiểu gì thì nói. Alo, anh An Du, anh còn nhớ Hạ Di chứ? Sắp tới sự kiện của giới showbiz diễn ra mỗi năm một lần. Anh đưa em đi cùng nha. Năm nào anh cũng bỏ rơi người ta để đi một mình, anh không chán à? An Du đi ra, vừa vặn nghe được câu nói kia của Hạ Di, Người mẫu hạng A trong giới. Anh đi lại ngồi cạnh cô, nhớn mày nhìn lệ khiết, rồi lại nhìn điện thoại, ý bảo cô trả lời. Nghe lời và ngoan ngoãn làm theo. Cô tìm anh An Du làm gì? Tối nay anh ấy bận phục vụ tôi nên không tiếp khách. À, có sự kiện showbiz, đã có tôi đi cùng anh ấy, nên là cô không còn cơ hội đâu. Cô là ai mà lại dám nói như vậy? Chỉ có tôi mới có thể đi cạnh anh ấy thôi. Hồn hồn, thì tránh xa anh ấy càng xa càng tốt, nếu không... Nếu không thế nào? Cô có biết cô và nhà tôi khác chỗ nào không? Khác ở chỗ là nhà tôi có cửa còn cô thì không đấy. Cô, giúp của cô là ai? Tôi là người mà phía sau có chồng và mẹ chồng chống lưng. Cô muốn động vào tôi thì phải hỏi thử xem hai người họ đã cho phép hay chưa? Đã có chồng rồi mà còn gian díu với anh An Du làm gì nữa? Không biết xấu hổ à? Giọng nói của Hạ Di càng lúc càng tức giận và khó nghe hơn. Thật không thể ngờ cô ta thay đổi giọng nói Nhanh hơn cả lật bánh tráng luôn Lệ Khiết nhếch mép cười nói lại Khi thấy không hề suy giảm mà còn tăng thêm Vẻ bình tĩnh đối mặt với chuyện trước mắt Không thể chây vào đâu được Anh ấy cũng chấp nhận điều đó Người không biết xấu hổ là cô đấy Người khác đã không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào rồi Mà vẫn mặt dày bám nuôi Sau này Cô mà còn làm phiền Anzo Thì đừng trách tại sao tôi cho cô vắng khỏi showbiz Lệ Khiết nói xong thì tắt máy luôn Chẳng muốn đôi co với những loại người không ra gì như cô ta Đúng là muốn cô tức chết mà. Cuộc gọi này vừa qua đi, cuộc gọi khác lại đến. Người hiển thị trên màn hình lại khiến cô muốn đập nát điện thoại, nhưng anh đã cản lại. An Du đưa tay ấn nút nghe, vẫn là giọng nói giả vờ dễ thương nhưng không thể thương nổi. Anh An Du, anh có đi dự tiệc showbiz không? Nếu có cho em đi cùng với anh nha. Còn tận ba tuần mà sao ai cũng hỏi y chang một câu vậy? Lệ khiết, cậu ở cạnh anh An Du làm gì? Tôi là đang nói chuyện cùng anh An Du, Ai cho phép cô trả lời? Lệ khiết cười khó hiểu, chẳng biết tại sao ai gọi đến cũng bảo. Anh An Du này, anh An Du nọ. Giết rồi, không biết những người đó là thân phận thiếu phu nhân hay là thân hình chuẩn xoay qua của anh nữa. Mà cũng có khả năng là muốn cả hai cũng nên. An Du muốn trả lời lại, nhưng đầu dây bên kia hình như có chuyện gì đó thì phải. Giọng nói vọng ra từ điện thoại. Triệu Tổng, dự án vừa rồi không thể giành được, rất có thể sẽ bị phá sản. Anh vừa nói cái gì? Tôi đã đầu tư vào đó tất cả vốn liếng. Anh nói không giành được là như thế nào? Đã có một thế lực nào đó đứng phía sau thâu tóm toàn bộ. Tôi không thể tra ra được. Người kia tự xưng là thư ký riêng của Donald Tiểu Thư, một người có chức có quyền ở Mỹ. Donald, sao tôi chưa từng nghe tới cái tên này? Anh mau đặt lịch hẹn với cô ta cho tôi đi. Tôi muốn xem cô ta là ai mà dám dành dự án này với tôi. Không thể, tôi đã từng đề nghị hẹn gặp mặt nhưng đã bị từ chối tận hai lần. Người này hành tung rất bí ẩn. Anh ra ngoài đi, Triệu bị anh không nói gì thêm, nhiều nhớ ra vẫn còn điện thoại với An Du nên cầm lên nói. Anh An Du, chắc anh cũng nghe rõ mọi chuyện rồi, anh có thể giúp em không? Tại sao tôi phải giúp? Anh không nể tình chúng ta là... Thanh Mai Trúc Má ư, ừ. cô đã dùng thân phận này quá đà rồi, tôi chưa từng xem cô là Thanh Mai gì đó. Chuyện này là của cô, tôi không muốn nhúng tay vào, cũng không muốn liên can tới nhà họ Triệu. Nhưng nếu như bị phá sản thì em và ông nội biết ở đâu chứ? người cô không chồng của cô ở nước ngoài chẳng phải bà ta rất giàu hay sao qua đó ở cùng bà ta đi nên nhớ đừng quay lại làm phiền nếu không con đường duy nhất mà cô đi cũng sẽ không còn đâu em hiểu rồi ngay từ đầu là em đã thua cho tới bây giờ em vẫn nghĩ anh sẽ thay lòng nhưng em đã sai em sai ngay từ lúc em tới làm phiền lệ khiết em xin lỗi em sẽ không làm phiền hai người nữa sự xuất hiện của em làm đảo lộn cuộc sống của hai người thì em sẽ biến mất khỏi nơi này. Chúc hai người hạnh phúc. Triệu Viu Anh tắt máy, lợi khiết như giảm bớt được gánh nặng hơn. Nhưng ánh mắt giò xét của anh lại làm cô áp lực. Giọng nói tra hỏi của anh bất ngờ vang lên khiến cho cô giật mình. Em từ bao giờ lại bí mật dành dự án với Triệu Thị vậy? Tôi nhớ giữa Triệu Thị và Chu Thị đâu có lĩnh vực. Em là đầu tư thêm ư? Không hề. Tôi điều tra thấy cô ta đầu tư vào chung lĩnh vực với tôi nên bắt đầu nắm thóp thôi. Tôi cũng không ngờ mình lại thành công khiến công ty cô ta phải phá sản. Vậy tại sao chuyện này Vân Trang và Lâm Vĩ lại không biết, trong khi em chỉ vừa mới đuổi người của cô ta đi? Tôi cùng với Lục Hạ và Bạch Dương bí mật làm dự án, không cho cô ta nhúng tay vào nên không biết là đúng rồi. Nhưng thư ký mới của tôi rất thông minh nha, nghĩ ra nhiều kế hoạch hay trong dự án đó lắm. Xem như mắt nhìn người của em cao, bây giờ thì đi thôi. Khuya rồi còn đi đâu, không ngủ à? Lúc nãy em nói chuyện với Hạ Di Không phải câu đầu tiên em nói là Đêm nay tôi phục vụ em sao Bây giờ bắt đầu là được rồi Anh đưa tay cô kéo vào lòng Bắt đầu tham quan đôi môi đỏ mọng của cô trước Tay anh không an phận Thăm dò đường cong gợi cảm của cô Cảm thấy ngồi trên ghế không dễ hành động Anh bế cô lên giường Bắt đầu một buổi tối không ngủ Lệ khiết ngồi trong phòng làm việc Chẳng hiểu sao đầu óc cứ nghĩ về hình ảnh tối qua Hình ảnh anh nhẹ nhàng Nói vào tay cô những lời đường mật những hành động chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Một người đàn ông như An Du mà lại nhẹ nhàng ôn nhu, cưng sủng cô như bảo bối, sợ làm cô đau. Anh luôn hỏi thăm cô, luôn quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô. An Du thật sự đã yêu cô nhiều hơn cô tưởng, nhiều tới nỗi mà cô chưa thể cảm nhận hết, cũng không biết nên đáp trả anh như thế nào. Đang chìm trong suy nghĩ, Lục Hạ gõ cửa bước vào, nhìn cô thất thần đi đến hỏi thăm. Chú Tổng, cô không khỏe sao? Không, có chuyện gì à? À, Triệu Viu Anh sẽ tuyên bố phá sản vào tuần sau. Mọi vốn đầu tư đã đứt và dự kiến sẽ rời khỏi Trung Quốc vào hai tuần nữa. Hai tuần nữa? Không phải cô ta còn dự sự kiện sâu biết sao? Đi nhanh như vậy là có ý gì chứ? Cô ta không được mời dự nên là không thể tham gia. Tôi nghĩ cô ta thật sự không đeo bám cô vào vương tổng nữa đâu. Lệ khiết trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà vầng chán nheo lại, tỏ vẻ không đồng tình. Ngước nhìn lục hạ, bạch dương có trong phòng làm việc không dạ có cô muốn gặp anh ấy sao ừ cô báo cho cậu ta một tiếng giúp tôi vâng ạ lục hạ rời khỏi văn phòng lát sau bạch dương đi vào trên tay còn cầm theo tập tài liệu gì đó đặt xuống trước mặt lệ khiết đây là dự án bên phía đầu tư gửi đến cô xem qua có gì sai sót thì nói với tôi tôi sẽ báo lại cho bên đó được tôi có việc muốn giao cho cậu là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy tôi nghĩ với quan hệ của triệu thị thì không thể phá sản chỉ vì một dự án ông nội triệu đã từng là cựu chủ tịch của triệu thị thì ông không thể nào đứng yên nhìn triệu thị bị phá sản ý cô là ý tôi là triệu thị phá sản nhất định chỉ là cái cớ anh giúp tôi điều tra xem hai tuần kế tiếp ông nội triệu và triệu vi oanh gặp qua và tiếp xúc với những ai được tôi sẽ cho người theo sát hành tung của hai người họ lệ khiết cô là đang nghĩ triệu vi oanh lại có kế hoạch gì đó chỉ là những câu nói tối qua cô ta muốn cảm động có lẽ an du cũng nghĩ ra được mánh khóe của cô ta đến trưa lệ khiết cùng bạch dương và lục hạ đi ăn cũng làm trông lâu như vậy nhưng hôm nay mới được ngồi ăn cùng nhau bạch dương và lục hạ tuy là cấp dưới của lệ khiết nhưng cô đối đãi như người nhà không phân biệt cao thấp hay sang hèn ngồi ăn trong nhà hàng một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi an du chồng cô đi tới bắt chuyện xin chào tôi tên là lý nhất không biết có thể cho tôi ghép bàn hay không ở đây đâu thiếu chỗ ngồi khi nào anh ngồi dưới sàn thì tôi có thể cho anh ghép bàn còn bây giờ thì anh có thể đi rồi cô thật biết đùa tôi chỉ muốn làm quen với một người đẹp như cô thôi mà bạch dương nhìn trên nhìn dưới đều chẳng có chỗ nào để đặt vào mắt phải nói là mặt dày như bê tông đường lục hạ thấy cô không có ý muốn trả lời nên lên tiếng cắt ngang lý nhất phải không chỗ tổng nhà tôi là một người đã có chồng anh đừng cố gắng làm quen chồng cô ấy anh không đụng vào được đâu có chồng rồi sao Vậy tôi muốn xem chồng cô ấy là ai mà tôi không thể đụng vào. Cô gái, cho tôi xin cái tên của em được không? Lệ khiết nhìn cậu ta chán ghét, muốn đấm vào mặt cậu vài cái, nhưng lý trí còn sót lại không cho cô làm như vậy. Đưa mắt nhìn lên, miệng ngang nhiên trả lời. Tôi tên gì thì anh hỏi làm gì? Chồng tôi không cho tôi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Ồ, vậy chúng ta lén lút không phải được rồi sao? Tôi không ngại em là người đã có chồng. Cái tôi cần là tình. Lệ khiết đã không thể nhịn được nữa Nháy mắt với Bạch Dương và Lục Hạ Hai người như hiểu ý Đi tới mỗi người một bên nắm tay cậu lại Còn cô thì đứng lên ra dáng một chị đại Tay cô khởi động nhẹ Một bên má của Lý Nhất đã đỏ lên Tiếng phát ra vừa rồi như chấn động cả nhà hàng Cũng may chỗ cô ngồi Ngoài bàn của cô và Lý Nhất Thì chỉ có duy nhất một bàn nữa Lý Nhất thấy tình hình không ổn Nên lên tiếng van xin Giọng nói lúc này của cậu ta đã thay đổi 360 độ Câu đầu tiên cậu nói làm cho lệ khiết bạch dương và lục hạ phải ngạc nhiên chị dâu tôi sai rồi tôi sai rồi tôi chỉ đáng giỡn với chị thôi mà chị chị dâu anh đang gọi tôi sao tôi và anh quen biết nhau khi nào vậy chị dâu tôi là anh em trí cốt của an du vừa về nước hôm qua muốn làm quen chị theo cách đặc biệt thôi mà vậy à mau buông anh ta ra đi chuyện vừa rồi tôi không xin lỗi đâu là tại anh chơi ngu thôi lát nữa tôi ghé qua vương thị mách an du cho coi chị dâu chị mách với cậu ta thì có nước tối cạo đầu đi tu mất lệ khiết không quan tâm ngồi xuống tiếp tục ăn bạch dương và lục hạ ăn xong nên đã về trước còn cô thì cùng lý nhất tới vương thị lý nhất đi theo sau mà thầm cầu nguyện mong là an du sau khi có vợ đã thay ra đổi thịt à không thay đổi tính tình thì mới đúng lệ khiết gõ cửa rồi mới đi vào tiểu tuyết và thẩm tử cũng có mặt ở đây cô đi đến ngồi cạnh phương tiểu tuyết nở nhẹ nụ cười chị và thẩm tử cũng đến đây có việc à là an du có chuyện muốn nói lệ khiết nhìn anh đang chăm chú vào máy tính đi tới đứng cạnh anh hỏi anh đã ăn trưa chưa, chưa ờ em xem kế hoạch sát nhập như vậy đã đủ chưa sát nhập sát nhập gì chứ anh cũng đã thu mua công ty nào đâu là chu thị sát nhập vào vương thị lệ khiết đang chăm chú xem bản kế hoạch sát nhập nghe câu trả lời của an du mà cô đứng hình hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô an du muốn làm gì vậy chứ anh ta muốn chiếm đoạt chu thị để mở rộng thị trường sau khi chiếm đoạt xong thì sẽ vứt mình ra ngoài sao? Kế hoạch này anh ta bắt đầu từ khi nào? Chị Tiểu Tuyết và Thẩm Tử là những người đứng phía sau giúp đỡ. An Du thấy Lệ Khiết đứng im bất động, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay anh tự nhiên đặt ở eo cô, giọng nói của anh như kéo cô về hiện thực. Lệ Khiết, em nghe tôi nói gì không? Tôi muốn Châu Thị sát nhập vào Vương Thị. An Du, anh có còn là con người nữa hay không? Anh là muốn chiếm đoạt Châu Thị sau đó lại vứt tôi như vứt rác sao? Anh cũng như Vân Trang và Lâm Vĩ, muốn chiếm đoạt hết tất cả của tôi ư? Anh quá đáng, anh quá đáng lắm. Vừa nói, nước mắt của cô rơi càng nhiều, ba người có mặt cũng không hiểu tình hình trước mắt là như thế nào. Nên cũng không muốn lên tiếng, mặc cho anh muốn xử lý thế nào thì tùy. An Du như hiểu ra ý của cô nói, đưa tay lau nước mắt, giọng nhẹ nhàng, dỗ dành cô, sau đó mới giải thích. Lệ khiết, im lặng nghe tôi nói, chủ thị sát nhập với vương thị rất có lợi, Em cũng đỡ cực hơn trước Nếu như sau này em mang thai Thì mọi công việc tôi có thể giao cho Lý Nhất phụ trách Mỗi ngày em muốn thì đến Không muốn thì có thể ở nhà nghỉ ngơi Hoặc đi chơi đâu đó Cùng với mẹ hoặc là tiểu tuyết Tôi không như hai người kia Tôi giữ tiền để nuôi em và con Cũng đâu thể vì một công ty mà vứt bỏ vợ của mình Lệ khiên nghe anh giải thích Thì như hiểu được ý của anh Ngừng khóc Nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi Lý Nhất ngồi xem phim tình cảm Cảm động đến rơi nước mắt nhưng chẳng lấy ra được giọt nước mắt nào. Phượng Tiểu Tuyết và Thẩm Tử nhìn hai người họ như vậy thì xem như mối tình này sắp nở hoa rồi. Lý Nhất có chịu chen vào. Hai người đã diễn xong chưa? Tôi xem phim tình cảm đã chán lắm rồi đấy. Lệ khiết nghe tiếng của Lý Nhất thì nhớ ra chuyện lúc nãy ở nhà hàng, lên tiếng nói. Lý Nhất muốn cua tôi, còn muốn lén lút với tôi sau lưng anh đấy. Anh ta nói không sợ chồng tôi, không quan tâm tôi đã có chồng. Anh xử lý anh ta đi, gạ vợ anh đấy. Giọng nói vừa khóc xong, lời nói của cô nghe qua như là tiếng con nít bị bắt nạt về mách mẹ. Anh muốn cười, nhưng vẫn phải nhịn, tỏ ra ngầu một chút nhìn Lý Nhất hỏi tội. Tiểu Tuyết và Thẩm Tử ngồi bên cạnh, hết xem phim tình cảm, lại quay sang xem phim hài. Lý Nhất, tôi đâu phải kêu anh đi gạ vợ tôi. Tôi kêu anh đi làm quen với chị dâu. Anh là thèm đòn sao? Nào có, tôi chỉ muốn gây ấn tượng với chị dâu, nên mới nảy ra ý tưởng như vậy thôi. Trừ vợ anh, tôi nào dám đụng vào này anh nhìn xem cô ấy còn đánh tôi một cái rõ đau luôn ấy chứ không phục sao vậy anh muốn bị đánh thêm à phục tôi phục lệ khiết nhìn lý nhất tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng đang gào thét thì vui hẳn đi nhìn anh cười tươi như chưa từng được cười anh thấy cô vui vẻ mà anh cũng vui theo như bị lây truyền sự vui vẻ ấy cô không ngờ anh lại nghĩ cho cô nhiều đến vậy đưa ra ý sát lập còn đưa hẳn bạn trí cốt về đây để điều hành chu thị để cô không phải vất vả Bây giờ cô có thể khẳng định rằng cô động lòng rồi. Động lòng trước những hành động quan tâm nhẹ nhàng của anh. Động lòng trước cách suy nghĩ của anh dành cho cô. Động lòng trước những cử chỉ lời nói ngọt ngào hơn cả đường mật. Cô có thể buông bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Sống bình yên bên cạnh một người yêu cô thật lòng. Lệ khiết về đến nhà cũng đã gần 7 giờ. An du tan làm trước nên đang đợi cô trở về rồi cùng ăn tối. Tắm rửa xong xuôi. Xuống nhà cùng anh Dì Lan và người làm hôm nay vẫn có mặt đông đủ. Lệ Khiết ngồi ngay ngắn vào bàn, gương mặt có chút đỏ vì hành động của An Du lúc trưa. Anh như nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi, giọng nói lảng tránh sang chuyện khác một cách rõ ràng. Mẹ bảo khi nào sự kiện sâu diễn ra thì sẽ về trước hai ngày, bác Vương cũng thế. Mẹ mua đồ cho em nhiều lắm, ngày mai sẽ có người gửi về. Mẹ điện anh khi nào vậy? Sao không kết nối máy của em? Lâu rồi em không nói chuyện với mẹ, em nhớ mẹ rồi. Cách xưng hô khác lạ của Lệ Khiết làm cho An Du phải đứng hình vài giây. Muốn hỏi chuyện cô nhưng trong phòng bếp còn có dì Lan và vài người làm nên không hỏi. Lệ Khiết không nhận được câu trả lời từ anh, gương mặt ngây thơ của cô vẫn không nhận ra anh đang suy nghĩ gì, cứ thế hỏi tiếp. Anh bị sao vậy? Sao không trả lời em? À, anh không sao, em ăn tiếp đi. An Du không muốn bữa ăn bị gián đoạn nên nói cho qua. Ăn tối xong, cả hai về phòng an Du đi sau cô mà suy nghĩ lệ khiết hôm nay bị sao ấy nhở cách xưng hô cũng khác đi chẳng biết là bị chạm mạch gì nữa vào phòng cô chăm chú xem nốt bộ phim an Du ngồi bên cạnh thắc mắc tức không chịu được muốn hỏi cô nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu sau khi đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định lên tiếng lệ khiết chưa nói đến đâu thì chuông điện thoại reo lên người gọi đến làm cho anh phải đen mặt khó chịu muốn tắt máy nhưng cô đã cản lại ấn vào nút nghe giọng nói đùa cợt của hắn làm cho cô phải khinh thường lệ khiết bây giờ rảnh không tôi muốn người bầu bạn vậy anh tìm vân trang đi tôi không rảnh cô ấy đi chơi với bạn rồi ngoài cô ra chẳng còn ai thích hợp hơn cả an à, du tức tới đỏ cả mặt muốn lên tiếng mắng người nhưng cô muốn xem hắn có gì mà ăn nói ngông cuồng như vậy tôi không rảnh đêm hôm đó tôi còn giữ đoạn clip tuy không thấy mặt nhưng cũng đủ chứng minh đó là cô nếu như cô không đến, thì đoạn clip này sẽ được tung lên mạng. Tùy anh, thích thì làm đi. Tôi không có gì phải sợ anh cả. Lệ khiết cô... Lệ khiết trực tiếp cắt ngang lời hắn. Cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa. An Du lại một lần nữa thắc mắc chuyện cô làm. Sốt cuộc thì cô đang tính chuyện gì đây? Lệ khiết tắt máy xong, quay sang nhìn An Du hỏi. Lúc nãy anh muốn nói gì? À, không có gì. Sao em lại muốn hắn tung đoạn clip đó? Người trong đoạn clip không phải là em tung lên rồi thì Vân Trang sẽ biết hết mọi chuyện, trừ trường hợp hắn giấu tên người đàn ông trong đoạn clip. Chỉ cần em chứng minh được người trong đoạn clip không phải em mà là người khác, không chỉ hắn bị thiệt mà em còn muốn Vân Trang biết được tất cả mọi chuyện của hắn. Mọi chuyện ư? Hắn ở sau lưng của Vân Trang làm ra những chuyện không ra gì, lén lút với người khác, qua đêm bên ngoài không phải vì công việc. Gần đây á, còn bơ luôn cả Vân Trang. Em nghĩ nếu như chuyện này bị lộ thì nhất định sẽ có kịch hay để xem đấy an à, du suy nghĩ thì thấy cũng đúng nhưng gần đây anh cũng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của cô cô là đang che giấu chuyện gì an à, du lúc này mới nhớ ra chuyện mà mình muốn hỏi vẫn chưa hỏi được đưa tay thẳng thừng gặp máy tính của cô lại giọng nói nghiêm túc có phần run lệ khiết hôm nay em bị sao vậy cách cư xử của em với anh cũng khác nữa cách xưng hô lại càng khác em như một người khác vậy em lệ khiết đã muốn quên đi chuyện này nhưng khi bị hỏi lại thì như con rùa rụt cổ chẳng biết nên trả lời thế nào chẳng lẽ lại nói thẳng ra là cô đã động lòng với anh nhưng như thế thì cô không có can đảm thế cô vẫn không muốn trả lời anh hỏi tiếp lệ khiết nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời lệ khiết nghe lời ngược lên nhìn vào mắt anh như tiếp thêm sức mạnh cô lấy hết can đảm nói ra em là động lòng với anh rồi em không giữ được định kiến ban đầu của mình em bị hành động nhẹ nhàng hỏi thăm quan sát từng ly từng tí, quan tâm em từng chút một. Những hành động đó làm em phải động lòng. An à dù như hóa đá khi nghe từ thổ lộ của cô, gương mặt của cô chẳng có biểu cảm nào là giả dối. Anh nhìn cô rất lâu nhưng chẳng thể nói ra được lời nào để đáp trả vì chuyện này đối với anh là quá nhanh. Cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại là vui hay không nữa. Lệ khiết như vừa tỏ tình bị từ chối vậy. Bong bóng vừa bơm đầy lại xì ra vì lý do anh chẳng trả lời cô cũng không biểu hiện gì thái quá, chỉ ngồi đó nhìn cô như vừa mới xa cách mấy tuần không bằng. Như nhìn ra suy nghĩ của cô lúc này, anh vội vàng trình lại biểu cảm và tâm lý để trả lời cô. Lệ Khiết, anh vừa xin lỗi, anh không có ý gì đâu, chỉ là chuyện này đến quá nhanh thôi, anh không kịp phản ứng thôi. Khiết Khiết à, nếu như đã lựa chọn ở cạnh anh thì không cần phải lo lắng điều gì cả. Anh không thiếu gì ngoài tiền và tình cảm anh dành cho em. Có thể bây giờ anh chưa hoàn hảo nhưng sau này anh sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất lại khiết cảm động tới bật khóc không ngờ một người đàn ông như an du lại có thể nói được những câu làm người khác phải cảm động một người mà khiến cho những người khác phải khiếp sợ bây giờ lại nói những lời về tương lai với cô chẳng hiểu vì sao cô lại muốn được anh ôm vào lòng nhưng với không khí này thì không thể nào lên tiếng được cô đành chủ động ôm lấy anh ngang nhiên ngồi lên đùi anh môi cô lại cứ thế đặt lên môi anh một cách bất ngờ. Không biết được cô sẽ hành động như vậy. Anh chỉ biết thuận theo cô. Tay đặt lên eo cô chỉnh lại tư thế dễ ngồi, rồi cùng cô đắm chìm vào nụ hôn có một không hai. Lần đầu, cô chủ động hôn anh thì nhất định phải tận hưởng. Đã ba ngoài qua đi, vẫn không có tin gì từ Lâm Vĩ, cũng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì. Chắc đã biết được khi hắn đăng clip sẽ có hậu quả gì. Lệ khiết còn mong hắn đăng clip đó lên mạng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Cô đang xử lý công việc trong phòng, Bạch Dương từ ngoài đi vào, có vẻ rất tức giận. "Chủ tổng à, tôi không thể ngờ Triệu Vi anh lại làm ra cái loại chuyện như vậy." "Chuyện gì mà khiến cậu phải tức giận thế?" Cô xem đi, đây là những gì mà người của tôi đã theo dõi Triệu Vi anh suốt ba ngày qua đấy." Lễ Khiết cầm tài liệu lên xem, hình ảnh và giấy tờ được Bạch Dương soạn ra rất kỹ càng, hình ảnh thì lại càng rõ nét. Xem sơ qua thì có lẽ cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô và sẽ trở lại vào một ngày không xa bạch dương thấy cô đã xem lâu như vậy mà không lên tiếng cậu khó chịu nói chủ tổng cô không được để cô ta có cơ hội quay lại nếu không giữ trở lại của cô ta sẽ làn mối nguy hại cho cô và cả vương tổng đó tôi cũng đâu có nói là sẽ không diệt cỏ tận gốc đâu chỉ là tôi không muốn để thêm người nào trở thành công cụ lợi dụng của cô ta mà thôi vậy cô tính như thế nào lệ khiết trầm ngâm dây lát suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng anh lấy danh nghĩa đô nan của tôi đến gặp người trong ảnh. Nói với anh ta, nếu như còn muốn giữ lại mộ ra, thì nghe theo lời chúng ta. Nếu không, thì nhất định sẽ tiến hành thu mua mộ thị. Chủ tổng, cô, cô chưa lớn vậy sao? Dù sao thì hai tháng nữa cũng sát lập với vương thị. Bây giờ dùng danh nghĩa của vương thị thì không thỏa đáng. Chỉ có danh phận đô nan mới có thể giải quyết vấn đề. Được, đô nan tiểu thư làm việc tiếp đi, tôi xin cáo từ. Bạch Dương rời đi, lệ khiết cũng gọi điện cho An Du hỏi chuyện. An Du à, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Vì yêu anh đang bản tính để quay lại trả thù em. Em đang dùng danh nghĩa Donan để uy hiếp người bên cạnh cô ta. Vậy anh có biết mộ gia? Anh biết. Mộ gia có duy nhất một người con trai làm mộ trạch đông, đang làm chủ mộ thị. Hắn ta rất trí thú làm ăn, không hề gái gú cờ bạc, là cháu đích tôn của cả dòng mộ gia. Mộ gia rất xem trọng hắn. Nhiều người trong mộ gia cũng phải cúi người nể hắn vài vần. Vì sau lưng hắn còn có mộ lão gia, mộ hải chống lưng hắn ngang nhiên dùng quyền của mộ hải để gây khó dễ cho người trong dòng họ cũng vì chuyện hắn được mộ hải cưng chiều nên nhiều người đã bỏ ngay ý định muốn tranh giành tài sản ở mộ gia hắn đang qua lại với triệu vi oanh em nghĩ ông nội triệu và mộc hải có quan hệ gì đó em uy hiếp để mua lại mộc thị nếu như hắn không chịu hợp tác với chúng ta lệ khiết em đang dùng quyền để bức ép người ta sao cần gì phải làm vậy em chỉ cần đưa ra vài quyền lợi cho mộ thị với hắn thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho dù là từ bỏ cả người phụ nữ mà hắn yêu đơn giản vậy sao nhưng mà em không thích đưa ra quyền lợi em chỉ muốn dùng quyền uy hiếp người khác thật là ngang ngược mà an du thật sự rất bất lực với cô cũng đâu cần phải làm khó bản thân như vậy bỏ ra chút thời gian theo dõi thì biết được hắn thích gì thì cứ theo đó mà nắm bắt điểm yếu thôi âu dương trí lâu ngày không gặp lệ khiết hôm nay lại muốn đến tìm cô đi đến gần châu thị thì vừa hay, hắn nhìn thấy cô từ trong công ty bước ra. Hắn đi nhanh tới nắm tay cô, quay lại nói chuyện. Bị nắm lấy quá bất ngờ, cô không kịp trở tay. Nhìn thấy người sau lưng mình là Âu Dương Trí thì tức giận quát. Âu Dương Trí, anh lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Đây là công ty đấy, đừng có làm ảnh hưởng tới hình ảnh của chú Thị. Làm ảnh hưởng? <laughs> em nghĩ là tôi muốn lắm mà. Tôi có chuyện muốn bàn với em. Bàn chuyện ư? Anh mà cũng có chuyện để bàn à? Nhưng tôi không có thời gian để làm chuyện dư thừa đó với anh. An Du lát nữa sẽ đến đón tôi. Anh mà có đứng ở đây nữa, thì Âu Thị sẽ rơi xuống vực bằng một cái đẩy tay của anh ấy đấy. Em uy hiếp tôi ư? Được, vậy em kêu hắn làm đi. Em nghĩ tôi sợ hắn ta chắc. Cũng chỉ là một an du được giới thương trường xem trọng thôi. Chứ làm được tích sự gì. Lệ khiết đã thấy anh đi chậm chậm từ phía sau lưng Âu Dương Trí. Anh cũng đã nghe hết những gì hắn nói. Cô không lên tiếng trả lời, là muốn cho có không khí bình yên một chút. Nếu không một lát nữa thôi, anh nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Âu Dương Trí thấy cô không trả lời, hắn nhếch mép cười, giọng nói dễ cợt của hắn làm anh đã tức còn thêm tức. Em suy nghĩ đi, hắn ta cũng chỉ có ngoại hình đẹp và khuôn mặt điển trai thôi. Chứ những chuyện khác chưa chắc đã giỏi. Âu Dương Trí, sự kiện sắp tới anh nhất định sẽ không thể tham gia rồi, thật đáng tiếc. Giọng nói kìm nén cơn thịnh nộ của anh làm cô đứng bên cạnh phải nhịn cười Không ngờ một ác ma thương trường Lại bị xem như bù nhìn An à, Du nói xong định quay đi cùng cô Thì Âu Dương Trí nắm lại Giọng cầu xin lộ rõ Vương Tổng, anh đừng như vậy mà Lúc nãy chỉ là lời nói nhất thời thôi Tôi cũng chỉ là dại dột thôi mà Anh tha cho tôi lần này nhé Tha ư? Ừ. Được Chuyện anh bị Lâm Vĩ và Vân Trang uy hiếp Tôi nhất định sẽ giúp anh Nhưng với một điều kiện Được được, điều kiện gì tôi cũng làm Chuyện anh và Triệu Bìu anh Tôi muốn clip. Clip ư? Ừ. Anh cần làm gì? Chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Có hay không? Có có. Khi về tôi sẽ gửi qua cho anh. Lệ Khiết không hiểu anh đang muốn làm gì. Cũng không hỏi anh lý do. An à, Du là muốn một đao chém chết triệu vi oanh. Khiến cô ta muốn ngóc đầu lên cũng không thể. Còn về ông nội triệu và Mộc Hải có quan hệ gì? Thì ngoài bạn bè lâu năm thì còn thân phận gì thích hợp hơn chứ? Anh không muốn Lệ Khiết liên quan tới chuyện này. Nên anh âm thầm giải quyết tất cả cũng đã liên hệ với Bạch Dương không cho cậu làm theo ý cô nên cậu không thể cãi lời. Anh muốn tự tay giải quyết hết những kẻ đã và đang có ý đồ xấu với vợ anh. An dù được cô đi ăn trưa, anh cũng không muốn giải thích cho cô về vấn đề nói với Âu Dương Trí. Cô cũng chẳng hỏi làm gì cho mệt não. Anh biết là cô không muốn làm phiền anh, nhưng cô như vậy là quá hiểu chuyện đi. Anh muốn cô dựa dẫm vào anh nhiều hơn, không cần phải mạnh mẽ đối mặt với anh như vậy. Cô muốn mạnh mẽ thế nào cũng được, nhưng anh muốn khi ở cùng anh cô phải được vui vẻ và quên đi gánh nặng ngoài xã hội chia sẻ với anh những chuyện mà cô gặp phải những chuyện mà cô thấy cần có người để tâm sự cùng ngồi ăn đối diện với an du mà lệ khiết như người đối diện với thứ gì đó rất đáng sợ khuôn mặt của anh chẳng hiểu sao khi vào nhà hàng đã không thể giữ nổi vẻ mặt bình thường khi ở cạnh cô mà thay vào đó là khuôn mặt hết sức lạnh lùng lệ khiết vẫn cúi đầu ăn cho đến khi không thể nào chịu nổi được nữa mới đặt nhẹ đũa xuống bàn. Ngước nhìn người đàn ông đang cảm thấy khó chịu vì chuyện gì đó. Anzo, anh bị sao mà cứ bày ra cái bộ mặt đó rồi chẳng ăn gì cả. Anh là đang có chuyện gì khúc mắc ư? Anzo vẫn không lên tiếng, anh nhìn của anh vẫn đặt trên người cô trước một lần rời đi. Lệ kia thật sự tức giận khi chẳng nghe được câu trả lời mình muốn nên đập mạnh xuống bàn nói lớn. Vì là ở phòng riêng nên cách âm tốt. Anzo, anh có chuyện gì mà không thể nói chứ Rốt cuộc thì ai chọc giận anh vậy hả Là em đấy Là em chọc giận anh đấy Là em ư Chọc giận gì anh nhỉ Lệ khiết chỉ tay vào mặt mình rồi thắc mắc Chẳng biết anh là đang nói gì Với trí nhớ của cô Thì cô chẳng thể nhớ ra Mình đã làm gì cho anh giận Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng Cô không có làm chuyện gì sai cả Lệ khiết đưa mắt nhìn anh Chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của An Du. Lệ Khiết thật sự muốn biết mình đã làm gì cho anh giận nên đành lên tiếng hỏi thẳng. An Du, em đã làm gì vậy? Nếu như anh không hài lòng thì cứ nói em sẽ sửa. Còn nếu không được thì thay đổi thôi. Em nghĩ mình sẽ thay đổi được sao? Tất nhiên rồi, chuyện gì mà em không thể làm được chứ? Anh muốn lệ khiết trẻ con tinh nghịch, không âu lo muộn phiền về chuyện gì đó. Anh muốn lệ khiết mỗi ngày, chỉ biết cười, chứ không phải em của bây giờ. Chỉ biết lo cho công việc, em gặp chuyện gì, hay em trải qua những gì anh cũng chẳng biết. Cứ phải để anh điều tra thì mới biết được Lệ Khiết à Nếu em lo lắng chuyện của Triệu Vi Oanh Sẽ quay lại thì em cứ yên tâm Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Còn nếu em không thích Lâm Vĩ và Vân Trang Ở thành phố này Hay thậm chí là không muốn xuất hiện trên đất nước này Thì anh nghe theo em hết Chỉ duy nhất một điều Là em quay lại Lệ Khiết của ngày xưa Là điều anh không thể làm Cô bất ngờ trước lời nói của anh Cô thật sự không ngờ là anh lại nói những điều này. Ngày xưa cũng vì trẻ con mà lâm vĩ bỏ cô để theo vân trang bây giờ anh lại muốn cô quay về làm lễ khiết của trước đây ngày xưa cũng vì không suy nghĩ tới công việc nên mới bị lâm vĩ dắt mũi cũng không ngờ nước đi của hắn khiến cho cô mất đi tất cả cô sợ mình của ngày xưa cô sợ bản thân khi bộc lộ tính trẻ con trước mặt anh thì lịch sử sẽ lập lại cô sợ bản thân lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa cô sợ anh về tính cách đó mà mau chán cô hơn ai nói cô ích kỷ cũng được Ai nói cô yêu vào thì lụy cũng được. Nhưng đối với anh, cô thật sự ích kỷ. Cô không muốn anh tiếp xúc thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cô không muốn anh sau này sẽ trở thành người đàn ông của người khác. Nhưng bây giờ, anh ấy là của cô thì ai động vào cũng bằng không. Lệ kia thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhìn An Du nói. An Du, em không muốn lịch sử lặp lại với em một lần nữa. Em sợ. Anh không sợ. Em là người đầu tiên khiến anh rung động người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ khiến anh phải thay đổi tất cả lịch trình em là người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng lệ khiết đã rưng rưng nước mắt mắt cũng đã đỏ hoe an à dù nhìn thấy cô đã rơi nước mắt nhất thời luống cuống chẳng biết nên làm sao vội cầm khăn giấy lên đi tới ngồi cạnh cô hỏi em bị làm sao vậy anh đã nói sai cái gì rồi sao em đừng khóc nữa em đừng khóc nữa mà lệ khiết cứ thế khóc chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng An à Du không biết nên giải quyết thế nào, chỉ còn cách đưa môi mình, áp môi cô để cô ngừng khóc. Đúng như anh dự đoán, cô chẳng thể khóc nổi, đưa tay vòng lên cổ anh đáp trả. Chưa được một phút thì tướng trung điện thoại reo lên cắt ngang hai người. An à Du chẳng muốn nghe điện thoại, nhưng lệ khiết chẳng muốn gián đoạn công việc của anh nên đã đẩy anh ra, tức giận đưa tay bắt máy. Nói, Kim Tấn run sợ trước lời nói của anh. Chẳng biết ai đã chọc giận gì anh mà giọng nói của anh lại như vậy như vừa gây ra chuyện gì làm anh khó chịu vương tổng à bên phía mộ trạch đông đang chờ kết quả hắn ta đã có dấu hiệu lay động chỉ cần mọi chuyện gì đó nữa thôi thì hắn ta sẽ từ bỏ triệu vi anh được một lát tôi sẽ gửi qua mail cho cậu may cho cậu là chuyện quan trọng nếu không vâng ạ à, tôi có việc cúp bay trước đây ạ à. kim Tần biết điều mà chạy trước nếu không nhất định sẽ bị tảng băng lâu ngày tích tụ của anh làm cho lạnh chết mất an à dù cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới chuyện của mộ trạch đông. Đặt điện thoại xuống, quay sang kéo cô vào lòng, hôn tiếp. Lệ khiết chẳng biết, anh kiếm đâu ra sinh lực mà hôn cô lâu tới như vậy. Ban đêm thì những người hoa sói, hành cô đến gần sáng. Hôm sau, lệ khiết chuẩn bị tới công ty thì nhận được cuộc gọi của An Du, bảo cô ghé qua vương thị có chút việc. Lệ khiết chẳng mảy may suy nghĩ gì mà đi thẳng tới chu thị. Dù sao thì Lý Nhất cũng đã vào chu thị làm quen công việc, chỉ chờ ngày sát lập với vương thị. Lệ Khiết có tới Chu Thị hay không thì cũng chẳng có sao. Lệ Khiết vào phòng làm việc, đã thấy Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử ngồi ở sofa nhìn vào tấm thiệp mời của ai đó. Ngoài ra còn có Lý Nhất ngồi nghịch điện thoại ở phía đối diện. Lệ Khiết thắc mắc đi vào, nhìn Lý Nhất hỏi. Lý Nhất à? Sao anh lại ở đây? Chu Thị lại giao cho Bạch Dương và Lục Hạ nữa sao? Phải, tôi giao lại cho hai người thư ký toàn năng của cô rồi. Dù sao thì họ cũng là cấp dưới, giao việc cho họ là điều đương nhiên an du em không chấp nhận một người vô trách nhiệm như anh ta và chú thị của em an du cản ngôn với cô lý nhất thì nghe lệ khiết nói vậy liền lôi anh vào làm bia đỡ đạn chị dâu là an du gọi tôi đến tôi nào muốn lơ là công việc đâu chứ chị là đủ oan cho tôi rồi là thật sao an du gật đầu xem như trả lời lệ khiết không chưa cứu chuyện đó nữa quay sang hỏi anh anh gọi em và mọi người đến đây là có chuyện gì vậy lệ khiết lại đây tiểu tuyết gọi lệ khiết lại ngồi cạnh mình đưa tấm thiệp mời cho cô xem nội dung bên trong làm cô phải bất ngờ kết hôn nữa, phương tiểu tuyết gật đầu nhận được câu trả lời của lệ khiết nói tiếp vậy là triệu vi anh đã biết chuyện chúng ta tìm mộ trạch đông cô ta muốn có được lòng tin của mộ gia ư đúng cô ta có lẽ là cho người theo dõi mộ trạch đông mới biết được chuyện kim tấn đến tìm hắn ta chỉ là vừa bị đả kích từ phía chúng ta mà hắn lại đồng ý kết hôn với triệu vi oanh thì nhất định là có chuyện gì đó An Du đi tới, ngồi vào sofa tiện tay kéo lệ thiết qua bên cạnh mình Cô tiếp lời Vậy anh chưa gửi cho hắn ta sao? Tối qua anh bận không có thời gian gửi cho Kim Tấn nên là hắn không biết chuyện An Du, hôm qua tôi gọi cho cậu cậu nói cậu không bận gì cơ mà còn dù đi ba chơi thì lại nói chị dâu không cho Lệ khiết không suy nghĩ, cũng biết anh bận chuyện gì nhưng chuyện lý nhất gọi đến thì cô lại chẳng biết gì cả phương tiểu tuyết không muốn tiếp tục chủ đề này nên chuyển chủ đề khác em có đoạn ghi âm của triệu vi oanh và âu dương trí em nghĩ là hai người có thể dùng đến vậy để anh chuyển trực tiếp cho mỗi trạch đông không cần anh để lại vào ngày kết hôn của hai người họ đi chẳng phải là sẽ có kịch hay để xem sao lệ khiết anh nhận ra là dạo gần đây em thay đổi nhiều lắm nha em thâm hiểm hơn trước rất nhiều lệ khiết muốn trả lời lại nhưng lại bị thẩm tử lên tiếng chen ngang Lệ khiết nhà cậu lúc nào mà chẳng như vậy Cô ta chẳng khác nào là cầm tinh của một con hồ ly cả Thẩm tử Anh không nói móc tôi Thì anh ăn cơm không ngon à Hay là anh muốn ăn chay đây Chị Tiểu Tuyết Tối nay qua vương gia của em chơi Lâu ngày chị em chúng ta trò chuyện một vài đêm An Du thấy mình bị vạ lây liền lên tiếng trách móc thẩm tử Nhằm bảo toàn miếng thịt Thẩm tử Cậu là thiếu đòn giống lý nhất sao Cậu mà còn đụng vào vợ tôi thử xem Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Thẩm tử biết ngay là anh sẽ phản ứng lại lời nói của lệ khiết Nhưng lại nhằm vào cậu Dù sao thì chỉ coi như vậy Hai người mới được yên ổn Lý nhất ngồi không chẳng lên tiếng mà cũng bị dính đạn Bất lực trước bốn người họ Cậu chỉ biết im lặng ăn bánh xem kịch của họ Triệu Vi Oanh đang ngồi trong phòng Xem đống đồ mà mộ ra gửi đến Toàn là những thứ đắt tiền Triệu Vi Oanh vui sướng mà mỉm cười một mình Miệng thì nói những lời cay độc Lệ khiết Mày nghĩ có An Du phía sau chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Mày đợi đi, khi nào tao danh chính ngôn thuận bước vào mộ ra, thì tao nhất định sẽ tìm tới mày đầu tiên đấy. Triệu Vịu Anh nhìn những thứ đắt tiền trên bàn mà cười lớn, giọng cười vang vọng cả căn phòng, ngừng cười, cô ta nói tiếp. Mày cho người tới tìm mộ trạch đông để chia rẽ bọn tao à? Nhưng mày lại không biết, tao lại đi trước mày một bước tính kế tất cả. Tao nhất định sẽ trở thành bà mộ, một gia tộc danh giá chỉ đứng sau vương gia và phương gia. Tiếng cười của cô ta càng lúc càng lớn, chẳng gì có thể che giấu được sự vui sướng kia của cô ta. Nhưng chính bản thân cô ta lại chẳng mảy may tới chuyện sắp xảy ra trong ngày kết hôn của chính mình. Trong lúc còn đang chìm đắm trong vui mừng của bản thân, thì điện thoại của cô ta vang lên, người gọi tới là mộ Trạch Đông. Triệu bịu anh chẳng muốn nghe máy, nhưng chỉ vì chuyện sắp thành nên đành miễn cưỡng nghe. "Alo Trạch Đông, anh gọi em có chuyện gì vậy?" Giọng nói thay đổi 360 độ. Chẳng ai có thể biết cô ta vừa làm gì khi nhìn vẻ mặt diễn xuất và lời nói bạch liên hoa của cô ta. Anh muốn đưa em về mộ gia ăn tối, em chuẩn bị chút nha. Vâng ạ, à, vậy tôi anh qua đón em nhé. Ok bà xã, yêu em, yêu anh. Triệu Vy Oanh đã điều tra về mộ trạch đông khi cô ta chuẩn bị ra nước ngoài và biết được mộ trạch đông chẳng như lời đồn ngoài kia. Hắn ta là một kẻ lụy tình, yêu người yêu cũ đậm sâu. Cô ta vì một hoàng tử nước Anh mà bỏ Mộ Trạch Đông. Nhưng điều đặc biệt là gương mặt của Triệu Vi Oanh cực giống với người con gái mà Mộ Trạch Đông yêu, nên cô ta đã nhắm vào điểm yếu này mà tiếp cận với Mộ Trạch Đông và thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Mộ Trạch Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về Triệu Vi Oanh, vì cô ta giống với người yêu cũ của hắn tới 80-70%. Mộ Trạch Đông cũng vì vậy mà cưng chiều Triệu Vi Oanh hết mực, chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô ta nhưng lại bị cô ta tính kế. Chiều tối, Mộ Trạch Đông tới đón Triệu Vi Oanh và ông nội Triệu. Dù sao thì bây giờ cô ta cũng đang mang danh nghĩa con dâu của Mộ gia, nên chuyện ra vào Mộ gia là chuyện chẳng ai có thể ngăn cản được. Từ ngày Mộ Trạch Đông đưa Triệu Vi Oanh về ra mắt Mộ gia, thì Mộ Hải đã cho cô ta một chức vị Mộ phu nhân. Cô ta cũng chẳng ngạc nhiên khi Mộ lão gia cho cô ta danh phận ngay ngày đầu tiên. Vì cô ta biết, người mà Mộ Trạch Đông yêu thì cho dù có là ai thì cũng sẽ đồng ý, nhưng vượt quá giới hạn thì nhất định sẽ phải trả giá. Ông nội Triệu và Triệu Vi anh được mộ hải ra nghênh đón. Người trong nhà cũng chả là lẫm gì, với chuyện mộ lão ra lại ra nghênh đón hai người, chẳng biết từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn hết tất cả. Từ việc mộ trạch đông bỏ chay, ăn mặn, tới việc mộ hải lại đặt con dâu ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn có chuyện mộ hải lại bỏ ra khá nhiều tiền để đầu tư một khu trung tâm lớn đứng tên của Triệu Vi anh Một bước lên mây, nhưng chẳng ai biết được con đường phía trước là xuân sẻ hay là chắc trở. Chỉ tại triệu vi oanh quá mức mưu mô, nên quả báo sẽ không tha cho cô ta. Mộ hải từ trong đi ra, trên tay vẫn còn cầm cây gậy màu bạch kim, đưa tay bắt tay của ông nội triệu, giọng nói không thể giấu được vẻ vui mừng. Lão triệu rất vui vì ông đã đến. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Chào ông nội, ông vẫn khỏe chứ ạ? Vì oanh đây sao? Ông khỏe, mau vào nhà thôi mộ trạch đông tự nhiên ôm lấy triệu vi oanh vào lòng rồi cùng mọi người vào trong tất cả đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đồ ăn cũng đã được dọn đầy bàn mộ hải lên tiếng trước còn ba ngày nữa là tới lễ cưới của hai đứa nhỏ nếu như hai người muốn thêm gì thì cứ nói mộ gia sẽ đáp ứng hết không cần đâu ạ à. sinh lễ của mộ gia đã nhiều rồi cũng không cần gì thêm nên là ông nội không cần phải nhọc lòng tốt ăn nói lễ phép biết cách lấy lòng của người khác lão triệu Ông rất biết cách dạy cháu nha. Ông quá khen. Mấy năm nay đứa nhỏ này đều sống ở nước ngoài. Vừa về nước cách đây vài tháng. Tôi cũng vui mừng vì nó đã trưởng thành. Nói chuyện sau đi. Chúng ta mau ăn tối, đồ ăn nguội cả rồi. Mộ hải bắt đầu cầm đũa lên. Ba người kia cũng cầm lên theo. Ông nội triệu nhìn về phía của triệu vi oanh gật đầu nhẹ như ra hiệu điều gì đó. Cô ta hiểu ý ngay. Lên tiếng hỏi mộ trạch đông. Trạch đông, Em nghe nói tuần sau có buổi đấu giá mảnh đất vàng ở trung tâm thành phố. Em nghĩ mộ gia chắc cũng không bỏ qua đâu nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Mảnh đất tốt như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được? Hôm đó anh sẽ đưa em đi. Đây cũng là một trong những sinh lễ của mộ gia cho con dâu. Là thật sao? Nhưng muốn có được mảnh đất vàng này thì nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Em không nỡ lấy. Vẻ mặt của triệu vi oanh lúc này có thể làm siêu lòng tất cả những người đàn ông không biết đến quá khứ của cô ta nhưng những người mà biết tới quá khứ của cô ta Nhất định sẽ không thương cảm với cô ta như bây giờ Mộ trạch đông nhìn biểu cảm của cô ta Mà cảm thấy thương Chưa cưới về mà đã biết tiết kiệm cho gia đình chồng Thì nhất định sẽ là một cô gái tốt Hắn ta đưa tay vuốt tóc cô Rồi nói một câu chẳng ai ngờ đến Em yên tâm Ông nội của anh rất nhiều tiền Em không cần phải tiết kiệm tiền cho ông Có đứa cháu nào như anh không Mộ hải chỉ biết cười trừ Trừ không biết nên nói chen vào câu gì cho hợp lý Triệu Viễu Anh như đạt được mục đích, nhìn về phía ông nội triệu mỉm cười rồi bắt đầu ăn tối. Lợi khiết hôm nay phải tăng ca tới gần 9 giờ mới về nhà. Do Lý Nhất đến mà đã giữ chức tổng giám đốc thì nhiều người sẽ thắc mắc. Vì để Lý Nhất bộc lộ được những tài năng kinh doanh của mình nên cô phải ở lại bàn giao công việc cho cậu. Cuộc họp ngày mai cũng sẽ nói tới vấn đề này. Những cái mà cô lo là một chủ tịch như cô lại giao hết trách nhiệm cho tổng giám đốc mới đến. Thì các nhân viên khác nhất định sẽ không phục chuyện cô làm nhưng phải đợi tới khi lễ cưới của triệu vi anh qua đi thử mới tiến hành xác lập với vương thị lệ Khiết ra khỏi công ty muốn bắt taxi về nhà nhưng đã thấy an du đứng đợi sẵn ở cửa đi nhanh tới chỗ anh giọng mệt mỏi không thể che giấu của cô vang lên làm trái tim của anh đau đến chẳng thở nổi anh đợi em bao lâu rồi không lâu anh nghe bạch dương nói em ở lại bàn giao công việc cho lý nhất nên về trễ em có mệt không lệ khiết lắc đầu rồi ôm chầm lấy anh như đứa trẻ Chẳng hiểu sao mọi mệt mỏi của cô lại tan biến khi được anh quan tâm như vậy. Bờ vai của anh khiến cô yên tâm rất nhiều. Anh như thiên sứ đến để bảo vệ cô khi trong tay cô chẳng còn gì. Anh là thứ duy nhất để cô tiếp tục sống. Chúng ta về thôi. Ừ. Mở cửa ghế phụ cho cô rồi chính mình đi qua ghế lái. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để về đến nhà. Về đến nhà nhìn cô mệt mỏi ngủ quên mà chẳng dám đánh thức. Anh ôm cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Dì Lan đứng trong bếp nhìn ra Muốn đi đến hỏi có cần làm đồ ăn tối cho lệ khiết không Nhưng anh cho dì Lan Muốn hỏi gì Nên đã lắc đầu rồi đi thẳng lên lầu Đặt lệ khiết xuống giường rồi đắp chăn Cũng không đành lòng để bụng cô đói Nên đã để cô ngủ một chút Rồi đánh thức cô dậy ăn sau Khoảng hơn 11 giờ Lệ khiết bụng đã đói meo Nên đã tự động thức dậy An à dù cũng từ thư phòng trở lại Muốn đánh thức cô nhưng chẳng thấy người đâu Nghe được tiếng nước chảy đều trong phòng tắm Thì anh biết cô đã đói lắm rồi không muốn làm phiền Anh đi xuống lầu làm ít đồ ăn khuya cho cô Mọi người đang ngủ hết Anh cũng không muốn phá giấc ngủ của mọi người Nên tự tay mình làm Dì Lan nghe được động tĩnh trong bếp Nên từ dưới nhà đi lên xem thử Hình ảnh của một thiếu gia nhà họ Vương đã đập vào mắt bà Đi tới hỏi chuyện Thiếu gia Cậu đói nữa sao Hay để tôi làm cho Không cần đâu Tôi tự làm được Đã phá giấc ngủ của dì sao Không có Vậy cậu có cần tôi phụ giúp gì không? dì xuống ngủ tiếp đi tôi cũng làm sắp xong rồi dì lan không đáp lại chỉ từ từ bước xuống nhà dưới ra tới cửa lại nghe thấy tiếng nói của lệ khiết vang lên an du anh đang làm gì vậy anh làm bữa khuya cho em mau lại bàn ngồi đi anh đem lại cho sao anh không lấy mấy thứ dinh dưỡng hôm bữa anh mua cho em á khuya rồi anh cũng phải để cho dì lan và mọi người yên giấc chứ dì lan vừa ra anh đã bảo dì quay lại ngủ tiếp rồi đây em mau ăn đi Em ăn gì cũng được, sau này khuya rồi thì đừng xuống bếp nữa nhé. Nghe lời em, mau ăn đi. Lệ Khiết đưa thử miếng thịt vào miệng, thận không thể chay vào đâu được. Món ăn mà anh nấu như đồ bếp nhà hàng năm sao vậy, lại rất vừa miệng cô. Hợp khẩu vị tới từng miếng thịt cọng rau. Dì Lan đứng ở cửa nhìn ma mỉm cười. Thiếu phụ nhân này, ngay từ lần đầu tiên gặp bà đã ưng ý rồi. Cho dù là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, nhưng tính tình của Lệ Khiết rất tốt. Biết lo lắng quan tâm đến người khác chẳng phân biệt cao thấp hay sang hèn. Cách nhìn người của An Du lại cực kỳ tốt, chọn cho vương gia một cô con dâu chẳng chê vào đâu được. Tin tốt ngày hôm nay phải gọi điện báo cho phụ nhân biết mới được. Ăn tối xong thì quay về phòng, công việc của anh cũng đã giải quyết xong, cũng không muốn tha cho cô tối nay, nhưng vì do cô làm việc mệt mỏi nên phải tạm gác chuyện sinh con đẻ cái qua vài ngày mới được. Ba ngày sau, lễ kết hôn của Triệu Vi Oanh và Mộ Trạch Đông được diễn ra tại khách sạn nổi tiếng do mộ gia quản lý. Triệu Vy Oanh đang ở trong phòng khách sạn, được thợ make up tỉ mỉ trong ngày đại tiệc. Những thợ make up xong xuôi thì cùng nhau ra ngoài. Bây giờ, trên người của Triệu Vy Oanh đang khoác bộ váy màu trắng cực sang trọng. Cô ta nhìn mình trong gương mà thầm suy nghĩ. Qua hôm nay thôi, những gì mà Triệu gia phải trả, trước kia sẽ phải thay thế bằng một cái gì đó đáng giá hơn gấp ngàn lần. Lệ Khiết Mày sẽ là đứa đầu tiên tao kiếm để trả thù. Mộ vô nhân, giờ lành đã đến, mời cô theo chúng tôi ra lễ đường. Thoát khỏi mới suy nghĩ kia, cô ta cùng hai người hầu ra lễ đường. Hai người họ được mộ trạch đông sắp xếp đến. Ra đến cửa của lễ đường, triệu bị oanh khắc tay mình vào tay của mộ trạch đông và bước nhẹ nhàng vào lễ đường. Cô dâu váy trắng sang trọng, chú rể tây trăng đen khí chất ngời ngời, làm cho khung cảnh xung quanh từ ồn ào, náo nhiệt trở lại cảnh thanh bình, tĩnh lặng, lạ thường. Lệ khiết ngồi cạnh An Du trong góc khuất của căn phòng, nhìn cảnh náo nhiệt kia mà cười thầm. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải rời xa đất nước, rời xa nơi sinh ra, mãi mãi không được trở lại nữa. Dòng suy nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu lệ khiết, và cô nhận ra tại sao mình lại thâm hiểm như vậy. Cũng chỉ vì một người phụ nữ muốn phá hoại cô nhưng không thành, chính là kẻ không đáng nhắc đến. Triệu Việu Anh và Mộ Trạch Đông bước lên trên bục, hai người mặt đối mặt cười vui vẻ. MC dẫn chương trình, Nhìn hai người họ như vậy, cũng nở nụ cười hiền hòa rồi nói vọng vào micro. Rất vui khi những khách quý có mặt ngày hôm nay. Sự góp mặt của mọi người sẽ là một phần trong thành công của ngày lễ long trọng này. Và cũng không để mọi người chờ lâu. Đôi bạn trẻ này đến với nhau vì tình yêu, nên tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính. Xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau. Mộ trạch đông mở hộp nhẫn ra, chuẩn bị đeo vào tay cho Triệu Vi Oanh. Nhưng màn hình lớn từ bức ảnh cưới của Triệu Vi Oanh và bộ trạch đông lại trở thành đoạn clip với những hình ảnh nhạy cảm của hai người khác. Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao về hình ảnh cô dâu lại khóc mặt trong đoạn clip. Người đàn ông trong hình lại không phải là chú rể mộ trạch đông, mà lại là Âu Dương Trí, công tử của Âu Gia. Mộ trạch đông nhìn hình ảnh vợ đang cưới của mình, lại đang cùng người đàn ông khác ân ái trong khách sạn. Hắn tức giận ném đi hộp nhẫn xuống đất, đưa mắt nhìn về phía của Triệu Vi Oanh và quát lớn. Triệu Vi Oanh, chuyện này là sao đây? Tôi cần lời giải thích rõ ràng cho chuyện này. Triệu Vũ Anh nhìn hình ảnh trước mắt mà kinh ngạc. Chẳng hiểu sao chuyện này lại bị lộ ra một cách không ngờ trước được. Nhìn ánh mắt tức giận của mộ trạch đông mà Triệu Vũ Anh chẳng biết giải thích như thế nào. Chỉ còn cách chối bỏ trước rồi tính sau. Mộ trạch đông, anh nghe em giải thích chuyện này nhất định là có người muốn hãm hại em. Em không cố ý lừa gạt anh đâu. Người trên hình không phải là em. Anh nghĩ thử xem, bây giờ công nghệ tiên tiến, ghép hình ảnh của người nào đó là chuyện bình thường mà. Anh tin em đi mà. Em nói là thật sao? Thật, em chưa bao giờ lừa dối anh mà trạch đông. Âu Dương Trí nhìn ánh mắt đã nguy giận của mụ trạch đông. Và những người khán giả đang xem kịch đã từ từ bỏ qua chuyện trên hình, thì cười khẩy rồi từ dưới đi lên và trần bộ mặt của triệu vi oanh theo lời của An Du. Nếu không Âu gia của hắn sẽ phải vui lấp vĩnh viễn. Âu Dương Trí từ từ đi lên. Triệu Vi Oanh đang vui vẻ khi mụ trạch đông chuẩn bị đeo chiếc nhẫn đã được lượm lại. Nhưng ánh mắt vui vẻ của cô ta lại thay thế bằng ánh mắt sợ hãi khi thấy Âu Dương Trí đang đi về phía mình. Âu Dương Trí đi ngang qua mặt hai diễn viên chính của ngày hôm nay, đi đến, giật lấy micro trên tay của MC và nói ra những lời khiến cho mọi người bên dưới phải kinh ngạc. Tôi là người trong đoạn clip vừa rồi, tôi xin đính chính lại là người phụ nữ đó không ai khác là Triệu Bưu Anh. Tôi và cô ta quen nhau khi còn ở nước ngoài. Chúng tôi đã xảy ra quan hệ từ lâu và đến nay cũng đã gần 2 năm. Nếu mọi người không tin thì đây có thể là bằng chứng tiếp theo. Âu Dương Trí đưa tay chỉ về hướng màn hình lớn. Đoạn ghi âm, Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đã được phát lên. Giọng nói rõ ràng của Triệu Vĩ anh vang lên. Âu Dương Trí, sau này tôi sẽ vào mộ gia làm ba chủ. Chỉ cần anh không làm phiền tôi nữa, thì tôi nhất định sẽ bảo mộ trạch đông giúp đỡ cho Âu gia của anh. Vậy cái cô cần ở mộ gia là gì? Tiền ư? Tiền thì ai mà không muốn chứ? Cái tôi cần là danh phận mộ phu nhân còn có tôi có thể khiến cho lệ kiết trở thành người của anh tôi sẽ chèn ép chu thị của cô ta sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt mất hết tất cả tôi cứ nghĩ cô sẽ ăn năn hối cải khi bị lệ kiết và an du giáo huấn bằng đạo lý rồi chứ nhưng cô lại thâm lại càng thêm thâm đoạn ghi âm kết thúc mọi người bên dưới xôn xao náo nhiệt trong lòng của âu dương trí đã nôn nao không dứt chỉ cần chuyện này mà thành thì âu thị của hắn sẽ được vương thị chiếu cố không ít sau này hắn cũng chẳng còn tâm tư nghĩ tới lệ khiết khi âu thị của hắn đã được an toàn bây giờ thì mộ trạch đông đã đạt tới giới hạn hắn cũng không có ý muốn đánh phụ nữ nên đã ra lệnh cho vệ sĩ và để lại một câu rồi cùng mộ hải đi mất tôi không muốn gặp triệu vi oanh và ông nội triệu ở thành phố này tốt nhất là tống cổ hai người họ ra nước ngoài cho tôi ai cho hai người họ vào lại trung quốc thì là đối đầu với mộ gia tôi mộ hải cũng chẳng muốn lên tiếng về chuyện này nên để cho mộ trạch đông tự giải quyết triệu vi oanh nghe lời tuyên bố của mộ trạch đông mà gương mặt đã trắng bệch ngã quỵ ra sàn rất nhanh vệ sĩ đã đưa hai người họ đi mộ trạch đông chưa ra khỏi phòng thì nghe thêm câu đệm của âu dương trí cũng sẽ đối đầu với vương thiếu phu nhân mộ trạch đông và an du từ trước đến nay không hề liên can đến nhau nhưng cũng được xem là bạn nhiều lần gặp nhau trên thương trường hắn thật sự tò mò về người được gọi là vương thiếu phu nhân này là người như thế nào an du và lệ kiết về nhà sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn tối, thì cô muốn làm việc trên máy tính, nhưng lại bị anh quẳng máy tính sang một bên và nói chuyện. Lệ Khiết, chuyện của Triệu Vĩ anh cũng đã được giải quyết rồi, còn hai người Lâm Vĩ và Vân Trang thì em muốn xử lý như thế nào? Hai người họ đứng sau giật dây, trong tay em còn có những bằng chứng phạm tội của hai người họ. Nếu như họ muốn đối đầu với em thì nhất định em sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu như hai người họ không muốn gây chuyện với em nữa thì sao? Anh yên tâm, bọn họ không thể ngồi yên chờ thời được. Em còn biết một chuyện động trời của Âu Dương Trí An Du nhìn cô không trả lời Ánh mắt như muốn cô nói nhanh một chút Cô không để anh đợi lâu Giọng nói ngọt ngào vang lên đều đều Âu Dương Trí bị phạm vào tội quan hệ Với trẻ vị thành niên khi con ở nước ngoài Cũng vì chuyện này Mà hắn mới quay về đây Và tình cờ Lâm Vĩ và Vân Trang cũng biết chuyện Chuyện này thật không thể tin được Vậy chúng ta có giúp Âu Dương Trí nữa không? Giúp đỡ Âu Dương Trí Một tay trừ khử hai người kia rồi sau đó mới buộc tội Âu Dương Trí sau. Lệ Khiết, có phải em đã tính hết mọi chuyện rồi không? Lệ Khiết không nhìn anh, ánh nhìn của cô dừng ngay vào màn hình máy tính, đang hiển thị bộ phim cô thích nhất. Một thân ảnh ở trần đập thẳng vào mắt cô. An Du nhìn theo ánh mắt của Lệ Khiết, thì thấy thân ảnh không mặc áo kia của người đàn ông trong máy tính. Khuôn mặt của anh đen lại, đôi chút cũng mất tự nhiên, đôi tay đưa qua eo cô ôm sát vào người, giọng nói mê hoặc bên tai cô. Lệ khiết Của anh chưa đủ quyến rũ sao Hay là em nhìn không đã hả Em, em nào có Chỉ là vô tình phim đang chiếu ngay cái cảnh này thôi mà Là vậy sao Không quan trọng, chúng ta vận động chút đi An Du không cho cô có cơ hội trả lời Lập tức đưa môi mình áp lên môi cô Nụ hôn mãnh liệt Làm cho lệ khiết mê hoặc theo Tay anh đưa lên Kéo một bên áo của cô xuống Khung cảnh kiểu diễm khó cưỡng Nhưng lại bị tiếng chung điện thoại phá hủy An Du chẳng muốn nghe máy nhưng lệ khiết thì lại muốn nghe vì tiếng chuông điện thoại đã cứu cô một mạng cũng chẳng biết sau cuộc gọi này thì sáng mai cô có thức dậy nổi hay không thì do anh quyết định lệ khiết nhìn vào màn hình điện thoại rồi kết nối với máy tính và chỉnh lại áo quần sau đó mới nhận cuộc gọi con chào mẹ mẹ khỏe không ạ à? mẹ khỏe mà mẹ không làm phiền hai đứa chứ sắc mặt của an du không tốt chút nào bị ốm sao không ạ à, anh ấy khỏe như trâu vậy á bao giờ mẹ về ạ à, con nhớ mẹ rồi lệ khiết thật ngoan hết tuần này mẹ sẽ về tuần sau đi dự tiệc sâu biết cùng con có chịu không dạ chịu ạ à. thế thôi mẹ cúp máy đây con ngủ sớm đi nha vâng mẹ ngủ ngon ạ à. an à, dù như được ân xá lập tức nhào đến như sói đói vài ngày chưa được ăn lệ khiết không thể chống cự lại sức của anh nên mặc anh muốn làm gì thì làm sáng hôm sau lệ khiết vẫn còn đang chăn ấm đẹp êm thì nhận được cuộc gọi đến của lý nhất nhấc máy nghe Giọng nói nhanh cô Lý Nhất làm cho cô phải tỉnh ngủ. "Chị dâu, cô mau tới chu thị đi, Vân Trang tới gây sự." "Ai cho cô ta vào chu thị?" Anh giữ chân cô ta một chút, "Tôi đến ngay đây." Lệ Khiết nhanh chóng thay đồ rồi chạy ngay tới chu thị. Chẳng hiểu vì sao Vân Trang nổi điên chuyện gì lại đến tìm cô gây chuyện. Rất nhanh, Lệ Khiết đã có mặt dưới sảnh của chu thị. Cô đi đến trước mặt của Vân Trang, nhìn cô ta với ánh mắt tức giận và nói lớn. "Vân Trang, mày nổi điên chuyện gì mà gây sự vô cớ chứ hả?" Mày còn dám nói ư? Mày đã có An Du bên cạnh rồi, còn quyến rũ Lâm Vĩ làm gì nữa chứ? Mà mặt dày đến nỗi, mày bỏ lên cả giường của chồng tao là sao? Lệ Khiết bây giờ mới hiểu rõ chuyện cô ta muốn nói là gì. Thì ra cô ta muốn tra ra chuyện đoạn clip của Lâm Vĩ và người phụ nữ ở hộp đêm. Lệ Khiết lúc này bình tĩnh lạ thường, xem như chẳng có chuyện gì lớn lao mà từ từ đi tới sofa ngồi xuống. Lý Nhất nhìn cô khó hiểu hỏi. Chị dâu, sao chị ý như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này đâu đáng để tôi phải quan tâm. Là chồng cô ta ham mê của lạ. Nên là ra ngoài tìm người phụ nữ khác là chuyện bình thường thôi. Vân Trang tức giận. Đi tới muốn tặng cho lệ khiết một cái tát. Nhưng Lý Nhất đã thấy được hành động của cô ta. Nên đã ngăn lại và hất văng cô ta ngã ra sàn. Lệ khiết. Mày nói như vậy là đã thừa nhận chuyện mày với Lâm Vĩ là thật ư? Tao không ngờ mày chơi chẽn như vậy đấy. Chuyện này mà để cho An Du biết, thì tao xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Vậy mày không điều tra thử xem Người đó có thật sự là tao hay không Anh ta nói thì mày liền tin chẳng nghi ngờ gì Vậy mày nói xem Nếu như người đó là tao Thì Lâm Vĩ có giữ được cái mạng tới ngày hôm nay không Vân Trang suy nghĩ lời nói của Lệ Khiết Vẻ mặt tức giận đã thay vào vẻ mặt trầm ngâm Nhưng cô ta chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy Nên đã cầm lấy điện thoại đăng đoạn clip đó lên mạng Lệ Khiết biết suy nghĩ và hành động của cô ta hiện tại là gì Cô cũng muốn xem thử là ai mất mặt đây tin nhắn thông báo gieo liên tục trên màn hình điện thoại vân trang đứng lên nhếch mép cười giọng nói kinh thường lộ rõ lệ khiết tao muốn xem thử là mày bị an du đuổi đi như thế nào chờ mà xem kết quả sẽ không như mày mong đợi đâu mày đã xem hết thông báo hay chưa nếu chưa thì xem hết đi rồi hẵng nói chuyện tiếp lý nhất đứng bên cạnh xem tin tức rất nhanh đã thoát ra và nhắn tin cho an du cậu đây là muốn người nào đó biết chuyện một chút chứ không phải là nhiều chuyện An dù nhận được tin nhắn thì vào xem tin tức ngay. Anh liền liên lạc với người phụ nữ trong đoạn clip nhờ cô ấy giải thích chuyện này. Người phụ nữ cười cũng chẳng hẹp hỏi gì mà không giúp. Cô ấy còn phối hợp rất nhịp nhàng, đánh nhanh, thắng nhanh. Một bước khiến cho Vân Trang phải muối mặt. Lâm Vĩ biết chuyện thì cũng đã muộn màng. Mọi chuyện xem như chấm dứt tại đây. Mọi bằng chứng phạm tội của hai người họ đã bị Âu Dương Trí gửi tới cảnh sát và ngay lập tức bị bắt giam tra hỏi. Vân Trang và Lâm Vĩ bị buộc tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản, nhiều lần dùng chất cấm trong quán bar, buôn bán chất cấm và cố ý gây thương tích. Hai người hỏi ra thì mới biết người tố cáo họ là Âu Dương Trí, cũng không muốn chết một mình nên đã kéo theo Âu Dương Trí cùng chết chung. Bằng chứng, Âu Dương Trí quan hệ với trẻ vị thành niên ở nước ngoài đã được điều tra rõ ràng và cũng đã kết án tù giam. Sau khi chuyện của Vân Trang và Lâm Vĩ qua đi thì cũng đến ngày đấu giá mảnh đất vàng của một người quốc tịch Mỹ an du đưa lệ khiết cùng đi hai người sánh vai nhau bước vào buổi đấu giá Phương tiểu tuyết và thẩm tử đứng gần đó không xa gặp hai người bước vào liền đi nhanh về phía cửa tiểu tuyết nhìn lệ khiết hỏi nhỏ lệ khiết đấu giá thành công mảnh đất này thì chúng ta cùng hợp tác phát triển thời trang quốc tế nhé được chúng ta cùng trở thành bà chủ thời trang danh điệu có chi phí không an du ghé sát vào tai cô hỏi giọng nói dò hỏi không giấu được những điều anh muốn nghe từ cô anh đầu tư em trả thêm một baby. Gấp đôi đêm trước, vào thôi. An Du chẳng để lệ Khiết trả lời. Anh liền ôm cô vào trong, tìm chỗ ngồi đã sắp xếp sẵn. Ngồi xuống, thẩm tử và phương tiểu tuyết cũng ngồi bên cạnh. Mộ trạch đông từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt liền chú ý tới người phụ nữ ngồi cạnh An Du. Ánh mắt không thể giấu được vẻ hứng thú. Lệ khiết cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nên đã di chuyển ánh mắt. Vừa hay chạm vào ánh mắt của mộ trạch đông. Cô không những không ngại ngùng, mà còn mắt đối mắt với hắn. Mộ Trạch Đông đây là lần đầu nhìn thấy người phụ nữ dám đối diện với hắn mà không hề toát ra tia sợ hãi nào. Hắn nhìn sang vệ sĩ bên cạnh, nói nhỏ gì đó rồi lại đi lại chỗ ngồi. An à, dù thấy cô nhìn ra phía cửa, liền chú ý thấy Mộ Trạch Đông đang hướng tới chỗ ngồi. Anh nghi hoặc quay lại nhìn cô hỏi. Em nhìn anh ta làm gì? Anh không đẹp sao? Anh ta không đơn giản. Ý em là sao? Hắn ta làm gì em à? Không, nhưng nhất định sẽ có chuyện không hay. An Du nhìn cô ngầm hiểu được ý của cô, nhưng không thể đoán được suy nghĩ hiện tại của cô là gì. Lệ khiết rất nhanh, đã gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Ánh mắt chú ý lên màn hình lớn của phía sân khấu. Phượng Tiểu Tuyết xem qua mảnh đất được nhiều người danh mua tranh giành. Cảm thấy ưng ý, liền nhìn sang Lệ Khiết nói. Khiết Khiết, em nói xem hôm nay ai sẽ muốn có được mảnh đất này nhất? Mộ ra, mộ hải đã chờ ngày này lâu như vậy, thì nhất định ông ta sẽ không ra giá, giá thấp đâu. Mộ Trạch Đông lại thay ông ta đi, thì nhất định đã nắm được phần thắng trong tay. Vậy thì tính sao đây? Chị yên tâm, Phương Tiểu Tuyết không rõ kế hoạch của Lệ Khiết là gì, nhưng cũng rất tin tưởng vào sự sắp xếp của cô. Màn hình lớn đã ngừng chiếu hình ảnh manh đất vàng, MC dẫn chương trình lên tiếng. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhưng điều đặc biệt hơn là được đông đảo những khách quý tới tham dự cùng ông Ben. Không để mọi người chờ lâu, tôi xin phép được mời ông Ben đưa ra giá khởi điểm. Giá khởi điểm là một triệu nhân dân tệ. Một người đàn ông trung niên người Mỹ đứng lên, nói vào micro bằng tiếng Trung Quốc, nhưng nghe rất rõ ràng. Mọi người đều im lặng, và từng người bắt đầu sơ bảng lên và đưa ra giá. Rất nhiều người đã đưa ra giá cao ngất ngường, nhưng không ai muốn bỏ qua mảnh đất này. Nên cứ mỗi người một giá mà sơ bảng. Còn số đã lên tới 50 triệu nhân dân tệ. Nhiều người đã từ bỏ. Mắt thấy thời cơ đã đến, mộ trạch đông lên tiếng đánh một đòn quyết định. Một trăm triệu lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Người đàn ông đưa ra giá 50 triệu nhân dân tệ, đã nhận ra được mộ trạch đông nên đã từ bỏ nếu như không muốn chuốc họa vào thân. An Du biết, mộ trạch đông đã hạ quyết tâm muốn giành cho được mảnh đất vàng, nên anh tùy ý lệ khiết muốn như thế nào thì vẫn ủng hộ cô. Em à, em muốn mảnh đất này thì em tự đấu giá đi. Anh không hết tiền khi đấu giá xong mảnh đất này đâu. Anh chắc chưa? Nhưng em muốn mộ ra phải bỏ ra một con số lập kỷ lục em lại bày trò gì đây? Anh chờ xem. Nói xong, liền quay sang nhìn Tiểu Tuyết nói nhỏ. Chị Tiểu Tuyết, em không muốn mua mảnh đất này nữa. Nhưng em có mảnh khác, tốt không kém. Hôm nay, em muốn chơi cùng mộ trạch đông một chút. Lệ khiết, cô lại bày trò gì nữa sao? Đừng có kéo theo Tiểu Tuyết nhà tôi là được. Anh yên tâm, tôi không muốn chị Tiểu Tuyết dính vào những trò tôi bày ra đâu. Thẩm tử nghe vậy chỉ cười nhạt và thầm cầu nguyện cho người mà cô sắp trêu chọc. Cô mà nhắm đến ai, thì xem như người đó không có sự lựa chọn cho cái chết êm đẹp. Lệ Khiết rất nhanh đã đưa ánh mắt liếc nhẹ về phía Mộ Trạch Đông, đôi môi anh đào khẽ nhếch nhẹ rồi đưa bảng ra giá. Mộ Trạch Đông cũng nhìn thấy hành động kia của cô, nhưng hắn chỉ nghĩ là cô đang chú ý đến hắn, nhưng hắn không ngờ, sau cái nhếch mép nhẹ đó là hắn phải tốn cả mớ tài sản. 101 triệu. Mộ Trạch Đông cảm thấy càng hứng thú với Lệ Khiết nên đã đưa ra giá rất nhanh. An à, Dù ngồi bên cạnh, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Những người ngồi gần đó cảm thấy tò mò với thân phận thật của cô. Nhưng chẳng ai muốn bàn tán với người bên cạnh Vương Tổng Đại Nhân. 120 triệu, 150 triệu, 200 triệu. Mộ Trạch Đông vừa nói lớn, vừa nhìn biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt của Lệ Khiết. Nhưng chẳng thể tìm ra được biểu cảm sợ hãi, rụt rè của cô. Mà thay vào đó là một vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. 500 triệu. Mộ Trạch Đông lúc này lại cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Nhưng hắn không thể thua được nên đã rất nhanh giấu đi vẻ mặt mất bình tĩnh vừa rồi một tỷ mộ trạch đông đang nghĩ là lệ khiết đã từ bỏ nên đã rất vui mừng nhưng khi mc nói một tỷ lần thứ hai thì lệ khiết lại bất ngờ lên tiếng hai tỷ mộ trạch đông hoang mang với câu nói của lệ khiết nhưng hắn vẫn quyết liều một phen nếu như cô vẫn muốn ra giá thì hắn sẽ nhường ý nghĩ này đã lấp đầy trí não của hắn nên đã vội vàng ra giá những người khác nhìn vào thấy tỷ lệ thắng nghiêng về phía lệ khiết nhiều hơn Tiểu tuyết và thẩm tử ngồi bên cạnh, thắc mắc về ý đồ của cô, nhưng không hỏi ngay vì sợ cô sẽ bị phân tâm nên đành im lặng chờ kết quả. 5 tỷ Mộ trạch đông đang vui vẻ, khi có cơ hội chơi cô một vố thì lại bất ngờ đã được lời tuyên bố của MC. 5 tỷ là giá cuối. Xin chúc mừng mộ tổng, mộ trạch đông đã thành công đấu giá mảnh đất vàng ngày hôm nay. Xin mời ông bé lên phát biểu đôi lời với người chiến thắng. Mộ trạch đông không nghĩ là lệ khiết lại bỏ ngang như vậy. Nhưng anh cũng nào ngờ lại bị cô dụ vào bẫy một cách suôn sẻ đến thế. Ông Ben cùng với mộ Trạch Đông lên sân khấu phát biểu. Vẻ mặt của hắn chẳng lấy được tí vui mừng gì khi mất đi một số tiền không hề nhỏ vào manh đất này. "Chúc mừng mộ tổng, rất cảm ơn anh đã góp một phần vốn vào quỹ từ thiện của chúng tôi. Từ đầu tôi đã không thông báo toàn bộ tiền hôm nay đấu giá sẽ được đưa vào quỹ từ thiện của quốc tế, nên tôi rất vui khi mộ tổng đã rộng lượng góp vào số vốn không nhỏ để giúp cho những đứa trẻ mồ côi." Không cần khách sáo Tôi cũng muốn những đứa trẻ có được cuộc sống ấm no mà thôi Vậy buổi đấu giá sẽ được kết thúc tại đây Cảm ơn mọi người đã góp mặt tham gia Sau khi buổi đấu giá kết thúc Thì cũng đã gần 8 giờ tối Lệ khiết đề nghị ăn tối ở nhà hàng gần đó Cả ba người còn lại đều đồng ý Lúc chọn món xong Thẩm tử nhìn lệ khiết hỏi với giọng thích thú Chủ tiểu thư Cô như vậy không sợ bị mộ trạch đông trả thù sao Phải đó lệ khiết Mộ trạch đâm thâm sâu khó lường, không thể nào đoán được bước đi tiếp theo của anh ta đâu. An à Du nhìn Lệ Khiết như đang suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi tiếp. Lệ Khiết, sao em lại biết hắn ta sẽ tiếp tục ra giá ở khúc chót? Bởi vì anh ta là người không muốn nhường nhịn, nhưng bởi vì như vậy, anh ta càng muốn thấy em bại dưới tay anh ta hơn. Nên, ra giá chót là để khi em ra giá trả lại, thì hắn sẽ từ bỏ, nhưng lại bị em tính kế. Vậy sao ngay từ đầu ông Ben lại không đưa tin là buổi đấu giá từ thiện? Bởi vì từ thiện thì rất ít người bỏ ra con số lớn như vậy. Phượng Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đông loạt gật đầu hiểu ý. Cũng vì vậy mà phục hẳn đầu óc tính toán của cô. Nhưng điều quan trọng mà mọi người thắc mắc là tại sao cô lại biết được hôm nay là buổi đấu giá từ thiện? An à dù như biết được điều mà hai người kia muốn hỏi nên đã lên tiếng giành hỏi trước. Sao em lại biết? Buổi đấu giá từ thiện ư? Hôm đi ăn với Bạch Dương và Lục Hạ thì em vô tình nghe được. Nghe được một nửa thì lại bị cái tên Lý Nhất kia làm hỏng. Mà sao hôm nay anh ta không đến? Cậu ta bị mấy cô người yêu cũ bám lấy không buông nên là ở nhà cho khỏe thân. Thẩm tử vừa nói vừa cảm thấy mình thật may mắn vì không có số đào hoa giống như Lý Nhất. Nếu không bây giờ anh cũng làm gì mà được yên ổn ngồi đây ăn uống thoải mái chứ. Món ăn được dọn lên, ăn được một lúc thì lại khiết muốn đi vệ sinh nên đã rời đi. Vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh, cô đã gặp ngay mộ trạch đông đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn cô ý nghĩ sâu xa. Cô đi ngang qua hắn, như chẳng nhìn thấy, nhưng mộ trạch đông nào để cô đi xuân sẻ như vậy. Hắn lên tiếng pháo hủy bầu không khí im lặng. Giọng nói chẳng thể giấu được vẻ bức xúc lúc nãy. Vương phu nhân, tôi với cô không thủ không oán, thì tại sao cô lại bày kế tôi chứ? Mộ tổng nói như thế chẳng khác nào vu oan cho tôi. Tôi cũng muốn mảnh đất đó, nhưng thế mộ tổng đây không muốn từ bỏ Nên tôi mới nhường cho anh rồi còn gì Vương phu nhân thật sự biết ăn nói Thì ra là do tài ăn nói của cô Đã làm cho An Du phải say đắm ư? Mộ tổng Anh ăn nói cho cẩn thận vào Từ trước tới nay Vương già và mộ gia nước sống không phạm nước giếng Anh gọi thẳng tên chồng tôi như vậy thật là không phải phép Anh dù sao cũng là hạ bối Thì đừng có cư xử như thế với bậc trưởng bối Lệ khiết nói xong rồi đi mất Mộ trạch đông nhìn theo bóng lưng của cô mà nụ cười trên môi càng tươi hơn. Bất ngờ, anh nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc khuyên tai, hình như là cô vừa bị rơi lại. Một Trạch Đông lại càng cảm thấy hứng thú, giọng nói quỷ dị của hắn vang lên, giữa không gian chỉ có bốn bức tường. Lệ Khiết, tôi cảm thấy càng hứng thú với cô rồi. Lệ Khiết quay lại phòng ăn, ngồi một lúc lâu, mọi người mới ra về, Lệ Khiết mệt mỏi dựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Về đến nhà, cô lại vừa hay tỉnh giấc, an dù thấy cô tỉnh dậy, sao lại không ngủ tiếp em không ngủ được nữa vậy lên nhà tắm rửa đợi anh đi không đợi lệ khiết đi lên phòng liền đi nhanh vào phòng tắm xong xuôi thì đi ra thấy anh đang làm gì đó trên máy tính cô lên tiếng gọi an du anh vào tắm đi được lệ khiết lại ghế ngồi nghe tiếng cửa phòng đóng lại được bên trong chảy đều đều lúc này cô mới lấy máy tính ra làm gì đó máy tính hiển thị kết nối thành công đôi môi anh đào không nhịn được cười tươi Cô đặt chế độ tự động, rồi gặp máy tính lại, leo lên giường chui vào chăn ngủ. An Du đi ra từ phòng tắm, nhìn thân ảnh nhỏ đang gói gọn trong chăn mà mỉm cười nhẹ. Đi lại ngồi xuống giường, cuối người hôn nhẹ lên trán cô. Ánh mắt cưng chiều lộ rõ của anh khiến cho người khác phải ghen tị. Sáng hôm sau, khi An Du đã đi làm, lễ khiết chui ra từ trong chăn, làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng thì cô cầm theo máy tính tới thư phòng của anh làm việc. Cô chẳng muốn để tâm căn phòng được sắp xếp như thế nào Mà đi tới ngồi trước bàn làm việc của anh Mở máy tính của mình ra xem chiến tích của tối qua đến giờ Trong máy tính vang lên tiếng nói đầy tức giận của một người đàn ông đã lớn tuổi Hình như đang la mắng ai đó Mộ trạch đâu Sao có lại bỏ ra một đống tiền chỉ để mua mảnh đất đó Còn bị dụ khi đó là buổi đấu giá từ thiện nữa chứ Ông nội Còn không biết lại bị đưa vào bẫy dễ dàng như vậy Cũng tại cái người phụ nữ bên cạnh An Du Quá là danh ma xảo quyệt nên con đã bị cô ta lừa gạt vậy thì con mau tìm cách khiến cô ta đến với con nếu đã là người phụ nữ được an du trọng dụng thì nhất định là không hề đơn giản ông nội yên tâm con sẽ khiến cô ta từ bỏ an du để đến với con cô ta sẽ không thể từ chối một người đàn ông hoàn mỹ như con lệ khiết nghe được cuộc đối thoại trong máy tính mà cảm thấy buồn nôn vẻ mặt kinh thường lộ rõ cô cũng không ngờ hai ông cháu nhà họ mộ lại gian xảo như vậy dùng mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn lệ khiết lưu lại cuộc đối thoại vừa rồi lại tiếp tục cài chế độ tự động cô không nghĩ rằng chiếc quyền tài đó lại được mụ trạch đông cưng đựng như vậy hẳn là sau này cô nhiều trò hay để cho cô xem lắm đây lệ khiết sau khi sắp xếp xong chuyện trên thư phòng thì đi xuống nhà chuẩn bị ăn trưa thấy dì lan đang loay hoay trong bếp cô đi vào hỏi chuyện dì đang làm gì vậy ạ à? có cần con giúp gì không không cần đâu cô lại bàn ngồi đi tôi dọn bữa trưa cho cô cô không nói gì thêm đi lại bàn ăn trưa sau khi ăn xong, cô chẳng có chuyện gì để làm nên vào một vòng ra hoa viên dạo chơi. Nhìn những bông hoa đang thi nhau nở rộ mà lòng của lệ khiết như nhẹ hẳn ra. Cô muốn cuộc sống yên bình như bây giờ, không cạnh tranh hay đấu đá nhau trên thương trường. Nhưng cuộc đời của cô đã gắn liền với thứ được gọi là đấu tranh thương trường. Lệ khiết như nhớ ra chuyện gì đó, cô thay đổi chạy ngay tới xúc thời trang của Phương Tiểu Tuyết. Hôm nay, Phương Tiểu Tuyết cũng rảnh nên suốt ngày đều ở lại xốp. Cô đi thẳng lên tầng 4 để tìm Tiểu Tuyết lệ khiết đến gần bàn làm việc thì tiểu tuyết mới biết cô đến đưa mắt nhìn cô hỏi lệ khiết em có chuyện gì sao hôm nay không cần phải đến công ty à vâng ạ à, em có chuyện muốn bàn với chị cô ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn ra cửa sổ như có chuyện gì đó rất quan trọng tiểu tuyết đi tới ngồi đối diện với cô hỏi là chuyện gì mộ trạch đông và mộ hải đang tính toán chuyện sẽ chia rẽ em và an du em muốn đi trước một bước làm thế nào mỹ oánh từ dưới lầu đem lên hai ly nước vừa hay nghe được chuyện vừa rồi cô ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi lệ khiết thấy được hành động đó của mỹ oánh nên đã gọi lại cô có chuyện gì muốn nói sao mỹ oánh do dự một chút rồi cũng quyết định quay lại nói ra điều mình muốn chủ tiểu thư tôi có thể giúp cô chuyện gì cũng có thể chỉ cần cô cho tôi tham gia chuyện này với cô thôi cô là có ý gì tôi có một người chị gái người mà trước kia mộ trạch đông yêu nhưng vì dự án của một đối tác nước ngoài mà thẳng tay từ bỏ chuyện tình cảm suốt 5 năm trời của mình. Hắn còn ngang nhiên tung tin rằng chị gái tôi ham mê vật chất vì một hoàng tử nước anh mà bỏ rơi anh ta. Vì chuyện này mà chị tôi đã phải gả vào hoàng gia nơi có nhiều cạm bẫy. Lệ khiết nhìn biểu hiện trên gương mặt của Mỹ Oánh thì cảm thấy chuyện này không đơn giản. Trước hết cứ hỏi rõ chuyện này và điều tra kỹ càng rồi mới tính tới chuyện có nên cho Mỹ Oánh tham gia. Gả vào hoàng gia tuy là nhiều cạm bẫy nhưng chẳng phải rất sung sướng sao Trước này tôi chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện này Phương Tiểu Tuyết lên tiếng trước Mỹ Oánh như càng căm hận hơn nói tiếp Chẳng có chuyện gì để nói Khi vừa mới gả và làm vợ của hoàng tử nước Anh cả Cho đến khi hắn được lên ngôi Thì nạp thêm tiếp suốt ngày ăn chơi lêu lỏng Chuyện nước đều do một tay chị tôi xử lý Một ngày nghỉ cũng chẳng có Cũng chẳng có thời gian về thăm quê Dù chỉ là một lần Chị tôi lại mắc bệnh tim bẩm sinh Thuốc phải luôn luôn có sẵn bên mình nhưng đúng hôm đó, chị tôi không mang theo thuốc lại một mình đi gặp đối tác. Lục lên cơn cũng chẳng ai hay biết, nên là... Nói đến đây, Mỹ Oánh như kiểm nén tất cả, bây giờ đã bộc lộ hết. Nước mắt của cô ta cứ thế chảy càng lúc càng nhiều hơn. Lệ Khiết và Tiểu Tuyết cũng hiểu rõ chuyện này, nên đã hứa sẽ giúp. Nhưng kế hoạch thì vẫn chưa có, nên bảo cô ta chờ thêm. Mỹ Oánh nghe lời đi xuống lầu. Lệ Khiết nhìn Tiểu Tuyết như hiểu ý cô, đi lại lấy tập tài liệu về Mỹ Oánh đưa tới cho lệ khiết nhìn từng trang một thì hoàn cảnh của mỹ oánh cũng chỉ đủ ăn đủ mặc gia đình trước kia chỉ có hai chị em nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô ta lệ khiết nhìn tiểu tuyết nói chị quan sát động thái của cô ta mấy ngày tới em về điều tra thêm sẽ thông báo với chị sau được có chuyện gì cần giúp cứ nói với chị em đến tìm an du đi anh ấy sẽ điều tra nhanh hơn em cũng định qua đó vậy em đi trước nhé em đi đường cẩn thận lệ khiết ra khỏi xốp đã đi ngay tới vương thị giữa đường lại bị mộ trạch đông chặn lại không cho đi. Hắn ta đứng trước mặt cô, vẻ ngoài đẹp trai của hắn, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn xung quanh. Nhưng đối với lệ khiết, hắn còn thua xa chồng cô. Chẳng muốn dính líu với người đàn ông này, nên đành mặc kệ hắn đi ngang qua. Nhưng hắn ta đã kéo cô lại, giọng nói nghiêm chỉnh hơn hẳn. Vương phu nhân, tối nay cô rảnh chứ, tôi muốn mời cô dùng bữa, xem như tạ tội hôm qua đã thất lễ. Mộ tổng không cần phải như vậy, sau này cứ xử cho đàng hoàng một chút là được. Tôi có việc đi trước, không muốn tiếp lời của anh nữa. Tôi có thua kém gì An Du mà cô lại như vậy chứ? Tôi trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, phòng lưu hơn hắn ta. Cô không thể suy nghĩ về tôi một chút sao? Trời chưa tối mà anh đã nằm mơ rồi sao? Lệ khiết nói xong quay người đi mất. Mộ trạch đông như hóa đá tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hắn bị mất mặt như vậy. Cô vậy mà lại thẳng thừng từ chối hắn. Mộ trạch đông nhìn theo bóng lưng của cô mà cảm thấy càng thú vị cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà không thể làm khó được hắn. Hắn nhìn theo cô một chút rồi cũng rời đi, vẻ mặt lúc đi của hắn chẳng dễ coi chút nào. Lệ Khiết đi tới vương thị, vừa vào đến cửa đã nghe hai người nhân viên nhàn rỗi nói chuyện phiếm, một trong hai người đó nói: "Cô nói xem, thân hình như tôi thì có cơ hội vượt mặt cái cô Lệ Khiết kia không?" "Cô là đang nằm mơ sao? Nếu như vượt mặt thì mấy năm qua cô đã thành vương phu nhân rồi." "Cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn muốn thử sức." biết đâu được vương tổng chú ý đến thì sao vậy được nếu như cô có đời đời thì nhất định không được quên tôi đâu đấy lệ khiết cười nhẹ rồi từ từ đi tới sau lưng hai người đó những nhân viên bên cạnh thầm cầu nguyện cho hai người đó bình an vô sự lệ khiết ho nhẹ để tạo tiếng động hai người kia theo phản xạ quay lưng lại nhìn thấy cô liền sợ hãi cúi đầu chào vương phu nhân bỏ qua câu nói của hai nhân viên cô tự nhiên ngồi xuống ghế ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người kia giọng nói bình tĩnh đến lạ. Là... Hai người là nhàn rỗi tới chẳng có chuyện gì để làm sao? Vương thị lớn đến vậy mà không có việc gì để làm à? À, vậy tôi bảo An Du sắp xếp nơi khác, cho hai người nhiều công việc một chút, nhất định sẽ không nhàn rỗi. Vương phu nhân, chồng tôi biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ không ăn nói hàm hồ như vậy nữa, cô tha cho tôi đi mà. Lệ khiết nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén tới nỗi có thể giết chết một con mồi Nhìn hai người trước mặt, giọng nói càng lạnh lùng hơn tôi không bụng dạ hẹp hỏi như vậy chỉ vì một chuyện còn con mà phải chứa cứu những chuyện vừa nãy tôi không muốn nghe lại một lần nào nữa lệ khiết lứng lên đi mất không gian lạnh lẽo đã dần trở lại ấm áp hơn hai người họ như vừa từ địa ngục quay trở về những nhân viên khác cảm thấy run sợ như vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất đáng sợ lệ khiết cầm tập tài liệu về mỹ oánh đi vào phòng đưa đến trước mặt của an du giọng nói không hề tuyên giảm đi độ lạnh lẽo vừa rồi anh điều tra cô ta giúp em em muốn biết quá khứ của cô ta vào ngày mai an du nhìn cô như sinh vật lạ hôm nay cô rất khác cả khuôn mặt lạnh lùng lẫn giọng nói không đủ ấm là ai chọc giận em vậy nào có nhân viên nhà anh nuôi em nào dám đụng vào nhân viên nhà anh nuôi vậy em còn muốn nuôi em mà đuổi thì tiền đâu mà ăn chỉ biết ôm lấy tuổi nhục này vào lòng chứ nào dám nói ra lệ khiết như diễn viên hollywood nên mặt diễn cảnh bi thương vô cùng xuất sắc an du đứng lên đi tới ngồi cạnh cô nhìn vẻ mặt lúc này của cô mà muốn cười cũng phải nhìn là ai ai đâu có người muốn vượt mặt em để thay em làm thiếu phu nhân thay em chăm sóc anh và mẹ vậy em nghĩ họ có cửa sao tất nhiên là không họ mà đến gần anh thì nhất định sẽ có vé máy bay miễn phí đi du lịch đâu nha an à du đã không thể nhịn cười được nữa vẻ mặt vừa tức giận vừa trẻ con của cô mà dễ thương làm sao an à du quay lại chuyện chính điều tra người đó làm gì có gì đặc biệt sao Chị gái của cô ta bị một trạch đông đem đổi lấy dự án với hoàng tử ở Anh, sau 2 năm thì mất. Hôm nay đến gặp chị Tiểu Tuyết, cô ta nghe được chuyện em nói với chị ấy nên muốn em giúp đỡ trả thù. Em muốn biết là đúng hay không? Chuyện đó đã gây ra nhiều tin giật gân vào hơn 2 năm trước. Khi đó là cô gái đó bỏ mộ trạch đông theo hoàng tử nước Anh, cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Vậy anh điều tra giúp em nha. Được, anh sẽ kêu Kim Tấn điều tra giúp em. Em vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ về rồi. Vậy sao? Anh làm việc tiếp đi. Lệ Khiết nghe lời đi vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng nằm hơn 30 phút mà vẫn không thể nào ngủ được. Cô đành đi ra ngoài. Nhưng anh đang mở cuộc họp ở lầu 23. Bây giờ cũng không có gì để chơi. Cô đi xung quanh căn phòng. Rồi lại ra ngoài ban công đứng ngắm thành phố. Rồi lại ra ngoài phòng. Chẳng có nơi nào để đi. Cô đành tới phòng pha nước pha chút gì đó để uống. Lúc đi ngang qua phòng thư ký. Cô bắt gặp Kim Tấn đang bị cô gái nào đó lớn tiếng mắng. Cô ta chẳng nể năng gì mà quát vào mặt Kim Tấn. Lệ khiết đây cũng chẳng phải loại người thấy chết mà không cứu. Cô gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Giọng nói hướng về phía Kim Tấn nhưng đang ngầm cảnh cáo cô gái kia. Kim Tấn, tại sao cô không ở cạnh An Du mà ở đây ôn ào gì thế hả? Cô là ai thế hả? Không thấy tôi và Kim Tấn đang nói chuyện sao? Nguyệt Nhi, cô cấm miệng lại cho tôi. Phủ nhân, Vương Tổng đang họp, cũng không có việc gì quan trọng nên tôi ở lại làm việc. Kim Tấn quát lớn, "Nguyệt Nhi, rồi quay sang giải thích với cô." Nguyệt Nhi bất ngờ, khi Kim Tấn lần đầu quát lớn cô ta như vậy. Nguyệt Nhi là bạn gái cũ của Kim Tấn, cũng do cái tính hay nóng giận ghen tuông mù quáng mà cậu quyết định chia tay, nhưng cũng không người đàn ông nào mà không chịu được tính cách của bạn gái mình cả. Tất cả là do cô ta làm ra loại chuyện mà Kim Tấn phải sốc. Nguyệt Nhi lần đó đến nhà ra mắt mẹ cậu, lại nhầm tưởng mẹ cậu là người làm, nên đã sai bảo bà làm nhiều chuyện trong nhà. Khi đó Kim Tấn vẫn chưa đi làm về nên không biết. Đến khi cậu về thì thấy mẹ mình đang gọt trái cây và phát nước cho cô ta. Còn cô ta thì ngồi ở sofa xem tivi. Kim Tấn đã tức giận, đã mở lời chia tay Nguyệt Nhi. Cô ta nhiều lần xin quay lại nhưng cậu vẫn kiên quyết đường ai nấy đi. Hôm nay cô ta đến là muốn hàn gắn nhưng cậu giữ nguyên định kiến của mình mà từ chối cô ta. Nguyệt Nhi nhìn lệ khiết liền suy nghĩ cô là đầu mối khiến cho Kim Tấn nổi giận với cô ta nên đã lớn tiếng quát. Cô là ai mà có thể kiếp kim tấn từ tay tôi? Anh ấy mãi mãi là của tôi. Cô có hiểu hay không? Nguyệt Nhi, cô đừng có mà trẻ con như vậy. Nơi này không đến lượt cô lớn tiếng chửi mắng người khác đâu. Mau về đi. Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em. Nó có gì hơn em chứ? Lệ khiết đã không thể nào nhịn được nữa. Cô đi đến tặng cô ta một bạt tay rồi nói lớn. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà lớn tiếng với nhân viên của tôi? Nếu như rảnh đến nỗi, không thể nào chịu được, thì đến sở thú trời đi. Không chừng trong đó nhiều con chấp nhận cô lắm mà. Cô dám đánh tôi. Kim Tấn bất ngờ khi Lệ Kiết hành động như vậy, nhưng cũng rất cảm kích cô đã ra tay nghĩa hiệp cứu anh hôm nay. Kim Tấn từ từ bình tĩnh lại nói. Nguyệt Nhi, đây là Vương Phu Nhân, là vợ của Vương Tổng. Là, là Vương Phu Nhân. Nguyệt Nhi ngạc nhiên trước câu nói của Kim Tấn. Cô ta không ngờ người mà mình vừa la mắng lại là người mà khiến người khác phải e rè khiếp sợ. Vương Phu Nhân, tôi, ra khỏi công ty, sau này không được đến đây làm phiền Kim Tấn nữa, nếu không hậu quả tự chịu. Nguyệt Nhi u ớ nửa ngày cũng không tìm được câu nào giải thích hợp lý. Cô ta đành rời đi, nếu không cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Kim Tấn nhìn sang cô nói: Vương phụ nhân, thật xin lỗi, cô ấy là như vậy cũng không thể thay đổi được, nhưng cũng cảm ơn cô chuyện lúc nãy." "Không có gì, cậu làm việc tiếp đi." Lệ Khiết đi tới phòng pha nước, pha một ly cà phê và một ly ca cao, định bụng sẽ đem đến phòng họp cho An Du nhưng chưa vào được phòng họp đã bị một nhân viên đi tới đụng ngã. Lệ Khiết bị hai ly nước nóng đổ vào chân, làm đỏ cả một mảng lớn. Người phụ nữ kia tức giận, chỉ thẳng vào mặt cô nói lớn. Cái con này, mày có biết tao là ai hay không? Tao là giám đốc mới vừa từ nước ngoài, do đích thân vương tổng mời về. Sau này không chừng, tao còn có cơ hội để làm thiếu phu nhân của vương thị. Mày mau quỷ xuống xin lỗi tao nhanh lên. Lệ Khiết nhìn cô ta không nói gì, từ từ đứng lên, nhưng chân cô đang bị thương, nên đứng cũng không vững dựa hẳn vào tường ánh mắt không hề lộ ra chút gì là sợ hãi nhìn cô ta hỏi vậy cho hỏi quý danh tôi là hoàng uyển trước đây là bạn học của an du lệ khiết nghe xong lời của hoàng uyển thì đi về phía phòng họp mở nhẹ cửa thấy hành động của cô như vậy cô ta liền đi tới xô ngã cô mất đà cô ngã vào phòng họp an du đang ngồi nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo thì nghe tiếng cười nói ở ngoài cửa anh liền quay ra, đã thấy Lệ Khiết đang ngồi dưới đất, còn Hoàng Uyển thì lớn tiếng nói. Cái người phụ nữ không nghe lời này. Không chịu xin lỗi tôi mà còn đến đây để làm gì? Muốn gây sự chú ý sao? Máu cút ra ngoài nhanh lên. An Du đứng lên đi về phía hai người phụ nữ. Trên người anh tỏa ra sát khí, làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Mắt thấy An Du đi đến, Hoàng Uyển tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười nói. An Du, em vừa về nước, tối nay chúng ta đi ăn nha. An Du buồn nói chuyện với Hoàng Uyển. khật mạnh tay cô ta ra rồi đi tới ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói lo lắng. Lệ Khiết, em không sao chứ? Tại sao lại bị thương như vậy? Là ai làm? Lệ Khiết lắc đầu như đang cố che giấu. Cô viện cớ nói bừa, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng anh. Em pha nước, không cẩn thận làm đổ thôi. Lệ Khiết, nhìn vào mắt anh trả lời lại. Giọng nói của anh vừa tức giận vừa lạnh lùng, nhưng không hề nói với cô mà là để cảnh cáo người đứng phía sau vì chuyện lúc nãy Hoàng Uyển nói, thì anh cũng đoán ra là ai làm. Lại kết cúi đầu nhếch mép cười. Hành động vừa rồi chẳng ai thấy. Mục đích đã đạt được, cô chỉ cần chờ Hoàng Uyển đứng phía sau, giả vờ bạch liên hoa nhận tội mà thôi. Đúng như dự đoán, Hoàng Uyển nghe sợ câu nói lúc nãy của An Du, nên đã nhận tội trước, nhưng vẫn không quên kéo cô theo vào vũng bùn. An Du, là em đụng vào cô ta, nhưng cũng là do cô ta có lỗi, đụng phải em mà không xin lỗi. Những người có mặt trong phòng họp đều bàn tán xôn xao về Hoàng Uyển. Một người mới đến như cô ta thì tất nhiên là không biết cô là ai. Lệ Khiết nghe Hoàng Uyển nhận tội, nhưng cũng không quên lôi cô theo. Thì ta đây muốn xem cô ta lấy gì để mặc kết tội cô. Lệ Khiết học theo tính bạch liên hoa của Hoàng Uyển, giả vờ như mình là người có lỗi. Cô còn cố nặn ra vài giọt nước mắt. An Du, em không sao. Chị ấy không bị thương là tốt rồi, anh đừng trách chị ấy. Lệ Khiết ngoan, không cần tự trách. Anh xem lại camera là biết thôi. An Du, anh đừng như vậy mà. Không lẽ lời em nói mà anh cũng không tin? Hoàng Uyển, nghe anh sẽ trách cam thì ngay lập tức sợ hãi nói thêm vào. Anh lại không muốn nghe những lời cô ta nói nên đã gọi cho Kim Tấn xuống. Sau khi giao việc xong thì anh bế cô đến bệnh viện. Vết bỏng do nước sôi anh không thể xử lý qua loa được. Sau khi xử lý xong vết thương, anh đưa cô về Vương Giang nghỉ ngơi rồi đi đến Vương Thị để xử lý chuyện khác. An Du ngồi ngay ngắn trên ghế, hoàng uyển đứng đối diện anh cô ta chẳng hiểu mình làm chuyện gì sai mà lại bị anh gọi đến đây để hỏi tội khi còn đi học cho dù cô ta có làm gì sai thì anh cũng nhắm mắt làm ngơ xem chuyện cô ta làm như trò đùa do cô ta tự tạo ra an à, dù trước kia không nói gì là do anh chẳng buồn mà quan tâm đến chuyện của cô ta anh nhìn cô ta lên tiếng trước hoàng uyển cô vừa về nước có lẽ không biết lệ khiết là ai tôi để nói cho cô biết một lần duy nhất và hãy nhớ mãi mãi Cô ấy là vợ tôi, là vương thiếu phu nhân. Cô đừng nghĩ đến sẽ thay thế được cô ấy. Hôm nay là cô không biết, nên tôi tha cho cô lần này. Sau này không được cho phép của tôi, thì cô không được phép lên đây, cho dù là nửa bước. An Du, em là giám đốc vừa nhận chức. Anh không cho em lên đây, thì sau này em trao đổi công việc với anh bằng cách nào chứ? Cứ xử cho đúng vào. Sau này chuyện công việc, cô chỉ được thông qua Kim Tấn. Cậu ta sẽ báo lại cho tôi. Vương Tổng, anh không thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tình bạn bè lâu nay của chúng ta được. Cô ra ngoài được rồi. Vương Tổng Anh ra ngoài. Hoàng Uyển tức giận bỏ ra ngoài. Cô ta vậy mà lại bị cấm túc đến gần nơi làm việc của anh. Mọi công việc chỉ được thông qua kim tấn. Cô ta chẳng cam lòng vì lệ khiết, vậy mà lại được anh cưng chiều tin như vậy. Cũng chẳng còn cách nào, nếu như muốn chống lại lệ khiết, thì xem như chức giám đốc này, cô ta cũng không giữ được. Sáng hôm sau, Đào Ánh Ngọc đã về tới Vương Gia, trên tay còn cầm không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ dì lan từ trong đi ra phụ bà đào ánh ngọc ngồi xuống ghế uống một ngụm nước rồi hỏi dì lan lệ khiết có cần phải tới công ty không dạ thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng hôm qua bị bỏng nặng nên không thể đến công ty ạ à? bị bỏng ư ừ. sao lại bị như vậy đã xử lý qua chưa có nghiêm trọng hay không dì lan chưa kịp trả lời đã thấy bóng của bà khuất sau góc cầu thang đào ánh ngọc lên phòng để xem tình hình hiện tại của lệ khiết Hôm qua đã xử lý qua vết thương nên không có gì đáng lo ngại. Đào ánh ngọc vừa mở cửa đã thấy Lệ Khiết đang xem máy tính, bà đi ngay lại hỏi. "Lệ Khiết, con sao không nghỉ ngơi mà lại làm việc? Có còn đau hay không? Mẹ về khi nào ạ? À? Sao không bảo An Du ra đón? Mẹ vừa về, còn nói xem là ai đã làm cho con bị thương, mẹ sẽ không tha cho người đó đâu." "Con không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ không đáng lo ngại." "Sao lại không đáng lo?" Mẹ gọi cho An Du, con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ dặn dì Lan làm canh bổ cho con. Mẹ định đi ra ngoài sao? Đào Anh Ngọc không trả lời, bà xuống nhà gọi ngay cho An Du. Vì bà hiểu, chỉ có anh mới biết được là ai làm. Còn dâu của Vương gia thì ai mà động vào thì nhất định là tìm đường chết. Lâm Vĩ và Vân Trang cũng đã ngồi tù, Triệu Vĩ Oanh thì không thể quay lại Trung Quốc. Chỉ có người không hiểu rõ lệ khiết là ai mới dám gây sự. An Du, lệ khiết bị thương sao không báo cho mẹ một tiếng? là ai đã làm ra chuyện này mẹ con đã giải quyết rồi mẹ cũng không cần phải nhọc lòng đâu con giải quyết như thế nào con mà dám để cho con dâu của mẹ chịu ấm ức thì con đừng hòng ngủ chung với con bé con nào dám chứ an du bật cười trước câu nói của đào ánh ngọc đi chưa được một tháng mà khi về lại như thay đổi tính tình anh không liên thuyền với bà nữa nên đã cúp máy trước đào ánh ngọc bên đây đã không thể an lòng nên gọi ngay cho kim tấn Cậu không thể giấu bà nên đã khai ra hết Bà lại đích thân đến vương thị khảo sát tình hình Khảo sát không báo trước An Du cũng chẳng thể ngăn cản Nên đành mặc bà muốn làm gì thì làm Đào ánh ngọc lên tầng 12 xem trước Hoàng Uyển nghe tin bà đến Nên đã chuẩn bị tất cả Để không bị sai sót nào xảy ra Hoàng Uyển đi nhanh về phía đào ánh ngọc Nụ cười công nghiệp của cô ta làm bà phải trướng mắt Hoàng Uyển nào biết điều đó Cô ta là muốn lấy lòng bà Để bước vào vương gia mà thôi Chào bác, con là Hoàng Uyển, con là bạn thời đại học của An Du, bác còn nhớ con không? Cứ sửa cho đàng hoàng vào, An Du không phải để cô tùy tiện gọi đâu. Dạ, con xin lỗi, sau này con sẽ chú ý à? Nếu như còn lần sau, thì cô nghĩ sẽ còn được làm việc tiếp hay sao? Đào Ánh Ngọc đi lướt qua Hoàng Uyển, xem xét tình hình xung quanh một chút rồi rời đi. Hoàng Uyển cảm thấy mất mặt khi bà nói như vậy trước những nhân viên khác. Cô ta cảm thấy như bị sỉ nhục. Hôm qua bị An Du giáo huấn, hôm nay lại bị bà làm cho chẳng còn mặt mũi, cô ta thiết nghĩ. Tại sao cô ta lại được ông trời yêu ái cho một ông chồng và bà mẹ chồng như vậy chứ? Một người thì gặp người phụ nữ khác thì tránh né, còn một người thì ở phía sau chống lưng, nuông chiều tới vô pháp vô thiên. Nếu như tôi đã không thể có được, thì cô cũng đừng hòng mà có được. An Du gọi điện cho Lệ Khiết, bảo là đào ánh ngọc đến công ty khảo sát. Bà ấy là đang khảo sát tiểu tam, chứ khảo sát công ty gì chứ. Lệ Khiết nghe xong lại càng thấy thương bà hơn, từ khi ba mẹ cô mất thì chỉ có bà là yêu thương cô như mẹ ruột, luôn cùng An Du ở phía sau chống lưng và bảo vệ cho cô. Lệ khiết suy nghĩ hồi lâu rồi lại ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Đến chiều, An Du về thì mới gọi cô dậy. Trời bên ngoài cũng bắt đầu sụp tối, cô mơ màng thức giấc nhìn An Du hỏi. Anh về rồi sao? Mẹ đã về chưa? Mẹ về rồi, lúc nãy lên thấy em đang ngủ nên bà ấy không làm phiền. Em dậy tắm rửa rồi xuống ăn tối, Cả ba người đã ngồi vào bàn ăn, Đào Ánh Ngọc ép cô ăn không biết bao nhiêu là thứ, An Du ở bên cạnh chỉ biết nhìn thôi, chứ chẳng biết làm gì. Lệ Khiết chỉ bị thương nhẹ mà đã ép ăn như vậy, không biết sau này mang thai, có em bé rồi thì sẽ như thế nào. Mà tại sao cô lại trông chờ điều đó chứ? Chuyện đấu tranh thương trường vẫn chưa xong, nếu bây giờ mà có em bé thì nhất định sẽ là mối nguy hại lớn nhất. An Du nhìn Lệ Khiết, cô vẫn còn đang lạc lõng trong suy nghĩ thì nghe anh nói. "Khiết Khiết" Không ăn nổi nữa thì không cần cố Chữa bụng để uống sữa nữa Cô cứ tưởng anh đang nói giúp mình Nào ngờ bị anh thêm vào cô phía sau Như xét đánh ngang tay Lệ khiết đặt đũa xuống Thì dì Lan đã đưa ly sữa Nhìn mà phát ngắn Chẳng hiểu sao Ngày nào anh cũng bắt cô uống một ly vào buổi sáng và tối Cũng chẳng giúp cô cao thêm tí nào An Du nhìn cô uống hết ly sữa mà vui vẻ Anh đang dự tính Sẽ theo thang ăn uống này Đến khi cô mang thai Đến lúc đó cô sẽ không phải ngán sữa mà làm cơ thể mình yếu đi. Hạ Di ngồi trong phòng trang điểm, ánh mắt nhìn mình trong gương, chẳng biết suy nghĩ của cô ta là gì. Lát sau, một người đàn ông ăn mặc kín đáo đi vào. Trong phim trường, mọi người cũng đã về hết. Hắn ta đưa đến trước mặt Hạ Di một tệp giấy, giọng hơi khàn khàn của người đàn ông vang lên. Hạ Tiểu Thư, đây là toàn bộ những thông tin về cô gái tên Lệ Khiết kia. Được, anh có thể về. Hạ Tiểu Thư, cô chưa đưa tiền cặp còn lại. Hạ Di chẳng hẹp hỏi gì mà không đưa đúng số tiền. Cô ta còn kèm theo cho hắn vài ngàn tệ. Hắn ta vui mừng cúi người chào rồi rời đi. Hạ Di nhìn tập giấy trên bàn, không khỏi tò mò cầm lên xem. Xem sơ lược thông tin của Lệ Khiết. Cô ta nhếch mép cười rồi tự nói. Lệ Khiết, mấy năm nay tao cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của An Du. Vậy mà mày lại được sự yêu ái này. Tao nhất định sẽ không để mày được sùng ái mãi đâu. Hạ Di ngồi lại một lúc nữa rồi cũng rời đi cô ta ngồi vào xe rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó giọng nói có vẻ rất thích thú mộ trạch đông anh có hứng thú hay không cùng tôi hợp tác hợp tác chuyện gì tôi nghe nói anh có hứng thú với lệ khiết tôi giúp anh một tay có được cô ta anh giúp tôi có được an du mộ trạch đông suy nghĩ giây lát rồi cũng chấp nhận được nhưng an du cũng có gì ngoài tiền đâu mà các cô lại cứ một mực muốn cơ chứ anh thì hiểu cái gì về tình yêu hạ di nói rồi cúp máy ánh mắt nhìn vào màn đêm xa xăm gương mặt chẳng để lộ chút suy nghĩ nào cô ta lái xe đi mất lệ khiết ngồi trên giường đọc sách anh ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn nặc danh nội dung cũng chẳng có gì hay ho vương tổng giữ vợ cho tốt vào nha khuôn mặt anh đen lại chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác bất an vào bữa tiệc sắp tới anh là có nên đem cô theo hay không hay như lời người kia nói giữ vợ cho tốt vào lệ khiết nhìn khuôn mặt chẳng tốt đẹp tí nào của anh liền đoán ra được con người lại đang quấy rối anh. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên giữa màn đêm. Đừng suy nghĩ, mặc kệ họ đi anh. Em biết anh đang suy nghĩ gì sao? Không biết là có chuyện gì, nhưng em biết là không phải chuyện tốt. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn. An à, Du không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Nhưng dù có chuyện gì, thì anh và cô cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Lệ Khiết bắt đầu buồn ngủ, nên đã lan ra ngủ mất. Anh làm việc một lúc lâu mới thấy cô đã ngủ đi tới chỉnh lại tư thế cho cô rồi chính mình cũng chui vào chăn sáng hôm sau an dù muốn tới công ty nhưng lại bị đào ánh ngọc ngăn lại không cho đi anh hỏi mẹ à con còn có cuộc họp hôm nay mẹ đưa lệ khiết đi shopping con ở nhà đi với mẹ và con bé chưa hẳn đến công ty sau hai người không tự đi được con cho vệ sĩ theo sau không con không đến một buổi cũng không thể phá sản được ở yên đó mẹ lên gọi lệ khiết Mẹ gọi cô ấy dậy, con liền đến công ty. Đào Ánh Ngọc cũng biết ý, mà ngồi lại phòng khách xem tivi đợi cô dậy. Khoảng nửa tiếng sau, mới thấy cô thả nhẹ bước chân đi xuống. Trên người cũng đã thay đồ chuẩn bị đi. Thấy An Du vẫn còn ở nhà, cô đến thắc mắc hỏi. Anh không đi làm sao? Mẹ không cho, bắt buộc hôm nay phải làm vệ sĩ cho em và mẹ. Không cần như vậy đâu, anh đến công ty đi. Mẹ và em có thể tự đi được. Sao tự đi được? Mẹ là có chuẩn bị quà cho hai đứa, Đào ánh ngọc úp úp mờ mờ, chẳng nói rõ ràng mà đi ra xe. An Du và Lệ Khiết nhìn nhau, rồi nhún vai một cái, sau đó theo sau đào ánh ngọc. Cả ba cùng ghé vào cửa hàng lớn ở trung tâm. Anh ngồi ở ghế chờ, cô và mẹ đều đi lựa đồ. Lát sau, hai người tự nhiên lại tách nhau ra. Ánh mắt An Du chưa một lần rời khỏi người cô. Lệ Khiết đang xem váy dạ hội, lại nhìn trúng bộ váy màu tím nhạt, được trang trí hoa oải hương, làm điểm nhấn trông vô cùng bắt mắt. Lệ khiết đi đến định gọi nhân viên lấy thử Nhưng từ xa Hạ Di đi tới nói lớn Tôi muốn chiếc váy này Chị gái à Tôi là người nhìn trống trước Cô là người đến sau Cô lấy cái quyền gì mà muốn có được Tôi lấy cái quyền gì ư Tôi cô đụng vào không nổi đâu Đừng có cố gắng chống cự Lệ khiết nghe tiếng nói của cô ta trông vô cùng quen thuộc Hình như là nghe ở đâu đó rồi thì phải Lệ khiết dáng nhớ ra Nhưng An Du từ phía sau đi đến Giọng nói vô cùng lạnh lùng ánh mắt lại sắc bén hướng đến Hạ Di. Cô lại muốn gây sự. Anh An Du cũng ở đây sao? Anh hôm nay không phải đi làm hả? Liên quan gì đến cô? Lệ Khiết bây giờ mới nhớ ra, người phụ nữ này bị anh gọi là trà xanh đây mà. Giọng nói lúc nãy với bây giờ như là hai người khác nhau nói ra vậy. Lệ Khiết lúc này mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng chẳng còn độ ấm nào. Hạ gì? Sao nữ hạng A sao? Mấy hôm trước lộ tin đồn cô và ca sĩ nào đó có quan hệ tình cảm là thật sao nhưng cho dù là thật thì lại cảm thấy tội cho anh ca sĩ kia lại quen một người luôn chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác hay <laughs> lệ khiết vừa nói vừa phát chút đau thương vào đó hạ di lại cảm thấy như bị sỉ nhục nhưng an du vẫn còn ở đây thì cô ta làm gì có thể từ bạch liên hoa hóa thành phu thủy được chứ hạ di điều chỉnh lại cảm xúc giọng nói bạch liên hoa chẳng sai một tẹo nào của cô ta làm lệ khiết phải nổi cả da gà lệ khiết cô nói thế là có ý gì chứ tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả chỉ là vô tình gặp nhau rồi trò chuyện thôi nhưng ai có ngờ lại bị phóng viên chụp được chứ ồ chuyện là vậy sao nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi đâu chứ an dù chúng ta đi tìm mẹ thôi được cả hai rời đi mặc cho hạ di cứ gọi anh ở phía sau lúc tìm được đào ánh ngọc thì bà đã chọn được những thứ cần mua và đang thanh toán Lệ Khiết và An Du cũng chẳng muốn hỏi xem là bà đã mua những gì. Thấp thoáng đã đến ngày dự tiệc, Tiểu Tuyết cùng Thẩm Tử đến Vương Gia cùng đi với mọi người. Bộ váy Phương Tiểu Tuyết thiết kế cũng được Lệ Khiết diện lên người. Bộ váy cúp ngực để lộ xương quai xanh. Nét đẹp dịu dàng của cô cũng được bộ váy màu hồng phấn để lộ ra. Nét đẹp ngang ngửa các cô người mẫu quốc tế. An Du không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của cô. Đào ánh ngọc cũng không thể nào xem thường vẻ đẹp bình dị, không trang điểm hàng ngày của cô. Chỉ cần cô thêm một lớp phấn thôi, thì cho dù có là ai cũng không qua mặt được cô. Phương Tiểu Tuyết nhìn thành quả của mình mà còn ngưỡng mộ. Cái này được gọi là lụa đẹp vì người mới đúng quá chứ. Phương Tiểu Tuyết đi tới, nắm tay cô nói với giọng khoe khoang. Thấy không, bộ váy này do em thiết kế, nhưng khi lệ khiết diện vào thì liên có hôn liên. Tiểu Tuyết, vậy con thiết kế luôn váy cưới cho lệ khiết đi. Bạn nhất định sẽ cho con làm phù dâu. Được, bác không nói con cũng có ý định đó. Lệ khiết không biết nên chen vào câu nào cho đúng. An à, Du đi tới, kéo cô vào lòng, giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Đi xem kịch thôi. Thẩm tử cười nhẹ, rồi cũng ôm lấy Phương Tiểu Tuyết đi theo. Đào Ánh Ngọc chẳng hiểu anh đang nói gì, nên cũng đành theo sau. Hai chiếc siêu xe dừng trước cửa buổi tiệc, nhiều phóng viên quay quanh hai chiếc xe sang trọng kia. Lệ khiết nhìn nhiều phóng viên như vậy, lại cảm thấy lo lắng, quay sang nói với anh. An Du, nhiều phóng viên như vậy, không sao, nắm chặt tay anh không phải sợ. An Du nhìn ra nỗi sợ của cô, liền cắt ngang lời nói an ủi. Đào Ánh Ngọc cũng không bỏ rơi anh và cô, nên đi sát bên hai người. Phóng viên thấy bên cạnh Vương tổng lại có phụ nữ nên đã đi tới hỏi chuyện. Vương tổng, người phụ nữ bên cạnh anh là ai vậy? Vương tổng, có thể tiết lộ một chút về người bên cạnh hay không? Vương tổng anh cho chúng tôi xem mặt người phụ nữ may mắn này được không?" Lệ Khiết úp vào ngực anh, "An rồi chẳng thể nào thoát ra khỏi nhiều người như vậy, nên đã liên lạc với Kim Tấn, cậu liền cho vệ sĩ lên trước tiếp ứng." Đào Ánh Ngọc nhìn cách giải quyết tình huống của anh thì gật đầu hài lòng, không hổ danh là con trai của bà. Sau khi thoát ra khỏi những người phiền phức kia, thì vào trong đã thấy Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử ngồi yên vị trong bàn gần sân khấu. Hai người họ bây giờ đã trai mặt với các nhà báo nên rất dễ đi vào chỉ có An Du từ trước tới nay độc thân vô điều kiện, bây giờ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, chưa từng xuất hiện trên mặt báo nào, thì khó tránh khỏi nhiều người muốn biết. Tiểu Tuyết, em đưa Lệ Khiết đi kiếm gì ăn đi. Được, Lệ Khiết à, chúng ta qua kia ăn mì. Lệ Khiết cùng với Tiểu Tuyết đến một chiếc bàn dài đầy đầy đồ ăn. Hôm nay vừa là bữa tiệc sô bít, cũng là vừa bữa tiệc buffet được nhà sản xuất hàng đầu phối hợp cùng nhiều người có máu mặt trong sô bít tổ chức nhằm cho những diễn viên ca sĩ có buổi vui chơi, thư giãn và giao lưu cùng nhau. Lệ Khiết cầm trên tay đĩa mì, đi sau phương tiểu tuyết. Chờ đi được bao lâu thì nhớ ra mình vẫn chưa lấy nước nên đã quay lại. Lúc này Hạ Di đi tới đứng cạnh cô, giọng nói chẳng hề nhân nhượng gì. Lệ Khiết, hôm nay tôi sẽ không cho cô toàn mạng quay về đâu. Ồ, giết người đi tù, chưa chọc chó chó lại cắn à? Lệ Khiết cô... Hạ Di nhìn ly nước trên tay cô, liền nghĩ ra ý đồ thâm hiểm đưa tay tới nắm tay cô hất lý nước vào người mình rồi ngã lăn ra sàn lệ khiết thấy vậy cũng ngã theo hạ gì la lớn gây sự chú ý lệ khiết ngồi dưới sàn thật sự muốn xem cô ta định giờ cho gì. an du thẩm tử và phương tiểu tuyết nghe tiếng la liền chú ý tới cả ba cùng nhanh đến mộ trạch đông lại đi trước một bước đến đỡ cô dậy nhưng lại bị cô từ chối thấy vậy an du đi càng nhanh hơn đưa tay và đỡ lấy cô giọng nói lo lắng Đào Ánh Ngọc cùng Thục Quyên cũng có mặt. Lệ Khiết, không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì? Chị ấy đòi uống nước của em, em không cho liền xô ngã em. Hạ Di ngồi dưới sàn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ra sức chối cãi. An à, Du, em không có, là cô ta hất nước vào người em. Anh nhìn xem, người em ướt hết cả rồi. Hạ Di, cô có dám chối à? Lệ Khiết nhà tôi không bao giờ làm như vậy. Cô đụng vào em gái tôi, thì cô nghĩ sẽ được yên sao? lúc này phóng viên bên ngoài cũng đã chạy vào vây kiến xung quanh mộ trạch đông bước lên trước đỡ hạ di đứng lên hắn ta nói nhỏ vào tai của cô ta diễn cho tốt vào đừng có làm mất mặt ngành diễn viên hạ di biết mình đang làm gì nhưng lại bị lệ khiết làm cho đảo lộn hết tất cả cô ta tính kế khác quay sang nhìn ông kính nói lớn Tôi không có là cô ta muốn đổ tội cho tôi tôi là người thế nào mọi người cũng biết mà tôi không hề có ý muốn hại ai cả vừa nói lớn vừa khóc Đàm phóng viên cũng ngồi theo cô ta trách móc Lệ Khiết. Đào Ánh Ngọc đã không nhịn được nữa liền lên tiếng. "Các người im lặng cho tôi, từ bao giờ mà con dâu của vương gia lại làm ra những chuyện như vậy? Nó chỉ có cầm nguyên tháo nước dội thẳng thôi, mà cho dù nó có làm như vậy thì vẫn có Đào Ánh Ngọc tôi và An Du chống lưng cho nó." An Du không muốn đôi co tiếp, liền gọi một phóng viên đầu đàn vào. Giọng nói thấp đến mức Lệ Khiết bên cạnh cũng không nghe thấy. Anh đưa cho người kia một chiếc USB rồi người kia ngoắc tay một cái thì những người kia liền đi theo. Hạ Di nhìn phóng viên đi mất thì chẳng biết anh đã nói gì. Chỗ dựa duy nhất cũng đã rời đi, cô ta cũng không còn cách nào ngoài mặt giày đeo bám. An Du, chuyện lúc nãy anh tin em đi mà, em thật sự không có làm. An Du, anh cũng đừng trách chị Hạ Di, chị ấy cũng là muốn ăn uống lại những thứ em đã dùng qua, nhưng em lại thấy thật kinh tởm. Lệ Khiếp vừa nói, vừa nhấn mạnh những từ cuối, Ánh mắt sắc bén liếc về phía Hạ Di lại kèm theo cho mộ trạch đông dính đạn. Mỗi trạch đông nhìn thôi cũng đủ biết là cô đã được sự hợp tác giữa hai người họ. Chỉ là muốn cho mọi người biết cô ta không dễ đụng. Thẩm tử không biết từ lúc nào đã đứng phía sau của mộ trạch đông giọng nói lạnh lùng của cậu khiến cho hắn ta phải giật mình. Mộ thiếu, lệ khiết không phải là người phụ nữ anh muốn là có thể có. Cô ấy khác với những người khác. Anh cho dù có thân phận lớn hơn An Du, thì cũng không thể ép buộc cô ấy. Tốt nhất là nên biết điểm dừng thì hơn, nếu như không muốn chuốc họa vào thân. Anh thì biết cái gì? Thứ tôi muốn, thì cho dù, có là gì thì cũng phải có được. Tùy anh, đến lúc đó không được khóc lóc cầu xin là được rồi. Hạ Di không cam tâm khi bị thất thế, cô ta đi tới nắm tay An Du nói lớn. An Du, anh không thể tin em một lần sao? Anh đừng vô tâm như vậy mà. Cô đang nằm mơ sao? Bảo bối nhà tôi, Cố xứng để mà so sánh với cô ấy à? An Du, có giải quyết nhanh một chút, đừng để nhiều người tham gia. An Du nhìn mẹ mình gật đầu một cái to vẻ đồng tình. Sau đó bà cùng Thục Quyên rời đi. Không phải là bà không can thiệp, mà là bà muốn anh tự đánh dấu chủ quyền. Những cô gái ngoài kia làm sao xứng đáng làm con dâu của bà chứ? Chuyện gì mà tập trung đông vậy? Lưu Tổng là lễ khiết làm loạn rồi lại đổ lỗi cho tôi. Hạ Di nhìn thấy Lưu Đức đi đến, liền đi đến nói trắng thành đen, nói đen thành trắng. Lệ khiết đứng cạnh An Du, nhìn diễn xuất của cô ta mà khâm phục. Không uổng công cô ta xuất thân từ diễn viên thành người mẫu. Liêu Đức đi đến gần nói lớn. Lúc này ông ta vẫn không để ý thấy An Du và Phương Tiểu Tuyết. Hai người họ đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến. Dám động vào vợ và em gái của họ, thì xem như mình sống quá lâu rồi. Ai là lệ khiết? Lại dám cả gan làm loạn trong buổi đại tiệc của Lưu Đức này. Lưu Tổng, là người của ông không an phận tự làm đổ nước lên người còn quay quá đổ lỗi cho em gái tôi phương, phương tiểu thư cô cũng ở đây sao vương tổng hôm nay cũng gặp được ngay liêu đức thấy phương tiểu tuyết lên tiếng liền hạ giọng chào hỏi ánh mắt lại đặt lên người của an du ông ta chẳng ngu ngốc gì mà làm chuyện này lớn thêm ông ta quay sang nói với hạ di hạ di cô mau qua đây xin lỗi vương tổng và phương tiểu thư nhanh lên người được xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ liêu tổng à Ông nghe đến tên tôi là không biết hay giả vờ không biết. Lệ khiết, ai cho cô nói chuyện ở đây chứ? Lệ khiết cười lạnh rồi bước lên trên trước một bước nhìn ông ta. Lưu Tổng, lúc nãy ông còn hỏi tôi là ai mà bây giờ lại gọi tên tôi như đã biết từ lâu. Ông là đang lừa mình dối người sao? Chú Lệ khiết, cô muốn làm loạn sao? Tôi sẽ gọi bảo vệ lối cô ra ngoài. Trước khi tôi rời đi thì chúng ta có nên thù mới nợ cũ tính luôn một lượt. An Du, Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử đứng bên cạnh, vẫn không hiểu cô đang nói gì. Anh kéo cô về sau một chút hỏi nhỏ. Lệ Khiết, em đang nói gì vậy? Phải, hai người có nội gì sao? Cô định tính chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi giúp không? Lệ Khiết lắc đầu rồi định nói tiếp thì đột nhiên Lý Nhất từ ngoài đi vào chào hỏi lớn. Chào mọi người, tôi không đến muộn chứ, đông vui vậy sao? Thẩm Tử kéo cậu ta và giải thích nhanh nhất có thể. Lệ Khiết không quan tâm nữa, liền nói. Lưu Đức, bây giờ làm ăn phát triển rồi thì có nên trả nợ hay không? Nợ gì chứ? Tôi và cô có nợ gì đâu. Cô nhầm tôi với ai rồi? Nhầm ư? Ông và Lâm Vĩ là người gián tiếp giết chết ba tôi. Không phải vì ông, thì ba tôi có thể sẽ được cứu. Không phải do ông và Lâm Vĩ nói khích ông ấy, thì cớ sự sẽ như vậy sao? Lý Nhất nghe thầm tử kẻ sương sương thì cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là lệ khiết đang nói về chuyện gần một năm trước sao? An Du đi đến giữ cô không vì kích động mà ngã. Cô, cô có bằng chứng không mà nói như vậy? Tôi sẽ kiện cô vì cái tội vũ khống đấy. Được, ông kiện đi. Lâm Vĩ vào tù cũng vì đối đầu với tôi đấy. Ông cũng muốn ăn cơm nhà nước sao? Liêu Đức cạn ngôn, chẳng thể tìm ra được câu gì nói tiếp. Hạ Di đi đến nói nhỏ với ông. Lưu Tổng, ông cứ nói đi, biết đâu được cô ta không có bằng chứng. Liêu Đức nghe Hạ Di nói vậy cũng có lý, nhưng làm thế nào để khiến cô tức giận nói ra đây? Liêu Đức suy nghĩ một lúc rồi nói. Lệ khiết, cô chỉ được cái mạnh miệng chứ làm được cái gì? Không phải cũng là được người khác bao nuôi sao? Ồ, ông nghĩ tới sẽ bị phân tâm. Tôi cho ông hai sự lựa chọn. Một là trả tôi một triệu nhân dân tệ tôi sẽ bỏ qua. Còn hai, thì tôi sẽ kiện ông tội có nợ mà không trả. Lệ khiết cô dám ư? Lưu Đức, ông dám động vào người phụ nữ của tôi? Ánh mắt sắc lạnh quét lên người ông ta, lưu đức đưa tay định đánh cô nhưng lại bị an du chặn lại rồi đẩy ra ông ta mất đà ngã ra sàn hạ di nhìn thấy cảnh này cũng vội đi tới đỡ lưu đức rồi nhìn cô nói lệ khiếp, mày lại dám đánh lưu tổng cô chán sống rồi sao không thấy rõ hay là quen đổi trắng thành đen rồi tội còn trẻ mà hóa mắt những người đang xem kịch không thể nhịn được cười hạ di bị mất mặt liền tức giận bỏ đi chẳng quan tâm lưu đức có sao hay không Mộ Trạch Đông thấy Hạ Di rời đi thì lại mỉm cười. Hắn nghĩ đất diễn của hắn đến rồi. Hắn đi lên đỡ Lưu Đức, giọng nói nghi hoặc. Chú Tiểu Thư, cô có bằng chứng hay không lại kết tội Lưu Tổng? Mộ Tổng, đất diễn của anh đến rồi sao? Nếu như tôi không có bằng chứng, thì tại sao tôi lại nói như vậy? Anh không hiểu sự tình, thì đừng có trên chân vào. Kẻo lại bị hiểu lầm là người lo chuyện bao đồng. Mộ Trạch Đông bị lời nói sắc bén của cô làm cho cứng họng. Hắn ta nửa muốn rời đi, nửa muốn không. Nhưng nếu rời đi, thì chuyện muốn có được cô là không thể. Ở lại, thì sẽ bị cô nói tới không thể trả lời. Thôi thì tôi đành đứng yên để họ tự giải quyết. Liêu Đức, một là ông trả tiền rồi rời đi. Nếu không tôi nhất định sẽ cho ông về nhà, mà không thể về. Vương Tổng, tôi và cô ta thật sự không quen nhau. Chú bảo, dù sao thì ông cũng sắp gần đất xa trời rồi. Số tiền tới nộ ông, chắc là cũng không cần trả tôi còn con gái cho dù có chết cũng phải để lại cho con bé một ít vốn ông sau này cứ trả cho nó tôi không trả thì sao ông cũng đâu thể sống lại để đòi nợ liều đức ông lệ khiết cầm đoạn ghi âm phát ra giữa đám đông mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao liều đức nghe vậy liền cúi đầu không nhìn lên lệ khiết tắt đi rồi nói tiếp trả hay là không trả tôi trả là được chứ gì ba ngày sau tiền sẽ được chuyển đến tay cô lệ khiết hài lòng gật đầu chuyện này cũng đã giải quyết mọi người cũng đã giải tán gần hết lệ khiết hài lòng tiếp tục đi ăn mì mục đích đến đây của cô cũng chỉ có vậy bốn người kia đứng phía sau cô như người tàng hình cô cũng không quan tâm họ vẫn còn đó mải mê ăn mì lệ khiết trong lòng vui vẻ khi lấy lại được tiền của ba mình nên vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng và quên luôn những con người ở phía sau lệ khiết ăn no rồi cầm theo ly nước cam lại ghế ngồi lúc này mới chợt nhớ ra là còn những người bạn đang an phận dõi theo hành động của cô cô ngoắc tay kêu họ lại ngồi chung lý nhất đi trước ngồi xuống trước mặt cô hỏi chị dâu cô quen lưu đức đó sao trước kia ông ta mượn tiền ba tôi làm ăn nhưng khi gặp chuyện thì lại không có ý muốn trả tiền vậy sao không tố cáo ông ta sau này không phải còn nhiều cơ hội sao đã không có ý tố cáo thì sẽ có ý muốn ông ta thân bại danh liệt mất hết tất cả lễ khiết vừa uống nước vừa nói giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho xung quanh trồng xuống, cảm giác như đang là mùa đông. An Du nhìn cô hỏi, vậy em nghĩ ông ta có trả tiền? Phải đó, kiết kiết, lỡ như ông ta nuốt lời thì sao? Chẳng phải là mình đi tìm ông ta nữa sao? Tiểu Tuyên nhìn cô lo lắng hỏi, chú Tiểu Thư sao có thể như vậy được? Tính toán nhiều như vậy cũng không thể để con mồi chạy mất. Thẩm tử vừa nói, vừa không phục đầu óc tính toán của cô, cũng không thể nào xem thường cách nhìn người của cô được. Lệ Khiết chỉ mỉm cười không nói gì, Lý Nhất lại lên tiếng trêu chọc. Vương thiếu phu nhân mà, mộ trạch đông còn muốn có thì tại sao lại không phải xem thường? An dù mà không giữ cẩn thận thì mất lúc nào không hay đấy. Ý cậu là sao? Tôi là loại phụ nữ dễ dãi vậy sao? Hắn ta đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nếu bây giờ mà trả lại chiếc bông tay đó, cũng không thể làm khó được tôi. Phải đấy, khiết khiết nhà ta dữ liệu như thần. An dù còn bị con bé làm cho mê mẩn, thì một mộ trạch đông có là gì? An Du công nhận điều mà Phương Tiểu Tuyết nói là sự thật. Chỉ một lần gặp mà đã khiến cho anh không thể nào quên thì cũng đủ hiểu sức hút của cô mạnh tới cỡ nào. Lý Nhất định lên tiếng nói gì đó thì từ xa một cô gái đi đến, vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp. Trên người diện bộ váy cúc ngực màu đen dài tới gót chân, càng tôn lên vẻ đẹp và làn da trắng hồng của cô ấy. Giọng nói của cô ấy hướng về Lý Nhất, có lẽ là ca sĩ nên giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ nghe đến lạ. Lý Nhất, em có chuyện muốn nói với anh chúng ta gặp riêng một chút được không điệp ninh chúng ta kết thúc rồi không thể hàn gắn đâu em không tin anh dành cho em một chút thời gian đi mà xin anh đấy điệp ninh anh không thể đồng ý bất kỳ điều gì từ em nữa em nên sớm nhận ra vấn đề là chúng ta đã chia tay rồi điệp ninh đã không kiểm được nước mắt giọng nói cũng khác đi không ít lý nhất à em biết anh không hề để tâm tới cuộc tình của hai ta nhưng em không thể ngừng yêu anh lệ khiết và tiểu tuyết ngồi gần đó đã không thể nhịn được mà cùng lên tiếng lý nhất vừa bất ngờ vừa sợ hãi cậu nhất thời không hiểu được ý của hai cô là gì an du buồn lên tiếng nên đã để cho thẩm tử lên tiếng thay chúng ta ra ngoài thẩm tử kéo lý nhất ra ngoài an du cũng theo sau lệ khiết đi tới kéo điệp ninh ngồi ở giữa cô và phương tiểu tuyết giọng nói trách móc lộ rõ điệp ninh đúng không cô đừng quan tâm cảm xúc bên ngoài của cậu ta cậu ta luôn như vậy nhưng lại rất quan tâm người khác. Khiết Khiết nói đúng, tôi quen cậu ta lâu như vậy thì cũng hiểu đôi chút, cậu ta không phải loại người không quan tâm đến người khác đâu. Nhưng tôi mang thai con của anh ấy rồi, tôi tìm anh ấy là muốn nói chuyện này, nếu như anh ấy nhận thì tôi giữ lại, còn nếu không thì tôi sẽ phá. Vì tôi cũng là ca sĩ, cũng không thể vì đứa bé không nhận được ba mà từ bỏ sự nghiệp được. Lệ Khiết và Vương Tiêu Tuyết cùng ngạc nhiên, cũng chẳng lường trước được sự việc này nên không biết nói gì tiếp cố gắng lấy lại bình tĩnh, lệ khiết an ủi Điệp Ninh. Cô Điệp à, cô đừng nghĩ quẩn, đứa bé không có tội, chỉ cần cô cố gắng thì sự nghiệp lúc nào mà có chẳng được. Còn đứa bé thì sẽ có lại, nhưng không cùng một đứa. Điệp Ninh, tôi nghĩ Lý Nhất không muốn bỏ đứa bé đâu. Lý Gia cũng cần có cháu để nối dõi. Nếu cậu ta không nhận, thì chị em chúng ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời. Phía bên An Du thì bị anh và thầm từ tra hỏi đến không còn đường chối cãi. Chỉ biết cúi đầu khai nhận hết Thật ra thì tôi và Điệp Ninh quen nhau khi còn là sinh viên đại học Lúc đó chúng tôi cũng chỉ quen biết nhau Với thân phận là đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới Lý Nhất ngưng một lát rồi nói tiếp Vốn dĩ chỉ dừng lại ở đó Nào ngờ chúng tôi lại tình cờ bị kép đôi trong một trò chơi Trò chơi chỉ kéo dài một tuần Hai đứa cũng không nghĩ nhiều mà liền đồng ý Sau một tuần thì có thể trở về trạng thái ban đầu nhưng trời trêu thay khi tôi vừa ra trường được 2 năm Thì cuộc đời đưa đẩy chúng tôi gặp nhau thêm một lần nữa Một lần say chúng tôi đã xảy ra chuyện đó Tôi muốn chịu trách nhiệm thì lại nhận cái lắc đầu không cảm xúc của cô ấy Lúc đó cứ tưởng sẽ chỉ là tình một đêm Sau này cũng vì chuyện đó mà tôi thay người yêu như thay áo Trở thành một công tử đào hoa Nhưng khi vừa chuẩn bị dương súng bắn Thì lại nhớ tới Điệp Ninh Tôi cũng không còn tâm trạng nào để cùng cô gái khác quan hệ Mang danh công tử đào hoa vậy thôi Chứ tôi chỉ quen một hai ngày liền bỏ Không có ý tiến xa hơn Trong đầu tôi cũng không thể nào quên được hình bóng của Điệp Ninh Một người con gái hiểu chuyện đến đau lòng Nghe Lý Nhất nói vậy Thẩm tử thấy anh không có ý định lên tiếng Nên chính mình hỏi Lý Nhất Vậy cậu có muốn Điệp Ninh tìm cậu vì chuyện gì không? Tất nhiên Tôi có nên vào trong không? Tôi gọi cho Tiểu Tuyết Không cần Lúc này An Du mới lên tiếng cân ngang hành động của thẩm tử anh ung dung lấy ra một chiếc khuyên tai kết nối Bluetooth đưa tới trước mặt hai người kia. Mở tiếng thật lớn nói vào khuyên tai. Alo, khiết khiết, mở kết nối giọng nói bên ngoài đi em. Nghe được tín hiệu từ An Du, cô ấn nhẹ vào khuyên tai để bên kia nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Giọng nói của Điệp Ninh vang vọng từ khuyên tai làm Lý Nhất phải đứng hình. Tôi và Lý Nhất quen nhau thời đại học, bị một trò chơi mà thành người yêu của nhau một tuần. Sau khi anh ấy ra trường, thì vì một vài chuyện mà cả hai xảy ra quan hệ. Khi tỉnh lại, thì tôi chẳng biết nên xử lý tình huống thế nào, nên đã không đồng ý lời chịu trách nhiệm của Lý Nhất. Hai tháng sau của hôm đó, thì anh ấy ra nước ngoài du học. Khi đó cuộc sống của tôi như vừa sụp đổ. Khoảng thời gian khủng hoảng đó, tôi thật sự rất sợ. Phải mất gần ba tháng, tôi mới thoát khỏi ra mớ hỗn độn đó. Khi vừa nghe anh ấy từ nước ngoài trở về, thì rồi như từ một bông hoa chưa từng được tới nước, ba năm, thì lại như sống dậy chống chọi lại tất cả. Mới vừa tháng trước tôi đi diễn ở thành phố A, cơn buồn nôn khó chịu khiến tôi không có sức để diễn tiếp. Vài ngày sau tôi mới thử thì biết mình mang thai, nhưng không chắc chắn nên tôi đã tới bệnh viện. Tôi chỉ muốn hỏi lý nhất là có muốn giữ đứa bé hay là không? giữ cũng được mà không giữ cũng được, xem như chúng tôi không có duyên. Điểm Ninh khóc nước lên, nước mắt cũng chảy nhiều hơn, chỉ biết cúi đầu khóc trong vô vọng lệ khiết nhìn phương tiểu tuyết gật đầu nhẹ một cái rồi nói với điệp ninh chúng ta ra ngoài hóng gió một chút ở lại một chút bị phóng viên chụp thì không hay đâu đi chúng ta ra ngoài tiểu tuyết đã âm thầm nhắn tin với thẩm tử hỏi bọn họ đang ở đâu lúc đưa ra ban công thì thấy lý nhất đứng đó nước mắt tèm lem gương mặt đỏ lên vì khóc điệp ninh thấy hai người bên cạnh ngừng lại thì cũng ngước nhìn hình ảnh của người đàn ông mình yêu hiện ra trước mắt hình ảnh này càng khiến cho điệp ninh đau lòng hơn lý nhất đi nhanh lại lau nước mắt trên mặt của điệp ninh giọng nói tự trách hiện rõ điệp ninh là anh sai anh sai khi bỏ em lại một mình chúng ta không bỏ con cũng không rời xa nhau chúng ta cùng làm lại từ đầu anh biết chuyện rồi sao anh biết anh biết hết rồi em không giận anh đấy chứ không giận em yêu anh nhiều như vậy mà anh cũng yêu em lý nhất ôm lấy điệp ninh mà khóc Cuộc tình bốn năm xa nhau cũng có hồi kết, một cái kết vô cùng tốt đẹp. Không ai bỏ qua ai, mà cùng tìm lại nhau, cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Lý nhất lúc này, mới ý thức được vẫn còn bốn người đang xem kịch kia, buông điệp ninh ra và nhìn họ nói. Cảm ơn mọi người. Nhờ mọi người mà tôi mới mang được vợ và con về. Nhờ mọi người mà chúng tôi mới hiểu được nhau hơn. Cảm ơn. Anh cũng có mặt này nữa sao? Không ngờ đến nha. Chị dâu, cô cứ đùa. Cả đám phá lên cười, Mọi người đều hạnh phúc cả rồi Cùng tìm lại nhau như một kỳ tích Cùng nhau bước đi trên con đường tương lai Đến 9 giờ Lệ Khiết đi tìm đào ánh ngọc để chuẩn bị về Thấy bà vẫn đang hăng say trò chuyện cùng đám bạn Cũng không muốn quấy giày Nhưng đã muộn Nên cô đi tới chào mọi người trước Chào các bác Đã quấy giày mọi người nói chuyện Nhưng mà con muốn gọi mẹ về ạ à. Còn bé này là ai vậy Nhìn thật xinh đẹp Một người phụ nữ trong nhóm bạn của Đào Ánh Ngọc đã lên tiếng còn bé là con dâu của tôi, là vợ của An Du đấy. Vậy sao? Vẫn chưa tổ chức lễ cưới ư? Không thấy tin tức gì cả. Vẫn chưa, chúng nó cũng đã đăng ký kết hôn. Khi nào làm lễ mà trả được? Thôi, không nói chuyện phiếm cùng mọi người nữa. Tôi phải về rồi. Hai đứa nhỏ phải nghỉ ngơi sớm, lấy sức. Ngày mai con phải đi làm. Vậy hẹn gặp lần sau nhé. Được, về thôi con. Con chào các bác, con về trước ạ. À. Mọi người cùng gật đầu mỉm cười. Đào Ánh Ngọc vừa đi vừa nói với Lệ Khiết, giọng điệu dạy bảo. Khiết khiết, sau này ra ngoài, nếu như có trường hợp lúc nãy, thì một là trực tiếp gọi bảo vệ, hai là dùng quyền bức ép. Có mẹ và An Du bảo vệ con, con không phải lo. Vâng ạ, à, con sẽ chú ý. An Du lái xe về vương gia, Đào Ánh Ngọc mệt mỏi nên đã về phòng trước. Anh và cô cũng về phòng ngay sau đó. Lệ Khiết lấy đồ thay rồi vào phòng tắm. Lúc ra thì thấy anh đang pha sữa cho anh cô. Lệ khiết đi tới, ôm anh từ phía sau, giọng nói vô cùng quyến rũ. Ông xã, em cũng muốn một bảo bảo, chúng ta cùng tạo ra bảo bảo đi. Khiết khiết uống xong ly sữa thì anh sẽ chiều ý em, còn nếu không thì miễn. Ông xã không thương em. An Du quay người lại, nhìn cô diện trên người bộ váy hôm trước, Phương Tiểu Tuyết tặng, thì lại thấy nóng trong người. Đưa mắt nhìn đi chỗ khác hồi thúc cô. Khiết khiết, em uống sữa đi, để nguội sẽ không ngon anh đang nhịn sao em không uống anh uống giúp em đi khiết khiết em không ngoan là muốn anh dạy dỗ em sao lệ khiết giả vờ giận dỗi hai tay khoanh trước ngực cũng vì hành động này mà một bên dây áo tuột xuống anh vừa hay nhìn thấy thì lại sắp không trụ nổi anh nói bà xã em uống xong thì anh sẽ chiều em không phải em muốn bảo bảo sao không có anh thì em làm sao mà có được bảo bảo có đúng không lệ khiết thì cũng có lý nên đã uống một hơi cạn sạch ly sữa đặt xuống bàn rồi nhìn anh ý bảo đã xong. An Du bế cô lên đến giường, giọng nói tà mị của anh càng khiến cô nóng hơn. Ngày mai, em đừng hòng ra ngoài được, dám quyến rũ anh. Đúng như lời anh nói, Lệ Khiết đã không thể rời giường khi vừa thức giấc. Cảm giác toàn thân ê ẩm khiến cho cô phải nhíu mày. Trong lòng thầm mắng tên nào đó không thể kiềm chế. Hơn một tiếng sau, mới thấy cô trên lầu đi xuống. Thục quyên hôm nay đến chơi, nên vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng cười nói rôm rả. Đi xuống đã không thấy một mình Thục Quyên mà còn có thêm hai người phụ nữ, và người bên cạnh không ai khác chính là Hạ Di. Lệ Khiết đi tới chào hỏi Đào Ánh Ngọc và Thục Quyên. "Chào buổi sáng, mẹ và bác Vương ạ." À. "Khiết Khiết, đây là Hạ phu nhân và Hạ tiểu thư, hôm nay tới làm khách nhà ta." "Chào bác ạ, à, Hạ tiểu thư, mọi người trò chuyện tiếp đi ạ, à. con vào trong đây ạ." À. Lệ Khiết quay lưng rời đi. Hạ Di thấy vậy cũng xin phép theo chào hỏi cho quen biết. Đào Ánh Ngọc do dự một chút cũng đồng ý. Bà ta biết cô ta cùng Hạ Phu Nhân đến đây là có ý đồ. Nhưng nhà bà toàn camera, muốn dở cho thì phải có bản lĩnh. Hạ Di vào phòng ăn, nhìn lệ khiết đang ăn sáng thì lên tiếng mỉa mai, giọng nói chanh chua kia, làm cho người ta phải khó chịu. Tính cách này chẳng khác nào triệu vi oanh. Lệ khiết, hôm qua không chơi cùng cô lâu được, nên hôm nay đến chơi cùng cô đây. Chúng ta vẫn thân chứ Dì Lan Dì làm bữa trưa cho anh ấy Trưa này còn muốn tới Vương Thị có chút việc ạ à? Được tôi sẽ làm ngay Hạ Di thấy mình bị xem như vô hình Thì rức giận đi tới đập mạnh xuống bàn Nghiến răng nói Lệ khiết Cô đừng tưởng vào được đây thì sẽ sống yên ổn đến hết đời Tôi nhất định Sẽ khiến cho cô chủ động rơi khỏi đây Hạ tiểu thư Cô đang công gai giật chồng tôi sao Không sợ chuyện này truyền ra ngoài Thì người khác sẽ nghĩ Hạ Di Diễn viên hạng A làm bôi nhọ thanh danh của ngành diễn viên. Chắc hẳn là một vợ kịch hay. Lệ khiết, cô, cô dám. Ánh mắt khiêu khích của lệ khiết càng khiến cho hạ di tức giận thêm. Nhìn ly nước trên bàn mà nghĩ ý nghĩa đen tối lại được khai mở. Cô ta nhanh tay cầm ly nước tạt lên người mình. Cô ta hét lớn, ly nước cũng bị làm rơi vỡ vụn. Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét cũng chạy vào. Lệ khiết nhìn một màn trước mắt mà nghĩ ngay tới triệu vi anh. Không biết Hạ Di và Triệu Vi Oanh có quan hệ họ hàng gì không mà thủ đoạn lại y hệt nhau. Hạ phu nhân đi tới hỏi Hạ Di, giọng nói của cô ta làm cho cô phải chán ghét. Gì gì? Có chuyện gì vậy con? Sao lại thành ra thế này? Không sao đâu mẹ, chỉ là con không cẩn thận làm đổ nước lên người thôi. Sao lại không cẩn thận? Có phải lệ khiết của ta làm gì con không? Nói mẹ nghe, mẹ đòi lại công bằng cho con. Hạ Di lén lút nhếch mép. Kế hoạch này có lẽ đã nằm trong dự liệu của cô ta. Giọng nói lại càng tỏ ra mình là người bị hại. Không có ạ. Lệ Khiên không cố ý như vậy đâu, là có nói không đúng ý của cô ấy ạ. À? Không đúng liền tạt nước sao? Không thể nói lý lẽ à? Vương phu nhân, tôi muốn bà dạy dỗ lại con dâu của mình. Có đứa con dâu như vậy mà cũng muốn có, đúng là trắng ra làm sao. Hạ phu nhân, tuy tôi không ở cùng con bé, nhưng mà tôi biết tính cách của nó, con bé không phải loại người như vậy đâu. Vương phu nhân, cũng là chung một thuyền, nói giúp nhau một câu cũng là chuyện bình thường. Thục quyết định nói tiếp, nhưng lại bị đào ánh ngọc ngăn lại khi thấy lệ khiết đứng lên. Giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho ba phải hài lòng. Muốn đụng tới con dâu bà thì phải xem con dâu bà là ai. Bà ngồi không cũng có kịch hay để xem. Hạ phụ nhân nói tôi không có lý lẽ. Không ra gì. Vậy tôi muốn hỏi, bà đã dạy được con gái bà như tôi chưa? Dạy con gái tôi như cô? Loại người như cô mà cũng muốn so sánh với con tôi sao? Nào dám so sánh với loại người như con gái bà? bà muốn dạy dỗ tôi ư được bà lấy cái cớ gì để mà dạy dỗ tôi mày tạt nước con gái tao tao có quyền dạy dỗ mày lệ khiết nhìn khí thế của hạ phu nhân mà mỉm cười đưa ánh mắt nhìn về phía hạ di giọng nói lại vang lên đều đều bà có bằng chứng không nếu không thì tôi giúp bà check camera mẹ ơi mẹ xem camera hộ con nha được mẹ đã mở sẵn cho con rồi đây cảm ơn mẹ hạ phu nhân xem thử ai đúng ai sai. Hạ phu nhân đón nhận chiếc iPad trong tay của Đào Ánh Ngọc, quan sát tình hình xuất hiện trong camera mà cảm thấy xấu hổ. Bà muốn cùng Hạ Di bày trò dạy dỗ cô vì chuyện hôm qua. Lệ khiết, nhìn biểu hiện trên gương mặt của hai mẹ con nhà họ Hạ thì vô cùng hài lòng. Muốn hại cô thì phải xem có được bao nhiêu bản lĩnh đã. Lệ khiết đi đến, lấy lại chiếc iPad, nhìn hai người kia nói. Bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi, hai người không được chào đón nữa. Dì Lan, tiễn khách, Nhìn màn kịch do hai mẹ con kia dựng ra Nhưng lại bị cô nắm thóp Thục Quyên nhìn cô thán phục nói Con à, con thật sự quá đỉnh luôn Thần thái không hề bị giảm đi Mà lại còn tăng thêm nữa Còn dâu tôi là phải thế Không thể xem thường về bề ngoài được, có đúng không? Thục Quyên gật đầu hiểu ý Cả ba người nhìn nhau rồi cười thành tiếng Lời nói làm tổn thương người khác của Lệ Khiết Đã đạt tới điểm tối cao rồi Ai chọc giận cô Thì xem như chữ rơi đầy đầu Đến trưa Lệ Khiết đem cơm trưa cho An Du, anh vẫn đang chăm chú làm việc. Cô đi lại ghế ngồi, giọng nói trách móc lộ rõ. Anh à, anh không định ăn chưa? à? Đã hơn 11 giờ rồi. Em à, sắp tới anh phải đi công tác. Em ở nhà với mẹ nha. Anh đi bao lâu? Việc gấp gì sao? Phía đối tăng nước ngoài gặp chuyện nên không thể không đến được. Khoảng 3 tới 7 ngày anh mới về được. Lệ Khiết im lặng một lúc, bày thức ăn ra bàn cho anh. Anh đi tới ngồi cạnh cô hỏi. Không đành lòng rời xa anh hả? Sao có thể? Cũng chỉ có vài ngày thôi, chưa đâu có định cư luôn bên đó. Vậy khi nào anh khởi hành? Sáng mai. Nhanh vậy sao? Vậy tối nay... Được, nghe theo em. Nhưng em chưa nói gì mà, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lệ khiết nhìn anh tức giận nói. Ý nghĩ bây giờ của anh, cô còn không biết sao? Còn dám nói nghe lời cô. An dố vô sỉ hỏi lại. Vậy em muốn gì? Tối nay không định... Không, em muốn mua ít đồ cho anh mang theo. Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Phải ở đây đi, chiều anh đưa em đi. An Du xoa đầu cô cười, nhìn Lệ Khiết vừa giận vừa đỏ mặt lại khiến anh không đành lòng mà đi một mình. Ăn trưa xong, cô không định ở lại Vương Thị mà tới Chu Thị khảo sát một chút. Cũng đã gần một tháng, kể từ ngày sát lập với Vương Thị thì cô chưa đến lần nào. Lệ Khiết vào phòng Lý Nhất hỏi thăm tình hình thì thấy Điệp Ninh cũng ở đây, cô vui vẻ nói. Điệp Ninh cũng ở đây sao? Lý Nhất đâu rồi? Anh ấy đi họp rồi, lại đây ngồi chờ đi lệ khiết đi tới ngồi cạnh điệp ninh đưa tay sở lên bụng vẫn chưa to ra môi mỉm cười nói cô định sinh đứa bé rồi mới kết hôn hả ừ tôi định sẽ để đứa bé được một hai tuổi gì đó mới kết hôn với lại cô và vương tổng vẫn chưa kết hôn con gì cô khéo đùa Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi làm lễ hay không cũng không quan trọng vậy bây giờ cô đang ở lý gia hả đúng vậy mẹ chồng tôi rất thích đứa bé còn đích thân đưa tôi đi khám thai không bị mẹ chồng ganh ghét vì có thai trước khi cưới thì tôi lại thấy bản thân mình hạnh phúc biết bao lệ kết mỉm cười thay cho lời nói cô cũng đang trông chờ một đứa con một sinh linh bé bỏng được kết tinh từ An Du và bản thân cô hai người ngồi trò chuyện rất lâu Lý Nhất mới trở về cậu thản nhiên đi vào ánh mắt không chú ý cô đang ngồi đó mà nói Ninh Nhi khi nào công việc ít đi thì anh sẽ đưa em đi du lịch có chịu không Lý Nhất đặt tài liệu xuống bàn rồi quay lại nhìn Thấy lệ khiết đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí Thì cậu muốn nói gì đó Nhưng lại bị cô kiếp lời Anh muốn đi du lịch sao Phải Tôi và Điệp Ninh xa nhau lâu như vậy Bây giờ lại được tái hợp Thì cũng phải cho chúng tôi có không gian riêng một chút chứ Tôi không nói là không cho Nhưng mà Điệp Ninh đang mang thai Ngồi máy tính lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe Anh làm chồng kiểu đó à Là vậy sao Tôi thật sự không biết Sau này sẽ chú ý hơn Anh phải đọc nhiều sách về phụ nữ mang thai phải xem nhiều thứ kiêng kỵ với họ để biết đường mà tránh. Đợi sau khi kết hôn thì đi hưởng tuần trăng mật luôn, có đúng không Điệp Ninh? Điệp Ninh mỉm cười gật đầu, nhìn vẻ bối rối của Lý Nhất mà cả hai cùng bật cười, cậu cảm thấy khó hiểu nên hỏi tiếp. Vậy hôm nay cô đến đây có việc gì? Tôi đến xem tình hình của công ty, mấy ngày nay không có vấn đề gì chứ? An à, Du không nói cho cô biết sao? Phía đối tác nước ngoài đang gây khó dễ cho chúng ta, bắt chúng ta phải đích thân đến đó để ký hợp đồng, nếu không sẽ thẳng tay hủy bỏ nó cho dù phía chúng ta có ai chống lưng vậy ngày mai là ăn du khởi hành đó hả à? vậy mà tôi cứ tưởng là chuyến công tác bình thường anh bảo bạch dương và lục hạ gặp tôi ở phòng họp lý nhất liền thông báo cho hai thư ký quyền năng của lệ khiết có hai người họ mà lượng công việc của cậu cũng được ít đi rất nhiều lệ khiết tới phòng họp thì đã thấy bạch dương và lục hạ ngồi chờ sẵn cô ngồi xuống ghế rồi vào thẳng vấn đề tôi muốn thông tin vào hợp đồng muốn ký với đối tác nước ngoài Chu Tổng, đây là toàn bộ những gì cô cần. Bạch Dương đưa tới cho cô, nhìn sơ thông tin thì biết ông ta là một con cáo già. Nếu cô đoán không lầm, thì ông Conan này đang chuẩn bị nắm quyền về ngành sản xuất rượu. Còn có một người con gái xinh đẹp giỏi giang, đa mưu túc trí. Chắc chắn là có một kế hoạch nào đó được dựng sẵn. Nhìn tiếp bản hợp đồng, mày cô nhíu lại. Đây là chuyên ngành của công ty, bên đó không biết điều mà còn gây khó dễ. Vậy thì chuyện này cô không tham gia, Nhất định sẽ không thể giải quyết được Hai người về thu xếp hành lý Ngày mai đi công tác cùng tôi Chuyện này không thể để An Du giải quyết một mình Cô nghĩ là có âm mưu sao? Không đơn giản là một lần gây khó dễ Tôi nghĩ một bữa tiệc sẽ dễ dàng cho hành động của họ Bạch Dương và Lục Hạ rời đi Cũng không muốn hỏi thêm gì Chuyện này chỉ cần làm theo sắp xếp Thì nhất định sẽ thành công Lệ Khiết muốn quay về Vương Thị Nhưng phải ở lại điều tra một chút Về con gái của cô nan Sophia Nhìn sơ qua người con gái này Thì ai cũng nghĩ sẽ rất dịu dàng Nhưng bên trong lại là một nơi đen tối Đang chờ con mồi Lệ khiết nhìn sơ qua khuôn mặt của Sophia Thì đã biết được điểm yếu của cô ta Lướt từ trên xuống dưới Đều là mấy tấm ảnh không bao giờ cười Có lẽ chỉ cần kết bạn với cô gái này Thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn Lệ khiết xem sơ qua Sophia Cô lại nhớ tới mộ trạch đông Không hề có một sự trùng hợp nào như vậy ở đây Lệ Khiết mở tệp tự động đã kết nối với khuyên tai ở chỗ mộ trạch đông. Giọng nói lưu loát của người đàn ông trong máy tính phát ra. Ông Conan, tôi muốn hợp tác với ông. Bên ông được lợi nhiều hơn hại. Mộ Tổng, anh muốn tôi giúp gì thì cứ nói. Nếu được tôi sẽ giúp hết mình. Ông Conan thật thẳng thắn. Tôi muốn Sophia không biết làm bằng cách nào dụ An Du ra nước ngoài. Chuyện còn lại thì không cần hai người nữa. Nhưng An Du thật sự rất khó đối phó. Gần đây còn nghe nói bên cạnh cậu ta còn có một người phụ nữ rất thông minh. Tôi là đang cần người phụ nữ đó. Nếu như thành công, không những ông có con rể quý mà còn được nâng danh tiếng nữa. Ông Conan trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt của ông ta đang bị lời nói của mụ trạch đông làm lay động. Sophia ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ, đang điều tra về An Du, lúc này mới lên tiếng. Tôi đồng ý với điều kiện hợp đồng giữa công ty tôi và mộ thị phải tăng lên gấp đôi. Sophia, cô thật biết đưa ra điều kiện được thôi tôi đồng ý lệ khiết nghe xong cuộc đối thoại của ba người thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn sự giới hạn của cô đã đạt tới đỉnh điểm muốn hại cô và an du thì phải hỏi xem cô có cho phép hay không đến chiều lệ khiết cùng an du đi mua đồ cô vừa đi vừa suy nghĩ nên nói với anh thế nào khi cô bạch dương và lục hạ đi công tác đây an du thấy cô thất thần liền ôm cô sát vào người hỏi em bị sao vậy có chuyện gì sao anh à, anh cho em theo với được không? Tại sao vậy? Em với Bạch Dương và Lục Hạ có hẹn sẽ đi Mỹ du lịch. Sẵn chuyến bay này, anh cho bọn em theo với nha. Sao lại trùng hợp như vậy? Anh chưa từng nghe em nhắc tới chuyện này. Đáng lẽ tuần sau, nhưng sẵn đây thì anh cho em theo. Bọn em đi chơi sẽ không làm phiền anh đâu. An Du gật đầu. Lệ khiết nghi ngờ. Tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy? Không thắc mắc nữa, cô cùng anh lựa đồ cho ngày mai. Sáng hôm sau, Tất cả cũng có mặt tại sân bay. Đào Ánh Ngọc cũng muốn theo, nhưng lại nghĩ tới An Du và Lệ Khiết. Sau khi xong việc, cũng sẽ có thời gian riêng tư, nên đành ở nhà. Chỉ mong có tin vui. Khiết khiết, con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ham chơi mà không ăn uống gì nha. Con nhớ rồi, mẹ cũng vậy nhé. Kim Tấn, Bạch Dương và Lục Hạ cùng sách hành lý vào trong. Bên ngoài vẫn còn nói chuyện, cho đến khi nhân viên thông báo chuẩn bị đến giờ thì hai người mới đi vào. Ngồi máy bay suốt 13 tiếng đồng hồ, Lệ khiết mệt đi muốn rụng rời Cả năm người cùng về khách sạn đã đặt sẵn Lúc này cũng chỉ mới 2 giờ chiều Nghỉ ngơi tới 5 giờ Thì An Du chuẩn bị tới bữa tiệc Lệ khiết từ từ tỉnh giấc Ngồi dậy nhìn anh hỏi Anh định đi đâu à Anh đi bàn việc Một lát em cùng Bạch Dương và Lục Hạ đi ăn tối nha Anh cùng Kim Tấn đi một lát sẽ về Vâng ạ An Du xoa đổ cô rồi rời đi Lát sau Bạch Dương và Lục Hạ mới vào phòng Lệ Khiết cũng đã chuẩn bị xong cho ngoại hình của mình. Lục Hạ nhìn Lệ Khiết liền hào hứng nói. Chú Tổng, hôm nay cô thật đẹp nhá. Đừng gọi tôi như vậy. Một lát ở bữa tiệc thì hai người cứ gọi tôi là Donan. Nhớ chưa? Cả hai cùng gật đầu, Bạch Dương thắc mắc hỏi. Chú Tổng à, cô không sợ Vương Tổng biết sao? Anh ấy biết thì làm sao? Cũng không thể giấu. Tôi như vậy mà giải quyết một mình được. Vậy cô còn bộ dạ phục nào không? Cho Lục Hạ mượn một bộ đi, trừ bộ váy cô ấy mặc chẳng đẹp chút nào bạch dương anh cũng không thể chê tôi một cách trắng trợn như vậy chứ lệ khiết quay người lại nhìn lục hạ thân hình của cô ấy và cô đều cùng một số đo lệ khiết vừa quan sát vừa suy nghĩ đi lại vali lấy ra bộ váy màu tím dài qua gối đưa tới cho lục hạ bộ váy này tôi vẫn chưa dùng đến tặng cho cô đấy vào thay đi chủ tổng cảm ơn cô không sau này sẽ gọi bằng chị đưa em gái này sau này mong chị chỉ bảo được vậy tôi có thêm chị em nha mau thay đổi đi sắp trễ rồi trong buổi tiệc an du đang ngồi nói chuyện cùng với cô câu nói của ông ta làm anh phải đen mặt vương tổng tôi có một đứa con gái vừa tới tuổi cập kê không biết anh có hứng thú hay không cô nan nhìn về phía sophia hiểu ý cô ta đi tới ngồi cạnh an du giọng nói ngọt ngào vang lên vương tổng tôi tên là sophia rất vui được làm quen với anh an du không vội trả lời mà đứng lên đi qua ghế bên cạnh, ngồi xuống. Giọng nói thở ơ của anh càng khiến cho Sophia muốn chinh phục. Tôi không hứng thú với phụ nữ khác. Vậy anh đã có vợ hay là bạn gái? Tôi cũng thuộc vào tốt người đẹp của thế giới còn gì, anh không biết sao? Không biết. Sophia thật sự không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Cũng chẳng muốn biết anh đang nghĩ gì. Cái cô ta muốn là chinh phục được người đàn ông này. Vương Tổng, hôm nay anh cũng đến có một mình, Ăn vụng bên ngoài cũng chưa chắc gì vợ anh đã biết. Mặt cô dày tới nỗi phải nói ra những lời như vậy sao? Bảo bối nhà tôi, cô không xứng để thay thế cô ấy đâu. Vương Tổng, anh cũng không thể nói như vậy với một cô gái được. Tôi... Thôi đi Sophia, Vương Tổng cũng đã từ chối. Tại sao phải ép bản thân làm gì? Cô nàng lên tiếng ngăn Sophia lại. Vẻ mặt tức giận của cô ta chẳng giấu được. Lúc này từ trên lầu, Lệ Khiết cùng Bạch Dương và Lục Hạ đi xuống. Vừa đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy được nơi anh ngồi. Lệ Khiết không vội đi tới bắt chuyện, cầm lấy ly rượu của phục vụ và cùng hai người phía sau chào hỏi những ông chủ nước ngoài. Lệ Khiết chào hỏi rất nhiều người, cũng mất rất nhiều thời gian. Cô cùng Bạch Dương và Lục Hạ đi tới chào hỏi ông Conan và Sophia. Giọng nói quen thuộc của cô vang lên làm anh chú ý. "Chào ông Conan và tiểu thư Sophia, rất vui được làm quen. Cô là Tôi là Donan." một tiểu thư người Anh, đến đây để gặp thêm nhiều đối tác nước ngoài. Donan, sao tôi chưa từng nghe đến? Có phải cô vừa mới vào lĩnh vực này không? Lệ khiết cười nhẹ rồi nhàn nhã trả lời. Sophia tiểu thư thật hiểu biết, tôi vừa vào lĩnh vực này thôi. An à Du nhìn vẻ mặt của cô thì có lẽ chuyện này đã bị cô tính toán. Chỉ là anh sợ mình không giữ được mạng mất, giấu cô, nhưng lại bị cô biết hết tất cả lệ khiết đưa mắt liếc nhìn an du một cái giọng nói ba phần chào hỏi bảy phần tức giận đây chẳng phải là vương tổng tập đoàn ở trung quốc ư thật vinh hạnh khi hôm nay lại biết nhiều người nổi tiếng như vậy cô cũng biết anh ấy sao anh ấy là chồng tương lai của tôi mau đến đây ngồi cạnh tôi này sophia lớn tiếng nói câu nói thành công khiến cho cơn tức giận của cô đạt tới đỉnh điểm nhưng ở đây lại đông người như vậy nếu như làm điều gì quá đáng thì chuyện không dễ xử lý An Du thức dậy đứng lên, đi tới kéo lệ khiết ôm vào lòng. Cậu nói đánh dấu chủ quyền của anh, khiến nhiều người có mặt một phen kinh hồn. Tôi có vợ rồi, cô ấy là vợ tôi. Đồ nàn và cũng là lệ khiết, chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Sophia, tôi tôn trọng ba, cho nên mới đến đây bàn chuyện hợp đồng. Nếu như hai người có ý đồ khác, thì xin lỗi, tôi không dành để chơi cùng hai người. Cô ta là vợ anh, lấy gì để tôi tin? Tôi mang thai rồi, Sophia tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ cô lại nói như vậy. Một câu khiến cho Sophia chết tâm. Bạch Dương và Lục Hạ đứng phía sau cũng kinh ngạc vì độ chịu chơi của cô. Cứ tưởng cô đến đây chỉ để cho An Du hú hồn một phen. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Thẩm tử và phương tiểu tuyết từ sau đi đến, ghé sát vào tay hai người thư ký quyền năng của cô, giọng nói như có như không. Còn nhiều chuyện mà các người phải kiếp sợ lắm, cứ từ từ mà tận hưởng. Bạch Dương và Lục Hạ giật mình khi hai người kia ở phía sau mình. Hai người đồng loạt gật đầu hiểu ý. Phượng Tiểu Tuyết bước lên đứng ngang với Lệ Khiết, giọng nói hướng về phía Sophia. Sophia, đã lâu không gặp. Phượng Tiểu Tuyết, cô cũng ở đây. Tôi đi cùng với Khiết Khiết. Cô là muốn lịch sử lập lại hả? Đụng vào người của tôi, thì cô cũng biết hậu quả như thế nào chứ? Cô ý hiếp tôi ư? Bây giờ cô đang ở địa bàn của tôi, còn lớn tiếng nói như mình là chủ sao? trước kia là do tập đoàn của tôi nhỏ bây giờ thì đã đủ khả năng để chơi trội cùng cô đấy phương tiểu tuyết vẫn như vậy không thay đổi gì chỉ là cảm thấy hứng thú với lời nói của sophia mà thôi lệ khiết đứng bên cạnh chẳng hiểu hai người họ là đang nói chuyện gì định bụng hỏi phương tiểu tuyết nhưng lại bị an du kéo đi còn để lại một câu tiểu tuyết em giải quyết nhanh một chút nhà mình không chơi vừa một đấu bốn thích thi chiều ok anh an du kéo lệ khiết ra sân thượng có vẻ như có rất nhiều chuyện muốn nói cô nhìn ánh mắt hướng về bầu trời của anh mà không nhịn được liền hỏi anh có chuyện gì muốn nói sao chị tiểu tuyết và sophia kia có chuyện gì vậy khiết khiết anh là không muốn giấu em chỉ là không muốn em lo lắng anh không nói thì càng khiến em lo nếu không phải lý nhất nói thì làm sao em biết còn một chuyện nữa em nói anh nghe nào lệ khiết nhìn anh đắm đuối cô dáng nhớ lại xem là chuyện gì lát sau cô cười nhẹ rồi trả lời là chuyện của mộ trạch đông sao anh ta cầu kết với cô nan và sophia một bên được anh một bên được em nhưng em lại cùng anh đến đây chuyện trong nước em giao cho lý nhất và điệp ninh vậy phương tiểu tuyết và thẩm tử tại sao cũng ở đây em không biết em cũng vừa gặp họ thôi an dô nhìn lệ khiết với ánh mắt tra hỏi rõ ràng cô chỉ biết tránh né chứ nào dám nhìn thẳng anh bất ngờ lên tiếng và tan không khí ngột ngạt này khiết khiết tại sao em lại biết mộ trạch đông đang âm mưu chuyện này anh nhớ là em gần đây không ra ngoài em em chỉ tình cờ biết thôi khiết khiết không ngoan anh đến phạt thế nào đây lệ khiết vừa nghe tới chữ phạt thôi đã sợ tới run người chỉ còn cách nói thật mới giữ được cái mạng nhỏ này thôi hôm đầu giá em gặp hắn ở nhà hàng chỉ là vô tình làm rơi khuyên tai nên mới biết chuyện của hắn vô tình sao lại trùng hợp như thế ai ra là em cố tình để lại cho hắn anh đã hài lòng chưa chúng ta xem như huề nhau Tại sao lại Huê? Anh cũng giấu em, em cũng giấu anh, chúng ta Huê. An à dù không nhịn được mà cười thành tiếng. Lệ khiết lâu lâu lại dở tính trẻ con khiến anh không đỡ được. Bạch Dương và Lục Hạ trở về phòng. Trên đường đi còn bắt gặp một người đàn ông say xỉn. Hắn đi tới gần Lục Hạ bắt chuyện. Cô gái, chúng ta vừa gặp nhau ở bữa tiệc. Anh có thể làm quen em không? Xin lỗi, đã khuya rồi tôi muốn nghỉ ngơi. Chỉ là làm quen thôi mà, có cần... Anh không nghe thấy à? Cô ấy cần nghỉ ngơi. Bạch Dương nằm lấy cánh tay muốn làm sang làm bậy với Lục Hạ. Vẻ mặt của cậu đã đen lại, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn. Anh là muốn tự đi hay là muốn lết đi? Tôi, tôi đi ngay. Vẻ mặt bây giờ của cậu còn đáng sợ hơn lúc lệ khiết giải quyết tiểu tam nữa. Lục Hạ kéo kéo áo cậu, giọng nói nhỏ nhẹ khiến cậu vơi bớt đi cơn giận. Thư ký Bạch, anh không khỏe sao? Sắc mặt của anh không tốt cho lắm. À, anh không sao. Em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Anh không sao thật hả? Em không yên tâm. Anh không sao thật mà, mau đi đi. Lục Hạ trần chờ một lúc rồi cũng rời đi. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà mỉm cười. Nửa đêm, Lục Hạ lén lút tới phòng của Bạch Dương. Muốn xem thử tại sao lúc nãy cậu lại nổi giận như vậy. Khi nãy cô ấy cảm thấy cậu như biến thành một người khác vậy. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Người bên trong đang chật vật với chuyện gì đó. Rất lâu mới mở cửa. Vừa nhìn thấy Lục Hạ, Bạch Dương muốn đóng chặt cửa lại, nhưng lại bị cô ấy ngăn cản, nhỏ nhẹ. Thư ký Bạch, anh bị sao vậy? Là em mà, đâu có ai ở đây đâu. Anh không muốn gặp em sao? Lục Hạ, không phải như vậy. Bây giờ đã khuya như vậy rồi. Em đi lại một mình sẽ không tiện. Với lại chúng ta đều mệt cả. Mau vào nghỉ ngơi đi. Là thật vậy sao? Bạch Dương gật đầu. Ánh mắt thở hững của cậu khiến cho cô ấy đau nhẹ ở trong lòng. Cảm giác mất mát lạ thường nhưng lại không thể giải thích được. Lục Hạ rời đi, Bạch Dương đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa ngồi xuống sàn. Hai tay ôm đầu, cảm thấy mình thật là hèn nhát. Người mình thích ngay trước mắt, vậy mà lại nhẫn tâm để cô ấy ra xa, xa hơn. Vậy mọi người đến đây là do có thiệp mời sao? Thế mà chẳng ai hay biết gì cả. Chị cũng không ngờ đến, người mời lại là cô nan đấy. Sophia cũng chẳng tin là chị có mặt ở đó. Mà hai người có xích mích gì ở quá khứ sao? Phương Tiểu Tuyên ngưng lại, ánh mắt đào qua đảo lại, chẳng dám nhìn thẳng vào lệ khiết. Thấy tình hình không ổn Nên cô đánh sang chủ đề khác Lý Nhất có nhắn tin cho hai người không? Không biết chuyện trong nước thế nào rồi. Ngày mai về nước, hai người họ nhất định sẽ không đấu lại mộ trạch đông. Với lại Điệp Ninh đang mang thai, động thai sẽ không tốt cho đứa bé. Tôi đặt vé rồi, sáng mai bay sớm. Thẩm tử nói xong cùng Phương Tiểu Tuyết về phòng. Lệ Kiết cũng mệt mỏi đi vào phòng tắm, thay nhanh bộ váy trên người ra. Đứng vài tiếng trong bữa tiệc khiến cả người cô ê ẩm hết, Thận chẳng muốn đi mấy bữa tiệc mà Cốc 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 An Du gõ cửa Chẳng biết là chuyện gì Nhưng không nói không rằng muốn mở cửa đi vào Không biết là vô tình hay cố ý Cửa đã bị cô khóa chặt Lệ khiết nhíu mày khó hiểu Nói từ trong vọng ra An Du Nếu như không muốn ngủ sofa thì ăn phận một chút cho em Nếu không Đến phòng ngủ chung phòng cũng không có đâu Nghe hiểu ý cô nói Anh không làm phiền nữa Đi tới ngồi xuống ghế mắt vẫn hướng về cửa phòng tắm, mỉm cười lắc đầu nói nhỏ. Đây là kiểu tổng tài sợ vợ trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình sao? Cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra, lệ khiết không quan tâm kẻ nào đó đang thất thần ở sofa mà đi tới giường ngủ. An Du nở nụ cười bất lực, nhìn về phía thân thể nhỏ nhắn ở trên giường. Bảo bối à, anh đói. Không hề có câu trả lời, người nào đó vẫn im lặng bất động. An Du kiên nhẫn nói tiếp. Vợ ơi, anh chưa được ăn khuya vẫn như cũ cô đã đi sâu vào giấc ngủ từ bao giờ an à, dù đi đến ngồi xuống mép giường nhìn cô đang say giấc anh không làm phiền nữa đáp chăn qua một lượt rồi cũng chui vào ôm lấy cô mộ trạch đông chẳng biết lấy đâu ra can đảm lại một mình đi tới chu thị tìm lệ khiết lý nhất là người tiếp đón vậy mà hắn ta còn không biết điều còn nói nặng lời với lý nhất người như anh mà cũng có tư cách tiếp đón tôi sao máu gọi lệ khiết ra đây mộ tổng Tôi là giám đốc điều hành ở đây, trụ tổng không có mặt, tôi là người tiếp đón anh là đúng. Còn về chuyện có tư cách hay không, anh không thể nói là được. Bụp! Mộ trạch đông tức giận với thái độ của Lý Nhất. Thế nhưng chẳng thể làm gì ngoài đập ban xả giận. Lý Nhất vẫn thong thả ngồi uống trà, mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Lý Nhất! Lâu không gặp lại, anh lại ngông cuồng như vậy. Có phải bị lây nhiễm với tính cách của An Du rồi không? Tất nhiên là không, bởi vì nói chuyện với người như anh không thể dùng tính cách bình thường mà đối đãi được. Khốn kiếp anh! Lý Nhất đưa tay lên, làm hành động im lặng. Ánh mắt hướng ra cửa, ý bảo hắn ta cố gắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Mộ trạch đông cũng nhìn theo, tiếng bước chân của nhiều người đang ngày một gần hơn. Ánh mắt lo sợ của hắn càng làm cho Lý Nhất phải hứng thú với màn kịch sắp diễn ra. Cạch, tiếng mở cửa phòng họp vang vọng, căn phòng to lớn vừa rồi chỉ có hai người. Vậy mà bây giờ lại như một đoàn phim sắp chiếu lệ khiết và an du dẫn đầu phía sau còn có năm người khác đội hình hùng hậu như vậy mỗi trạch đông lại chỉ có một người hẳn ta thấy mình có lẽ bị trúng kế vô thức cười lớn chỉ tay về phía tất cả mọi người nói lớn các người ỷ đông hiếp yếu tôi đến đây chỉ muốn gặp lệ khiết bàn chuyện các người mà muốn làm gì thì tôi sẽ kiện đấy vậy được anh mau đi kiện đi anh không thấy những kẻ đối đầu với tôi đều bị tôi tống vào ngục sao anh cũng không ngoại lệ đâu mỗi trạch đông lo sợ với câu nói đầy ẩn ý của lệ khiết nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh nhìn cô quát lớn lệ khiết cô không bằng không chứng muốn đưa tôi vào tù cô nghĩ mình là ai chứ phải rồi an du vợ anh để quên khuyên tai ở chỗ tôi tôi muốn trả lại cho chủ của nó đấy là bằng chứng anh muốn hại vợ chồng tôi đấy mộ tổng à an du không thèm để ý tới chuyện hắn vừa nói nhanh miệng nói ra tất cả để hắn phân tâm mộ trạch đông như hóa đá đưa tay mở nhẹ viên kim cương trên chiếc bông tay. Một máy ghi âm giấu kín bên trong đã hiện ra trước mắt. Hai mắt hắn mở to, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, miệng muốn cười nhưng lại chẳng cười nổi. Muốn khóc cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt. Bất lực đến cùng cực, hắn quăng bông tay xuống sàn, ra sức đạp lên nó và nói lớn. Đồ khốn kiếp, các người dám tính kế tôi, các người phải trả giá, lệ khiết, cố đi chết đi. Một trạch đông lao tới như một cơn gió, muốn thẳng tay bóp chết lệ khiết. An Du đã nhanh tay hơn, thẳng chân đạp hắn ngã ra sàn. Mộ trạch đông, anh chuẩn bị ăn cơm nhà nước đi. Còn muốn động vào vợ tôi, tội càng thêm tội. Mộ tổng, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới chuyện buôn bán người để lấy hợp đồng làm ăn. Còn có những chuyện anh đã gây ra với đối tác làm ăn và nhiều chuyện khác. Mời anh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra. Không, tôi không có, tôi thật sự không có. Các người không được bắt tôi, tôi không có tội mà, tôi không có tội tất cả đều đồng loạt nhìn theo hắn ta, ác giả ác báo, luật nhân quả không chừa một ai. Làm chuyện tán tận lương tâm rồi cũng sẽ trả giá cho những chuyện mình làm. Chị à, thông báo cho Mỹ Oánh, bảo cô ta đến đồn cảnh sát làm chứng cho chuyện của chị cô ta. Được, chị sẽ thông báo ngay. Mọi người vất vả rồi, Lý Nhất, Bạch Dương và Lục Hạ. Ba người được nghỉ ngơi ba ngày. Thông báo xuống dưới, tất cả nhân viên đều được nghỉ ngơi ba ngày. Tốt quá, chị khiết khiết thật tốt, chúng em sau khi nghỉ ngơi xong sẽ quay lại làm việc khăng hái hơn ạ à? mấy ngày sau lệ khiết đang hít thở không khí trong lành trong hoa viên một cô người làm vừa nhận thư chạy vào Hớt hải nói thiếu phụ nhân thiệp mời của cô à không là của phương tiểu thư và thẩm thiếu ạ à. thiệp thiệp cưới sao cô ta gật đầu sau đó đi vào nhà lệ khiên mở ra xem hình hai người in trên tấm thiệp ảnh cưới chụp tại nơi hai người lần đầu gặp nhau chạy vội vào nhà Cô đưa cho Đào Ánh Ngọc xem, bà vui vẻ nói. Nhanh vậy sao? Thế sau đám cưới của Tiểu Tuyết, mẹ sẽ tổ chức cho con và An Du. Hay, chờ ngày này lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp đến. Màu gọi cho An Du, ngày mai chúng ta đi chọn váy cưới, còn nữa. Mẹ à, chuyện đó tính sau đi. Chuyện cưới xin của chị Tiểu Tuyết, chúng ta cũng nên góp một tay chứ. Đúng, mẹ quên mất chuyện này. Nào, thay đồ, chúng ta đến phương gia một chuyến đi. An Du, Thẩm tử đã ôm vợ về nhà rồi Cậu cũng nên cho chúng tôi uống rượu mừng chứ Cậu ta ôm vợ về Còn tôi thì được vợ tới cửa tìm Hai người họ yêu nhau mấy năm Tôi vừa gặp đã kết hôn So sánh làm gì Cả hai đều hiện dấu ba chấm trên đầu Nói chuyện với người lạnh lùng với cả thế giới như anh Thì sao mà có thể nói lại Còn nói cái gì mà kết hôn ngay lần gặp đầu tiên Ông không lừa người ta Thì sao có chuyện kết hôn chứ Vợ cậu không muốn làm lễ cưới sao Cô ấy bảo làm hay không làm cũng không quan trọng. Quan trọng là cả hai đều yêu nhau và cũng đã có giấy kết hôn. Nhưng sao mẹ tôi có thể đồng ý chứ? à Du chẳng thèm nhìn mặt của hai người trước mặt, cũng chẳng có thời gian bàn chuyện cưới xin gì đó. Nhưng mà tiểu tuyết nhà tôi đã thiết kế xong váy cưới rồi, khiết kiết sẽ đổi ý thôi. Hai người nói xong chưa? Thẩm thị bị phá sản rồi sao? Lý nhất, cậu bị vợ tôi sa thải rồi à? Rảnh rỗi như vậy, mau về làm việc đi thẩm tử nhìn lý nhất nhún vai khó hiểu chẳng biết do đâu mà anh lại nổi giận như vậy thôi thì rút quân ở đây một lát lại chẳng thể về được tinh tin nhắn từ cô vợ bé bỏng nhắn đến vừa nhìn vừa cười hai người bên ngoài lại hóng hớt núp bên ngoài cửa ngó vào cậu nói xem sao cậu ta lại nổi giận với mình chứ lúc nãy đâu có nói gì quá đáng đâu chẳng nhớ vợ hay sao ạ chứ trước giờ làm gì có thôi về đi một lát cậu ta ném mình ra ngoài luôn đấy Lệ khiết từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Phương Tiểu Tuyết đang chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt. Cô đi đến ngồi cạnh cô ấy và hỏi nhỏ. Chị Tiểu Tuyết, chị đang làm gì vậy? Em đến chơi hả? Chị đang xem lại danh sách khách mời, toàn những người quen của ba và mẹ hai bên. Nhưng mà không biết sao lại nhiều hơn chị tưởng. Còn hơn dự lễ cưới của con trai tổng thống không bằng ấy. Có cần em giúp gì không? Phương Tiểu Tuyết đặt máy tính xuống bàn, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ váy trắng, đem đến cho cô rồi nói. Váy phủ dâu, em mau thử xem, chị thiết kế váy cưới cho em luôn rồi nha. Bận rộn như vậy mà chị cũng có thời gian cho váy phủ dâu sao? Bận thì bận, nhưng mà không thể quên của em gái như em được. Mau đi đi. Cầm theo chiếc váy đi vào phòng thay đồ. Lúc sau đi ra, vẻ đẹp này khiến cho người nào đó phải chú ý. Chẳng biết từ bao giờ, An Du và Thẩm Tử lại xuất hiện ở đây. thấy thế nào? Bộ váy này em dùng 20 ngày mới hoàn thành đấy. Anh đến khi nào vậy? chẳng phải anh đang làm việc sao cậu ta nhớ vợ lúc nãy còn nổi giận với tôi và lý nhất đúng là người có vợ có khác thật anh không có sao phương tiểu tuyết đánh anh ta một cái làm vẻ mặt giận dỗi với anh ta an à dù đi tới trước mặt cô nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê được vợ anh luôn luôn đẹp luôn luôn thu hút ánh nhìn của người khác không đẹp sao sao có thể chứ vợ anh thì ai cũng không đẹp bằng dẻo miệng chị tiểu tuyết như thế đã được chưa ạ à? Quá được luôn Đà lăng khác. Mới đó đã qua thêm một tuần, tiệc cưới của Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử cũng đã diễn ra. Khách mời đến vô cùng đông, hai nhà Thẩm Phương cũng được xem là có tiếng bậc nhất trong nước lẫn nước ngoài. Trong phòng thay đồ, Lệ Kiết và Phương Tiểu Tuyết đang được chuyên gia make up. Điệp Ninh ngồi bên cạnh mà cũng nôn nao, miệng cười không khép lại được. Khiết khiết, nghe bác Vương nói sau đám cưới của chị Tuyết sẽ đến lượt cô và An Du. Màu màu có tiền vui cho bác Vương Bác ấy trông lắm đấy Tôi biết chứ Nhưng mấy cái lễ nghi như thế này tôi thấy quá dườm già Không làm cũng được mà Này chị đã làm xong váy cưới cho em rồi Không được nói như vậy có biết không Công sức của chị em không thể phụ lòng như thế Cả ba cùng cười lớn Chị em lâu ngày gặp Nói chuyện vẫn ăn ý như ngày nào Chị yên tâm Mẹ em nhất định sẽ không bỏ qua bước làm lễ này Mẹ còn nôn hơn cả em nữa kìa Còn định làm tiệc cưới chung với chị nữa chứ Bác Vương thương em như con ruột An Du lại cưng sủng em như công chúa Được như em thì ai mà chẳng muốn lấy chồng Đúng đấy Tôi còn ngưỡng mộ cô nữa kìa Người như An Du cô gái nào chẳng mơ ước Giữ cho kỹ vào Sợ hở là có người bắt đi liền Sao có thể anh ấy á Có 10 lá gan thì cũng không dám Cô nên giữ lý nhất mới đúng Người đảo hoa như anh ta buồn ra làm mất đấy Giờ lành tới Phượng Tiểu Tuyết khoác tay ba mình đi vào lễ đường Bên dưới khán đài khách mời đều hò reo chúc phúc cho đôi trẻ phía trên. Thẩm tử đi tới, đón lấy tay Phương Tiểu Tuyết từ tay ba vợ. Ông nghẹn ngào, chào tay con gái mình cho con rể. Bà giao con gái của ba cho con. Nửa đời sau của con bé đều nhờ con chăm sóc. Bà tin, con sẽ không bỏ lỡ giữa chừng. Vâng ạ, à, con sẽ không phụ lòng của ba. Lệ khiết và An Du đi phía sau. Vẻ đẹp không thua kém gì với cô dâu chú rể. Phương Tiểu Tuyết và Thẩm tử đi tới trước cha xứ hai tay nắm chặt lấy nhau, hướng mắt về phía cha xứ chờ đợi. Lát sau, cha xứ rõng rạc nhìn cả hai nói. Cô dâu, con có bằng lòng lấy người đàn ông bên cạnh mình làm chồng. Cho dù có ốm đau hay bệnh tật, cho dù có nghèo khổ khó khăn, vẫn không từ bỏ. Con đồng ý. Chú rể, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ. Cho dù có ốm đau hay bệnh tật, cho dù có nghèo khổ khó khăn, vẫn không từ bỏ. Con đồng ý. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau. An Du đem đến hộp nhẫn cho thẩm tử. Nhận lấy chiếc nhẫn, anh ta lồng vào ngón tay áp út của Phương Tiểu Tuyết. Lệ Khiết cũng đi đến, đưa cho cô ấy một hộp nhẫn, cả hai cùng trao cho nhau chiếc nhẫn có một không hai. Ta tuyên bố, hai còn từ đây thành vợ chồng hợp pháp, hai con có thể hôn nhau. Thẩm tử ven chiếc khăn voan lên, cúi người hôn lên bờ môi đầy đạn của Phương Tiểu Tuyết, khán đài hò reo vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo, mọi người đều di chuyển tới khách sạn gần đó để dự tiệc. Những khách mời không được mời đến lễ đường đều tập trung ở khách sạn chờ. Lệ Kiên ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, trong lòng đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú. An à, dù đưa tay kéo cô vào lòng hỏi. Phiền lòng chuyện gì sao? Không có, chỉ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Không ngờ chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng phải, nhưng anh cũng nên cảm ơn Lâm Vĩ đã đẩy em đến bên anh. Anh còn dám nói, nếu không phải hợp đồng bị anh dở trò thì anh nghĩ em bị anh quấn lấy tới bây giờ sao? Vậy là do anh sao? Em dám nói mình không yêu anh không? Lệ khiết cười chờ, chuyện này cô thừa nhận mình thật sự yêu người đàn ông này. Chẳng biết từ bao giờ lại muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Bữa tiệc đông khách đến không nhìn ra ai với ai, lệ khiết chỉ chăm chú vào đống đồ ăn được bày biện trên bàn. Biết bao nhiêu là món, hấp dẫn đến không chịu được. Hưởng vị còn rất đặc biệt nữa. Chị khiết khiết, hôm nay chị đẹp lắm nha, Em nhìn mà còn mê nữa này. Hạ hạ, bao giờ mới tìm bạn trai đây, cũng đầu thừa chị bao nhiêu tuổi, nên thành ra lập thất rồi. Chị này cứ đùa em. Em không sợ ế, chị sợ gì chứ? Với lại, em được mẹ cho đi xem mắt nhiều lắm đấy. Lệ khiết uống nhanh ly nước bên cạnh, nhìn lục hạ. Thế chọn kỹ vào, đừng lựa đại là được. Vậy khi nào có bạn trai, sẽ đem tới cho chị xem mặt ạ. À. Còn bé này, ăn gì đó lót dạ đi. Bạch Dương đứng gần đó, nghe hết tất cả cuộc đối thoại của hai người, mặt cậu đen lại, cứ như ai đó đang dòm ngó thứ mình thích. Này, làm gì mà khó chịu vậy? Cái ly sắp bị cậu bóp nát luôn rồi kìa. Không có, nhưng có chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết nên làm sao. Thư ký quyền năng bên cạnh lệ khiết mà cũng có lúc vậy sao? Nói nghe xem nào. Lý nhất giả vờ châm chọc, vẻ mặt hóng chuyện, hơn mấy cái bà bán thịt ngoài chợ nữa. Làm sao? Để có thể theo đuổi người mình thích. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu. Lại là chuyện yêu đương. Cậu tìm đến tôi thì đúng người rồi đấy. Lý Nhất tự hào vỗ ngực xưng tên. Nói chuyện gì thì nói, nhưng chuyện này thì anh ta là chuyên gia luôn là đằng khác. Trước tiên, cậu nên quan sát cô ấy thích ăn cái gì, thích uống cái gì. Từ điểm đó mà đánh tiến. Những cô gái mà cuồng công việc, thì cậu nên gặp riêng hỏi chuyện công việc nhiều hơn. Sao anh biết tôi thích con gái? Lý Nhất ngừng một chút, đứng hình mất vài giây với câu nói của Bạch Dương, muốn rời đi cũng không được nhưng muốn ở lại cũng chẳng xong thế cậu thích con trai à bạch dương lắc đầu sau đó lại hỏi tiếp vấn đề nhưng làm sao để biết người đó có thích mình hay không vậy cậu phải quan sát biểu cảm của người đó mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu người đó sẽ luôn hỏi han cậu chủ động đến gần và bắt chuyện với cậu hoặc là cậu thử tiếp xúc với một người phụ nữ nào đó chỉ cần cô ấy luôn hướng về cậu thì cô ấy đang ghen đấy bạch dương gật đầu có lẽ đã hiểu được đôi chút về sự tình. Ánh mắt lại một lần nữa hướng về lục hạ. Ánh mắt vừa thâm tình, vừa dịu dàng, lại trong sáng đến khó tả. An à Du cùng thẩm tử tiếp khách. Rất nhiều người tới bắt chuyện, hỏi han về chuyện hợp tác. Cũng chẳng xem hôm nay là tiệc cưới hay là tiệc giao lưu doanh nghiệp nữa. Lý nhất cũng không khá hơn, cũng bị bao vây không ít. Những đối tác cũ với Lâm Vĩ cũng đến muốn hỏi chuyện hợp tác lại với Chu Thị. Lệ Khiết và Phương Tiểu Tuyết thì đỡ hơn một xíu, cũng chỉ giao lưu với mấy cô tiểu thư và phú bà, được hơn là không phải bàn chuyện công việc kinh doanh gì đó. Đến hơn 10 giờ, khách mời mới lác đác còn vài người, chủ yếu là những người quen của gia đình. Lệ Khiết mệt mỏi, dựa người vào An Du, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phương Tiểu Tuyết thay xong bộ váy rườm ra trên người, khi quay lại đã thấy Lệ Khiết ngủ thiếp đi, đi tới nhẹ nhàng nhìn An Du nói nhỏ: "Anh đưa Khiết Khiết về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho hai người rồi." Vậy bọn anh đi trước nhé. An Du bế bổng cô lên, ra khỏi khách sạn, một đường thẳng về vương gia. Đào Ánh Ngọc đã về từ sớm, cũng đã yên giấc trên phòng. Không muốn kinh động tới mọi người, anh không bật đèn mà đi thẳng lên phòng. Đặt cô lên giường, anh hồn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ. Bảo bối ngủ ngon. Sau tiệc cưới của Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử, Đào Ánh Ngọc đã không còn ngồi yên nữa, bắt tay vào, chuẩn bị lễ cưới cho con trai và con dâu mình. Lễ kia thấy bà đi sớm về khuya, cứ nghĩ đã tìm được nơi nào đó vui vẻ, nên ít khi ở nhà. Thế nhưng, An à dù cũng y như vậy. Đi sớm về khuya, quan tâm đến cô ít đi rất nhiều. Hôm nay, cô quyết định gọi điện hỏi Phương Tiểu Tuyết. Thế nhưng người bắt máy lại là thẩm tử. Anh ta giả vờ trêu chọc cô. Chú Tiểu Thư, hôm nay rảnh rỗi tìm vợ tôi đi shopping sao? Chị Tiểu Tuyết đang bận sao ạ? À? Không bận, gọi tìm cô ấy làm gì? Lệ Khiết thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định hỏi anh ta. Tôi muốn hỏi, anh và chị Tiểu Tuyết có biết An Du bận chuyện gì không? Cứ đi sớm về khuya, mẹ tôi cũng thế. Vậy là cô không biết rồi. Cô diễn viên gì đó mới nổi danh đeo bám cậu ta đấy. Không chặt, thì mất như chơi nha. Anh đùa tôi sao? An Du chưa từng giấu tôi chuyện gì cả. Thẩm tử thấy mình đã dụ cô thành công, thế là được đà lấn tới, châm dầu vào lửa. Cô nghĩ chuyện này có thể đùa sao? Tôi nghĩ cô là chị em tốt với vợ tôi, cho nên tôi mới nói. Nếu không thì sống để bụng chết mang theo Tút 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 Lệ khiết thẳng tay cúp máy Thẩm tử thấy chuyện chẳng lành Muốn gọi lại nhưng đầu dây bên kia lại bận Lúc này Phương Tiểu Tuyết dưới lầu đi lên Nhìn anh ta hỏi Ai gọi đến sao Lệ khiết vừa gọi đến Anh chỉ đùa một chút thôi Thẩm tử kể lại cho cô ấy nghe Thế là cả hai phải cùng nhau tới Vương Thị một chuyến Trên đường đi còn gọi điện báo trước cho An Du Nghe tin anh giận tới đỏ mặt Mọi chuyện anh giấu mấy ngày nay xem như tiêu tan. Đúng lúc anh vừa cúp máy xong, một tiếng bụp mạnh vang lên ở bên ngoài. Cô vợ bé nhỏ nào đó đã đạp mạnh vào cánh cửa đáng thương kia. Vẻ mặt giận dữ của cô khiến cho anh phải khiếp sợ. Lần đầu thấy cô giận tới mất lý trí như vậy. An dù cố gắng kiềm chế nỗi sợ, lên tiếng hỏi cô. Vợ, em đến đây có chuyện gì vậy? Sao không báo trước? Anh cho người đón em. Tôi đến đây mà cũng cần báo trước sao? Phá hỏng chuyện tốt của anh à? Chuyện tốt á? À? Chuyện tốt là chuyện gì chứ? Lệ Kiết uống cạn đi nước trên bàn, tiếp tục tra hỏi anh. Mấy nay anh làm gì? Cứ đi sớm về khuya như vậy, không phải nhìn trúng em diễn viên kia rồi chứ? Hả? Em nghe ai nói linh tinh thế hả? Anh làm gì có để ý ai? Là thẩm tử nói cô diễn viên gì đó đang đeo bám anh, bảo em giữ chặt anh lại. Em tin ư? Lệ Kiết ngây thơ gật đầu, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì khi thấy thẩm tử của phương tiểu tuyết đi vào anh ta đi đến nhẹ nhàng giải thích với cô nghe xong cô thật sự muốn cắn người cơn thịnh nộ như núi lửa sắp bùng phát thẩm tử cố gắng trấn an cô nếu như cơn giận này thực sự bùng nổ vậy thì xem như anh ta chán sống rồi lệ khiết cô bình tĩnh chút an à, dù đang giấu cô làm lễ cưới đấy mấy ngày nay đều là vì chuyện này hả chuyện này thành công thu hút sự chú ý của cô cơn thịnh nộ gì đó vậy mà lại chẳng thấy đâu nữa cô nhìn anh anh nhìn cô cả hai không nói thêm gì nữa, bởi vì chỉ nhìn vào mắt đối phương, cả hai có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Rất nhanh đã tới ngày trọng đại của lễ khiết. Tỷ cô mất cả ba và mẹ, kể cả người yêu trong một đêm. Nhưng bù lại, cô lại có một anh chồng vô cùng cưng chiều mình, một người mẹ chồng vô cùng tâm lý. Còn có những người bạn không bao giờ bỏ cô. Công việc và danh vọng lại đứng trong tốp, vừa hạnh phúc lại vui vẻ. Tiệc cưới được tổ chức trên một quần đảo tình yêu một nơi du khách đều lui đến rất đông. Những vị khách được mời mới có vinh dự đến đây xem tiệc cưới có một không hai này. Lệ Khiết và An Du bước xuống từ trực thăng, nam thành nữ tú cùng nhau bước vào lễ đường. Các vị khách bên dưới đều vỗ tay chúc mừng. Hôm nay là ngày trọng đại của Vương Tổng, vậy mà lại không có lấy một báo chí nào. Đào Ánh Ngọc không muốn tiệc cưới này bị cánh nhà báo đưa tin. Chỉ những người được mời đến mới biết được chuyện này. Trà sứ đứng trên bục cao, hướng về phía cả hai và bắt đầu đọc. Cô dâu, con có bằng lòng lấy người đàn ông bên cạnh mình làm chồng, cho dù có ốm đau hay bệnh tật, cho dù có nghèo khổ khó khăn vẫn không từ bỏ. Con đồng ý. Chú rể, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh làm vợ, cho dù có ốm đau hay bệnh tật, cho dù có nghèo khổ khó khăn vẫn không từ bỏ. Con đồng ý. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Lục Hạ và Kim Tấn cùng nhau đem nhẫn đến, cả hai cùng trao cho nhau chiếc nhẫn quan trọng nhất trong ngày cưới. Ta tuyên bố, hai con từ đây thành vợ chồng hợp pháp, hai con có thể hôn nhau. An Du đưa tay ôm eo cô, kéo nhẹ chiếc khăn voan, cối người hồn vào bờ môi nhỏ nhắn của Lệ Khiết. Tiếng cười nói bên dưới càng vang vọng hơn. Tiếp theo là tiết mục ném hoa cưới. Lệ Khiết quay người đưa lưng về phía khán đài, những người muốn bắt hoa cưới đều tập trung lại một chỗ, những người khác đều tránh sang một bên. Lệ Kiết để ý thấy Bạch Dương và Lục Hạ cũng tham gia. Cô cố ý nhắm trúng Bạch Dương mà ném. Đúng như dự đoán, hoa cưới cứ thế bay thẳng tới chỗ cậu. Tuy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Bạch Dương đem bó hoa tới quỳ xuống trước Lục Hạ. Mọi người đều cùng họ gieo thích thú, vừa được ăn cưới, vừa được xem tiết mục tỏ tình. Hạ hạ, có lẽ hơi đường đột, nhưng anh muốn nói em có đồng ý lấy anh không? Lạc hạ vừa ngượng ngùng, vừa vui vẻ, tuy hơi bất ngờ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc em đồng ý cả hai cùng thích nhau nhưng lại không dám bày tỏ với nhau nhưng may mắn là không bỏ lỡ nhau lý nhất đứng từ xa nhìn lắc đầu nói không theo đuổi gì mà lại kết hôn luôn sao vậy anh đã theo đuổi em đâu nhưng chúng ta khác họ mà